không lan đình ngọc đâu. Kiều Ngưng nói ra, Hoàng thượng đã nói không phải, chúng ta nên tin tưởng Hoàng thượng. Hoàng thượng dạng này người là khinh thường nói dối, lại nói, người bây giờ không so với trước xoắn suýt những thứ vô dụng này đồ, vật, người tốt nhất tu luyện tới cửu trọng thiên, đây mới là người lớn nhất phải làm sự tình. Người nói đúng, là quân nhìn Kiều Ngưng liếc một chút, nói ra. Tiếp theo, là quân hít sâu một hơi, sau đó quyết định đem chuyện này trước ném đến sau đầu, rất nhanh la quân cùng kiều ngưng trở lại thiếu uy phủ tại thiếu uy trước phủ la quân cùng kiều ngưng vừa vừa xuống xe lập tức liền có một tên nha hoàn chào đón thiếu uy tướng quân cứu mạng nha hoàn kia lập tức liền quỳ đi xuống la quân cùng kiều ngưng tinh tế dò xét nha hoàn này la quân nói ra ta giống như cũng không nhận biết ngươi nha hoàn kia nói ra thiếu uy tướng quân nô tỳ là vũ hầu phủ nha hoàn là như ý tỷ để nô tỳ đi cầu ngài hiện tại mỹ nương tỷ tỷ bị tam công tử giam lại mỗi ngày tra tấn ngài không đi nữa cứu mỹ nương tỷ tỷ mỹ nương tỷ tỷ sẽ chết la quân cùng kiều ngưng nghe vậy quá sợ hãi nha hoàn khóc nói ra thiếu uy tướng quân cầu ngài mau cứu mỹ nương tỷ tỷ đi la quân không khỏi lửa giận công tâm nhưng kiều ngưng lại tỉnh táo nhiều nàng nói ra niếp mỹ nương chính là lục công tử người vì cái gì tam công tử muốn tra tấn niếp mỹ nương nha hoàn nói ra bởi vì Lục công tử biết mị nương tỷ tỷ tại thiếu uy phủ khai phủ thời điểm tới qua, Lục công tử trong cơn tức giận liền đem mị nương tỷ tỷ đưa cho Tam công tử. Tam công tử lúc đầu muốn đem mị nương tỷ tỷ nạp làm tiểu thiếp, thế nào biết mị nương tỷ tỷ thề sống chết không chịu, thế là Tam công tử trong cơn tức giận liền đem mị nương tỷ tỷ bắt lại, đồng thời nhốt tại kho củi bên trong, mỗi ngày đều đánh đập mị nương tỷ tỷ. Tam công tử còn không cho mị nương tỷ tỷ ăn uống, chính là muốn mị nương tỷ tỷ chịu thua có thể mỹ nương tỉ tỉ cận kề cái chết. nói đến đây, nha hoàn đã khóc không thành tiếng. lẽ nào lại như vậy? la quân giận tím mặt. hắn nói liền muốn qua vũ hầu phủ. kiều ngưng lập tức ngăn lại la quân. nàng nói ra, la quân, người khác xúc động. la quân nhìn về phía kiều ngưng, hắn nói ra, ta biết khả năng này là bọn họ độc kế, cũng biết ta chuyến đi này căn bản quản không vũ hầu phủ ra sự. nhưng nếu như cái kia bị bắt người là ngươi ta cũng như thế hội mệnh đều không muốn đi cứu ngươi. Kiều ngưng sướng sờ sướng sờ, sau đó, nàng hít sâu một hơi, nói ra, tốt, ta cùng đi với ngươi. Là quân ngơ ngẩn, hắn nói ra, không, ngươi không thể đi, ta không thể mỗi lần đều muốn ngươi kéo lấy đi chịu chết. Kiều ngưng cười một tiếng, nói ra, nếu như là ta muốn đi được nguy hiểm sự tình, ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn sao. Là quân nói ra, không thể. Kiều ngưng nói ra, cái kia chẳng phải kết huống hồ chúng ta dưới mắt đều là trước mặt hoàng thượng hồng nhân vũ hầu phủ cũng phải có kiêng kỵ la quân nói ra vậy được rồi đi cùng lúc đó kiều ngưng đánh ra bản thân đại bằng kim sĩ sí nguyên thần nàng nguyên thần trong nháy mắt phụ đến nha hoàn kia trên thân thể nguyên thần phụ tại người khác trên thân thể là một kiện rất lợi hại không thoải mái sự tình mà lại bời vì không vừa vặn cũng sẽ để thân thể đối phương bị tổn hại bất quá trong thời gian ngắn vấn đề cũng không lớn ngươi làm cái gì vậy la quân không hiểu kiều ngưng nói ra hoàng thành chi nội nguyên thần không được bay loạn ta đây là để nguyên thần phụ đến nha hoàn này trên thân thể sau đó để nha hoàn này lập tức qua thông báo lan đình ngọc đi qua dù sao lan đình ngọc vẫn là vũ hầu phủ một viên để lan đình ngọc đi qua la quân khẽ nhíu mày kiều ngưng nói ra lan đình ngọc coi như không giúp chúng ta nhưng hắn cùng vũ hầu luôn luôn cũng không hòa thuận có thể làm cho vũ hầu không thoải mái sự tình, hắn nhất định rất tình nguyện làm. Là quân trong lòng một đoàn loạn ma, hắn gặp Kiều Ngưng đã quyết định làm như thế, liền cũng thì không nói thêm lời. Nửa giờ sau, là quân cùng Kiều Ngưng đi vào vũ hầu phủ. Cái kia võ bên ngoài hầu phủ mặt, có thủ vệ chấn giữ. Thỉnh cầu thông báo, thiếu uy tướng quân cầu kiến lan hầu ra. Kiều Ngưng trước ôm quyền hướng những thủ vệ kia nói ra. La Quân cũng là nỗ lực nhịn xuống tức giận, hắn biết dưới mắt chỉ là xúc động cùng nổi giận giải quyết không bất cứ chuyện gì. Thủ vệ kia gặp La Quân còn ăn mặc quan phục, hai người liếc nhau về sau, bên trong một cái nói ra, các ngươi chờ một lát. La Quân cùng Kiều ngưng ước chừng chờ 5 phút đồng hồ, sau 5 phút, thủ vệ kia trước tới nói, hầu ra không tại, hai vị ngày mai lại đến đi. Không tại, La Quân mày nhíu lại đến càng sâu. Kiều ngưng nói ra, hầu ra không tại, chúng ta muốn gặp tam công tử. Thủ vệ kia nao nao, theo rồi nói ra, tốt, mời tướng quân chờ một chút. La quân gật đầu, kiều ngưng từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, nàng biết dưới mắt la quân tuy nhiên mặt ngoài tỉnh táo, nội tâm lại là trái bỏng. Lúc này, nàng nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Thủ vệ kia lại qua 5 phút đồng hồ, sau 5 phút đến đây. Tam công tử cho mời hai vị, thủ vệ nói ra. La Quân cùng Kiều Ngưng nhìn nhau, hai người theo thủ vệ tiến vào Vũ Hầu phủ. Cái này lúc sau đã là đêm khuya, võ trong hầu phủ lại là đèn đuốc sáng trưng. La Quân cùng Kiều Ngưng tại một tòa độc lập trong nhà nhìn thấy Tam công tử Lan Trung một. Lan Trung một thân lấy hoa phục, nhã nhặn. Tại bên cạnh hắn còn có nha hoàn hầu hạ. Tam công tử, La Quân xông Lan Trung liền ôm quyền. Lan Trung một nhìn một chút La Quân, hắn lần này thật không có bao cỏ lại là không tại la quân trước mặt kiêu căng liền đi theo liền ôm quyền nói ra là tiểu tướng quân đêm khuya tới đây không biết cần làm chuyện gì la quân nào nào hắn lập tức liền cảm thấy được không thích hợp bởi vì la quân trước đó là gặp qua lan trung một cái này lan trung một tính cách hung hăng càn quấy lấy hắn tính cách thấy mình hẳn là trực tiếp mở trào phúng hình thức cũng hội mỉa mai chính mình cái này ra nô tại sao lại tới thế nhưng là lan trung một cũng không có như này cái này đã nói lên, phía sau có người tại bầy mưu đặt kế hắn. trong nháy mắt, là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. người sau lưng là ai, ai tại bầy mưu đặt kế? là Lan Thiên Cơ vẫn là Lan Kiếm Nhất, bọn họ đến ý muốn như thế nào? là quân trong lúc nhất thời cũng nghĩ không rõ lắm. lúc này, là quân còn chưa mở miệng, Kiều Ngưng liền nói ra, Tam công tử, chúng ta cùng Nhiếp Mị Nương là bạn tốt. hôm nay đến đây, chính là muốn nhìn một chút Nhiếp Mị Nương không biết tam công tử có thể hay không thay an bài. Đương nhiên có thể, Lan Trung một mỉm cười, nói ra. Hắn sảng khoái như vậy đáp ứng, là quân cùng Kiều Ngưng đều cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá mặc kệ như thế nào, có thể nhìn thấy Niếp Nghị Nương luôn luôn tốt. Kiều Ngưng nói ra, vậy làm phiền tam công tử. Lan Trung một đạo, dễ nói. Tiếp theo, hắn vung tay lên, liền phân phó cái kia phục thị hắn nha hoàn, nói ra, để bọn hắn đem Niếp Mị nương cái kia tiện tỳ dẫn tới. Vâng, công tử gia." Nha Hoàn đáp. Chỉ một lúc sau, hai tên gia nô áp lấy toàn thân áo đen Niếp Mị nương đến trong phòng khách. Trong phòng khách ngọn đèn sáng ngời. La Quân nhìn thấy Niếp Mị nương lúc, toàn thân hắn huyết dịch đều ngưng kết. Niếp Mị nương quần áo tả tơi, lộ ở bên ngoài trên da toàn bộ đều là vết roi, bao quát trên mặt nàng cũng là nhìn thấy mà giật mình vết roi. Mới ngắn ngủi hơn nửa tháng không thấy niếp mị nương đã gầy đến như xương bọc da nàng cả người tiều tụy như tiều tụy cái này nơi đó còn là hắn chỗ nhận biết niếp mị nương a à. nàng đến nhận như thế nào cha tấn lúc này niếp mị nương suy yếu ngẩng đầu nàng trông thấy la quân cùng kiều ngưng nhất thời nàng như cho tàn đồng dạng ánh mắt bên trong hiện lên hy vọng chi sắc la quân niếp mị nương suy yếu hô nàng bị ném xuống đất lúc này nàng muốn đứng lên lại căn bản là không có cái này khí lực la quân nước mắt trong nháy mắt thì tràn mi mà ra cái này một cái chớp mắt la quân đau lòng tới cực điểm hắn đi đến nhiếp mị nương trước mặt đem nhiếp mị nương ôm vào trong ngực nhiếp mị nương đau đến rên rỉ lên bất quá nàng cực lực nhịn xuống la quân bận bịu buông nàng ra đau lòng nói ra ta làm đau ngươi nhiếp mị nương diêu đầu nói ra ta không sao ta mang ngươi đi la quân nói ra nhiếp mị nương gật gật đầu La Quân liền đem nhiếp mị nương ôm ngang mà lên, quay người liền muốn rời khỏi. Kiều Ngưng trong lòng cũng là phẫn nộ, cho nên nàng lúc này cũng không ngăn cản La Quân. Chờ một chút, Lan Trung thấy một lần hình, hắn lạnh xuống sắc mặt quát. La Quân không để ý đến Lan Trung một, trực tiếp rời đi cái này tòa nhà tòa nhà. Làm càn, Lan Trung một giận tím mặt. La Quân cùng Kiều Ngưng mang theo nhiếp mị nương cũng không có đi ra bao xa, sau đó, cái kia Trung bá còn có quản gia hóp, cùng hầu phủ mấy tên khách khanh cao thủ đều đi ra. Bọn họ ngăn lại la quân cùng kiều ngưng đường đi. Hóc một thân trường sam màu xanh, ánh mắt của hắn nhàn nhạt, là tiểu tướng quân, ngài mặc dù là mệnh quan triều đình, nhưng vũ hầu phủ tựa hồ cũng không phải ngài có thể làm càn địa phương. Làm sao, ngài hiện tại đến thánh sủng, liền không đem chúng ta nhà hầu ra để vào mắt sao? Trung bá cũng mở miệng, hắn nói ra, là tiểu tướng quân, ngân sa vương, các người đây là tự tiện xông vào tư nhân cấm địa. Mà lại còn muốn mạnh mẽ bắt đi ba chúng ta công tử tiểu thiếp, cho dù chúng ta ở chỗ này đem bọn ngươi ngay tại chỗ giết chết, tin tưởng Hoàng thượng cũng sẽ không trách tội chúng ta. Là quân dứt khoát đem nhiếp mị nương trực tiếp để vào đến giới tu di bên trong. Trên tay hắn nhẹ nhõm về sau, liền đối mặt hóp cùng trung bá, ta không biết các ngươi hôm nay bày xuống trận thế này đến là muốn làm gì, nếu như các ngươi mục đích là muốn giết ta, vậy liền động thủ đi. Nếu như không phải, các ngươi thì nói cho ta biết, muốn như thế nào mới có thể để cho ta mang đi Niếp Mị nương." Hóp nói ra, là tiểu tướng quân nói giỡn, tuy nhiên ngươi cử động lần này không hợp quy củ. Nhưng chúng ta làm sao cũng sẽ không như thế chu sát mệnh quan triều đình. Nhưng là bất kể như thế nào, Niếp Mị nương đều là tam công tử tiểu thiếp. Ngươi mang đi nàng, cái này tính là gì? Cho dù ngươi bây giờ có thể mang đi, nhưng chúng ta nhất định sẽ báo cáo thánh thượng tin tưởng thánh thượng bên kia cũng tự có phán xét đến muốn như thế nào mới có thể để cho ta mang đi niếp mị nương la quân cắn răng hỏi làm sao cũng không thể lan trung vừa đi ra hắn cười lạnh một tiếng nói ra chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta hầu phủ thiếu ngươi thứ gì sao chúng ta chính là muốn để ngươi nhìn lấy niếp mị nương nhận hết tra tấn nhưng ngươi lại cái gì đều làm không ha 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 la quân trong mắt phun ra lửa giận bất quá cũng không phải hoàn toàn không cho ngươi cơ hội. Lan Trung một chợt cười to đứng lên, hắn một chân thực sự ở bên cạnh trên khóm hoa, sau đó nói, chỉ cần ngươi từ ta cái này dưới hông quỳ chui qua, vậy ta liền để ngươi đem nhiếp mị nương mang đi. Lan Trung một, ngươi muốn chết, kiều ngưng giận tím mặt. Không muốn, nhiếp mị nương bỗng nhiên thì từ dưới tu di bên trong chui ra, nàng vẫn luôn đang quan sát tình huống bên ngoài. Nghe vậy về sau, nàng lập tức liền đem la quân tay nắm lấy. Nàng là biết La Quân trong lòng là cỡ nào tự ngạo Dạng này ngông nghênh kiên cường một người Sao có thể làm ra chuyện thế này đến La Quân lại là không để ý tới Niếp Mị Nương Hắn nhìn về phía Lan Trung một Nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi Lan Trung sướng sờ sướng sờ Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói một chút Lại không nghĩ rằng La Quân thì thật đáp ứng Điều này hiển nhiên không phải tại kế hoạch bên trong sự tình La Quân, ngươi, Kiều Ngưng muốn nói cái gì lại lại không biết nên nói cái gì. Niếp mị nương nắm chắc la quân tay, nàng châu mục đích dưng dưng, nói, không muốn, ta tình nguyện chết, cũng không cần nhìn ngươi chịu nhục. La quân nhẹ nhàng đẩy ra niếp mị nương tay, hắn nói ra, đáng tiếc ta không thể nhìn ngươi bị tra tấn mà chết. Sau đó, la quân liền tới đến lan trung một mặt trước. Lan trung xem xét lấy la quân, la quân cũng không nói chuyện. Hắn liền chuẩn bị quỳ đi xuống. Đến nước này, là quân không muốn xen vào nữa chính mình ngạo khí cốt khí mặt mũi tất cả mọi thứ hết thảy đồ vật cùng niếp mị nương mệnh so ra đều không đáng giá nhắc tới kiều ngưng hốc mắt đỏ niếp mị nương nước mắt từng viên lớn rơi xuống giờ khắc này nàng thật hận mình ngay cả trung bá họp bọn họ đều có chút chưa tỉnh hồn lại tựa hồ dạng này một khắc cũng không tốt cười nhưng lại có dị dạng nặng nề cũng nhưng vào lúc này tại la quân mắt thấy muốn quỷ đi xuống thời điểm. Một cái ngột ngạt thanh âm truyền đến, dừng tay. Là lan thiên cơ thanh âm. Sau đó, mọi người liền lần theo thanh âm nhìn sang. Người đến lại là lan thiên cơ cùng lan đình ngọc. Kiều ngưng thấy một lần tình này hình, liền minh bạch là lan đình ngọc chuyển đến lan thiên cơ. Gặp qua hầu ra, cả đám lập tức quỳ xuống. Hóp, trung bá còn có lan trung một cũng lập tức hành lễ. Là quân hơi hơi hoảng hốt nhìn về phía Lan Thiên Cơ. Là quân, người mang theo Niếp Mị Nương đi thôi. Lan Thiên Cơ từ tốn nói. Sau đó, hắn còn nói thêm, Khuyển Tử vô lễ, ngày khác định để hắn đến nhà xin lỗi. Là quân thật sâu nhìn một chút Lan Thiên Cơ cùng Lan Đình Ngọc, hắn hướng Lan Thiên Cơ làm một lễ thật sâu, nói ra, mà tướng đa tạ hầu ra thành toàn. Hắn đồng thời cũng nói với Lan Đình Ngọc, cảm ơn. Lan Đình Ngọc sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nói ra, không cần. Tiếp theo, là quân liền đem Niếp Mị Nương ôm ngang mà lên, sau đó cùng Kiều ngưng rời đi. Mới chỉ đi ra hai bước, là quân liền nghe được một bà tai vang lên thanh âm. Là Lan Thiên Cơ tại đánh Lan Trung Một, đồ hốn trướng. Lan Thiên Cơ khiển trách một tiếng. Tại Vũ Hầu Phủ trong thư phòng, Lan Đình Ngọc cũng tại. Đồng thời, Lan Trung Một, Hóp, Trung Bá cũng đều tại. Khác biệt là... Lan Đình Ngọc là đứng tại Lan Thiên Cơ bên người, mà Lan Trung một, hóp, Trung Bá lại là đứng tại đối diện. Nghịch tử, quỳ xuống, Lan Thiên Cơ lệ quát một tiếng. Lan Trung nhất tâm gan đều tang, lập tức quỳ đi xuống. Ai bảo ngươi làm như thế? Lan Thiên Cơ trầm giọng hỏi. Lan Trung một nói gấp, là lục đệ, là lục đệ ý tứ. Lục đệ nói là quân cái kia tạp chủng hại hắn quá sâu, nhất định phải làm cho la quân thống khổ, hắn biết là Quân để ý nhiếp mị nương, liền muốn ra cái này biện pháp tới. Lan Thiên Cơ giận đập bàn đọc sách, hắn thực tại bất minh bạch, chính mình anh minh cả đời, làm sao sinh nhi tử lại là cái cái bao cỏ. Duy nhất làm được việc lớn chính là Lan Đình Ngọc, có thể mình cùng hắn lại là khúc mắc nan giải. Hóp, Trung Bá, các ngươi chẳng lẽ cũng không có đầu óc, phải bồi bọn họ hồ nháo sao? Lan Thiên Cơ ánh mắt đến hóp cùng Trung Bá trên thân. Hóp cúi đầu nói ra, Lão gia, cái kia là quân sát thực quá mức vô lễ, lão nô cũng muốn cho hắn cái giáo huấn đây. Hồ Đồ, Lan Thiên Cơ quát lớn. "Về sau, Lan Thiên Cơ nói ra, "Hopp, ngươi là ta cái này phủ thượng quan gia. Ngày sau, nếu như lại có nghịch tử dám làm sằng làm bậy, ta muốn đầu ngươi." Hopp bị kinh ngạc, lập tức nói, "Vâng, lão gia." Hắn cũng liền minh bạch, lần này Lan Thiên Cơ là động thật giận. "Còn có ngươi chung bá, ngươi ta lâu như vậy" chẳng lẽ còn không biết cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Lan Thiên Cơ lạnh lùng nói ra. Lão nô no biết sai, Trung Bá nói gấp. Đều ra ngoài đi, Lan Thiên Cơ phất phất tay, đồng thời còn nói thêm, nghịch tử này, kể từ hôm nay đuổi ra hầu phủ, đuổi ra hoàng thành. Lúc nào thành dụng cụ, lại để cho hắn quay lại. Lan Thiên Cơ thật sự là đối cái này mấy cái nhi tử thương tâm thất vọng tới cực điểm, hắn biết, chỉ là giam lại những này đã đều không đủ lấy chân nhiếp bọn họ cho nên Lan Thiên Cơ dứt khoát nhẫn tâm xuống tới. Phụ thân, phụ thân, Lan Trung vừa nghe nói không khỏi hãi nhiên thất sắc, hắn lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhất thời liền là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, tốt không thương tâm. Lôi đi, Lan Thiên Cơ quát. Phụ thân, Hải Nhi biết sai, Hải Nhi biết sai a. À. Lan Trung vừa khóc nói. Nhưng lúc này, Trung bá đã trực tiếp đem Lan Trung vừa nhắc tới đến, mang ra thư phòng, họp cũng lui ra ngoài. Cái kia trong thư phòng liền chỉ còn lại có Lan Thiên Cơ cùng Lan Đình Ngọc. Phụ thân đại nhân, cái kia hài nhi cũng cáo từ. Lan Đình Ngọc thật sâu vái chào, nói ra. Lan Thiên Cơ nhìn về phía Lan Đình Ngọc, hắn nói ra, người đối là cha thành kiến vẫn là sâu như vậy. Lan Đình Ngọc nói ra, hài nhi không dám. Lan Thiên Cơ cũng là tâm cao khí ngạo người, làm sao có thể tại Lan Đình Ngọc trước mặt yếu thế, hắn phất phất tay, nói ra, đi thôi. Lan Đình Ngọc nói ra, vâng, phụ thân đại nhân. Hắn quay người liền ra thư phòng. Ra thư phòng trong nháy mắt, Lan Đình Ngọc trong lòng là cười lạnh. Lan Thiên Cơ à, Lan Thiên Cơ, lúc trước ta bị đủ kiểu khi dễ thời điểm, người chẳng quan tâm. Bây giờ gặp ta ra mặt, liền muốn vãn hồi, vĩnh viễn không có khả năng. Lan Thiên Cơ sau đó phải đi hối lỗi đường. Tại hối lỗi trong nội đường, Lan Kiếm Nhất đang khoanh chân ngồi tĩnh tỏa. Lan Thiên Cơ vừa tiến đến. Lan kiếm nhất trong mắt liền hiện lên vẻ vui mừng, hắn đứng lên, cung cung kính kính chắp tay hô, phụ thân đại nhân. Lan thiên cơ lạnh lùng nói, quỳ xuống. Lan kiếm nhất bị kinh ngạc, nhưng hắn cũng không dám nghịch lại phụ thân, thế là thì ngoan ngoãn quỳ đi xuống. Là người đem niếp mị nương hứa cho lão tam, sau đó để lão tam tra tấn niếp mị nương. Lan thiên cơ hỏi, Lan kiếm nhất rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn nói ra, vâng, phụ thân đại nhân. Lan Thiên Cơ nói ra, tam ca của ngươi đã bị là cha trục xuất hầu phủ, cũng không thể lại vào hoàng thành. a à, Lan Kiếm nhất hãi nhiên thất sắc, hắn nói ra, phụ thân đại nhân, ngài đây là vì cái gì? Chẳng lẽ cái kia là quân phách lối, Niếp mị nương ăn cây táo rào cây sung, hài nhi giáo huấn một chút bọn họ, có lỗi sao? Sai, mười phần sai, Lan Thiên Cơ lạnh lùng nói ra. Lan Kiếm nhất sửng sốt. Lan Thiên Cơ nói ra, ngươi làm như thế, chứ có thể buồn nôn la quân một phen, còn có đừng có dùng chỗ sao. Nếu như ngươi đem hắn xem như người địch nhân, đối thủ của ngươi. Như vậy ngươi muốn làm liền là tiêu trừ hắn địch ý, làm hắn vui lòng. Không có tuyệt đối nắm chắc đưa hắn vào chỗ chết, vậy liền tuyệt ra tay với không muốn. Đây mới là một cái nam nhân trưởng thành phải làm sự tình. Lan kiếm nhất thân thể chấn động, hắn lập tức nói, phụ thân, hài nhi biết sai. Lan thiên cơ nói ra, lúc đầu là cha đối ngươi rất có hy vọng, nhưng ngươi sở tác sở vi quá làm cho là cha thất vọng. Nếu như ba năm này hối lỗi đường tỉnh lại cũng không thể để ngươi trưởng thành, vậy sau này ngươi thì cùng tam ca của ngươi một dạng, rời đi hoàng thành đi. Như thế không còn dùng được nhi tử, không cần cũng được. Sau đó, Lan Thiên Cơ quay người phẩy tay áo bỏ đi. Thiếu uy trong phủ, nhiếp mị nương một hơi ăn năm cái ngưng tuyết đan. Những này ngưng tuyết đan tự nhiên đều là kiều ngưng. Niếp mị nương tuy nhiên thủ thương nghiêm trọng, nhưng nàng cũng là thái hư lục trọng thiên cao thủ, cho nên tại ngưng tuyết đan trợ giúp dưới, thương thế khôi phục được vô cùng. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, liền nhìn trên người nàng vết sẹo bắt đầu phục hồi như cũ. Dù sao, ngưng tuyết đan cũng không phải phàm phẩm A. Một đêm qua đi, nhếp mị nương thương thế khỏi hẳn, trên thân vết roi hoàn toàn biến mất. Nàng ra thịt so với trước kia càng thêm tốt, mà lại tu vi cũng nhảy lên đến thái hư thất trọng thiên đây hết thảy đều tất cả đều là cái kia ngưng tuyết đan công lao. nhiếp mị nương tiếp lấy qua tẩy một cái tắm, sau đó thay đổi một thân quần màu đen. Nàng cả người lại trở nên diễm quang tứ xạ, mị lực mười phần. Là quân cùng kiều ngưng cũng là một đêm không ngủ, bọn họ đều trông coi nhiếp mị nương. Đến lúc này, là quân cùng kiều ngưng mới buông lỏng một hơi. Tia nắng ban mai vẩy chiếu vào thiếu uy phủ trong đình viện, ngay tại đình viện chỗ trong đình, La Quân để Bích Nguyệt chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. La Quân cùng Kiều Ngưng chờ đợi Niếp Mị Nương đến đây. Kiều cô nương, cảm ơn ngươi ngưng tuyết đan. La Quân từ đáy lòng nói ra. Kiều Ngưng cười nhạt một tiếng, nói ra, giữa chúng ta còn cần khách khí sao? La Quân nói ra, giữa chúng ta là không cần khách khí, có thể ngưng tuyết đan là cho Mị Nương. Kiều Ngưng nói ra, nàng là bằng hữu của ngươi, liền cũng là bằng hữu ta. Và lại, mị nương là cái không tệ người la quân cười một tiếng kiều ngưng bỗng nhiên thật sâu nhìn la quân liếc một chút nàng nói ra nếu như hôm qua lan thiên cơ trễ đuổi tới Người thật muốn quỷ xuống chui khố sao la quân sửng sốt hắn trong mắt lóe lên một tia đắng chát hắn nói ra ta cũng không thể thật sự vì chính mình tự tôn liền nhìn lấy mị nương qua thụ như vậy cha tấn a hắn đón đến nói ra nếu là lúc trước ta sẽ không như thế làm Ta là thả chết chứ không chịu khuất phục tính tình. Hôm nay ngươi tra tấn Mị Nương, ngày khác ta cũng nên cho ngươi còn trở về. Nhưng là kinh lịch lạc ninh sau chuyện này, ta mới phát giác được cái gì cũng không sánh nổi còn sống. Nếu là Mị Nương bởi vậy chết, ta chính là lại thế nào qua báo thù, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Kiều Ngưng nói ra, người thật là biến rất nhiều, nhưng ta cũng không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu. Người nói người tu đạo, Thái thượng vong tình có thể người ta cuối cùng đều là hữu tình người, có lẽ chúng ta vĩnh viễn cũng đến chẳng nhiều tối cao chi cảnh. Hai người đang khi nói chuyện, Niếp Mị nương tới. Nàng vừa đến, chính là làn gió thơm đập vào mặt. Trước kia Niếp Mị nương là thành thuộc rung động lòng người, cũng là tràn ngập mỹ hoặc hình. Nhưng bây giờ Niếp Mị nương lại giống như là rửa sạch duyên hoa. Mị nương, ngồi." là Quân cùng Kiều Ngưng đồng thời đứng lên, nghênh đón Niếp Mị nương nhập tỏa. Niếp Mị Nương liền thì ngồi xuống, nàng cũng không theo La Quân cùng Kiều Ngưng nói cảm ơn, chỉ là nói, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Kiều Ngưng liền cười một tiếng, nói ra, cũng không có trò chuyện cái gì. Nàng đón đến, nói, Mị nương, về sau ngươi vẫn đợi tại Thiếu Uy phủ đi. Lần này Lan Thiên Cơ đều mở miệng, hầu phủ đám kia cỏ bao công tử ca chắc hẳn không còn dám lỗ mãng. Niếp Mị Nương trong lòng sinh ra hướng tới chi tình, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, có thể chứ? La Quân nói ra, đương nhiên có thể, cái này thiếu uy phủ là nhà chúng ta, nhưng cũng không phải là ta một người nhà A. À. Niếp Mị Nương mỉm cười. La Quân còn nói thêm, bất quá Mị Nương, đối với Lan Kiếm Nhất, người còn có nhớ nhung sao? Niếp Mị Nương nói ra, từ hắn đem ta đưa cho Lan Trung một một khắc kia trở đi, ta cùng hắn ở giữa ân tình cũng đã toàn bộ ân đoạn nghĩa tuyệt. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, vậy quá tốt. Kiều ngưng nghĩ đến cái gì, làm theo nói ra, hiện tại đại thuận nước bên kia, đang đối đại khang dụng binh. Đại thuận phía sau, có Vân Thiên Tông tại trợ giúp. Vân Thiên Tông là càng ngày càng dung không được chúng ta đại khang, triều đình cũng chính là lúc dùng người. Là quân, chúng ta vẫn là muốn tận lực nhiều mời chào cao thủ, lớn mạnh thiếu uy phủ. Dạng này hoàng thượng phân phó xuống tới, chúng ta cũng có đắc lực nhân thủ có thể đi làm. Là quân nói ra, không sai, bất quá muốn muốn mời chào ra dáng cao thủ, cũng không rất dễ dàng a à. kiều ngưng nói ra từ từ sẽ đến ta cũng có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp chúng ta muốn để thiếu uy phủ tại trong hoàng thành tránh thức đặt chân đứng lên niếp mị nương nói ra đáng tiếc ta tu vi thấp giống như không giúp đỡ được cái gì la quân nói ra ai nói ngươi có thể trong phủ giúp chúng ta quản lý tốt nội vụ chuẩn bị hết thảy nha niếp mị nương cười một tiếng ba người liền từ trò chuyện vui vẻ mạt Kiều Ngưng nói ra, lần này Mỹ Nương được cứu, vẫn là muốn nhờ có Lan Đình Ngọc đây. La Quân sướng sờ sướng sờ. Kiều Ngưng biết La Quân tâm tư, nàng nói ra, tại không xác định trước đó, người muốn thả dưới thành kiến không phải. Nhân tình tới lui, nên như thế nào liền phải thế nào đi làm. Không thể để cho người nói chúng ta thiếu uy phủ không hiểu lễ nghĩa. La Quân nói ra, ừm, ta đợi chút nữa chọn tốt lễ vật liền dẫn mị nương qua lan đình ngọc trấn viễn phủ đến nhà nói lời cảm tạ. Nhếp mị nương nghe vậy thì có chút kỳ quái, nói ra, thành kiến. Là quân người cùng lan đình ngọc có cái gì thành kiến? Là quân nói ra, việc này nói rất dài dòng, có cơ hội lại nói cho người đi. Nhếp mị nương liền cũng thì không hỏi tới nữa. Là quân nghĩ đến cái gì, hắn xuất ra nhếp mị nương đưa hạt trâu màu đen, nói ra, mị nương, hạt trâu này đến là cái gì? chúng ta giống như cũng không nhận ra, mà lại ta lấy cho thiên chỉ các người, bọn họ cũng không nhận ra được đây. Niếp Mị Nương nói ra, ta cũng không biết đây là vật gì. Là có một lần giúp Lan Kiếm nhất qua biên cương xử lý một cọc nhiệm vụ thời điểm, ta tại trong một cái sơn động trông thấy một vị lão giả sắp phiên tịch. Lão giả kia không biết tu luyện cái gì không, đem chính mình lấy tới đèn cạn dầu cấp độ. Hắn sau cùng đem hạt châu này cho ta, nói muốn ta trở thành hắn truyền nhân. Ta còn không có đáp ứng, Lão giả kia liền đã chết. Thế là, hạt châu này vẫn tại trên tay của ta. Nàng đón đến, tiếp tục nói, lão giả kia không tên không họ, trên thân không có bất kỳ cái gì manh mối. Ta cũng không biết hắn đến là ai. Lúc ấy, ta đem lão giả kia mai táng về sau, liền rời đi biên cương. Lúc đầu ta còn dự định đem hạt châu này cho Lan kiếm nhất, nhưng là ma xui quỷ khiến, ta về sau thì chính mình lưu lại. Lần này gặp ngươi khai phủ, ta muốn đưa ngươi ít đồ nhưng lại nghĩ không ra đưa cái gì tốt, sau cùng ta liền dứt khoát đem hạt châu này tặng cho ngươi. Là quân quan sát cái này hạt châu màu đen, nói ra, thật sự là kỳ quái đồ, vật, rõ ràng hẳn là có chứa đại năng lượng, lại cái gì đều cảm giác không thấy. Niếp mị nương nói ra, hạt châu này cùng ta không có cơ duyên gì, có lẽ ngươi đến lúc đó có thể phát huy kỳ hiệu đây. Là quân cười một tiếng, nói ra, mặc kệ như thế nào, ta đều rất lợi hại ưa thích thứ này niếp mị nương nở nụ cười xinh đẹp thân ở thiên châu đây là một cái không giống với thế giới bao la địa phương tại thế giới bao la bên trong chiến tranh là khoảng cách dân chúng rất xa xôi một đề tài chí ít tại hoa hạ là không có cái này lo lắng nhưng là ở trên trời châu thì khác biệt thiên châu là một cái loạn thế phong vân bất cứ người nào đều có thể trở thành loạn thế anh hùng sau một tháng hoàng thành phát sinh hai chuyện lớn Chuyện làm thứ nhất chính là Đại Thuận nước cùng Đại Khang chiến tranh hoàn toàn bạo phát, Đại Thuận đại quân một đường thảo phạt, liên phá Đại Khang 13 tòa thành trì. Đại Thuận nước thiết kỵ thế như trẻ tre, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đại Khang nước bên này, rất nhiều cao thủ, chiến tướng, sát thần chờ một chút, đều chết tại Đại Thuận nước bên kia thiết kỵ phía dưới. Lần này, Đại Thuận nước bời vì cùng Đại Khang tại trên biên cảnh phát sinh ma sát, sau cùng cái này ma sát càng lúc càng lớn, chiến tranh hoàn toàn bạo phát mà bây giờ tinh tế cứu đến, trận chiến này không khỏi đánh cho có chút không khỏi rượu. Bởi vì nguyên nhân cụ thể tất cả mọi người nói không ra, nhưng chiến tranh chính là như vậy hoang đường bạo phát. Trên thực tế, là nguyên nhân gì cũng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, trận chiến tranh này là nhất định phải muốn đánh, là Vân Thiên Tông hy vọng Đại Thuận đến đánh. Vân Thiên Tông đứng tại Đại Thuận nước phía sau, đây là một cái công khai bí mật. Lần này, Đại Thuận nước Trinh Đông Đại Nguyên soái gọi là nghe đạo. Nghe đạo đồng thời còn là đại thuận thái sư, quốc sư, hắn tại đại thuận chính là quyền khuynh triều giã người, đồng thời cũng là đại thuận quốc trung đệ nhất cao thủ. Tương truyền nghe đạo đã là tầng 10 cao thủ, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Cho nên lần này, nghe đạo ấn xoái, đại khang nước dù cho làm chuẩn bị, nhưng cũng là trở tay không kịp. Phía đông sát phân thập tam thành toàn bộ thất thủ, lại nhắm hướng đông mà đến, dưới ngũ thành, chính là trực tiếp đại khang hoàng thành chỉ cần nghe đạo đem hoàng thành cầm xuống, đem hoàng đế hiên chính hạo giết chết, lớn như vậy khang quốc đem không còn tồn tại. Tình thế nhưng nói là cực nghiêm tuấn. Trinh đông đại quân ở trên trời vân thành phía trước tạm thời dừng bước lại, đại quân hơi chút chỉnh đốn. Mà những ngày này, mang đến triều đình cấp báo là một phong tiếp lấy một phong. Triều giã thượng hạ, chỉ trích nhau nhau, các đại thần, dân chúng sợ hãi không thôi. Đây là tháng này phát sinh chuyện làm thứ nhất kiện sự tình thứ hai chính là thần tộc cửu hoàng tử lạc thiên hóa đến đây bái kiến hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế hiên chính hạo tại tảo triều thời điểm, tiếp kiến lạc thiên hóa. Một ngày này, là quân, Lan Đình Ngọc cũng tới vào chiều sớm. Đây là hoàng thượng ý tứ. Trước đó, là quân là mang nhiếp mỹ nương tự mình đến chấn viễn phủ qua đến nhà nói lời cảm tạ. Lan Đình Ngọc sắc mặt nhàn nhạt, cũng nói ra, không cần phải khách khí. Là quân cũng phát hiện, Lan Đình Ngọc là loại kia dù cho người muốn cùng hắn thân cận, nhưng cũng thân cận không nổi người. Lan Đình Ngọc là vô ý thức đem người cử chỉ ở ngoài ngàn dặm. Lúc đó, La Quân rất muốn hỏi lại hỏi Lan Đình Ngọc liên quan tới như thế nào giết chết đồ văn đạo sự tình. Nhưng cuối cùng, La Quân vẫn là nhịn xuống qua. Phần này hoài nghi, La Quân quyết định chôn sâu tâm. Hiện tại nếu như xác định Lan Đình Ngọc là hung thủ, đối với La Quân tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Huống chi, Hoàng thượng cũng nói hung thủ không phải Lan Đình Ngọc. Lại nói lúc này, trên triều đình, tia nắng ban mai vẩy chiếu vào, các đại thần phân hai một bên đứng vững, sau đó cùng một chỗ triều bái hoàng thượng. Hoàng thượng một thân long bào, sắc mặt hắn y nguyên nhàn nhạt, nhạt, tựa như ngày đó Vân Thành nguy cơ không có quan hệ gì với hắn. Lạc Thiên Hóa dáng dấp anh tuấn tiêu sái, hắn lấy hoa phục, chậm rãi mà vào. Lạc Thiên Hóa mang hai tên thủ hạ đến đây bất quá cái kia hai tên thủ hạ cũng không thể nhập cái này chính vô cùng lớn điện, đành phải tại đại điện bên ngoài chờ đợi. Lạc Thiên Hóa sau khi đi vào, chính là làm vái chào, nói, thần tộc Lạc Thiên Hóa, gặp qua đại khang hoàng đế. Hoàng thượng ngồi ngay ngắn thượng thủ, hắn nhìn về phía Lạc Thiên Hóa, lại là không mở miệng. Mà hoàng thượng bên cạnh biên lão thái giám vũ văn chính lại là hét lớn một tiếng, nói ra, lớn mật sứ giả, gặp ta đại khang hoàng đế, là sao không quỳ. Lạc Thiên Hóa nao nao, hắn nhìn một chút hoàng đế, chỉ gặp hoàng đế sắc mặt lãnh đạm, liền cảm giác không ổn. Bất quá cái này là Thiên Hóa cũng là có ngạo khí người, chỉ nghe hắn lạnh giọng nói ra, ta chính là thần tộc sứ giả, đại biểu cửu u thiên đế, lại là thần tộc hoàng tử, há có thể hướng nhân gian đế hoàng quỳ xuống. Vũ Văn Chính liền muốn lại mở miệng, hoàng thượng dương dương tay, ra hiệu Vũ Văn Chính im lặng. Vũ Văn Chính lập tức không còn dám lỗ mãng. Hoàng thượng nhìn về phía Lạc Thiên Hóa, hắn nói ra, Lạc Thiên Hóa, người đại biểu cửu U Thiên Đế, nhưng người dù sao không phải cửu U Thiên Đế. Bất quá, xuống không được quỳ, cái này đều không trọng yếu. Chấm dầu có thiên hạ, giáo hóa tứ phương, cũng sẽ không cùng người cái này man di thất phu chấp nhận. Phía dưới là Quân lập tức cũng cảm giác được bên trong vi diệu, phải nói sở hữu quan lại nhóm đều phát giác được vi diệu. Cái kia chính là hoàng thượng đối vị này thần tộc hoàng tử cũng không khoái lạc thiên hóa không phải người ngu hắn tự nhiên cũng cảm giác được hắn đường đường thần tộc hoàng tử thế mà bị một cái nhân gian đế hoàng gọi là man di thất phu đây là to lớn nhục nhã a à. lạc thiên hóa trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ hắn rất nhớ phát làm nhưng là hắn lại cực lực nhịn xuống dù sao hắn tới là có chính sự đại khang hoàng đế lạc thiên hóa hít sâu một hơi hắn nói ra ta lần này tới là đại biểu thần tộc mà đến ta hy vọng các ngươi có thể cấp cho ta phải có tôn trọng, thần tộc không dung bất luận cái gì nhục nhã. Hoàng thượng từ tốn nói, tôn trọng vật này là lẫn nhau, dựa theo ta đại khang lễ tiết, bất luận cái gì sứ giả gặp chấm đều muốn được ba quỷ chín bái chi lễ. Hắn đón đến, nói, cho nên, người cũng không cần theo chấm xoắn suýt tôn này trọng hai chữ, nói đi, có chuyện gì. Lạc thiên hóa không khỏi nghẹn lời, hắn theo rồi nói ra, đại khang hoàng đế, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng chính ngươi tình cảnh. Bây giờ đại thuận nước đại quân áp cảnh, lại công ngũ thành, liền có thể trực đảo Hoàng Long. Người hoàng đế này đến lúc đó làm thành, không làm được, vẫn là ẩn số. Lớn mật cuồng đồ, Lan Thiên Cơ lập tức quát lớn, dám can đảm ở trên triều đình, đối hoàng thượng khẩu suất cuồng ngôn. Hoàng thượng lại là không tức giận, hắn cười một tiếng, nói ra, Lan Ái Khanh, ngươi để hắn nói. Hoàng thượng, Lan Thiên Cơ bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về tại chỗ, hoàng thượng nhìn về phía lạc thiên hóa nói ra đúng chấm rất rõ ràng chấm tình huống cho nên chỗ lấy các người thần tộc dự định trong này làm điểm cái gì hoặc nói là cướp lấy điểm cái gì lợi ích lạc thiên hóa nói ra rất đơn giản chỉ cần hoàng đế ngươi đem thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp về trả cho chúng ta thần tộc như vậy chúng ta thần tộc liền cam đoan tại lần này trong chiến tranh tuyệt không nhúng tay vào trái lại hoàng đế ngươi như khư khư cố chấp như vậy thần tộc cũng sẽ phái ra cao thủ đến đối phó các người đại khang triều đình ta không tin các người đại khang triều đình có thể có đồng thời cùng đại thuận nước vân thiên tông còn có thần tộc khiêu chiến bản sự bất kỳ thế lực nào đều không có đủ bản sự này các vị đại thần nghe vậy lập tức nghị luận ầm ý lúc này bọn họ tựa hồ mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng đến mức nào liền cũng tại đây là hoàng thượng nói ra tốt người nói cho hết lời a à. lạc thiên hóa nao nao theo rồi nói ra, nói xong. Hoàng thượng đột nhiên thì đứng lên, hắn nói ra, người nói cho hết lời, vậy liền nên chấm tới nói. Cũng là tại lúc này, hoàng thượng trong mắt tuôn ra tinh quang, trên người hắn tản mát ra một cỗ nói không nên lời uy nghiêm tới. Lúc này hoàng thượng lại không là bình thường mặt mũi hiền lành hoàng thượng, hắn đi xuống bậc thang, liếc nhìn chúng đại thần liếc một chút, sau đó nói, chấm, biết, biết gần nhất mấy ngày nay, liệt vị quan lại đều đang nghị luận, tất cả mọi người tại đánh lấy chính mình riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt. Có người nói, đại khang muốn xong, đã có người chuẩn bị kỹ càng che phủ hành lý, còn có người bắt đầu ở âm thầm liên hệ đại thuận nước bên kia thân thích. Đều tại tìm cho mình đường lui. Nhất thời, một chút đại thần trên mặt xanh một trận, đỏ một trận. Có đại thần bắt đầu run rẩy lên. Hoàng thượng tiếp tục nói, chấm từ không tới có, từ lúc trước suy yếu lâu ngày đại khang nước đi đến bây giờ, cái này bên trong kinh lịch nhiều ít sinh tử gian nguy, chấm chính mình cũng không thể đếm hết được. Cho nên, đến giờ này ngày này, chấm càng không có có thể sợ đồ, vật. Vân Thiên Tông muốn chiến, Đại Thuận Nước muốn chiến, Thần Tộc muốn chiến, được, thì cùng đi đi, chấm hôm nay ở chỗ này toàn tiếp xuống. Chấm hôm nay tuyên bố, chiều hội về sau, lập tức ngự giá thân trinh, thảo phạt Đại Thuận Nước. Ngự giá thân trinh, cái này vừa nói đến, chiều giã sôi trào. Hoàng thượng, Ngài chính là vạn kim chi thể, sao có thể thân phó tiền tuyến mạo hiểm, cái này tuyệt đối không thể a. À. Lập tức có lão thần công quỳ xuống ngăn cản. Chấm Ý đã quyết, bất kỳ người nào đều không được nhiều lời, người vi phạm trảm lập quyết. Hoàng thượng phẩy tay áo một cái bào, lạnh giọng nói ra. Hắn tiếp lấy cười lạnh một tiếng, còn nói thêm, chấm biết, chấm quyết định để rất nhiều người giật mình. Cũng biết, có rất nhiều trong lòng người đang nói, những năm này chấm qua quá thuận cho nên đã bắt đầu không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Các ngươi muốn cho rằng như vậy, chưa chắc không thể. Chấm ngang dọc nhiều năm, chưa bại một lần qua, như lần này đại thuận nước, vân thiên tông, thần tộc liên thủ làm cho chấm bại một lần, chấm cũng coi là đạt được ước muốn. Đại khang hoàng đế, người quá cuồng vọng, lạc thiên hóa thân thể run nhẹ nhẹ, hắn nói ra. Càng ngông cuồng hơn còn ở phía sau, hoàng thượng cười lạnh một tiếng, sau đó nói, lan ái khanh, cho chấm đem cái này Lạc Thiên Hóa cầm xuống. Ngươi dám? Lạc Thiên Hóa nổi giận, trong lòng của hắn đồng thời hoảng sợ, chính là quát lên, ta chính là thần tộc hoàng tử, các ngươi sao dám? Lan Thiên Cơ thân thể lóe lên, cũng đã đến Lạc Thiên Hóa thân sau. Lạc Thiên Hóa cũng là cửu trọng thiên sơ kỳ cao thủ, há có thể khoanh tay chịu chết. Cầu hoàng đế, ta cùng ngươi liều." Lạc Thiên Hóa lại là hướng phía hoàng thượng đánh tới, nhưng hắn thân thể vừa mới đập ra qua lan thiên cơ cũng đã đè lại bả vai hắn oanh một chút lạc thiên hóa bị lan thiên cơ theo quỳ trên mặt đất trong nháy mắt lạc thiên hóa liền mất đi tất cả lực lượng cái này một cái chớp mắt lan đình ngọc trong mắt lộ ra vẻ kinh dị hắn là lần đầu tiên trông thấy phụ thân xuất thủ lại không nghĩ rằng phụ thân tu vi đã đến lợi hại như vậy trình độ bất động thanh sắc ở giữa liền đem cửu trọng thiên sơ kỳ cao thủ bắt được đây là một phen như thế nào tu vi a à? La Quân cũng là âm thầm líu lưỡi, hắn phát hiện mình còn là xem thường Lan Thiên Cơ. Đem vậy bên ngoài hai tên thần tộc tùy tùng gọi tiến đến. Hoàng thượng lần nữa hét lớn một tiếng. Thế là, cái kia hai tên thần tộc tùy tùng liền bị gọi tiến chính thiên trong điện. Cái kia hai tên tùy tùng vừa tiến đến liền nhìn thấy lạc thiên hóa bị tóm ở. Cái này hai tên tùy tùng bỗng cảm giác không ổn, lập tức tâm thần run dày. Quỳ xuống, cái kia vũ văn chính hét lớn một tiếng. Cái này hai tên thần tộc tùy tùng cảm nhận được đại điện bên trong vô thượng uy nghiêm, lập tức dọa đến chân mềm nhún, sau đó thì quỳ đi xuống. Các ngươi cửu hoàng tử lạc thiên hóa, bị chấm chụp. Hoàng thượng nhạt lạnh lẽo cái kia hai tên tùy tùng nói ra, các ngươi trở về cùng các ngươi đại điện hạ giảng, chấm hoan nghênh hắn cùng đại thuận quốc, cùng vân thiên tông cùng đi cùng chấm đối nghịch. Nếu là muốn cứu trở về lạc thiên hóa, liền tới đánh bại chấm đi. Từ đầu đến cuối, hoàng thượng cũng không hướng thần tộc sách bất kỳ yêu cầu gì cái kia hai tên tùy tùng cứ như vậy bị đuổi đi mà lạc thiên hóa bị hoàng thượng giam giữ tiến thận hình ti ngay sau đó hoàng thượng hạ đạt các hạng mệnh lệnh hoàng thành chi nội từ vũ hầu cùng văn đợi cộng đồng giám quốc hoàng thượng làm theo trang bị nhẹ nhàng mang lan đình ngọc la quân kiều ngưng còn có vệ vô kỷ tiến về thiên vân thành qua hướng thiên vân thành cái này nhóm cao thủ liền đều là lấy hoàng thượng tử kim thần long liễn sa. Cái này tử kim thần long liễn sa chính là thượng cổ thần khí, có thể ngày đi vạn lý. Cũng mà còn có cường đại chân long chi khí, nếu là thiên tử sử dụng này xe, lực sát thương kinh người. Vào lúc ban đêm, hoàng thượng một đoàn người liền đến thiên vân trong thành. Thiên vân thành cùng sát vân thập tam thành là một cái đường danh giới, đại thuận quân đội đánh hạ sát vân thập tam thành về sau lại đến Thiên Vân Thành liền phải đi qua một cái hẻm núi lớn. Cái kia hẻm núi lớn vô cùng ảnh hưởng hành quân, đây cũng là đại thuận quân đội tại sao muốn dừng lại chỉnh đốn nguyên nhân. Mà Thiên Vân Nội Thành, thủ thành tướng lãnh gọi là canh chấn Nam. Thiên Vân Thành đối với Đại Khang tới nói, cực trọng yếu, có thể nói là Đại Khang môn hộ. Cho nên canh chấn Nam cũng là hoàng thượng khâm tuyển, cái này canh chấn Nam chính là cửu trọng thiên trung kỳ tu vi cao thủ, thủ hạ còn có thập bát kim cương vương tăng thêm thiên vân nội thành lại có tinh nhuệ đại quân 5 vạn, bởi vậy thủ dậy thành chỉ đến, đó là vô cùng lợi hại. Ở cửa thành chỗ, lại có đại trận bảo vệ, chính là tuyệt đỉnh cao thủ đến đây, muốn phá thành, cũng là rất khó. Ngày này châu bên trong, chính là tiên giới vị trí. Thủ thành công thành, cũng không thể cùng thế giới bao la thời cổ đánh đồng. Ở trên trời vân thành bên trong, canh chấn nam chỉ phụ trách quân đội, mà quản lý thiên vân thành vận chuyển thì là trực đái tổng đốc đại nhân, phiền thành công. Hai người này hợp tác, đem thiên vân thành quản để ý đến ngay ngắn rõ ràng. Lúc này, thiên vân thành chỗ cửa thành, đại trận đã phát động, canh chấn nam cùng hắn thập bát kim cương vương còn có còn lại quân đội cao thủ, cùng quan binh thay phiên phòng thủ. Hoàng thượng cả đám trực tiếp buông xuống đến trong cửa thành. Canh Trấn Nam còn có phiền thành công biết được Hoàng thượng Đích Thân tới tin tức về sau, lập tức đem người đến đây liền tại trong cửa thành, cái kia nghe hỏi bách tính cũng toàn bộ tới. Canh chấn nam đám người cùng bách quan, cùng bách tính toàn bộ quỷ gối trước mặt hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế, thanh âm này là đều nhịp, là quần tình sục sôi. Giá trị này nguy nan thời khắc, đương kim thánh thượng đích thân tới, cái này cực lớn ủng hộ sĩ khí. Là quân cùng Lan Đình Ngọc còn có kiều ngưng, vệ vô kỵ đều sau lưng hoàng thượng, bọn họ cũng quỳ theo xuống dưới dạng này vinh hạnh đặc biệt là thuộc về hoàng cái trước người. Vũ Văn Chính cũng là quỳ đi xuống. Hoàng thượng một thân minh hoàng áo choàng, hắn đứng ở trong sân, còn chưa mở miệng, cũng đã uy nghi khắp nơi. Chấm, tới, hoàng thượng chậm rãi mở miệng, nói tiếp, chấm đến, sở hữu xâm phạm ta đại khang người trong nước, nhất định phải trả giá đắt. Chỉ cần chấm tại, thiên vân thành thì tuyệt sẽ không phá. Ngô hoàng vạn tuế, phía dưới thanh âm lại lần nữa vang lên sau đó, hoàng thượng liền cùng canh chấn nam, còn có phiền thành công qua trên tường thành. La quân một đoàn người tự nhiên đi theo ở một bên. Trong bóng đêm, trên trời sao lốm đốm đầy trời. Thành tường bên ngoài là minh mông cánh đồng bát ngát, trước đó phương hạ trải vô số doanh trướng, lít nha lít nhít, ít có cũng có 10 vạn đại quân. Hoàng thượng, phía trước cũng là đại thuận quốc 10 vạn đại quân. Canh chấn nam nói ra, bên trong có thiết kỵ 3 vạn, bộ binh 5 vạn, cung tiến binh hai vạn. Mỗi lần tấn công, bọn họ lấy cung tiến binh mở đường, thiết kỵ tấn công, bộ binh công thành. Bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, đoạn đường này đánh tới, ta đại khang nước bách tính bị tàn sát trăm vạn, sở hữu binh lính đầu hàng, không đầu hàng đều bị giết. Thông qua thống kê, quan binh chết 20 vạn, sát phân thập tam thành bây giờ là một vùng phế tích, địch nhân đến không phải muốn chinh phục đại khang, mà chính là muốn diệt đại khang bọn họ tựa hồ không có ý định đem sát phân thập tam thành đặt vào biên giới bên trong. Canh chấn nam nói đến chỗ này, trong mắt lóe lên xúc động phẫn nộ chi sắc. Không chỉ là canh chấn nam, phiền thành công cũng là buồn giận. Mà la quân bọn người nghe cũng là máu chảy ngược, lông tơ dựng thẳng. La quân tâm lý biết, đại thuận quốc tiến công là phía sau vân thiên tông tại trợ giúp. Thế nhưng là vân thiên tông không phải tiên môn sao tiên môn tại sao muốn dung túng đại thuận quốc được tàn nhẫn như vậy sự tình. Cái kia trăm vạn bách tính, còn có quân đội quan binh chẳng lẽ đều không phải là thân thể máu thịt sao? Vì cái gì tại chinh phục bọn họ về sau, còn nhất định muốn đem bọn hắn giết đâu? Vì vân thiên tông điểm này lợi ích, thì thật không tiếc để nhiều như thế vô tội sinh linh đưa tánh mạng sao? Là quân cùng kiều ngưng giữ yên lặng, lan đình ngọc, vệ vô kỵ bọn người là trầm mặc. Hoàng thượng ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn cũng không nói gì mọi người lúc này cũng không dám nói thêm gì nữa sau một hồi khá lâu hoàng thượng nói ra canh chấn nam có mặt tướng canh chấn nam lập tức nói ra lôi chống trận mở cửa thành nghênh chiến hoàng thượng chậm rãi nói ra chúng người thất kinh canh chấn nam hơi hơi hoảng hốt nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì chỉ nói là nói vâng hoàng thượng trong bóng đêm thiên vân thành cổng thành bỗng nhiên mở rộng bó đuốc toàn bộ sáng lên. Chống trận ầm ầm vang lên. Rất lợi hại hiển nhiên, hoàng thượng cũng không tính làm đánh bất ngờ, bày âm mưu quỷ kế gì. Dạng này hai quân giao chiến, đồng thời mở ra xe ngựa, cũng không tồn tại cái gì quỷ kế. Chỉ có nói đang làm đột kích chiến, hoặc là trong thành trì mai phục chờ một chút mới có thể cần dùng đến một chút kế sách. Dạng này vùng đất bằng phẳng, chính là coi trọng dùng binh chi đạo. Mà tại ngày này châu bên trong lại có khác nhau pháp lực cao thâm người ở giữa quyết chiến rất lớn chi phối chiến cuộc. Sau đó, Hoàng thượng lấy tử kim thần long liễn xa chỉ huy đại quân đón lấy đại thuận quân đội. Là quân bọn người cưỡi ngựa đi theo bên người Hoàng thượng. Bên kia đại thuận quân đội cũng rất nhanh liền có phản ứng, lít nha lít nhít quân đội bỗng nhiên thì trở nên đều nhịp đứng lên. Hỏa quang chỗ, đại nguyên soái nghe đạo một ngựa đi đầu suốt lĩnh quân đội ninh tới. Tại nghe đạo bên người, đồng giảng cũng còn có thật nhiều cao thủ thần bí đại thuận quốc giám xâm phạm đại khang nước không thể nào là không có cao thủ vân thiên tông bên này thì phái không ít hai bên quân đội tựa như là dòng nước lũ một dạng chậm rãi tới gần gót sắt ầm ầm mặt đất chấn động lập canh chấn nam bên này có lính liên lạc hét lớn một tiếng thế là sở hữu thiết kỵ trong nháy mắt thì siết cương lập tức khí thế kia rộng rãi đều nhịp liền từ điểm đó liền có thể nhìn ra đại khang quân đội là cỡ nào nghiêm chỉnh huấn luyện đại thuận quân đội bên kia cũng là đồng dạng đứng thẳng. Song phương quân đội cách 100 mét khoảng cách định trụ. Sau đó, nghe đạo người cởi ngựa trước. Hoàng thượng cũng liền một người huy động tử kim thần long liễn xa nghênh đón. Tại 30 mét chỗ, hai người định trụ thân hình. Cái kia nghe đạo nhìn chừng 50 tuổi, hắn một thân tử kim chiến giáp, không giận tự uy. Cái này nghe đạo xem xét hoàng thượng phục thị cùng long liễn, lập tức liền biết người đến chính là đại khang đế quốc hoàng đế bệ hạ. Nghe đạo biết rõ còn cố hỏi, lại là huy động roi ra, nhất chỉ hoàng thượng, quát, người đến người nào, xưng tên ra. Hoàng thượng nhìn về phía nghe đạo, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, nghe đạo tiểu nhi, tại chấm trước mặt, ngươi không cần làm cái này ít trò mèo. Chấm là dạng gì người, trong lòng ngươi rõ ràng, hôm nay chấm tới nơi này. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy đây chỉ là một hôn quân hổ nháo cùng không biết nặng nhẹ sao? nghe đạo cảm thấy trầm xuống, hắn tự nhiên là rõ ràng trước mắt người này. cái này đại khang hoàng đế bây giờ thanh thế trực tiếp vân thiên tông trưởng giáo vân hóa ảnh, người này quá lợi hại. nghe đạo tuy nhiên trong lòng kiêm kỵ, trên mặt lại sẽ không chịu thua, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra: thiên lâm tiểu nhi, người tuy nhiên không phải hôn quân, nhưng người những năm này quá thuận, thuận đến người đã cuồng vọng vô tri hôm nay người ngự giá thân trinh, chính là một lớn nhất chuyện cười lớn lẽ nào lại như vậy canh trấn nam giận tím mặt nói cái kia nghe đạo lão nhi lại dám nhục mà thánh thượng vệ vô kỵ khuyên can canh trấn nam nói ra canh tướng quân hoàng thượng bày mưu tính kế ngươi không nên kích động lấy xuống nói hoàng thượng cũng không tức giận nói ra nghe đạo ngươi là muốn ở chỗ này theo chấm tỉ thí một trận vẫn là như vậy khai chiến thiên châu đại chiến bình thường đều là trước cứ ra tay sau đó lại đánh điểm này theo phim truyền hình phong thần bảng bên trong có chút giống nhau mỗi lần đều muốn trước trận đại tướng trước phân thắng thua liền xem như tam quốc diễn nghĩa bên trong cũng thường xuyên có này nói chuyện bất quá tại tam quốc diễn nghĩa bên trong loại kia trước trận đại tướng lẫn nhau chiến đấu có chút dư thừa mà ở trên trời châu bên trong một khi không trước đem đối phương đại tướng xử lý hỗn chiến đứng lên pháp lực sát thương cái kia không biết muốn xử lý nhiều ít người một nhà đây cho nên ở trên trời châu bên trong sớm cứ ra tay là rất lợi hại có cần phải nghe đạo nhìn hướng hoàng thượng người hoàng thượng kia khí định thần nhàn nghe đạo đồng dạng cũng là người tâm cao khí ngạo hắn ngang dọc chiều dã giang hồ nhiều năm chưa bại một lần lúc này nghe đạo huyết dịch đã sôi trào bất quá nghe đạo vẫn là rất nhanh liền tỉnh táo lại qua hắn nói ra hôm nay sắc trời đã tối nếu là hoàng đế bệ hạ có gan ngày mai ta bố trí xuống một trận liền mời hoàng đế bệ hạ đến đây xông trận. Nếu là hoàng đế bệ hạ có thể phá vỡ ta trận pháp, như vậy ta nghe đạo liền đối với hoàng đế bệ hạ vui lòng phục tùng, lập tức liền dẫn binh về nước. Hoàng thượng nhìn về phía nghe đạo, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, từ ngươi tiến đến công phá sát phân thập tam thành bắt đầu, ngươi cùng ngươi những này quân đội, một cái đều khác lại nghĩ đến trở về. Ngày mai ngươi bố trận, chấm xông trận, trận phá đi lúc, chính là chấm lấy ngươi mạng chó thời điểm. Tốt, nghe đạo nói ra, vậy thì mời hoàng thượng về trước đi. Hoàng thượng ngay sau đó thì lui trở về trong quân đội. Sau đó, hai quân chậm rãi lui ra phía sau. Chờ đến khoảng cách an toàn về sau, hậu quân chuyển hóa làm tiền quân, chậm chạp lui vào trong thành. Nghe đạo cũng cùng một đám cao thủ trở lại người sổ sách bên trong. Đại Thuận Quốc bên này tuy nhiên cũng có cao thủ, nhưng là cửu trọng thiên phía trên thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng đều tại Đại Thuận Quốc trong Hoàng Thành Thủ Vệ Kinh Đô Trước đến mấy tên cao thủ tất cả đều là Vân Thiên Tông phái tới Hết thảy có 4 tên cao thủ Bên trong hạng nhất cao thủ hình Đông Phương Hình Đông Phương tại Vân Thiên Tông bên trong chính là Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy Thậm chí Vân Thiên Tông bên trong có rất nhiều người cũng không nhận ra hình Đông Phương Vân Thiên Tông điều động cao thủ qua tới vẫn là chú ý ảnh hưởng Không thể phái những tổ sư kia tới Không phải vậy lời nói Vân Thiên Tông thế mà giúp đỡ đại thuận thuộc địa tấn công đại khang thuộc địa, cái này quá không thể nào nói nổi. Mấu chốt là Vân Thiên Tông hàng năm cũng còn thu đại khang cống lên đây. Vân Thiên Tông hết thảy điều động bốn tên cao thủ, hạng nhất cao thủ hình Đông Phương. Hình Đông Phương là cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, hắn bài danh cũng không tại trên thiên bảng. Trên thiên bảng công nhận đầu tiên là cửu U Thiên Đế, tiếp xuống chính là Vân Hóa Ảnh, Tiêu Giật. Vân Thiên Tông trưởng giáo trí tôn Vân Hóa Ảnh, vũ hóa môn trưởng giáo trí tôn tiêu giật. Nếu đem thiên bảng so sánh là phú hào bảng, như vậy cửu u thiên đế cũng là biêu vết. Nhưng là, mặt khác còn thật nhiều cao thủ là ẩn hình phú hào, cũng không lên bảng. So như vân thiên tông lão tổ tông tạo hóa người thật, đó là cùng cửu u thiên đế năm đó nổi danh viễn cổ đại năng. Chỉ bất quá tạo hóa thật người đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, cho nên tại để mọi người cũng không biết người này còn sống hay không. Và lại, Vũ hóa môn sáng lập ra môn phái thiên tài tiêu linh, đó cũng là cùng tạo hóa người thật những người này nổi danh. Tiêu linh cũng biến mất rất nhiều năm, cho nên cũng không ở trên trời trong bảng. Thiên bảng chỗ ghi chép là còn sinh động trên đời này nhân vật. Về phần hình đông phương, người này là thuộc về là ẩn hình phú hào. Mặt khác ba tên cao thủ thì là thuộc về quy thuận vân thiên tông ba vị chân thần. Ba vị này chân thần là bất hiện sơn bất lộ thủy, ngoại nhân cũng không biết bọn họ cùng vân thiên tông quan hệ. Ba người này theo thứ tự là Kim Bằng Vương, Độc Nhãn Ma, A Tu La Vương. Không thể không nói, lần này Đại Thuận Quốc Hưng Binh không phải là không có chuẩn bị. Có cái này bốn đại cao thủ phụ trợ, muốn tiêu diệt đại khang nước, không phải là không có khả năng này. Huống chi, bọn họ phía sau còn có vân thiên tông dạng này trung cực trèo chống Hình đông phương lão luyện thành thục, hắn nhìn chừng 50 tuổi, một thân áo bào trắng, tiên phong đạo cốt. Nghe đạo tại người sổ sách bên trong ngồi xuống về sau, hắn hướng hình đông phương cùng ba vị chân thần nói ra, cái này đại khang hoàng đế đến thật nhanh, hơn nữa còn là ngự giá thân trinh, tự mình đến trên chiến trường, đây cũng là để bản soái có chút đoán trước không kịp. A à, Tu La Vương là nổi danh hiếu chiến tri thần, Tu Vi chính là tầng 10 sơ kỳ, hắn tại viễn cổ thời đại lúc chính là thấy thần giết thần tồn tại. Về sau vì tránh né thiên đạo chi kiếp, ngủ say ngàn năm lâu. Bây giờ hắn trở lại nhân gian, lại là sát phạt vẫn như cũ cái này a tu la vương tướng mạo chính là hung ác mặt mũi tràn đầy dữ tợn mắt lườm một cái liền làm người ta kinh ngạc run sợ chỉ nghe hắn nói một cái nhân gian đế hoàng cũng đáng được các ngươi coi trọng như vậy ta hôm nay ở trong sân quan sát người này tu vi tuy nhiên nhìn không rõ lắm nhưng là cảm giác hắn chiến ý không mạnh ngày mai liền trực tiếp để cho ta qua đem hắn giết là được cái kia kim bằng vương cười ha ha nói ra chúng ta a à tu la vương tu la ma đau thế nhưng là lâu không ra khỏi vỏ, hắn là muốn uống máu đây. Cái kia độc nhãn ma một thân ma khí, toàn thân trên dưới bao phủ tại hắc bào bên trong. Chỉ nghe hắn cười khẳng khắc quái dị, nói ra, a à tu la vương ngủ say ngàn năm, cái này tính tình nóng nảy một điểm không thay đổi a à. a à tu la vương lạnh hừ một tiếng, nói ra, viễn cổ thời đại, chúng ta cũng là thần linh, hiện tại đám nhân loại này, còn kiến hôi một vật. Muốn giết bọn hắn, vậy cần chú ý nhiều như vậy. Hình Đông Phương trầm giọng nói ra, ba vị chân thần, cái này đại khang hoàng đế cũng không phải thường nhân, các ngươi không cần thiết không thể chủ quan. Chết ở trên tay hắn chân thần có thể số lượng cũng không ít. Đón đến, hắn còn nói thêm, đại khang hoàng đế là trưởng giáo trí tôn đều thưởng thức nhân vật, trưởng giáo trí tôn đều nói qua, nếu để cho hắn đến chủ trì đại khang nước, quả quyết không có bản sự tại trong vòng 20 năm, đem cái này đại khang quốc cường thịnh đến như vậy cảnh giới bằng vào hắn có thể đem đại khang trong nước sở hữu tiên môn diệt việt thủ đoạn cũng đã để cho chúng ta không thể coi thường nghe đạo cũng nói đúng vậy a à, đại khang hoàng đế tuyệt không phải hôn quân hắn nhất cử nhất động đều là thâm ý sâu sắc mấy người chính đang khi nói chuyện đợi hình đông phương đột nhiên lỗ tai dựng lên sau đó liền gặp trong tay hắn thi triển pháp quyết thế là liền có một cố kỳ dị từ trường lực lượng truyền vào đến lỗ tai hắn bên trong mọi người liền đều nhìn chăm chú về phía hình đông phương sau một lúc lâu hình đông phương sắc mặt cổ quái nói ra ta thu đến đến từ đại khang triều đình tin tức mới nhất há tin tức gì nghe đạo hỏi ba vị chân thần cũng nhìn về phía hình đông phương hình đông phương nói ra mà tộc cửu hoàng tử lạc thiên hóa phụng mệnh qua triều đình gặp mặt đại khang hoàng đế cũng yêu cầu đại khang hoàng đế trả lại thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp thần khí không phải vậy lời nói Ma tộc lại trợ giúp chúng ta cùng đi tấn công đại khang Nghe đạo nói ra Nếu là ma tộc lại thò một chân vào tiến đến Đại khang căn bản cũng không có mảy may phần thắng Hắn đón đến Nói ra Đại khang hoàng đế dám ngự giá thân chinh tới Chắc là cùng ma tộc đạt thành thỏa hiệp A Hình đông phương nói ra Nếu là đạt thành thỏa hiệp Vậy ta cũng liền không cảm thấy kỳ quái Không có đạt thành thỏa hiệp Nghe đạo cùng mấy vị chân thần bị kinh ngạc Hình đông phương nói ra không chỉ có không có đạt thành thỏa hiệp, mà lại đại khang hoàng đế còn đem lạc thiên hóa cho bắt cầm lên, giải vào thận hình ti bên trong. Đại khang hoàng đế minh xác đối ma tộc theo tới tùy tùng tuyên chiến, nói là hoan nghênh ma tộc cùng chúng ta cùng đi cùng hắn khai chiến. Cái này đại khang hoàng đế chẳng lẽ điên, nghe đạo líu lưỡi. Hình Đông Phương nói ra, chẳng lẽ hắn thật sự là quá cuồng vọng. Vẫn là nói hắn những năm này quá mức thuận lợi, đã cuồng vọng đến có thể không đem vân thiên tông, vũ hóa môn ma tộc để vào mắt cấp độ nghe đạo nói ra hắn đến có biết hay không nếu không phải các phái có chỗ cố kỵ tùy tiện một phái phát động thực lực chân thật đều có thể đem hắn nghiền thành bột mịn không nói ma tộc còn có cửu u thiên đế cùng nhất bang chân thần thực lực coi như chúng ta vân thiên tông phía sau cũng còn có tạo hóa chân nhân cùng rất nhiều chân thần không có xuất thủ cuồng vọng quá cuồng vọng hình đông phương nhịn không được nói ra a à, tu la vương cười to ba tiếng nói ra vị hoàng đế này có ý tứ lão tử ngang dọc viễn cổ thời đại kiến thức như vậy nhiều đại thần thông giả lại không mấy cái có thể có hắn cuồng vọng như vậy nghe đạo trầm xuống vừa nói nói đại khang hoàng đế có phải hay không còn có cái gì bài đâu bản soái luôn cảm thấy đây không phải đơn giản cuồng vọng hình đông phương sắc mặt hơi đổi một chút nói ra chẳng lẽ truyền ngôn là thật cái gì truyền ngôn mấy vị chân thần cùng một chỗ hỏi bao quát nghe đạo cũng nhìn về phía hình đông phương. Hình đông phương nói ra, truyền ngôn thế giới bao la mới tứ đế cùng đại khang hoàng đế có thần diệu liên quan. Cái gì mới tứ đế, quốc tứ đế? A à, tu la vương lập tức nói, lão tử chỉ nhận thiên long đại đế, trường sinh đại đế, doanh đế cùng hảo thiên đại đế. Bốn vị đại đế ngang dọc viễn cổ thời đại lúc, này cầu thí mới tứ đế còn không biết tại cái kia nơi hẻo lánh đấp cứt đây. Thì bọn họ cũng dám ngông cuồng xương đế, quả thực cũng là cái thiên đại tiếu thoại. Muốn là như thế này tính toán, vậy lão tử cũng cho mình phong cái hào, liền nói là Atula đại đế tốt. Độc nhãn mà nói ra, Atula, nói như người vậy cũng không tốt. Cái này đại đế xương hào cũng không phải tự phong, mà chính là đạt được thiên đạo tán thành. Cái này mới tứ đế đã có thể được thiên đạo phong tứ, chắc hẳn vẫn còn có chút bản sự. Atula vương nói ra vậy liền gọi bọn họ tới cùng ta so tay một chút. Muốn là thắng lão tử, lão tử thì thừa nhận bọn họ có chút bản sự. Độc nhãn mà cùng kim bằng vương nhìn nhau cười khổ, hai người đều là diêu đầu. Hình Đông Phương nói ra, Atula, không thể nói như vậy. Theo ta được biết, cái này mới tứ đế tuyệt đối là có chút bản sự. Cái kia thần đế cũng không cần nói, tứ đế đứng đầu, bây giờ danh tiếng trực tiếp cửu u thiên đế. Còn có, cự linh chân thần ngươi tổng nhận biết đi, đây là người lão bằng hiếu. Làm sao? A Tu La Vương hỏi. Hình Đông Phương nói ra, cự linh chân thần tại đoạn thời gian trước chết, nghe nói là bị mới tứ đế bên trong Trung Hoa Đại Đế giết. Ngươi nói thật giả, A Tu La Vương bị kinh ngạc. Hình Đông Phương nói ra, còn có đây này, cái kia thông tí tiên vương cùng tinh nguyên thần vương cũng toàn bộ bị Trung Hoa Đại Đế chân áp. Bây giờ ở trong hư không những chân thần đó nghe được Trung Hoa Đại Đế danh tiếng, cũng không có mấy cái dám giống ngươi như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Nghe nói bọn họ đã từng vây giết qua một lần Trung Hoa Đại Đế, về sau Trung Hoa Đại Đế không chỉ có không có việc gì, còn phản sát mấy cái, sau cùng nghênh ngang đi. Ta nhìn đều là chút giang hồ truyền ngôn, không thể coi là thật. A à, Tu La Vương sướng sở sướng sở về sau, nói ra đều là nghe nhầm đồn bậy. Hình Đông Phương nói ra, không nói những này, nếu như nói cái kia mới tứ đế thật cùng Đại Khang Hoàng Đế có liên quan cái này cũng thì có thể hiểu được hắn vì cái gì dám cuồng vọng như vậy. Đại Khang Hoàng đế vốn là không rõ lai lịch, rất có thể cũng là đến từ thế giới bao la. Mà mới tứ đế cũng là đến từ thế giới bao la. Hiện tại cái này Đại Khang Hoàng đế sở tác sở vi, toàn bộ đều là tại chống cự thiên châu kế hoạch. Bọn họ là không tán thành thiên châu kế hoạch, cho nên mới tứ đế rất có thể cũng là đứng tại Đại Khang Hoàng đế bên kia. Nghe đạo nói ra, mới tứ đế chẳng lẽ cũng tới. Hình Đông Phương nói ra, ta tạm thời còn không xác định. Ở trên trời vân thành bên này, hoàng thượng chỉ huy chúng tướng ngay tại thành lâu bên trong nghỉ ngơi. Hoàng thượng Tử Kim Thần Long liễn xa bị thu được ma điển bên trong. Tại cái kia thành lâu trong phòng khách, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Hoàng thượng ổn thỏa phía trên, Lan Đình Ngọc, canh trấn Nam, là Quân, Kiều Ngưng, vệ vô kỳ cung kính đứng tại hạ thủ. Hoàng thượng sắc mặt như thường, hắn trước khi nói ra, canh tướng quân người đem sở hữu người không có phận sự cho lui, hôm nay ở cái này trong phòng khách, chấm nói chuyện, không thể truyền đến người thứ bảy trong lỗ tai. Trong các người ở giữa, có ai dám đem chấm lời nói ngoại truyền, giết không tha. Chúng thần không dám, cả đám lập tức một gối quỳ xuống. Tốt, đều đứng lên đi, hoàng thượng nói ra. Mọi người đứng lên, canh chấn nam liền đi vẫy lui hắn quan binh. Về sau, canh chấn nam tiến đến. Hoàng thượng liền mở miệng, hắn nói ra, lúc trước chấm quyết định diệt sở hữu tiên môn thời điểm, cũng đã nghĩ đến sẽ có hôm nay. Cho nên, chấm sớm tại Đại Thuận bên kia có chỗ bố trí. Lần này, chấm nhận được tin tức, Đại Thuận quân đội đạt được Vân Thiên Tông mệnh lệnh. Mạng bọn họ khiến cũng là phá sát phân thập tam thành, thuận tiện binh bức hoàng thành. Bọn họ nhận định chấm chính là từ thế giới bao la đoạt xá mà đến. Bọn họ phải trả đại khang hoàng thất một cái tránh thức hoàng đế. Nói đến đây, hoàng đứng lên. Hắn nói ra, đây quả thực là hoang đường lời nói vô căn cứ vân thiên tông thân thể vì thiên hạ tiên môn đứng đầu lại là như thế bị ổi dơ bẩn nói đến bọn họ là không cho phép đại khang cường thịnh nhìn thấy đại khang cường thịnh trong lòng bọn họ hoảng sợ đại khang không hề bị khống chế nói đến đây hắn vỗ bàn một cái nói ra chẳng lẽ đại khang sinh ra thì nhất định là vân thiên tông phụ thuộc sao đại khang dựa vào cái gì không thể từ chúng ta đại khang người đến chúa tể chúng thần nguyện vì đại khang Nguyện vì hoàng thượng xông pha khói lửa, thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Cả đám lập tức lần nữa một gối quỳ xuống, cùng nhau biểu đạt trung tâm. PS, kịp tác giả V. Hoàng thượng hài lòng nhìn mọi người liếc một chút, theo rồi nói ra, "Chư vị ái khanh bình thân." Mọi người đứng dậy. Lan Đình Ngọc sắc mặt trang nghiêm, La Quân cùng Kiều Ngưng cũng là một mặt nghiêm túc, lúc này ai cũng không dám có chỗ lười biếng. Hoàng thượng còn nói thêm chấm đã biết được lần này Vân Thiên Tông phái tới cao thủ thực lực, bọn họ hết thảy phái tới bốn vị cao thủ. Bốn vị này cao thủ là Vân Thiên Cung bên trong cao thủ bí ẩn hình Đông Phương, ngoài ra còn có ba vị viễn cổ chân thần, theo thứ tự là A Tu La Vương, Kim Bằng Vương, Độc Nhãn Ma. Những người này, từng cái thực lực bất phàm, xác thực chính là chấm kình địch. Là Quân cùng Kiều Ngưng không khỏi líu lưỡi, một là líu lưỡi Vân Thiên Tông xuất thủ bất phàm. Hai là sợ hãi thán phục hoàng thượng thủ đoạn, thế mà đem địch nhân tình báo làm cho như thế rõ ràng. Ngày mai, bọn họ hội bày xuống càn nguyên kim quang trận tới đối phó chấm, trận này cần bốn đại cao thủ đi ra lực. Một khi trận pháp bố thành, đi vào người, chính là đại la kim tiên cũng không có cơ hội. Bọn họ ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn dựa vào cái kia trận pháp đem chấm vây khốn, bắt sống. Sau đó hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, chỉ cần chấm bị bắt lại, bọn họ lại cho chấm an bài một cái thân phận giả, nói chậm là đoạt xá mà đến. Liên lại trong hoàng thất lập một cái khôi lỗi hoàng đế, kể từ đó, bọn họ âm mưu cũng liền đạt thành. Cho dù là Hiên Chính Hạo nhân vật như vậy, hắn cũng không thể thừa nhận chính mình là đoạt xá mà đến. Thiên Châu vẫn là coi trọng huyết thống cùng danh chính ngôn thuận. Tương phản, chỉ cần Hiên Chính Hạo không thừa nhận, như vậy mọi người cũng sẽ ngầm hiểu lẫn nhau. Dù sao bên ngoài, Hiên Chính Hạo tuyệt không thể thừa nhận chính mình là đoạt xá tới bốn vị cao thủ bố trận cái này không công bằng canh trấn nam lập tức nói vệ vô kỵ cũng nói đúng vậy a à, hoàng thượng ngài ngàn vạn không thể vào trận hoàng thượng khoát tay chặn lại hắn cười lạnh một tiếng nói ra trận pháp này có bao nhiêu lợi hại chấm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chấm chính là muốn vào trong trận về sau chấm liền lực lượng một người kiềm chế lại bọn họ bốn vị cao thủ ngay vào lúc này vệ vô kỵ chấm mệnh ngươi chỉ huy la quân lan đình ngọc Kiều Ngưng cùng một chỗ hợp lực chu sát nghe đạo. Canh Trấn Nam, ngươi làm theo tùy thời chỉ huy quân đội đem đại thuận thiết kỵ đánh tan. Bọn họ những người này ở đây chúng ta đại khang phạm phải từng đống máu được, chẳng muốn bọn họ một tên cũng không để lại. Vâng, Hoàng Thượng, Canh Trấn Nam bận biểu đáp. Vệ vô kỳ cùng la quân mấy người cũng nói ra, Hoàng Thượng bày mưu tính kế, chúng thần bội phục. Kiều Ngưng tiếp lấy nhịn không được nói ra, thế nhưng là Hoàng Thượng, ngài một người nhập càn nguyên kim quang trận, không có nguy hiểm không? Ngài an nguy nếu là có sơ suất, chúng ta làm cái gì đều là dư thừa. Hoàng thượng nhìn Kiều Ngưng liếc một chút, thanh âm hắn nhu hòa một chút, nói ra, Kiều Ngưng, người tử yên tâm, chấm từ trước tới giờ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Mọi người liền đều nhìn ra, Hoàng thượng đối Kiều Ngưng là phá lệ thưởng thức một chút. Bóng đêm thâm trầm, thành tường phụ cận có không ít gian phòng, toàn bộ đều là chuẩn bị chiến đấu gian phòng la quân cùng lan đình ngọc cùng ở một gian phòng kiều ngưng đơn độc một gian vệ vô kỵ cũng là đơn độc một gian trong gian phòng đó rất là đơn sơ thì một cái giường còn có một cái bàn chuẩn bị chiến đấu thời điểm hết thảy cũng đều chẳng phải coi trọng cũng chính là hoàng thượng gian phòng hơi xa hoa một chút lan đình ngọc về đến phòng bên trong sau liền ngồi xếp bằng cũng không nói chuyện với la quân la quân thấy hắn như thế đương nhiên sẽ không qua tự chút nhục nhã Đối với Như Lai áo cà sa một chuyện, La Quân đã không nghĩ ngợi thêm. Hắn ở trong lòng đem Như Lai áo cà sa buông xuống, hắn quyết định dốc lòng tu luyện, chỉ chờ tới lúc một ngày như vậy đến cửu trọng thiên, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Hắn cũng không hề đối Lan Đình Ngọc ôm lấy địch ý, đã hoàng thượng nói không phải hắn, vậy mình thì phải tin tưởng hoàng thượng. Bất quá, cho dù La Quân đối Lan Đình Ngọc không hề ôm lấy địch ý, nhưng Lan Đình Ngọc đối La Quân lại là hận cũ khó tiêu. Còn ngày đó, hắn vì sao lại xuất thủ đi trợ giúp La Quân cứu Mị Nương, vậy không phải nói hắn không hận La Quân. Mà chính là hắn cảm thấy, La Quân cũng coi là cái nhân vật, không nên bị lan chung một loại kia bao cỏ chỗ vũ nhục. La Quân sau đó thì ra khỏi phòng, hắn quay người liền đi tìm Kiều Ngưng. Kiều Ngưng cũng tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hắn vừa tiến đến, Kiều Ngưng liền mở to mắt. Kiều Ngưng cười một tiếng, nói ra, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta. La Quân nói ra, hả, thật sao? Ta cũng là lâm thời hưng khởi chủ ý, người làm sao sẽ biết ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Kiều Ngưng nói ra, có một số việc nhìn như ngẫu nhiên, thực là tất nhiên. Lan Đình Ngọc cùng người khí chàng không hợp, người cùng hắn tại trong một cái phòng, người ngay lập tức sẽ muốn muốn đi ra ngoài thấu khẩu khí. Người một khi đi ra thấu khẩu khí, khẳng định sẽ đến cùng ta tâm sự. La Quân nói ra, vậy cũng có lẽ là Lan Đình Ngọc không giữ được bình tĩnh đi ra thông khí đâu. Kiều Ngưng nói ra, xác thực cũng có khả năng này, bất quá, người có thể đi ra cùng ta nói chuyện phiếm. Hắn tìm không thấy người nói chuyện phiếm, cho nên, tướng tương đối, người đi ra khả năng lớn hơn. Và lại, người so với hắn không giữ được bình tĩnh. Người hẳn phải biết Lan Đình Ngọc xuất thân, hắn từ nhỏ đã tại võ trong hầu phủ chịu nhục, hắn sự nhẫn nại là người không thể tưởng tượng. Là quân biểu thị đầu hàng, nói ra, tốt ha, như vậy một kiện việc nhỏ đều bị ngươi nói như thế đạo lý rõ ràng, ta chịu phục. Kiều Ngưng nói ra, biết ta vì cái gì đột nhiên nói những này sao? La Quân nói ra, vì cái gì? Kiều Ngưng nói ra, ta là đột nhiên cảm ngộ đến một ít gì đó, cái kia chính là rất nhiều trùng hợp sau cùng liên tiếp dậy nào đó chuyện lớn, nhìn như là trùng hợp cùng ngẫu nhiên, nhưng mà bên trong lại ẩn tàng tất nhiên. Tựa như trước mắt hoàng thượng ngự giá thân trinh, thoạt nhìn là Hoàng thượng lâm thời khởi ý, nhưng ta tin tưởng, Hoàng thượng có lẽ là trước kia thì dự liệu được hôm nay. Làm sao mà biết Hoàng thượng rất sớm đã dự liệu được hôm nay? La Quân nói ra, Kiều Ngưng nói ra, người nhìn hôm nay, Hoàng thượng cố ý qua trước trận, chính là vì dẫn động càn nguyên kim quang trận. Đại thuận bên kia, có bao nhiêu cao thủ, là cái kia mấy người cao thủ, Hoàng thượng đều nhất thanh nhị sở. Chẳng lẽ ngươi cho rằng những này vẫn chỉ là trùng hợp sao? Là quần hơi hơi run lên, hắn đột nhiên cảm giác được đó là cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Kiều Ngưng còn nói thêm, Hoàng thượng tại hơn 10 năm trước, liền đã bắt đầu tại Đại Thuận bên kia cài nằm vùng. Mà lại cái này tai mắt địa vị hôm nay còn không thấp, không phải vậy lời nói, không cách nào biết được cặn kẽ như vậy. Là quần nói ra, Hoàng thượng hôm nay nói sớm có sắp xếp, ta nhìn có lẽ là chướng nhãn pháp. Bởi vì Hoàng thượng có ma điển nơi tay, có biết chuyện thiên hạ. Kiều Ngưng nói ra, mà điển tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng không cách nào qua bắt được những cao thủ kia tung tích. Không có bất kỳ cái gì thần khí có thể đem chân thần dấu vết bắt được. Thần khí trung quy chỉ là thần khí, những tin tức này không có khả năng theo ma điển bên trong biết. Đại thần thông giả nhóm tự nhiên mà vậy liền có thể che đậy lại những này thần khí bao phủ, hơn nữa còn có thể che đậy thiên cơ. La quân không khỏi ngạc nhiên nói, làm sao người biết. Kiều ngưng nói ra, người đừng quên, ta cũng coi là đại thần thông giả, chúng ta có đôi khi có thể cảm nhận được một chút thần khí đối với chúng ta bắt, cho nên về sau chúng ta đều sẽ đem từ trường sáo trộn khiến cái này thần khí bắt không đến. La quân bừng tỉnh đại ngộ, dù sao lấy hắn tu vi là không cảm giác được thần khí bắt. Kiều Ngưng nói ra, hoàng thượng tình báo cùng thiên chỉ các tình báo tại thiên hạ hôm nay, xem như nhất là thần thông quảng đại. Hoàng thượng dựa vào ma điển bố trí trận pháp, riêng là tại hoàng thành chỉ cần xâm nhập hoàng thành thần thông giả lợi hại hơn nữa người cũng không gạt được hoàng thượng hoàng thượng đối hoàng thành tuyệt đối khống chế nhưng là với bên ngoài sự tình thì khống chế không đến như vậy rất nhỏ điểm này ngươi phải hiểu được mặt khác thiên trì các cũng có một món pháp bảo gọi là thiên địa la bàn cũng là cùng loại ma điển tồn tại thiên trì các tình báo ở mức độ rất lớn cũng dựa vào thiên địa la bàn la quân trầm ngâm một cái chớp mắt sau đó cười một tiếng nói ra nghe vua nói một buổi thắng 10 năm sách A. Kiều Ngưng che miệng cười khẽ, nói ra, người thì cùng ta bẩn đi. La Quân còn nói thêm, nói thực ra, đối với ngày mai chi chiến, ta não tử một điểm chú ý đều không có. Có thể nói là loạn thành một bầy, ta căn bản đối ngày mai thắng bại không có bất kỳ cái gì đoán được tính. Ta cảm giác mình tránh thức cực giống một cái binh sĩ, không biết mình vận mệnh như thế nào. Kiều Ngưng nói ra, nào chỉ là ngươi, ta cũng là giống như ngươi cảm giác dù sao lần này đánh cược không phải người ta cấp độ này đánh cược là thánh thượng cùng vân thiên tông đánh cược thánh thượng tâm lý khẳng định là nắm chắc mà chúng ta duy nhất có thể làm cũng là theo lời mà đi hết sức mà đi la quân gật gật đầu sau đó la quân còn nói thêm thánh thượng cử động khiến người ta phỏng đoán không thấu đổi lại là ta đứng tại thánh thượng góc độ trước mắt là tuyệt không thể chọc giận ma tộc nhưng thánh thượng tựa hồ là đang cố ý khích nộ ma tộc Ta thừa nhận, bây giờ Đại Khang thật là cường đại vô cùng, không có bất kỳ cái gì tán tiên dám cùng Đại Khang triều đình đối nghịch. Nhưng là, mà tộc cùng Vân Thiên Tông đều là quái vật khổng lồ, Đại Khang triều đình không đủ đối phó bên trong bất kỳ một cái nào. Chớ nói chi là đồng thời đối phó hai cái. Kiều Ngưng cười khổ, nói ra, điểm này, ta cũng không hiểu. Là quân khe khẽ thở dài, nói ra, thôi, chúng ta suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, ta biết thánh thượng là trí tuệ và mưu kế thiên hạ vô song nhân vật. Hắn trước kia một người không có chút nào tu vi liền có thể đem Trung Hoa Đại Đế lăng tiền bối như thế nhân vật đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bây giờ thánh thượng ủng có thần thông vô song, lại có đại khang làm hậu thuẫn, muốn đến hoàng thượng đối hết thảy đều là nắm chắc tại chỉ trong lòng bàn tay. Giờ này khắc này, tại vệ vô kỵ trong phòng. Vệ vô kỵ lúc đầu tại khoanh chân tu luyện. Đúng lúc này, trước ngực hắn đeo trên ngọc bội phát ra hào quang màu đỏ tiếp theo, hào quang màu đỏ kia chiết xạ ra nhất tôn hư huyễn nguyên thần. Trước mặt đột nhiên có pháp lực từ trường đang chấn động. Vệ vô kỵ bị kinh ngạc. Loại này nguyên thần nói trắng ra, cùng loại với đáng nhìn điện thoại. Chỉ có thể truyền lại tin tức. Cái kia nguyên thần bộ dáng không phải cái gì khác người, chính là Vân Thiên Tông cao thủ bí ẩn, hình Đông Phương. Vệ vô kỵ, hình Đông Phương lạnh lùng nói ra. Vệ vô kỵ hít sâu một hơi, hắn tiếp lấy đứng dậy, sau đó thật sâu làm vái chào, sau đó nói, tôn thượng. Hình Đông Phương nói ra, 10 năm trước, trưởng giáo trí tôn đưa ngươi an bài đến đại khang hoàng đế bên người. Những năm gần đây, chúng ta một mực không cùng ngươi liên hệ, chính là vì để đại khang hoàng đế đầy đủ tín nhiệm ngươi. Ngươi cũng làm rất không tệ, chỉ bất quá, ngươi sẽ không quên, mạng ngươi là trưởng giáo trí tôn cho A. À. Vệ vô kỵ nói ra, hồi tôn thượng, tại hạ một mực không dám quên. Hình Đông Phương nói ra, hôm nay chính là ngươi vì vân thiên tông cống hiến sức lực thời điểm vệ vô kỵ nói ra mời tôn thượng phân phó hình đông phương trước hết hỏi ta hỏi ngươi đại khang hoàng đế lần này là cái gì bố trí còn có cái gì hậu thủ vệ vô kỵ nói ra đại khang hoàng đế đã biết được tôn thượng các ngươi ngày mai trận pháp tính hắn đánh một người độc sông càn nguyên kim quang trận sau đó kiềm chế lại các ngươi lại mệnh thuộc hạ chỉ huy còn lại cao thủ đánh giết văn đạo lại khiến canh chấn nam xuất lĩnh đại quân, đánh tan đại thuận thiết kỵ. Hình Đông Phương hơi hơi giật mình, nói ra, càn nguyên kim quang trận chính là tuyệt mật, hắn là làm thế nào biết. Vệ vô kỵ nói ra, nhìn, đại khang hoàng đế tại đại thuận từ lâu an bài tốt tai mắt, mà lại là mười mấy năm trước liền đã tại bố cục. Hình Đông Phương lạnh hừ một tiếng, nói ra, hắn ngược lại là khôn khéo. Vệ vô kỵ nói ra, tôn thượng, thuộc hạ ngày mai muốn làm thế nào? Thế thì thông thả, ta lại hỏi ngươi, đại khang hoàng đế còn có hay không hắn hậu thủ? Tỷ như hắn cùng thế giới bao la mới tứ đế ở giữa, có cái gì liên hệ? Hình Đông Phương hỏi. Vệ vô kỵ nói ra, hồi tôn thượng, cái này thuộc hạ xác thực không biết. Đại khang hoàng đế trong tay có ma điển tồn tại, hắn dựa vào ma điển cùng bốn người kia liên hệ với, cũng không phải là không được. Nhưng những vật này, đều quả quyết sẽ không để cho chúng ta biết được. Hình Đông Phương nói ra, người vẫn còn tính toán thành khẩn vệ vô kỵ nói ra thuộc hạ thân gia tánh mạng tất cả đều là dựa vào trưởng giáo trí tôn cho sao lại dám đối tôn thượng có bất kỳ lừa gạt hình đông phương nói ra vậy thì tốt người đem viên thuốc này ăn hắn đột nhiên thì bắn ra một hạt màu đen viên thuốc vệ vô kỵ đưa tay tiếp được hắn không chút do dự nuốt vào hình đông phương thấy thế rất là hài lòng hắn cười một tiếng nói ra người cũng đã biết viên thuốc này là cái gì không Vệ vô kỵ nói ra, thuộc hạ không biết. Hình Đông Phương nói ra, không biết người cũng dám nuốt vào. Vệ vô kỵ nói ra, thuộc hạ tin tưởng, chỉ cần thuộc hạ trung tâm vi tôn bên trên làm việc, tôn thượng định sẽ không làm khó thuộc hạ. Rất tốt, hình Đông Phương còn nói thêm, ta chi tiết cùng ngươi nói đi, viên thuốc này chính là ta dấu ấn tinh thần. Ta cái này hư huyễn nguyên thần không có có sức mạnh, cũng chỉ có thể mang đến cái này một hạt viên thuốc. Sau khi chuyện thành công, ta hội thu hồi ta dấu ấn tinh thần. Không phải ta không tin ngươi, mà chính là việc này chuyện rất quan trọng, chúng ta quyết không thể cho phép có bất kỳ sơ thất nào, ngươi hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch, vệ vô kỵ lập tức nói. Tại dạng này đặc thù hoàn cảnh bên trong, hình đông phương là không dám khống chế nguyên thần tới. Nguyên thần thoáng qua một cái đến, ngay lập tức sẽ bị đại khang hoàng đế phát giác được. Mà cái này hư huyễn lực lượng nguyên thần quá bạc nhược, yếu kém đến cùng từ trường không khác, cho nên đại khang hoàng đế ngược lại sẽ không cảm giác được. liền xem như tại trong hoàng thành hoàng đế cũng khó có thể phát giác, trừ phi hoàng đế là suốt ngày đang ngó trừng vệ vô kỵ mới có thể phát hiện ra không đối tới. có thể ma điển cùng trận pháp cường đại tới đâu, hoàng thượng cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào sở hữu giám sát đi xem a à. dấu ấn tinh thần khống chế cao thủ là không thể tốt hơn biện pháp cho đối phương độc dược, đối phương khả năng đem hóa giải mà lại cũng không biết là thật nuốt hay là giả nuốt. Nhưng dấu ấn tinh thần thì khác biệt, đó là cùng hình đông phương có vi diệu liên hệ. Cái này dấu ấn tinh thần nhất định phải là tiến vào đối phương não vực trong trung tâm, như thế mới có thể hình thành bom hẹn giờ diệu dụng. Đối phương một khi muốn đến hóa giải cái này dấu ấn tinh thần, hình đông phương liền có thể đem dẫn bạo. Trong não vực phát sinh nổ tung, đó là đại la kim tiên đều trốn không thoát từ kiếp A hình đông phương xác định dấu ấn tinh thần đã hoàn toàn khống chế lại vệ vô kỵ về sau, hắn mới hơi khẽ thở phào một cái. Sau đó, hình đông phương nói ra, ngày mai, chúng ta dùng càn nguyên kim quang trận vây khốn đại khang hoàng đế về sau, người chỉ huy bọn họ qua công sát văn đạo. Chờ dự biết đường tụ hợp về sau, liền cùng văn đạo cùng một chỗ, đem những cao thủ kia toàn bộ giết. Mấy cái kia tiểu cao thủ không đủ gây sợ, về sau, lại trước tiên giết canh chấn nam chỉ cần làm đến cái này mấy điểm, liền đầy đủ. Vâng, tôn thượng, vệ vô kỵ nói ra. Sau đó, hình đông phương liền biến mất. Đây là tháng 9 khí trời, thiên châu đông nam đệ nhất, khốc nhiệt khó nhịn. Thiên vân thành bên này cũng là nóng bức vô biên, mới sớm hơn 7 giờ, mặt trời kia liền đã cao chiếu, khiến người ta cảm thấy từ trong ra ngoài đều là hâm nóng. Chống trận bắt đầu lôi vang, tam quân đã tập kết hoàn tất hoàng thượng lấy tử kim thần long liễn xa chỉ huy đại quân khai thành ninh chiến đây là cả thế gian đều chú ý một ngày lúc đầu dạng này thời gian dân chúng hẳn là lẩn tránh xa xa bởi vì cửa thành bốc cháy hỏa tới cá trong hào mà nhưng là bởi vì có hoàng thượng xuất hiện đám dân chúng thế mà toàn bộ cảm thấy đây là một trận tàn khốc chiến tranh bọn họ căn bản là không có suy nghĩ qua vạn nhất bại đâu đám dân chúng đều đến thành tường phụ cận là bạn quân phất cờ hò reo tựa như là tại đang ăn Tết. Là quân bọn người là cưới ngựa đi theo bên người hoàng thượng. Vệ vô kỵ sắc mặt nghiêm túc, hiên chính hạo hướng vệ vô kỵ cười một tiếng, nói ra, vô kỵ, hôm nay thắng bại, coi như toàn hệ ngươi một thân một người, người có thể phải thật tốt vì chấm biểu hiện. Vệ vô kỵ nói ra, thần ổn thỏa vì hoàng thượng máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Một cái cũng không được chết, hoàng thượng nói ra, chấm còn muốn cùng các ngươi cùng một chỗ xếp đặt tiệc ăn mừng, không say không về đâu ha ha hoàng thượng tiếng cười rất lớn thậm chí đã truyền đến đại thuận quân đội bên kia văn đạo một đoàn người nghe không khỏi nhíu mày a tu la vương không khỏi lạnh hừ một tiếng nói ra cỏ này bao hoàng đế sắp chết đến nơi đều không tự biết văn đạo lại là nói ra hình tiên sinh vệ vô kỵ nhất định không có vấn đề chứ hình đông phương trầm giọng nói ra ta dấu ấn tinh thần còn một mực đang hắn não hạch bên trong Ta muốn hắn chết, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Hắn không phải là cái không sợ chết người a. À. Tu đạo cao thủ, không có không sợ chết. Ngẫm lại, một người từ không tới có, trải qua gian nan vạn hiểm tu thành đại thần thông. Đến nước này, người nào mẹ nó bỏ được chết a. À. Mà lại những đại nhân vật này còn đều hiểu sinh tử chân lý, kia liền càng không chịu chết. A à, Tu La Vương làm theo nói ra, cái kia có phiền toái như vậy ta nói đông phương ngươi trực tiếp trước đem vệ vô kỵ cho giết. Còn lại mấy cái kia con nít, lại ở đâu là văn đạo đối thủ. Hình đông phương nói ra, vậy không được, đối phương có canh chấn nam, còn có ngân sa vương, lại thêm cái kia lan đình ngọc lộ ra cổ quái. Liền đồ văn đạo cao như vậy tay đều bị hắn làm cho mất tích. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, hắn đón đến, còn nói thêm, văn soái tóm lại ngươi cẩn thận nhiều. Nếu như phát hiện chuyện không thể làm, liền trước thủ vững chúng ta tại càn nguyên kim quang trận bên trong tranh thủ sớm một chút đem vậy hoàng đế cho bắt. Văn đạo nói ra, nhìn, đại khang hoàng đế đã đối càn nguyên kim quang trận có chỗ giải. Chúng ta là không phải nên thay cái trận pháp. Hình Đông Phương nói ra, lâm thời đổi trận, càng không thể lấy. Càn nguyên kim quang trận chính là tử trận, không có khả năng phá. Sự tình thì giữ nguyên kế hoạch xử lý. Tốt, Văn Đạo gặp hình Đông Phương nói như thế, hắn cũng liền không thật nhiều nói song phương lần nữa giao đấu trời nắng trang trang song phương binh lính toàn bộ đều là áo giáp tại thân giữa sân một mảnh trang nghiêm đây là cương thiết chiến sĩ cũng là bất khuất vạn lý trường thành hoàng thượng khống chế từ kim thần long liễn xa tiến lên văn đạo cũng lập tức rủi ngựa chào đón Chấm đến sông trận văn đạo tiểu nhi người bố trận đi hoàng thượng hét lớn một tiếng văn đạo cười một tiếng nói ra tốt đại khang hoàng đế người quả nhiên có đảm lượng sau đó, hắn móc ra một cái bát quái la bàn. Cái kia bát quái la bàn ném tới trên mặt đất. Khoảng không trong đất, cái kia bát quái la bàn bắt đầu tản mát ra lóa mắt kim sắc quang mang. Hào quang màu vàng óng kia thần kỳ cùng cực, liền giống như là vô số dây leo tại sinh trường. Chỉ chốc lát về sau, những này kim sắc quang mang liền thành một tòa cung điện màu vàng óng. Cung điện màu vàng óng đại môn mở rộng. Văn đạo liền nói ra, đại khang hoàng đế, mời đi. Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ cái này Càn Nguyên Kim Quang trận, bản soái lập tức thu binh." Hoàng thượng nói ra, chấm đã sớm nói, trận chiến đấu này đã khai hỏa. "Ngươi cho rằng ngươi thu binh thì có thể giải quyết, chấm trước phá ngươi cái này mục trận, sau đó lại tới thu thập ngươi." Sau đó, hoàng thượng thu tử kim thần long liễn xa, tiếp lấy thân hình lóe lên, cũng đã đi vào đến cái kia kim sắc trong cung điện. Hoàng thượng đi vào, kim sắc cung điện đại môn liền quan bế đứng lên dưới ánh nắng chói trang, cái kia kim sắc cung điện bị mờ mịt khí vần quanh. Ngoại nhân căn bản là không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Liền cũng tại lúc này, vệ vô kỵ biến sắc, quát, văn đạo lão nhi, hoàng thượng đã qua phá trận. Người thì chịu chết đi. Hắn sau khi nói xong, liền xông la quân, Lan Đình Ngọc còn có kiều ngưng quát, cùng tiến lên. Ừm, la quân, Lan Đình Ngọc, kiều ngưng ứng thanh. Văn đạo bên người có cao thủ, hoàng thượng đương nhiên biết được hoàng thượng phá trận kiềm chế cao thủ để văn đạo bên người không có có thể chống lại cao thủ như thế cũng là đang cấp vệ vô kỵ cơ hội lúc này văn đạo cũng chỉ có thể tiếp chiêu cấp bậc như vậy chiến đấu nếu như hắn để phía dưới quan binh cùng tiến lên vậy đối với quan binh mà nói là một trận giết hại văn đạo lập tức cười lớn một tiếng nói ra tốt vệ vô kỵ để bản xóa nhìn xem các ngươi có bản lãnh gì sau đó văn đạo liền thực sự vô lượng nguyên thần bay lên không trung vệ vô kỵ cũng thi triển ra bàn nhược nguyên thần, kiều ngưng cũng làm cho tiểu long chui ra. Nàng và la quân còn có lan đình ngọc đều cưỡi tại tiểu trên thân rồng, liền đều hướng phía cái kia thiên không bay đi. Song phương đại chiến, hết sức căng thẳng. Ngay vào lúc này, vệ vô kỵ bỗng nhiên điên cuồng thôi vận bàn nhược nguyên thần. Bàn nhược nguyên thần chính là có ngưng kết thời gian, không gian quy tắc gốc dễ sự tình. Cái này một cái chớp mắt, bàn nhược nguyên thần hóa thành kim sắc vũ khí, phụ khí tràn ngập chỗ, là quân, Lan Đình Ngọc còn có kiểu ngưng cùng Tiểu Long đều không nhúc nhích. Bọn họ thế mà thì như vậy ngưng kết trên không chung. Đây là làm cái gì phi cơ, là quân trong mắt quay tròn chuyển, hắn nhịn không được nói ra. Đồng thời, một loại nói không nên lời khủng hoảng trong lòng bọn họ lan tràn đi ra. Nói thực ra, vệ vô kỵ bàn nhược nguyên thần thật là vô cùng lợi hại. Nhưng là như đối với hắn có phòng bị, rời xa hắn một chút, biến hóa nhanh một chút cái này kim sắc vũ khí vô pháp đóng băng đến bọn họ. Nhưng lúc này, bọn họ đều muốn vệ vô kỵ xem như quân đội bạn, cho nên lần này bị đông cứng ở, thật sự là khó lòng phòng bị. Phan xoái, vệ vô kỵ cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi nhìn ta như vậy như nguyên thần tạm được. Giờ này khác này, vệ vô kỵ người trên không trung chân hắn giẫm kim sắc vũ khí, giống như đi bộ nhàn nhã. Văn đạo nhưng cũng không dám chủ quan, hắn nhìn về phía vệ vô kỵ, nói ra, Vô kỵ huynh quả thật lợi hại, những người này đều không phải hạng người bình thường, lại bị ngươi trong nháy mắt khống chế lại. Bất quá, ngươi sao không trực tiếp đem bọn hắn giết một trăm đâu? Hiển nhiên, văn đạo lại cũng không dám một trăm phần trăm tín nhiệm vệ vô kỵ đây. Vệ vô kỵ cười ha ha một tiếng, nói ra, văn soái xem ra ngươi hay là không tín nhiệm ta à? Văn đạo nói ra, vô kỵ huynh, không phải ta không tín nhiệm ngươi, mà chính là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền a chỉ cần ngươi đem mấy người kia giết, chúng ta lại hùn vốn đi giết này canh chấn nam, đến lúc đó, ai còn sẽ đối với vô kỵ huynh ngươi có giữ lại đâu. Vệ vô kỵ nói ra, ta như vậy như nguyên thần khống chế lại bọn họ vô cùng cố hết sức, lại đến giết người, có chút lực bất tòng tâm. Văn Soái, điểm này ta hy vọng ngươi có thể thông cảm, dù sao mấy người kia đều là đương thời quái tài. Hắn đón đến, nói ra, ta tận lực tới giết, nhưng ngươi muốn ở một bên chuẩn bị tùy thời. Vệ vô kỵ, người đáng chết, ngay vào lúc này, cái kia Lan Đình Ngọc đột nhiên trong mắt tuôn ra tinh quang tới. Trước ngực hắn xuất hiện cửu viêm thần hỏa, cái này cửu viêm thần hỏa cấp tốc đốt cháy cái kia kim sắc vũ khí. Vệ vô kỵ không khỏi thất sắc. Vệ vô kỵ, người dám can đảm phản bội thánh thượng, muốn chết. Kiều ngưng cũng là hét lớn một tiếng, đồng thời, tiểu long phun ra ra lôi điện thần hỏa tới. Là Quân cũng cấp tốc điểm ra địa sát kiếm công sát vệ vô kỵ. Kiều Ngưng càng là vận chuyển ra bất diệt lôi phù, thì triển ra lôi nghịch chín tầng. Trong nháy mắt, vệ vô kỵ bị cái này ba đại cao thủ hợp lực vây giết. Vệ vô kỵ hãi nhiên thất sắc, hắn tại trong nguy cơ, cấp tốc co vào bàn nhược nguyên thần. Tiếp lấy thân thể nhất chuyển, tay áo liên tục phung vẩy. Cái này vệ vô kỵ coi là thật đến, liền đem mọi người công kích như thế hất ra. Nhưng là tiểu long lôi điện thần hỏa lại là khác biệt bình thường, cấp tốc đem vệ vô kỵ ống tay áo xuyên thủng đốt cháy vệ vô kỵ bị kinh ngạc la quân lập tức thi triển ra địa sát đại thủ ấn cầm giết đi qua tiểu long cái đuôi lớn cũng mãnh liệt quét ngang qua kiều ngưng bất diệt lôi phù triển khai lôi trận hướng lên trên trùng tới lan đình ngọc cửu viêm thần hỏa hóa thành cửu viêm thần kiếm trong nháy mắt chém ra vô cùng kiếm quang giận giết đi qua vệ vô kỵ âm thầm kêu khổ thân hình hắn lóe lên đột nhiên nhất quyền hướng phía tiểu long thân thể đụng giết đi qua đại phạm thiên quyền thuật Vệ Vô Kỵ hét lớn một tiếng, hắn nhất quyền ra, lập tức đập đến ra vô số kim sắc ảo ảnh, cái kia kim sắc ảo ảnh lớn nhất sau khi ngưng tụ thành Phật Thiên Phật Tôn quyền đầu, cứ như vậy đụng giết tại tiểu trên thân rồng. Oanh. Tiểu Long chỗ nào chịu được Vệ Vô Kỵ quyền đầu, lập tức cả thân thể bay ra ngoài. Các ngươi đám này tiểu bối, liền để cho các ngươi kiến thức một chút bổn tọa lợi hại. Vệ Vô Kỵ cũng là động thật giận, nhất quyền đánh bay tiểu Long, cùng lúc đó là quân điện sát đại thủ ấn rốt cục bắt hắn lại. Nhưng vệ vô kỵ chỉ là thân thể mạnh mẽ chấn, liền đem điện sát đại thủ ấn đánh sơ xác Đồng thời, cử viêm thần kiếm kiếm khí cuốn giết tới, tựa như kinh thiên núi lửa chi lực trùng sát mà đến. Ngọn lửa kia hình thành thần mang. Vệ vô kỵ quát to, Brahma kim tôn, hộ ngã pháp thân thể. Ngón tay hắn liền thi pháp quyết, như vậy như nguyên thần liền cùng hắn quyền ý ngưng tập hợp một chỗ, cấp tốc hình thành nhất tôn kim sắc hộ pháp người mặc tại vệ vô kỵ trên thân. Vệ vô kỵ một tay chộp tới, thế mà đem cửu viêm thần kiếm kiếm mang bắt trên tay. Trở về, vệ vô kỵ chợt quát một tiếng, liền đem cửu viêm thần kiếm phản sát hướng Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc bị kinh ngạc, thân hình hắn chấp liên tục ba lần, sau cùng khẽ vươn tay, mới đưa cửu viêm thần kiếm nắm trong tay. Mà Kiều Ngưng bất diệt lôi phù lôi trận vừa vặn bao phủ lại vệ vô kỵ vệ vô kỵ nhất quyền oanh sát hướng bất diệt lôi phù. Cái kia kim sắc Brahma quyền ấn hung hãn tới cực điểm. Ầm ầm, bất diệt lôi phù chấn động kịch liệt đứng lên, Kiều Ngưng sắc mặt nhất thời trắng bệch, nàng đi theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này vệ vô kỵ tu vi thật sự là quá lợi hại, dù là Kiều Ngưng, Tiểu Long, còn có Lan Đình Ngọc dạng này cao thủ vây công, nhưng đều là khó có thể ứng phó. Bất quá cũng may bất diệt lôi phù cũng thực lợi hại, thế mà chịu đựng lấy vệ vô kỵ một quyền này. Oanh, bất diệt lôi phù hạ xuống lôi điện thần chảm, liền như vậy chém tới vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ lập tức đánh ra nhất quyền Brahma Kim Quang đón lấy lôi điện thần chảm. Quyền kia trong đầu Kim Quang hộ pháp ấn liền đem lôi điện thần chảm ngăn trở. Lúc này, Tiểu Long lập tức lui quay lại, bay vào đến lôi phù bên trong. Tiểu Long thay thế lôi trận phun ra ra lôi điện thần hỏa. Tiểu Long lôi điện thần hỏa, đây chính là không tầm thường vệ vô kỵ lập tức liền khó chịu tới cực điểm, mắt thấy hắn kim quang liền bị hủy đi. Kiều ngưng toàn lực thi triển bất diệt lôi phù, Lan Đình Ngọc cùng La Quân còn ở bên cạnh đây. La Quân cấp tốc thi triển ra vạn kiếm quy nhất. Lan Đình Ngọc cũng là lần nữa phát ra cửu viêm thần kiếm đến. Hai cỗ thần kiếm hung mãnh chém giết tới. Mà vệ vô kỵ chỉ có thể ở giữa sân khi bia ngắm, hắn Rama Kim Tôn đột nhiên lại mọc ra hai cánh tay tới thế là hai tay phân biệt phát ra kim quang hộ pháp ấn tới một bên ngăn cản địa sát kiếm một bên ngăn cản cửu viêm thần kiếm giữa sân liền như vậy rằng co vệ vô kỵ pháp lực thông huyền nhưng là ba người này nhất long công kích lại là khác biệt bình thường mắt thấy như vậy xuống dưới vệ vô kỵ liền muốn mất khống chế chết ngay tại chỗ văn đạo mà mẹ nó mẹ ngươi a à. vệ vô kỵ không khỏi chửi ầm lên hắn nói ra lão tử não hạch đều bị hình đông phương khống chế con mẹ nó ngươi coi như hoài nghi lão tử, tốt xấu trước đem cái này mấy tiểu bối cho giết à. Chẳng lẽ bọn họ cũng không thể trước hết giết sao? Văn đạo một mực đang nhìn biến hóa trong sân, hắn nghe vậy liền cũng đã cảm thấy có đạo lý. Phô kỵ huynh, ta tới giúp ngươi. Văn đạo cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên một chỉ điểm ra. Theo hắn pháp lực thi triển chỗ, nhất tôn tấm bia to xuất hiện. Cái kia tấm bia to chính là thái cổ Long Bi thái cổ long bi bên trong ẩn chứa chân long chi khí, hơn nữa còn thật nhiều quá chữ cổ, những văn tự này bị pháp lực cùng chân long chi khí thôi động, liền có thể hóa thành sát nhân chi kiếm. Cái kia thái cổ long bi xuất hiện về sau, lập tức liền bay đến Lan Đình Ngọc đỉnh đầu, tiếp lấy liền oanh một tiếng, hướng Lan Đình Ngọc trấn áp tới. Lan Đình Ngọc không khỏi nhíu mày, hắn cấp tốc thu cửu viêm thần kiếm. Nhưng là hắn hoàn toàn tránh không khỏi thái cổ long bi, cái kia thái cổ long bi ẩn chứa chân long chi khí đem hắn sở hữu biến hóa đều trong nháy mắt bắt giữ lấy. Lan đình ngọc rơi vào đường cùng, chỉ có nhất quyền tuôn ra. Cái kia cửu viêm thần hỏa cấp tốc tại hắn trên nắm tay hình thành hỏa diễm thần đao. Ngọn lửa kia thần đao loa toàn chảm giết, liều mạng đốt cháy thái cổ long bi. Phan đạo cẩn thận từng ly từng tí, hắn bảo thủ công kích trước lan đình ngọc, mà lại xuất thủ cũng là dùng thái cổ long bi. Đây là muốn trong nháy mắt đem Lan Đình Ngọc chém giết, đồng thời nếu như giữa sân có biến hắn liền có thể dựa vào thái cổ long bi cấp tốc rút lui văn đạo bàn tính đánh rất khá cái kia vô lượng nguyên thần tại dưới chân hắn tùy thời đều chuẩn bị bôi mỡ rời đi lan đình ngọc chính là nhân tài mới nổi cử viêm thần hỏa càng là thiên hạ vô song nhưng lúc này lan đình ngọc gặp được cái này văn đạo còn có cái này thái cổ long bi hắn lại là hoàn toàn không được hắn cử viêm thần hỏa cũng đốt cháy không thái cổ long bi Ngược lại là trong nháy mắt, thái cổ long bi bên trong quá chữ cổ hình thành kiếm khí. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo kiếm khí chém giết điên cuồng hướng Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc hãi nhiên thất sắc, ngay vào lúc này, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Cái này một cái chớp mắt, hắn tựa hồ thì phải vận dụng đại sát khí. Là quân cùng kiều ngưng lại là không biết Lan Đình Ngọc ý nghĩ, loại này thời khắc nguy cấp, hai người bọn họ đều cảm giác Lan Đình Ngọc bỏ mạng ở tại chỗ, cho nên hai người này không chút do dự xuất thủ cứu giúp Lan Đình Ngọc. La Quân thân hình lóe lên, cấp tốc đến Lan Đình Ngọc bên người. Hắn địa sát chi tinh lập tức đóng băng quá khứ, đem cái kia mấy trăm đạo kiếm khí đóng băng. Thổi phù một tiếng, kiếm khí kia chỉ dừng lại một cái chớp mắt, tiếp lấy lập tức liền phá vỡ địa sát chi tinh. Kiều Ngưng vận chuyển đại pháp lực, mãnh liệt quát một tiếng, thế mà trực tiếp đem Lan Đình Ngọc bắt lấy, sau đó lóe ra thái cổ long bi bao phủ. Phốc Kiều ngưng lần này hao hết lực khí toàn thân, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Sắc mặt nàng một mảnh trắng bệch, vừa rồi nàng là dùng di hồn hoán ảnh pháp thuật. Trong nháy mắt, lấy đại pháp lực hình thành nhất tôn giả thân thể mê hoặc thái cổ long bi. Tiếp theo, liền đem Lan Đình Ngọc chuyển chuyên trở ra ngoài. Kể từ đó, cái kia thái cổ long bi liền đem Kiều ngưng giả thân thể trong nháy mắt chấn thành phấn vụn. Những pháp lực này cùng Kiều ngưng ý hợp tâm đầu, nhất mạch tương thừa cho nên nàng mới có thể bị thương nặng nhưng mặc kệ như thế nào lan đình ngọc tránh thoát một kiếp này la quân còn không có kịp phản ứng cái kia thái cổ long bi lại lóe lên liền đem hắn bao phủ lại la quân bị kinh ngạc hắn căn bản tránh tránh không khỏi trong nguy cơ la quân lập tức lấy điện sát chi tinh đóng băng thái cổ long bi cái kia thái cổ long bi phía trên quá chữ cổ phát ra kim sắc quang hoa trong nháy mắt liền đem điện sát chi tinh toàn bộ đánh bay ra ngoài Mắt thấy, La Quân liền muốn bị Thái Cổ Long Bi chấn thành cho tàn. Giữa sân cấp tốc bóng người toa động, Lan Đình Ngọc nhanh chóng điểm ra cử viêm thần kiếm, cử viêm thần kiếm tại La Quân trên không hình thành cử viêm thần thuẫn. Cái kia Long Văn Cương tinh hồn phát huy ra uy lực, cùng cử viêm thần hỏa dung hợp lại cùng nhau, liền hình thành thiên hạ vô song thuẫn lực. Cử viêm thần thuẫn đem Thái Cổ Long Bi nâng. La Quân thân thể lăn một vòng, liền lăn lộn ra Thái Cổ Long Bi bao phủ mà cử viêm thần thuấn cũng bị trong nháy mắt đánh tan cái kia thái cổ long bi cùng người đạo lực lượng quá cường đại lan đình ngọc cùng la quân theo văn đạo căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc loại này tranh lệch không phải nói pháp bảo châu là liền có thể chống đỡ binh kiều ngưng cấp tốc vận chuyển bất diệt lôi phù nàng bất diệt lôi phù rời đi vệ vô kỵ tiếp lấy ngay tại thái cổ long bi trên không bao phủ tiểu long tại lôi phù bên trong phun ra ra lôi điện thần hỏa mạnh mẽ lôi điện thần hỏa đốt cháy dậy thái cổ long bi tới thái cổ long bi phần trên chữ tản mát ra lóa mắt quang hoa văn đạo không khỏi nhíu mày sau đó hắn quát lạnh một tiếng nói ánh sang của hạt gạo cũng dám tỏa hào quang văn đạo lúc này vẫn là tai nghe khắp nơi mắt nhìn xung quanh hắn trông thấy vệ vô kỵ đã héo rút xuống dưới hiển nhiên là vừa rồi đại chiến hao phí công lực của hắn trận này bên trong kiều ngưng cũng bị thương nặng mà Lan Đình Ngọc cùng La Quân không đủ gây sợ, cho nên lúc này, Văn Đạo bắt đầu vận ra chân lực. Hắn cũng cảm nhận được Thái Cổ Long Bi tại tiếp nhận không thể xóa nhòa thương tổn, bởi vậy hắn muốn trong nháy mắt đem bất diệt lôi phù vỡ nát. Chỉ muốn hủy diệt bất diệt lôi phù, như vậy giữa sân hết thảy đều là tại hắn trong khống chế. Oanh, Văn Đạo vận đủ toàn lực, cái kia Thái Cổ Long Bi oanh một tiếng, sở hữu văn tự hình thành một cỗ phá tan không trung tinh mang kiếm khí tinh mang kiếm khí chạm thẳng hướng bất diệt lôi phù, cũng chém tới tiểu long. Cái kia lôi điện thần hỏa trong nháy mắt bị tinh mang kiếm khí chỗ đánh tan, tiếp lấy còn hướng tiểu long chạm giết tới. Tiểu long hãi nhiên, hắn cảm giác được loại này tinh mang kiếm khí có thể đưa nó giết chết. Nó bây giờ là rất khó bị giết chết, có thể cái này tinh mang kiếm khí lại có bản sự này. Tiểu Long bản năng trốn vào bất diệt lôi phù bên trong. Oanh, ngay vào lúc này, cái kia vệ vô kỵ đột nhiên thoáng hiện đến văn đạo sau lưng. Audio điện tử võ tấn bền. Vệ vô kỵ một trưởng vỗ tại văn đạo trên lưng. Phốc, văn đạo bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn tinh mang kiếm khí mất đi pháp lực trèo chống, lập tức tiêu tán. Thái cổ long bi bị kiều ngưng bất diệt lôi phủ khống chế. Kiều ngưng lập tức liền đem thái cổ long bi thu vào bất diệt lôi phù bên trong, sau đó lại ném vào trong lôi trì tẩy luyện đây chính là tuyệt đối bảo bối tốt ga. Văn đạo chỗ có pháp lực chân khí tại cái này một cái chớp mắt toàn bộ tán. Là quân cùng Lan Đình Ngọc có chút hoảng hốt, ngược lại là Kiều Ngưng trong mắt lóe lên quả là thế thần sắc. Bởi vì Kiều Ngưng biết, bất diệt lôi phù thực căn bản không có cơ hội khống chế vệ vô kỵ. Là vệ vô kỵ âm thầm lưu thủ. Đây hết thảy đều là đang diễn trò, bộ phim là làm cho văn đạo nhìn. Mà La Quân, Kiều Ngưng, Lan Đình Ngọc đều không biết, Sở dĩ không để bọn hắn biết, chính là vì đem cái này trình diễn đến chân thực. Muốn để Văn Đạo tin tưởng. Vì cái gì? Văn Đạo sắc mặt trắng bệch, hắn vô lượng nguyên thần cũng đi theo tán đi. Người khác hướng xuống mặt rơi xuống, vệ vô kỳ một phát bắt được Văn Đạo, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết, ta làm nhiều như vậy bộ phim, chính là vì để ngươi tế ra Thái Cổ Long bi. Ta một mực chờ đợi, cũng là chờ ngươi vận đủ pháp lực giờ khắc này. Chỉ có tại thời khắc này ta mới có cơ hội xuyên toa hư không đến phía sau người đánh lén ngươi. chẳng lẽ ngươi thì không sợ Đông Phương Tiên sinh giết ngươi? Văn Đạo cắn răng nói ra. Vệ Vô Kỵ cười ha ha, hắn nói ra, lời nói thật muốn nói với người đi. hôm qua hình Đông Phương nhìn thấy người không phải ta, chính là Thánh Thượng. Thánh Thượng đang ở trong phòng ta bố trí trận pháp, cũng hình thành huyễn cảnh. Hình Đông Phương hư không nguyên thần căn bản là phát giác không ra không đúng. Nhưng này dấu ấn tinh thần là sẽ không ra sai, Văn Đạo không cam lòng. Vệ Vô Kỵ nói ra, dấu ấn tinh thần tại thánh thượng trong đầu, nhưng là thánh thượng vì cái gì không sợ cái kia dấu ấn tinh thần nổ tung, ta đây cũng không biết. Hôm nay liền xem như ngươi không diễn trò, thì như vậy tới giết ta, ta cũng không phải là các ngươi đối thủ. Văn Đạo nói ra. Vệ Vô Kỵ nói ra, không sai, chúng ta toàn bộ chặn giết ngươi, ngươi rất khó có đường sống. Văn Đạo nói ra vậy ngươi vì thập muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vệ vô kỵ nói ra, đây là thánh thượng ý tứ. Hắn đón đến, nói ra, thánh thượng nói với ta, chúng ta liên hợp giết ngươi, tuy nhiên có chín thành chín nắm chắc thành công. Nhưng cũng có vi diệu một trong cơ hội để ngươi đào tẩu. Nhưng thánh thượng không cho phép có cái này vi diệu chi vừa xuất hiện. Một tia chỗ sơ suất cũng không thể có. Văn đạo ánh mắt phức tạp, hắn nói ra, tốt đại khang hoàng đế quả nhiên danh bất hư truyền ta thua đến tâm phục khẩu phục ngay sau đó vệ vô kỵ đem văn đạo bắt giữ trực tiếp mang xuống dưới qua vệ vô kỵ đem văn đạo nhân đầu trực tiếp cắt mất sau đó để binh lính tế lên khi văn đạo nhân đầu bị dâng lên thời điểm đại thuận quân đội hãi nhiên thất sắc vệ vô kỵ lập tức để canh trấn nam chỉ huy la quân bọn người công giết đi qua hai cỗ dòng lũ sắt thép suốt cục tại chống trận bên trong rảo sát cùng một chỗ đại khang quân đội thế như trẻ tre, một đường chém giết tới. Canh chấn nam, là quân, còn có kiều ngưng, lan đình ngọc đồng loạt ra tay. Bọn họ tấn công để đại thuận quân đội căn bản ngăn cản không nổi, không bao lâu, đại thuận quân đội chạy tán loạn. Canh chấn nam lập tức dẫn binh truy sát. Mà vệ vô kỵ lại có một chuyện khác muốn làm, cái kia chính là tới đối phó cản nguyên kim quang trận. Hoàng thượng tiến vào cản nguyên kim quang trận. Về sau, Hắn lập tức liền gặp được Hình Đông Phương, A Tu La Vương, Kim Bằng Vương, Độc Nhãn Ma. Bốn đại cao thủ nếu là trực tiếp vây giết hoàng thượng, người hoàng thượng kia cũng rất khó ứng phó. Mà lại dưới mắt, tại Càn Nguyên Kim Quang trận. Bên trong, hoàng thượng tu vi còn muốn bị áp chế lại. Bốn đại cao thủ tu vi còn sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Bốn đại cao thủ thân hình lóe lên, liền đem hoàng thượng vây vào giữa. Càn Nguyên Kim Quang sát trận, bốn người lập tức xuất thủ trong tay bọn họ bắt pháp quyết, bên trong tòa đại điện kia liền xuất hiện bốn phương tám hướng kim sắc sợi tơ. Những này kim sắc sợi tơ sau cùng toàn bộ bắn giết hướng hoàng thượng. Những này kim sắc sợi tơ chính là càn nguyên kim quang trận. Ảo diệu vị trí, mỗi một đạo sợi tơ liền đều là thái dương thần mang. Dạng này thần mang, chính là có thể đem cứng rắn nhất thiên ngoại vẫn thạch trực tiếp cắt. Bất luận cái gì pháp khí, pháp lực, chiến giáp, khải giáp tại cái này sợi tơ trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Bốn đại cao thủ pháp lực đem Thái Dương thần mang thôi vận đến cực hạn. Hoàng thượng trong khoảnh khắc liền bị nghiền sát thành phấn vụn. Bốn đại cao thủ bản ý là muốn bắt sống hoàng thượng, nhưng muốn bắt sống cũng không dễ dàng. Bọn họ cũng tin tưởng hoàng thượng có hậu thủ, không có khả năng thật cứ như vậy chết. Cho nên, bọn họ là tận lực đến bắt người sống. Nhưng bọn hắn một khi xuất thủ, vẫn là tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó có thể bắt sống là tốt nhất, thực sự không được, chết cũng có thể. Đây là bốn đại trong lòng chấm CAO thủ ý nghĩ. Bốn đại cao thủ tự nhận cảm thấy cũng là thần đế dạng này cao thủ một khi đi vào đến trong trận pháp, chính là lấy thần đế tu vi, vậy cũng ngăn cản không nổi cái này hung ác thái dương thần mang. Cái này đại khang hoàng đế tuy nhiên lợi hại, nhưng là hắn cũng là tuyệt đối không thể tới. Liền cũng tại lúc này, hoàng thượng đồng dạng ngồi xếp bằng trong tay hắn xuất hiện ma điển, chỉ gặp hắn cấp tốc thôi vận pháp lực. Ma điển bên trong tuôn ra sương mù màu đen, những xương mù này cấp tốc đem hoàng thượng bao phủ lại. Vô số thái dương thần mang mắt thấy muốn đem hoàng thượng chém giết, nhưng quỷ dị là, thái dương thần mang từ đầu đến cuối không có chém đến hoàng thượng trên thân. Vận chuyển thời không quy tắc, chế tạo không gian khoảng cách. Bốn đại cao thủ thấy thế lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, hoàng thượng cũng biết không bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản được thái dương thần mang. Thái dương thần mang có rất nhiều loại, mà dưới mắt thái dương thần mang bị bốn đại cao thủ, cùng trận pháp này thôi vận dưới, đã đến lớn nhất hừng hực cấp độ. Từ nơi này thần mang như thế sự tinh tế liền có thể thấy được lốm đốm. Thế là hoàng thượng nghĩ đến ứng đối biện pháp chính là chế tạo khoảng cách, chế tạo không gian khoảng cách. Người lúc đầu khoảng cách ta chỉ có 10 mét, cái này thái dương thần mang trước mắt thì giết tới mà hoàng thượng mượn nhờ ma điển cải biến quy tắc, đem cái này 10 mét khoảng cách biến thành ngàn mét, vạn mét, 10 vạn mét, 10 triệu mét. Người cái này thái dương thần mang một mực đang đánh tới trên đường, ta tự nhiên là có thể bình yên vô sự. Cải biến quy tắc, hừ, bốn đại cao thủ cùng một chỗ vận chuyển pháp lực. Thế là, bọn họ cũng đang mở ra quy tắc. Tình huống này tựa như là hoàng thượng tại viết xuống phương trình, mà bốn đại cao thủ đang mở phương trình. Hoàng thượng để khoảng cách thành dài, bọn họ để khoảng cách biến ngắn. Bốn đại cao thủ đồng loạt ra tay, cái này cải biến tốc độ là rất khủng bố. Lúc đầu, tại bốn đại cao thủ trước mặt, không ai có thể so với qua được cái này bốn đại cao thủ giải đề tốc độ. Đáng tiếc, bọn họ gặp gỡ là hoàng thượng. Gặp gỡ chính là đại sở môn quân sư Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo chính là thiên tài, quỷ tài. Hắn đã từng vấn đề lớn nhất chính là không có cảm tình, hắn trí tuệ đã là yêu nghiệt đồng dạng cấp độ hắn ký ức lực thiên hạ vô song. Hoàng thượng lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn không ngừng ra đề mục, biến đề, cái kia khoảng cách chợt ngắn chợt dài. Đây là hoàng cái trước người tại ứng đối bốn đại cao thủ. Bốn đại cao thủ tuy nhiên pháp lực thông huyền, nhưng là luận đến phương diện này trí tuệ, lại là cùng một chỗ hợp lực cũng chưa chắc bắt được hoàng thượng. Thế là song phương thì hình thành một cái rằng co thăng bằng. Hình đông phương sắc mặt nghiêm túc, hắn nói ra, một người tâm lực luôn luôn có hạt hắn có thể trong thời gian ngắn duy trì dạng này tốc độ nhưng thời gian lâu dài tuyệt đối chống cự không nổi chúng ta bốn người atula vương nổi nóng nói ra làm phiền toái như vậy nếu là không muốn trận pháp này chúng ta trực tiếp xuất thủ gia hỏa này đã chết kim bằng vương nói ra atula người nói như vậy thì không có ý nghĩa nếu không đưa vào cái này trong trận đến người ta người nào cùng ngươi bốn đánh một ngươi cũng không cảm thấy ngại bốn đánh một A Tu La Vương nói ra, lão tử cũng không hiếm có bốn đánh một. Đơn đả độc đấu, sợ hắn sao? Hoàng thượng ở trong trận cười ha ha một tiếng, nói ra, A Tu La Vương, đơn đả độc đấu, ngươi cảm thấy ngươi là chấm đối thủ sao? Ngươi cái cẩu hoàng đế, ngươi cảm thấy lão tử không phải đối thủ của ngươi. A Tu La nói ra, tới tới tới, chúng ta triệt hồi trận pháp, đơn đả độc đấu. Hoàng thượng nói ra, tốt, các ngươi triệt hồi pháp lực, chấm đánh với ngươi. Tu la hình Đông Phương lập tức lệ quát một tiếng nói ra người cũng chớ làm loạn chúng ta thật vất vả đem hoàng đế này vây ở trong trận người cái này vừa rút lui qua trận pháp hắn lập tức liền cải biến quy tắc hư không xuyên toa ra ngoài xúc địa thành thốn hoặc là biến tắc vì gạo đây đều là thuộc về một loại phương trình cải biến cải biến không gian phần tử quy tắc các loại mà hư không xuyên toa từ một cái địa điểm đến một chỗ khác điểm đây là từ không nói có sự tình chỉ ít cần ở chỗ đó có thể có một bình tĩnh, chuẩn xác phần tử. Nói cách khác cần một cái giờ chân điểm, sau đó còn muốn một cái lối đi, mà ở trong trận này lại là không có. giữa sân pháp lực cuồng bạo tới cực điểm, không có khả năng có cái giờ này đến cho hoàng thượng xuyên toa. dù là hoàng thượng có ma điển nơi tay, hắn cũng làm không được xuyên toa ra ngoài. thật sự là phiền phức. a tu la tuy nhiên cuồng vọng, nhưng cũng không phải mãng phu hắn cũng sẽ không thật sự ngây ngốc rút lui trận. Coi như hắn trí nhớ có thể kiên trì, nhưng hắn pháp lực cũng không có cách nào vĩnh viễn trèo trống. Chỉ cần chúng ta cùng hắn rông dài, cái này cầu hoàng đế hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hình đông phương theo rồi nói ra. Hoàng thượng cũng thì không nói thêm lời, hắn chế tạo phương trình để tốc độ thật sự là nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Đầu hắn so máy tính còn còn đáng sợ hơn. Bốn đại cao thủ cũng không khỏi kinh dị, không biết qua bao lâu hoàng thượng bỗng nhiên mở miệng hắn cười một tiếng nói ra hình đông phương người đoán bên ngoài hiện tại đến là vệ vô kỵ giết văn đạo vẫn là văn đạo giết vệ vô kỵ có ý tứ gì hình đông phương sắc mặt hơi đổi một chút hoàng thượng nói ra hôm qua ban đêm chấm đem cái kia vân thiên tông ngọc bội đeo ở trên người đồng thời trong phòng bố trí một cái mê huyễn trận pháp chỉ tiếc người xuất hiện là hư không nguyên thần Ngươi vì không cho chấm phát hiện ngươi cùng vệ vô kỵ nói chuyện với nhau, dùng như thế yếu kém lực lượng. Nhưng như thế yếu kém lực lượng nhưng cũng khám không phá chấm mê huyễn trận pháp. Cái kia mê huyễn trận pháp rất đơn giản, liền xem như thất trọng thiên cao thủ đều có thể khám phá. Ngươi nói là, tối hôm qua ta gặp được người là ngươi. Hình đông phương biến sắc. Hoàng thượng nói ra, không sai, ngươi lại cẩn thận cảm ngộ, nhìn cái kia tia dấu ấn tinh thần đến ở nơi nào. Hình Đông Phương nói ra, tại ngươi trong đầu. Hoàng thượng nói ra, không sai. Hắn cười một tiếng, nói ra, từ vệ vô kỵ đến chấm bên người lúc đến đợi, chấm liền biết hắn là các ngươi vân thiên tông an bài. Chấm nghĩ đến, nếu như đem hắn giết, các ngươi khẳng định sẽ còn lại phái người đến, thế là thì dứt khoát một mực dùng đến bây giờ. Hình Đông Phương trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đột nhiên thì dẫn bạo cái kia tia dấu ấn tinh thần. Ầm ầm, hình đông phương lập tức cũng cảm giác được dấu ấn tinh thần đem đối phương não vực hoàn toàn nổ nát đồng thời dấu ấn tinh thần cũng hoàn toàn biến mất dựa theo đạo lý tới nói lúc này hiên chính hạo hẳn là thất khiếu chảy máu mà chết bởi vì hắn não vực đã bị tạc hủy có thể quỷ dị là hình đông phương trông thấy hiên chính hạo lại là một chút sự tình đều không có hắn chả đang nhanh chóng bố trí ra càng nhiều càng khó phương trình mà A Tu La Vương bọn người tiếp tục phá giải hiên chính hạo bố trí xuống tinh vi phương trình. Vì cái gì ngươi hội không có việc gì, hình đông phương cảm thấy không thể tưởng tượng. Hoàng thượng cười một tiếng, nói ra, ngươi lại cảm thấy kỳ diệu đúng hay không? Hắn nói ra, thực là như thế này, người viên đan dược kia, chấm cũng không có ăn vào. Bởi vì lúc ấy ngươi thấy là huyền ảo, thế là chấm ngay tại ma điển bên trong dựa vào ma điển hảo hãn vũ trụ chi lực, cho ngươi chế tạo một cái giả não vực chấm dùng pháp lực bắt trước não vực kết cấu bên trong, cho nên cho dù là ngươi, cũng không có phát giác ra bên trong không cùng đi. Hình Đông Phương bọn người trợn mắt hốc mồm, sau đó, hình Đông Phương nói ra, ta phục, đại khang hoàng đế, ngươi quả nhiên lợi hại. Hắn đón đến, còn nói thêm, nhưng là ta càng hiếu kỳ, ngươi muốn thế nào phá vỡ cái này càng nguyên kim quang trận. Ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi pháp lực cũng sẽ theo thời gian tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, ngươi còn không phải một con đường chết hoàng thượng cười ha ha hắn nói tiếp cái này càng đặc sắc hiển nhiên không ai hội nghĩ quẩn tự tìm đường chết các ngươi sẽ không như thế làm chấm cũng sẽ không như thế làm nhìn cái này càng nguyên kim quang trận một khi xâm nhập bên trong chính là một con đường chết không có cách nào có thể phá trận ngươi cũng biết điểm này hình đông phương lạnh giọng nói ra hoàng thượng nói ra chấm tự nhiên biết điểm này từ bên trong phá trận thật là không có phương pháp phá trận trừ phi là thần đế cao như vậy tay, trực tiếp lấy đại pháp lực cậy mạnh phá vỡ. Nhưng chấm còn không có đủ dạng này bản sự. Hình đông phương bọn họ đương nhiên biết hoàng thượng không có đủ dạng này bản sự, nếu là hoàng thượng có bản sự này, bọn họ sẽ không tới bố trí xuống trận pháp này. Hoàng thượng nói tiếp, cho nên nói, người muốn nhiều động não gân. Từ bên trong phá không, chẳng lẽ từ bên ngoài cũng phá không sao? Trong thiên hạ, có không thể phá trận sao? hình đông phương chờ người thân thể không khỏi chấn động các ngươi không nghĩ tới văn đạo sẽ bị vệ vô kỵ giết đây cũng là càng sẽ không nghĩ tới chấm đã dạy vệ vô kỵ phương pháp phá trận hoàng thượng rằng giặc nói ra phá trận một dạng giết ngươi a à, tu la vương lạnh giọng nói ra hoàng thượng cười ha ha một tiếng nói ra chấm chỉ sợ các ngươi ra không cái này trận lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân điểm này chấm chẳng lẽ sẽ không sao càn nguyên kim quang trận thần diệu vô biên, vệ vô kỵ có thể phá đến. Hình Đông Phương đè nén xuống nội tâm rung động, trầm giọng nói ra. Hoàng thượng nói ra, dù sao còn có thời gian, chấm liền cùng các ngươi nhiều nói một chút đi. Cái này càn nguyên kim quang trận chính là Vân Thiên Tông trí bảo, chắc hẳn các ngươi cũng không hiểu nhiều bên trong ảo diệu. Càn nguyên kim quang trận lấy càn khôn, bát quái, âm dương vận chuyển mà thành, bên trong có 7749 cái đại biến hóa, mỗi một cái đại biến hóa bên trong lại chất chứa 3.600 cái thay đổi nhỏ hóa. Mỗi thời mỗi khắc, đều đang thay đổi, tựa như là này thiên đạo nhân gian, mệnh số một dạng. Nhiều như thế biến hóa, lại có một bộ quy luật, những này quy luật sau cùng hình thành một cái nguyên chữ. Cái này nguyên, là nhất nguyên chi số biến hóa. Hoàng cực kinh thế thư bên trong đối nhất nguyên làm giải thích, chứ tác người thiệu dung căn cứ hà lạc số lý, chu dịch âm dương, thiên địa vật lý, nhân loại tiến hóa thôi diễn, sáng lập nguyên hội vận thế một bộ có quy luật dự đoán phương pháp. 129.600 năm làm một nguyên, vì nhân loại một cái phát triển chu kỳ. Mỗi nguyên 12 sẽ, đều 10.800 năm. Mỗi hội 30 vận, đều 360 năm. Mỗi vận 12 thế, đều 30 năm. Nguyên hội vận thế đều có quẻ tượng biểu thị, hàng năm cũng có quẻ tượng biểu thị thiên văn địa lý nhân sự phát triển biến hóa. Chỉ cần động huyền cơ, dùng sinh hóa lý lẽ, thiên địa vạn vật chi sinh mệnh vận trình, giống nhau tại tâm, lịch sử loài người triều đại hưng vong thế giới phân hợp tự nhiên biến hóa đều là không cần đoán cũng biết vậy. Cái quái gì, A Tu La Vương cùng độc nhãn ma, Kim Bằng Vương sau khi nghe xong, một mặt mộng bức. Loại này phức tạp đồ, vật, bọn họ làm sao lại biết. Hình Đông Phương lại là sắc mặt càng ngưng trọng thêm, hắn nói ra, Đại Khang Hoàng đế, ngươi trên thông thiên văn, dưới giành địa lý, trên đời này đã không có có thể làm khó ngươi đồ, vật sao? Hoàng thượng nói ra, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại nhiều trí tuệ cùng vận khí đều là uổng công. Chấm làm nhiều năm như vậy nỗ lực, chính là muốn có được chính mình thực lực, sau đó tại thực lực tuyệt đối trước mặt, có thể có sức chống cự. Hắn đón đến, nói ra, chấm đã dạy vệ vô kỳ tìm đúng cản nguyên kim quang trận quy luật, hắn chỉ là ở chính giữa làm một cái tinh diệu tiểu thủ thuật, sau đó cái này cản nguyên kim quang trận liền sẽ nghịch chuyển. Hắn nói vừa xong, tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, đã bắt đầu nghịch chuyển. Hoàng thượng trong mắt tuôn ra tinh quang, hắn nói ra, càn nguyên kim quang trận lợi hại, các người không hiểu bên trong chi tránh thức ảo nghĩa, có thể nào hoàn toàn phát huy ra. Chấm để cho các người nhìn xem trận pháp này tránh thức chỗ lợi hại. Sau khi nói xong, hoàng thượng cấp tốc thôi vận pháp lực. Nhất thời, đại điện bên trong, kim sắc sợi tơ vô cùng vô tận mở rộng đi ra, hơn nữa còn có thể uốn lượn quấn quanh. Chỉ một lúc sau, đại điện bên trong toàn bộ đều là kim sắc sợi tơ. Mà cái này bốn đại cao thủ liền bị kim sắc sợi tơ quấn quanh thành vết chai. Bọn họ tại kim sắc sợi tơ phát động lúc, bọn họ hãi nhiên thất sắc muốn chạy trốn, nhưng là những tia đó tuyến đã điên cuồng xông tới. Có thể đừng lộn xộn, các người pháp lực lợi hại hơn nữa, cũng ngăn không được cái này ngàn vạn căn thái dương thần mang cắt giết chi lực. Hoàng thượng dễ dàng đứng lên. Đã như vậy, ngươi là sao không trực tiếp giết chúng ta? hình đông phương nghiêm nghị hỏi a tu la vương lệ hống nói cầu hoàng đế có bản lĩnh chúng ta đơn đấu hoàng thượng tự nhiên không để ý tới a tu la vương hắn cười nhạt một tiếng nói ra chấm địch quá nhiều người lưu mấy người các ngươi còn sống so với các ngươi chết tác dụng lớn hơn chấm nghĩ phân hóa ảnh sẽ không trơ mắt nhìn lấy các ngươi chết các ngươi cứ đợi ở chỗ này hào hào hưởng thụ đi sau đó hoàng thượng vừa xài bước ra lại là sử dụng hư không xuyên toa bản sự, cũng thông qua ma điển đi thẳng đến bên ngoài. Lúc đầu, càn nguyên kim quang trận một khi trận pháp phát động về sau, bất kỳ người nào đều mặc toa không đi ra. Riêng là hoàng thượng bị vây khốn ở trung gian, những thái dương đó thần mang phát động về sau, chính hắn cũng ra không được. Liền xem như pháp khí trợ giúp cũng không được. Có thể hết lần này tới lần khác, hoàng thượng có ma điển nơi tay, ma điển có thể diễn hóa vũ trụ vạn vật, hoàng thượng lại là trực tiếp mượn nhờ ma điển rời đi càn nguyên kim quang trận hoàng thượng xuất trận về sau hắn tiện tay chảo một cái cái kia càn nguyên kim quang trận lập tức hoàn bản quy nguyên lại hóa thành tiểu tiểu bát quái la bàn cái kia bát quái la bàn liền bị hoàng thượng ném vào đến ma điển bên trong lúc này mặt trời gay gắt chiếu rọi vệ vô kỵ lập tức quỳ xuống nói hoàng thượng vạn tuế vi thần kinh sợ hoàng thượng mỉm cười hắn thân thủ đỡ dậy vệ vô kỵ nói ra, ái khanh bình thân, lần này nhờ có ngươi. Vệ vô kỵ lập tức nói ra, vì thần không dám giành công, đây là hết thảy đều dựa vào thánh thượng bày mưu tính kế. Vì thần bất quá là phụng mệnh làm việc mà thôi. Hoàng thượng cười nhạt một tiếng, sau đó, hắn ngắm nhìn bốn phía, liền gặp trong không khí tràn ngập nói không nên lời mùi máu tươi, mà tại phía trước khu vực, thây ngang khắp đồng, kêu rên liên tục. Hoàng thượng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa có lở mở bóng người vệ vô kỵ lập tức nói hoàng thượng quân ta đã đại phá địch quân trước mắt chính đang ra sức truy sát hoàng thượng nói ra văn đạo đâu vệ vô kỵ nói ra đầu người ở đàng kia hoàng thượng nhìn sang hắn liếc nhìn văn đạo nhân đầu hắn cười một tiếng nói ra đại thuận lần này liền văn đạo đều chết chắc hẳn bọn họ hẳn phải biết muốn làm thế nào người vệ vô kỵ nói ra hoàng thượng Chúng ta lần này cần không muốn thừa cơ tấn công vào đại thuật, cho bọn hắn điểm đau khổ nếm thử. Không cần, hoàng thượng nói ra, tác chiến nhất là hao người tốn của, vẫn là để bách tính khôi phục nguyên khí đi. Còn lần này bồi thường, chấm sẽ cùng đại thuận hảo hảo nói chuyện. Vệ vô kỵ hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là nói, hoàng thượng thánh minh. Một ngày này, hẳn là La Quân giết người nhiều nhất một ngày. Một ngày này giết chết người so là quân dĩ vãng cộng lại giết chết còn nhiều hơn. Đây chính là tàn khốc chiến tranh. Một khi tuôn ra về sau, là quân không có cách nào lưu thủ. Chỉ có giết hại, giết, giết, giết. Chiến trường cũng là hắn lò sát sinh. Là quân tuy nhiên không tính là cái thủ đoạn độc ác người, nhưng một khi đến trên chiến trường, hắn sẽ không đi buồn cười nhân từ nương tay. Giết, giết, giết. Một đường núi thây biển máu, mang theo các tướng sĩ sông tới giết, đem địch quân hoàn toàn đánh tan. Về sau, là quân cùng Kiều Ngưng, Lan Đình Ngọc lại đều mang binh lính chặn giết, truy sát. Như thế liên tiếp ba ngày giết hại, đại thuận quân đội sau cùng cũng cũng chỉ còn lại có một chút tàn binh du dũng khả năng chạy đi. Những bách tính đó nhóm đối với đại thuận binh lính cũng sẽ không lưu tình, có thể giết thì chính mình giết, không thể giết thì báo cáo nhanh cho đại khang quan binh. Ba ngày sau, là quân bọn người theo thang trấn Nam Khải Hoàn mà về. La Quân cùng Kiều Ngưng tại trở về thời điểm gặp nhau cùng một chỗ, La Quân lo lắng hỏi Kiều Ngưng, người thương. Kiều Ngưng nói ra, không có việc gì, ta phục mấy cái ngưng tuyết đan, đã khỏi hẳn. Mấy ngày nay, cũng không cần làm sao xuất thủ. La Quân nghe vậy lúc này mới buông lỏng một hơi. Sau đó, La Quân lại cẩn thận dò xét Kiều Ngưng, hắn vừa cười vừa nói, người mặc cái này một thân áo giáp, thật đúng là tư thế hiên ngang. Kiều Ngưng cũng cười một tiếng, Lúc này, ba đồ cũng bay ra ngoài, nó dáng dấp thần tuấn không ít, lông chim cũng là phá lệ lóe sáng. Ba đồ trên không trung bay lượn, nó hiện tại cũng coi là trời cao mặc chim bay. Đi theo kiều ngưng, không cần như vậy thụ biệt khuất. Là quân tình cảnh cũng sinh ra biến hóa rất lớn, hắn hiện tại lưng tựa chiều đình cây to này, cũng không cần giống lấy trước như vậy cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bốn đại cao thủ, còn có cả nguyên kim quang trận vây khốn thánh thượng. Là quân nói ra, không biết hiện tại thánh thượng đến thế nào. Người nhìn, thánh thượng không phải ở đâu sao?" Kiều Ngưng nhất chỉ phía trước. Lúc này, Kiều Ngưng cùng La quân chính theo đại quân Khải Hoàn, mắt thấy đã đến chỗ cửa thành. Mà ở cửa thành chỗ, hoàng thượng một thân minh hoàng áo choàng, lại là tự mình ra nghênh tiếp Khải Hoàn tướng sĩ. "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Tại đại quân tới gần về sau, than trấn Nam dẫn đầu xuống ngựa. "Chúng tướng sĩ" quan binh cùng một chỗ quỳ xuống, núi kêu biển gầm hô. Cái này là một bộ kích động nhân tâm chẳng diện. Vạn chúng quy tâm. Hoàng thượng đi qua một trận chiến này, danh vọng lần nữa nhảy lên tới đỉnh điểm. Trong một tháng này, sát phân thập tam thành liên tiếp thất thủ, bại báo liên tục. Bách tính khổ không thể tả, trong triều đình bên ngoài lòng người bằng hoàng. Nhưng là hoàng thượng ngự giá thân trinh, vẻn vẹn 5 ngày thời gian liền đem đối phương chủ soái chém giết cũng đem đại thuận quân đội đánh tan ngàn dặm. Hậu thế nhà sử học nếu muốn để hình dung đương kim thánh thượng, chỉ sợ cũng chỉ nghĩ ra được công tích vĩ đại bốn chữ này tới. Nhìn chung thánh thượng cái này nắm quyền 20 năm, vô số kỳ tích, vô số sự nghiệp to lớn cái kia đã khó mà đếm rõ. Vào lúc ban đêm, hoàng thượng ở trên trời vân thành bên trong cử hành tiệc ăn mừng. Toàn thể quan binh, trừ phòng thủ người, hắn đều cùng theo một lúc cuồng hoan. Đây là một cái đêm không ngủ muộn sáng ngày thứ hai, Hoàng thượng chỉ huy la quân, Lan Đình Ngọc, còn có vệ vô kỳ, Kiều Ngưng trở về Hoàng Thành. Thang Trấn Nam tiếp tục trấn thủ Thiên Vân Thành, còn sát phân thập Tam Thành, Hoàng thượng trước đó liền đã an bài tướng lãnh, quan binh, còn có quan viên qua phụ trợ. Sát phân thập Tam Thành nhận trầm trọng đả kích, nhưng Hoàng thượng đã hứa hẹn, nhất định sẽ làm cho may mắn còn sống sót bách tính đạt được phải có đền bù tổn thất. Đối với quốc khố tới nói, tuyệt đối là không nhỏ tiêu hao bất quá, đương kim hoàng thượng đối với thần dân là từ trước đến nay không có tư tâm. Tại dạng này một thời đại, có thể có dạng này một vị hoàng thượng, đây là đại khang bách tính tin mừng. Hoàng thượng mấy cái hồ đã trở thành một cái người hoàn mỹ, hắn hôn hiền thần, xa tiểu nhân, không trầm mê nữ sắc, hắn anh minh, cơ trí. Trưa hôm đó, hoàng thượng một đoàn người trở về hoàng thành. Tại hoàng cung huyền thiên môn bên ngoài, Lan Thiên Cơ xuất lĩnh văn võ bá quan quỷ nghinh. La quân bọn người ở tại theo hoàng thượng nhập hoàng cung về sau, hoàng thượng đơn giản mở chiều hội, sau đó liền để la quân bọn người riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Còn phong thường chờ một chút, vậy sẽ phải đợi đến tháng này 15, hoàng thượng lại cử hành ngắm trang sẽ. Cách tháng này 15 còn có 3 ngày. La quân cùng kiều ngưng tự nhiên là trở lại thiếu uy phủ. Trở lại thiếu uy phủ thời điểm, chính là 5 giờ chiều. Một lần trong phủ, ba đồ vui vẻ bay khắp nơi. Cái này thiếu uy phủ cũng là nó nhà, mà Niếp mỹ nương làm theo để nhà bếp chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối. Kiều Ngưng cùng La Quân còn chưa vào phủ, cửa thì thả dậy pháo chuột tới. Thiếu uy phủ thượng dưới, một phái vui mừng hớn hở. Cái này khiến Kiều Ngưng cùng La Quân đều có một loại nhà ấm áp, thiếu uy phủ chính là mọi người đại gia đình. Kiều Ngưng vừa cười vừa nói, hoàng thượng ban thưởng cho ta tòa nhà, ta một ngày đều không đi qua, chẳng bán tính toán. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy cũng tùy ngươi đâu, bất quá ngươi dám bán hoàng thượng ban thưởng A. Kiều Ngưng cười cười, nói ra, ta cũng thì kiểu nói này. Cái này bỗng nhiên bữa tối ăn rất là thống khoái, bên trong chén rượu ngôn hoan. Nhếp Mị Nương cũng rất có hứng thú nghe La Quân cùng Kiều Ngưng nói lần này chiến dịch. La Quân cùng Kiều Ngưng đối Nhếp Mị Nương cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Chỉ cần không phải không cho phép nói cơ mật quân sự, bọn họ thì đều nói cho niếp mị nương nghe niếp mị nương tại thiếu uy phủ qua rất tốt ở chỗ này nàng không cần lại nhìn bất luận kẻ nào nhan sắc đến hành sự đây là một loại vô cùng hài lòng trạng thái ban đêm thời điểm la quân cùng kiều ngưng tại trong đình một bên hóng mát một bên nói chuyện phiếm niếp mị nương làm theo bồi tiếp ba đồ đi chơi cảm giác gì kiều ngưng cười hỏi la quân la quân không khỏi xứng sờ nói ra cái gì cảm giác gì Kiều Ngưng nói ra, người luôn luôn cũng coi là trí kế vô song, lần này theo Hoàng thượng đi ra ngoài một chuyến. Người cảm thấy Hoàng thượng trí tuệ và mưu kế so với người trí tuệ và mưu kế đâu. La Quân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó hắn suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên. Cái này một nghĩ lại, lại là cảm giác cực kỳ hoảng sợ. Hắn từ đáy lòng nói ra, ta không bằng Hoàng thượng quá nhiều. Há, nói thế nào? Kiều Ngưng nói ra. Ta trước đó vây giết ba trí văn, tiêu diệt thái thượng giáo kế sách tuy nhiên thành công. Có thể về sau ngẫm lại, vẫn là có thật nhiều lỗ thủng. Giả dụ ngày đó, hoàng bàn nhược bọn họ thì nhìn thấu chúng ta kế sách, vọt thẳng tiến trong huyện Nha Mặt. Hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi, ta về sau suy nghĩ kỹ một chút, đều cảm giác nghĩ mà sợ. Kiều Ngưng nói ra, hoàng bàn nhược coi là trong huyện Nha là chúng ta mai phục, quả quyết không dám tiến vào. Nhưng cũng xác thực tồn tại một phần trăm khả năng, hắn hội đi vào. Là quân nói ra, nhưng là ngươi nhìn hoàng thượng lần này, hắn trước dùng vệ vô kỵ mê hoặc đối phương. Rõ ràng chúng ta những người này có thể vây giết văn đạo, nhưng hoàng thượng nhưng vẫn là để vệ vô kỵ không cho chúng ta biết, tạo thành biểu hiện giả dối. Tại văn đạo tránh thức thi triển thái thượng Long Bi, lộ ra đi tu thời điểm, vệ vô kỵ mới chính thức xuất thủ. Không có sơ hở nào tình huống dưới, mới chịu ra tay. Đây là hoàng thượng kín đáo, và lại, hoàng thượng phá cần nguyên kim quang trật hắn để vệ vô kỵ qua phá. Đồng thời cũng phòng vệ vô kỵ một tay, cái kia chính là sợ vệ vô kỵ hội phản chiến hướng Vân Thiên Tông. Cho nên, chúng ta từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy một người. Người nào, Kiều Ngưng hỏi. Là quân nói ra, công tôn. Hắn đón đến, nói ra, công tôn chính là bên người hoàng thượng bí ẩn nhất sát thủ. Trước đó lại xuất phát thời điểm, ta gặp qua công tôn liếc một chút. Có thể về sau, công tôn hoàn toàn biến mất cũng một mực không có xuất thủ qua. Nhưng ta tin tưởng, công tôn nhất định muốn đi, hắn cũng là hoàng thượng lưu một chiêu đường lui, mà lại ta cũng tin tưởng, dù cho vệ vô kỵ phản nghịch vân thiên tông, dù cho công tôn chế phục không vệ vô kỵ. Hoàng thượng nhất định còn an bài một con đường, hoàng thượng bố trận cùng ta lớn nhất khác nhiều chính là, hắn không bốc lên đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Nhìn như tồn tại mạo hiểm, thực hoàng thượng đều có mấy đầu mạch suy nghĩ đến phòng ngừa. Kiều Ngưng nói ra, người nhìn rất lợi hại thấu triệt ta xác thực chưa bao giờ thấy qua giống hoàng thượng dụng kế kinh khủng như vậy người la quân nói ra bất quá hoàng thượng đem cái kia bốn tên vân thiên tông cao thủ một mực nắm lấy còn có thần tộc lạc thiên hóa cũng bị tóm lên tới cái này hai bên đều là khoai lang bỏng tay thần tộc cùng vân thiên tông chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ kiều ngưng nói ra người ta nghĩ đến hoàng thượng hiển nhiên đều nghĩ đến chỉ là không biết hoàng thượng tâm lý đến tại tính toán gì La Quân nói ra, từ bên ngoài đến xem, bây giờ Hoàng thượng xem như hoàn toàn đem tổ ong vỏ vẽ đâm. Đại Khang thực lực thực sự không đủ ứng đối Vân Thiên Tông cùng thần tộc. Nhưng là không biết vì cái gì, ta cũng không thế nào lo lắng, giống như chỉ cần có Hoàng thượng tại, hết thảy đều không là vấn đề. Kiều Ngưng nói ra, không chỉ là người có cảm giác này, ta cũng có cảm giác này. Lần này lúc đầu đối kháng đại Thuận, từ bên ngoài đến xem, đây là một trận rất khó tác chiến. Thế nhưng là về sau, Hoàng thượng lại như thế không phí sức khí thắng chiến tranh, còn đem đối phương bốn đại cao thủ cho bắt sống. Cái này thật sự là một chuyện thật không thể tin sự tình. La Quân nói ra, Hoàng thượng tâm tư, không phải người ta có thể phỏng đoán đi ra. Hắn đón đến, còn nói thêm, đúng, Kiều Cô Nương, chờ ngắm trang hội về sau, ta muốn người dẫn ta đi thu thập địa sát chi tinh. Kiều Ngưng nói ra, không có vấn đề. Sau đó, nàng còn nói thêm, ta nhìn ba đồ hiện tại liền có thể đặt ở thiếu uy trong phủ bồi tiếp mị nương, ta cũng sẽ nói cho mị nương, dạy thế nào ba đồ tới tu luyện. La quân gật gật đầu, nói ra, cái này rất tốt. Ba đồ một mực đang giới tu di bên trong, hắn cũng cảm thấy biệt khuất. Tại trong hoàng thành, cũng không ai dám đến đánh hắn chủ ý. Kiều ngưng nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Ba ngày sau, chính là 15 tháng 9, một ngày này ban đêm, trăng sáng lên cao. Tại Hoàng Cung trong ngự hoa viên, ngắm trăng đại hội công tác chuẩn bị đã hết thảy an bài thỏa đáng. Trong ngự hoa viên răng đèn kết hoa, cung tỳ nhóm, bọn thái giám nước chảy giống như tại yến trước sân khấu để đặt mỹ tử món ngon, mùa hoa quả, bồ đào mỹ tử, lưu ly li giả quang bôi. Quản dây cung ty trúc, ca cơ vô cơ, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng thượng đã phân phó, quan lại nhóm có thể mang theo gia quyến đến đây. Đây là một trận thịnh đại yến hội, Hoàng thượng mang theo hoàng hậu tham gia thịnh yến, ngoài ra còn có các vị hoàng tử cũng ngồi vào vị trí xuất hiện. Là quân trước đó đều chưa nghe nói qua hoàng hậu, hắn lúc này mới là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng hậu, cũng nhìn thấy trên bàn rượu, những hoàng tử kia, hết thảy có 12 tên hoàng tử, 3 tên công chúa. Hoàng tử bên trong lớn nhất đã 22 tuổi, nhỏ nhất còn ở trong tã lót. Hoàng thượng mặc dù là tại 20 năm trước đoạt xá đến Thiên Châu, nhưng là trước kia vị kia tại khi hoàng tử thời điểm chính là có vương phi, cũng là sinh nhi tử. Sở hữu quan lại đều đã phân biệt ngồi vào vị trí, là quân cùng kiều ngưng còn có niếp mị nương ngồi tại hạ thủ. Bên cạnh thì là lan đình ngọc bọn người. Mà vệ vô kỵ, còn có vũ hầu, văn đợi đều là tại hoàng thượng dưới tay ngồi. Đầu tiên, chính là hoàng thượng cùng hoàng hậu nâng chén làm khui rượu từ. Quan lại nhóm cũng cùng một chỗ nâng chén, chúc hoàng thượng hoàng hậu vạn phúc an khang các loại. La Quân liền gặp cái kia hoàng hậu lại là xinh đẹp đoan trang, mỹ mạo cùng cực, nhìn mới hơn 20 tuổi. Nàng mỹ mạo hoàn toàn không kém kiều ngưng. Hoàng thượng nhìn cũng là tuổi trẻ, liền cùng cái này hoàng hậu nhưng cũng là xứng. Ngồi xuống về sau, vũ cờ bắt đầu khiêu vũ, quan lại nhóm liền uống rượu nói chuyện phiếm đứng lên. Hoàng hậu nương nương tựa hồ cũng là cao thủ, là quân nhỏ giọng cùng kiều ngưng giao lưu. Kiều ngưng cười một tiếng, nói ra, vấn đề này, người có thể hỏi mị nương, mị nương hẳn là muốn so ta rõ ràng. Niếp mị nương cũng cười một tiếng, nàng nói ra, hoàng thượng tại làm hoàng tử trước đó, có một vị vương phi, mà lại vì hoàng thượng sinh hạ đại hoàng tử thái tật. Bất quá về sau, hoàng thượng sau khi lên ngôi, cũng không lập vị vương phi này khi hoàng hậu. Há, cái này tựa hồ là tại để ý không hợp a. À. La quân nói ra, niếp mị nương nói ra, hoàng thượng là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, nơi đó sẽ quản cái gì tại để ý có hợp hay không vương phi bị phong quý phi bây giờ cũng là một mực an vui vị hoàng hậu này chính là vĩnh nhạc cung cung chủ hoàng thượng muốn diệt vĩnh nhạc cung lúc vĩnh nhạc cung một đám tuyên bố toàn bộ hiệu chung hoàng thượng đồng thời hoàng thượng đối vĩnh nhạc cung cung chủ cũng có chút hoan hỉ liền trực tiếp phong hoàng hậu la quân nói ra thì ra là thế hoàng hậu đầy hứa hẹn hoàng thượng sinh hạ con nối dõi sao la quân hỏi niếp mị nương Niếp mị nương nói ra cái kia ngươi nhìn trong tã lót vị kia chính là hoàng hậu ba tháng trước vì hoàng thượng sinh hạ hoàng tử hoàng thượng đã lập hắn làm thái tử la quân không khỏi bị kinh ngạc nói ra cái này hoàng thượng cư nhiên như thế nóng vội kiều ngưng nhỏ giọng nói ra hoàng thượng ý nghĩ ai cũng phỏng đoán không thấu bất quá hoàng thượng đối hoàng hậu là rất lợi hại nỗi lòng những năm gần đây hoàng thượng tuy nhiên cùng hắn tần phi có con nối dõi nhưng hoàng thượng không ở hắn tần phi chỗ nào qua đêm hoàng thượng hòa hoàng sau cảm tình rất là khiến người ta hâm mộ đây la quân không tự chủ được đi xem hướng vị hoàng hậu kia nương nương vừa vặn hoàng hậu nương nương cũng nhìn về phía la quân lẫn nhau ánh mắt chạm nhau hoàng hậu nương nương ánh mắt ôn nhuận như nước lại như đôi mắt sáng tinh khiết nhìn một chút liền khiến người ta cảm thấy không tự chủ được tự ti mặc cảm la quân vội vàng thu hồi ánh mắt nếu là hắn lão theo hoàng hậu nương nương đối mặt đó chính là đại bất kính là ta đẹp mắt vẫn là hoàng hậu nương nương đẹp mắt kiều ngưng thấy thế nàng trêu tức lấy hỏi la quân la quân cười một tiếng nói ra đương nhiên là hoàng hậu nương nương đẹp mắt kiều ngưng cười nhạt một tiếng nói ra có đúng không hiển nhiên nàng không phải loại kia sẽ cùng la quân liếc mắt đưa tình người mà lại nàng đối với dung mạo cũng không để ý lắm hỏi một câu nói kia vốn là chỉ đùa một chút. La Quân nói ra, làm sao rồi, tức giận. Kiều Ngưng nói ra, không có. Sau khi nói xong lại sợ La Quân không tin, nhân tiện nói, thật không có. Nhếp mị nương ở một bên cũng hảo cảm cười. Cái kia quản dây công ty Trúc Thanh Âm vô cùng mỹ diệu dễ nghe, cái này ngữ hoa viên hiện trường quả thực cũng là đại hình ca vũ đoàn biểu diễn giờ này khác này ở bên ngoài đám dân chúng nếu là có thể nhìn thấy trong hoàng cung hoa quang cùng ti trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm tất nhiên sẽ vô cùng cực kỳ hâm mộ cũng sẽ qua nỗ lực tưởng tượng trong này tràng cảnh rất là hiển nhiên hôm nay có thể tham gia ngắm trăng sẽ vậy cũng là trong hoàng thành quan to quyền quý trong ngự hoa viên là quân thưởng thức tử hắn cảm thấy rượu này tư vị rất không tệ hắn lại nhìn bốn phía nơi này thì thật sự là cùng cổ đại không khác nói cách khác ở cái địa phương này hắn có thể quang minh chính đại cưới vợ nạp thiếp hắn vốn là cái thích nữ sắc chi đồ chỉ là đáng tiếc tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy sau tâm hắn đã rất khó lại đi yêu khác nữ nhân bây giờ trong lòng của hắn trọng yếu nhất hai chuyện một là cha ra sát hại lạc ninh hung thủ cho lạc ninh báo thù hai là cứu linh nhi về phần cùng vân thiên tông những cửu hận kia chờ một chút hết thảy cùng so sánh lại có vẻ cũng không có trọng yếu như vậy ngay tại cái này quản dây cung ti trúc, yến hội bầu không khí chính nồng thời điểm, ngoài ý muốn thủy chung rốt cục phát sinh. Đại khang hoàng đế, một thanh âm bỗng nhiên thì từ trong hư vô truyền tới. Cái thanh âm này là một lão giả, thanh âm tuy nhiên bình thản, lại chuẩn sắc truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Mà lại, thanh âm này tuy nhiên không mang theo uy nghiêm, lại làm cho người cảm thấy không rét mà run. Giữa sân quan lại nhóm đều là đã nghe được, đều là thất sắc mà những vũ cơ đó nhóm cũng hoảng sợ thành một đoàn đứng chết chân tại chỗ các ngươi tất cả đi xuống đi hoàng thượng lông mày nhướng lên hắn đối ở đây vũ cơ nhóm phất phất tay vũ cơ nhóm thì lập tức xuống dưới hoàng hậu nương nương trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương thần sắc nàng nắm chặt hoàng thượng tay hoàng thượng hướng hoàng hậu nương nương ôn nhuận cười một tiếng nói ra vĩnh lạc không cần sợ có trẫm ở đây hoàng hậu nương nương trọng trọng gật đầu Lan Thiên Cơ lập tức liền đứng lên, hắn ngăn ở trước mặt hoàng thượng, hướng hư vô không trung quát, yêu nghiệt phương nào, giả thần giả quỷ, còn không ra hiện thân. Vô chi tiểu nhi, muốn ăn đòn." Lão giả kia quát lạnh một tiếng. Ba, sau đó, giữa sân từ trường biến hóa, một đạo thủ ấn bỗng nhiên chui ra, liền tại Lan Thiên Cơ trên mặt đánh một bàn tay. Đường Đường Vũ Hầu, thế mà liền bị đối phương như vậy tùy tiện đập. Người đến đến là nhân vật nào? Cái này một cái chớp mắt, Kiều Ngưng, La Quân, Lan Đình Ngọc đám người sắc mặt đều biến. Kiều Ngưng nói ra, Vũ Hầu tu vi thâm bất khả chắc, Lạc Thiên hóa tại trên tay hắn đều không có sức hoàn thủ. Lão giả này thế mà có thể cách không đập Vũ Hầu, chẳng lẽ là Cửu U Thiên Đế đến? Lúc này, Lan Thiên Cơ cũng là kinh nghi bất định, hắn một câu cũng nói không nên lời. Hoàng thượng từ tốn nói, Thiên Cơ, người tránh ra. Lan Thiên Cơ cắn răng một cái, nói ra, phi thần thể sống chết bảo hộ hoàng thượng. Vệ vô kỵ cũng lập tức nhảy ra, còn có những ngự tiền thị vệ đó, cùng một chút võ tướng đều ngăn ở hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương trước mặt. Cả đám chính là như lâm đại địch. Hoàng thượng lôi kéo hoàng hậu nương nương tay, hắn trực tiếp đứng lên, sau đó quát, tất cả mọi người lập tức lui ra, đây là chấm mệnh lệnh. Hoàng thượng thanh âm hờ hững mà uy nghiêm. Chúng thần do dự nửa ngày, sau cùng đành phải bất đắc dĩ thối lui. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, nói ra, chấm biết, cửu u lão ma có cái đệ đệ, hơn nữa còn là cái chu nho. Bí mật này trong thiên hạ có rất ít người biết, cửu u lão ma tu cả một đời, vẫn là không cách nào xưng đế, liền tự phong cái cửu u thiên đế. Mà ngươi thì tự phong cái cửu u thần quân, nghe đồn rằng, người tu vi vẻn vẹn kém cửu u lão ma một bậc, nhiều khi, người cũng có thể giả trang thành cửu u lão ma đến vì làm việc. Đại khang hoàng đế, người giống như là biết tất cả mọi chuyện chẳng lẽ đây cũng là thông qua ngươi ma điển biết, lão giả kia y nguyên không thấy hiện thân, liền thì như vậy cùng hoàng thượng nói ra. Hoàng thượng nói ra, rất nhiều chuyện, không cần qua dựa vào ma điển đến thôi toán. Bây giờ cửu u lão ma thoát thân không ra, mà là kiên hóa lại tại chấm trên tay, muốn tới cái này hoàng cung, muốn đến cũng chỉ có ngươi. Lão giả cười ha ha, nói ra, đại khang hoàng đế, ta có phải hay không lại phải tán thưởng ngươi tính toán không bỏ sót. Hoàng thượng nói ra, vì sao muốn dùng một cái lại chữ đâu. Lão giả nói ra, người cái này từng cọc từng cọc, từng kiện từng kiện sự tình, cái kia một kiện không phải tính toán không bỏ sót. Vân Thiên Tông Phái Đại Thuận đến tấn công ngươi, ta liền biết, cái này căn bản là đến tìm cái chết. Hắn đón đến, nói ra, bất quá, liền xem như Đại La Kim Thiên, vậy cũng có sai lầm tính toán thời điểm. Thiên đạo cũng có khống chế không căn nguyên thời điểm, người lại sao có thể sở trường sự tình đều tính toán không bỏ sót hoàng thượng nói ra chấm biết người có hậu thủ muốn hay không chấm cho người đoán một cái tốt đại khang hoàng đế người nếu là đoán được vậy ta liền đối với người viết kép một cái chữ phục lão giả nói ra hoàng thượng nói ra người cũng không là một người đến người tới còn có vân thiên tông trưởng giáo trí tôn vân hóa ảnh còn có vũ hóa môn trưởng giáo trí tôn tiêu giật còn có bên cạnh ngươi còn có thần tộc đại hoàng tử, lạc thiên tâm. Đã tất cả mọi người đến, gì không cùng lúc hiện thân đâu. Nhất thời, lão giả kia lâm vào tính mịch đồng dạng trầm mặc. Rất lợi hại hiển nhiên, hết thảy hết thảy đều bị hoàng thượng nói chúng. Là quần mấy người cũng không khỏi thất sắc, nếu như hoàng thượng nói là thật. Đối phương đến mấy người này, có thể đều là đương thời nhân vật tuyệt đỉnh. Hoàng thượng liền có lại nhiều so đo, cũng là không thể nào chống lại hư không bên trong, bỗng nhiên bóng người biến hóa. Ngay sau đó, trước mặt lóe lên, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện. Người đến chính là thần tộc giám quốc đại hoàng tử Lạc Thiên Tâm, còn có cửu U thần quân. Hai người khác lại chính là Vân Thiên Tông trưởng giáo trí tôn Vân Hóa Ảnh, còn có Vũ Hóa Môn trưởng giáo trí tôn Tiêu Giật. Đại hoàng tử Lạc Thiên Tâm một thân màu đen trường bào, anh Tuấn mà nội liếm, hắn nhìn chừng 30 tuổi, thuộc về lão luyện thành thục loại hình. Đại hoàng tử có thể một mực chủ trì thần tộc sự vụ, hắn tu vi là tuyệt đối không thể đo lường. Mà lại hắn tuổi thật có tiếp cận 300 tuổi. Lạc thiên lòng đang thiên trong bảng, bài danh thứ tư. Về phần cửu u thần quân, hắn không ở trên trời bảng bên trong. Bởi vì hắn tồn tại cũng là một cái bí mật, rất nhiều cao thủ cũng không nguyện ý nhập thiên bảng, miễn cho bị nhớ thương. Muốn nhập thiên bảng, đó là cần một chút xét duyệt chế độ. Ở trên trời trong bảng, cửu u thiên đế xếp hàng thứ nhất, vân hóa ảnh thứ hai, tiêu giật thứ ba. Nhắc tới một hai ba tên, bên trong thực lực đến là như thế nào, không ai nói rõ được. Bởi vì bọn hắn sẽ không tránh thức qua đánh nhau chết sống. Chỗ lấy cuối cùng, cũng chỉ có thể như thế hàng. Dù sao mọi người tâm lý đều là lẫn nhau rõ ràng. Cửu u thần quân một thân hắc bào, hắn thật là cái chu nho, nhìn khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. Về phần vân hóa ảnh, toàn thân áo trắng, tiên khí xuất trần, đây là không cần nhiều lời. Mà tiêu giật là cái trung niên lãng tử hình tượng, hắn ăn mặc trường sam màu xanh, ánh mắt lãnh đạm bên trong lộ ra một tia cô tịch. Giữa sân, quan lại nhóm sắc mặt trắng bệch. Kiều ngưng sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Nàng nói ra, trừ phi là tứ đế đến đây, không phải vậy lời nói, hôm nay hoàng thượng là không có cách nào may mắn thoát khỏi. Thế nhưng là tứ đế hội cùng đi sao? Là quân trầm giọng nói ra, chúng ta tin tưởng hoàng thượng an bài đi thật đúng là hiếm lạ hoàng thượng cười lớn một tiếng theo rồi nói ra thần tộc cùng vân thiên tông vũ hóa môn từ trước đến nay đều là tử địch tam phái kia đây là cả đời không qua lại với nhau hôm nay thế mà cùng một chỗ hợp tác tìm đến chấm cái này thật đúng là chấm vinh hạnh a cửu u thần quân lạnh giọng nói ra đại khang hoàng đế người bất quá là nhân gian đế hoàng chúng ta chính là tiên giới chí tôn ở tại chúng ta trước mặt người cũng dám tự xưng là chấm. Hoàng thượng cười to, hắn nói ra, tại chấm trước mặt, các người đều là chúng sinh, chấm tự nhiên là chấm. Cuồng vọng, cửu u thần quân trong mắt lóe lên lệ quang. Thế nào, chẳng lẽ người cũng phải cấp chấm một bà tai? Hoàng thượng nhìn gần cửu u thần quân. Chẳng lẽ bổn tỏa không dám sao? Cửu u thần quân nổi giận. Thúc thúc, lạc thiên tâm kịp thời ngăn cản lại cửu u thần quân, hắn nhìn hướng hoàng thượng, ánh mắt lạnh nhạt mà ôn nhuận, Đại Khang hoàng đế, ta cùng thúc thúc ta hôm nay đến, chỉ vì hai chuyện. Một là làm phiền ngươi trả lại Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp, hai là làm phiền ngươi phóng thích ta cửu đệ Lạc Thiên Hóa. Hoàng thượng nhìn về phía Lạc Thiên Tâm, hắn nói ra, chấm nếu không đáp ứng đâu. Lạc Thiên Tâm trầm giọng nói ra, hoàng thượng, người không nên như vậy không sáng suốt. Hoàng thượng nói ra, có thể sự thật chứng minh, chấm thì ưa thích làm một chút chuyện hồ đồ nếu là muốn trả lại thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp, liền sớm trả lại. Chấm làm gì còn muốn giam lạc thiên hóa đâu. Đại khang hoàng đế, bản điện thực tại bất minh bạch, người đến muốn làm cái gì? Lạc thiên tâm sắc mặt rất là khó coi. Hoàng thượng lại là không tiếp tục để ý lạc thiên tâm, ánh mắt của hắn đến vân hóa ảnh trên thân, vân trưởng dậy, giờ này khắc này, người an nhiên ở này, chẳng lẽ không nên cảm thấy đỏ mặt sao? Vân hóa ảnh cười nhạt một tiếng, nói ra, đại khang hoàng đế, chúng ta lẫn nhau trong lòng cũng đã biết rõ ràng, cần gì phải còn phải lại được một tầng tấm màn che đâu. Hoàng thượng nói ra, tốt, đầy đủ thẳng thắn, hắn vừa nhìn về phía tiêu giật, nói ra, người nói vũ hóa môn trưởng giáo trí tôn tiêu giật nhất là chính trực, như vậy hôm nay tiêu trưởng giáo là vì sao mà đến. Tiêu giật từ tốn nói, đại khang hoàng đế, thiên châu kế hoạch, chính là chúng ta sở hữu tiên môn chung nhận thức. Sát kiếp phía dưới, chỉ có thiên châu kế hoạch thành công, tiên môn đệ tử mới có thể có lấy tránh thức bảo toàn. Người tuy là thuận thiên mà làm, nhưng chúng ta muốn sống, nhất định phải nghịch thiên mà đi. Một người nghịch thiên không thành công, như vậy chúng ta thì tất cả mọi người cùng một chỗ. Người sở tác sở vi, thật sự là cho kế hoạch chúng ta tìm không tiểu phiền toái. Nếu là tùy ý người tại như vậy xuống dưới, chúng ta tương lai tam phái coi như chân thành hợp tác, đó cũng là không có thời gian đến vượt qua cái này vô lượng sát kiếp. Hoàng thượng nói ra, cho nên hôm nay, tiêu trưởng giáo là muốn lấy chấm tánh mạng. Tiêu giật từ tốn nói, đại khang hoàng đế, ngươi cũng là một đời nhân kiệt. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứ vậy rời đi thiên châu, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Hắn đón đến, lại tự diếu cười một tiếng, nói ra, bất quá, chắc hẳn lấy ngươi tính cách là sẽ không thỏa hiệp. Ngươi xưa nay lật tay thành mây chờ tay thành mưa, lại tính toán không bỏ sót. Chúng ta đến đã tại ngươi nằm trong tính toán, vậy ngươi cũng liền đừng thừa nước đục thả câu, lật ngươi bài đi. Hoàng thượng nói ra, bài, hắn tiếp lấy cười ha ha một tiếng, nói ra, đương nhiên, chấm đương nhiên sẽ có một chương bài. Sau đó, sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, hướng lên trời xa xa liền ôm quyền, nói ra, cho mời thần đế. Thần đế, xưng hô thế này vừa ra tới, toàn trường đều là thân thể chấn động. Đây là một cái làm cho người linh hồn run rẩy nhân vật là quân cùng kiều ngưng biến sắc không nói, lan thiên cơ, vệ vô kỵ, hoàng hậu nương nương mấy người cũng là chấn kinh. Ngay cả cửu u thần quân mấy người cũng hơi hơi biến sắc. Tại hoàng thượng tiếng nói rơi về sau, một bóng người từ hư không xuyên toa mà đến, tiếp lấy thì xuất hiện tại trước mặt hoàng thượng. Người này một thân màu xám áo choàng ngắn, hắn vóc dáng cũng không cao, nhưng dáng người có chút tráng kiện. Nhìn một cái, tựa như là nông thôn anh nông dân nhưng hắn ánh mắt lại là có vĩnh hằng yên tĩnh. Đại Khang Hoàng đế tham gặp thần đế, Hoàng thượng cung cung kính kính làm vái chào. Thần đế nhìn Đại Khang Hoàng đế liếc một chút, hắn ánh mắt nhàn nhạt, nói ra, người thì có nắm chắc như vậy, ta nhất định sẽ tới. Hoàng thượng ngồi thẳng lên, hắn nói ra, đối với bất luận kẻ nào, ta cũng không có nắm chắc. Nhưng đối với thần đế ngài, ta biết ngài nhất định sẽ tới. Hoàng thượng tại cùng bất luận kẻ nào nói lúc, đều tự xưng là chấm lại vẫn cứ tại thần đế trước mặt đổi tên là ta thật sao thần đế nói ra hoàng thượng cũng không dám cười hắn nghiêm mặt nói ra ngài là lo liệu thiên đạo ta là thuận thiên mà làm chúng ta đường là nhất trí cho nên ngài nhất định sẽ xuất thủ ngươi quá tự phụ có lẽ ta cũng không cần ngươi trợ giúp thần đế nói ra hoàng thượng nói ra vâng ngài nói đúng ta xác thực quá là tự chịu thần đế nhạt lạnh cười một tiếng nói ra Ngươi ngoài miệng tuy nhiên nói như thế, nhưng trong lòng ngươi y nguyên đem hết thảy đều tính toán chết. Có thể ngươi đem ta cũng coi như vào đến ngươi nằm trong tính toán, đây là đại bất kính. Xác thực, hoàng thượng bỗng nhiên móc ra một ngụm dao găm, hắn hướng phía bộ ngực mình cũng là một đao, một đao kia, xem như ta đối với ngài bất kính trừng phạt. Ngài như cảm thấy chưa đủ, ta có thể tiếp tục. A, à, thần đế nói ra, dừng ở đây đi. Đa tạ thần đế, hoàng thượng như chút được gánh nặng cái này một cái chớp mắt, là quân bọn người, bao quát vệ vô kỵ, lan thiên cơ trong bọn họ tâm đều là rung động. Bởi vì bọn hắn bản thân nhìn thấy hoàng thượng, luôn luôn đều là bầy mưu tính kế, hỉ nộ không lộ. Mà lại là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Không có cái gì làm cho hoàng thượng bối rối, nhưng thần đế vừa xuất hiện, chỉ là nhàn nhạt mấy câu, hoàng thượng tựa như là bị người tòng thần vị bên trên vén hạ xuống. Thần đế, thần đế, tên người, bóng cây, trước mắt thần đế, chính là trong truyền thuyết cái kia ngang dọc vũ trụ tinh không, thiên hạ đệ nhất tồn tại. Trên đời này có quá nhiều ẩn hình phú hào, cao thủ, vân 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 vân. Nhưng có mấy người dám đảm đương cái này thiên hạ đệ nhất. Tinh không chi hạ đệ nhất cường giả. Nhưng là thần đế thì gánh khi nhiều năm như vậy, mà lại hắn từ không e ngại khiêu chiến. Lúc này, thần đế mặt hướng vân hóa ảnh, cửu u thần quân bọn người. Hắn sắc mặt lãnh đạm ngươi chính là thần đế, cửu u thần quân lãnh đạm sông thần đế nói ra. Thần đế nhìn về phía cửu u thần quân, hắn nói ra, thế nào, ngươi muốn đo đạc ta bản sự A. À. Cửu u thần quân cười lạnh, hắn nói ra, 20 năm qua, ngươi danh tiếng quá vang dội. Có thể ngươi trung quy mới 60 tuổi, chúng ta ngang dọc phiến tinh không này thời điểm, ngươi tổ ra ra tổ ra ra cũng còn chưa từng xuất sinh. Thần đế nói ra, vậy ta nhìn cũng không cần so bản sự, trực tiếp so với năm tuổi liền tốt. Ngươi, cửu u thần quân không khỏi nghẹn lời. Lạc thiên tâm làm theo nói ra, thần đế, ta năm nay 301 tuổi, ở trước mặt ngươi, xưng cái tiền bối cũng không quá đáng. Không ai có thể ở trước mặt ta tự xưng tiền bối. Thần đế nhìn về phía lạc thiên tâm, hắn nói ra, ngươi trong mắt ta, bất quá là cái hoàng khẩu tiểu nhi. Ngươi, lạc thiên tâm đạo. Thần đế tiếp lấy nhìn về phía vân hóa ảnh cùng tiêu giật, hắn nói ra các ngươi cùng lên đi vân hóa ảnh mỉm cười nói ra chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chiến thắng chúng ta bốn người sao thần đế nói ra ta cái gì đều không cho rằng đánh rồi nói sau nếu là có bản sự các ngươi cũng có thể đánh chết ta vân hóa ảnh nói ra thần đế người danh tiếng ta nghe quá nhiều hai mươi năm qua lỗ tai đều muốn nghe dậy vết chai ngươi muốn đại biểu thiên đạo ngươi vì là ngươi một người sinh tử vinh nhục, đây là ngươi đạo đường. Mà Thiên Châu kế hoạch là chúng ta đường, giữa chúng ta nhất định vô pháp cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Thần đế nói ra, ngươi muốn nói điều gì? Vân hóa ảnh nói ra, ta là muốn nói cho ngươi, ngươi là tại trận đường, cản chúng ta vạn thiên người tu đạo đường. Dù cho hôm nay, ngươi có thể đào tẩu, nhưng ngày khác, ngươi còn muốn mặt đối tất cả chúng ta tiêu diệt. Cái này hậu quả, ngươi chịu đựng được sao? thần đế nói ra hậu quả có thể hay không tiếp nhận đó là chuyện của ta nhưng ta duy nhất có thể khẳng định một điểm chính là hôm nay muốn chạy trốn người cũng không phải ta xưa nay nghe nói thần đế danh tiếng tiêu giật cũng mở miệng hắn nói ra kính đã lâu đã lâu hôm nay có thể gặp một lần thần đế phong thái cũng là ta vinh hạnh vậy thì tốt ta liền tới hướng thần đế người lĩnh giáo mấy chiêu đi tiêu giật sau khi nói xong liền tách mọi người đi ra Thần đế nói ra, các ngươi làm gì lãng phí thời gian, cùng lên đi. Đơn đả độc đấu, thế gian này không người là đối thủ của ta. Câu nói này, người nào dám nói ra. Nhưng thần đế cứ như vậy nói. Thật sao, tiêu giật cười lạnh một tiếng, hắn nói ra, ta tiêu giật đời này, chưa bao giờ bại qua, hôm nay nếu có thể thưởng thức thất bại tư vị, cái kia cũng coi là vô cùng tốt. Tốt, thần đế nói ra, như ngươi mong muốn. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên bỗng nhiên một trưởng vỗ ra thần đế một trường này thường thường không có gì lạ liền tựa như là cao thủ bình thường một dạng đánh ra qua cái kia không khí hơi hơi ba động từ trường biến hóa cũng không rõ ràng nhưng tiêu giật lại là biến sắc trong tay hắn cấp tốc tế ra pháp bảo bị ngạn kim kiều tiêu giật xuất hiện trước mặt một vệt kim quang lập lòe cầu nối hắn cấp tốc thi triển pháp quyết tiếp lấy một trưởng vỗ đi qua thần đế một trưởng này liền vỗ chúng bỉ ngạn kim kiều. Hắn lực lượng liền rõ ràng qua bỉ ngạn kim kiều hướng phía tiêu giật vổ giết tới. Đây là cái gì pháp bảo, nơi xa la quân không tự chủ được hỏi kiều ngưng. Kiều ngưng ngưng trọng nói ra, bỉ ngạn kim kiều chính là tiêu giật tuyệt đỉnh pháp bảo, cái này bỉ ngạn kim kiều bên trong có vô số tiểu thế giới, có thể đem hết thảy lực công kích hóa giải tại bên trong tiểu thế giới. Đồng thời, tiêu giật lại có thể thông qua bỉ ngạn kim kiều đem tất cả lực lượng thu tập, sau đó hoàn thi bị thân. La Quân nói ra, đây chẳng phải là hỏng bét, thần đế tiền bối nhiều ít lực lượng, đều muốn bị tiêu giật phản giết đi qua. Kiều Ngưng nói ra, tiêu giật rất ít làm dùng pháp bảo, thần đế như thế nhất trưởng thì bước ra tiêu giật pháp bảo, quả nhiên không hổ là thần đế. Hiện trường bên trong, cả đám toàn bộ đứng xem, mọi người lẫn nhau thở mạnh cũng không dám. Thần đế cũng là như thế một trưởng vỗ đi qua, hắn không có hắn chiêu thức hắn lực lượng bị bỉ ngạn kim kiều cấp tốc hóa giải. Thế nhưng là lúc này, tiêu giật y nguyên không dám khinh thường. Hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện một kiện đáng sợ sự tình. Cái kia chính là toàn bộ thiên địa lực lượng tựa hồ cũng tại chiều lấy bỉ ngạn kim kiều bên trong vào tới. Thần đế xa xa nhất trưởng, sắc mặt như thường, cái kia bên trong thiên địa lực lượng thì lấy thân thể của hắn làm cầu nối, hỏa tốc hướng phía bỉ ngạn kim kiều bên trong dũng mãnh lao tới hỏng bét tiêu giật lập tức khu động ngập trời pháp lực liền đem bị ngạn kim kiều bên trong lực lượng ngưng tụ sau đó bỗng nhiên nhất trưởng phản giết đi qua bị ngạn kim kiều ở trong chớp mắt quang mang đại thịnh cái kia kim kiều bên trong lực lượng bắt đầu phản bổ nhào qua thần đế mặt không đổi sắc hắn đứng lại nguyên địa động cũng không hiểu cái kia bị ngạn kim kiều bên trong phát sinh nhưng trời lệch đất biến hóa kim kiều bên trong thần đế lực lượng thì giống như là biển gầm trào lên qua liền cùng tiêu giật lực lượng bắt đầu va chạm vào nhau đứng lên cái kia kim kiều càng phát ra lóa mắt lóe sáng một tiếng ầm vang bị ngạn kim kiều thế mà không chịu nổi hai người này lực lượng trực tiếp nổ tung cái gì bị ngạn kim kiều nổ tung cửu u thần quân bọn người không khỏi thất sắc kiều ngưng cũng là giật mình không nhỏ nàng nói với la quân trời ạ à, bị ngạn kim kiều bên trong có được ba ngàn tiểu thế giới một cái tiểu thế giới liền có thể dung nạp trăm vạn cân lực lượng thần đế cùng tiêu giật thế mà nhanh như vậy liền đem bỉ ngạn kim kiều ba tiểu thế giới no bạo nổ bọn họ đến là làm sao làm được la là quân nhìn nhìn không chuyển mắt lan đình ngọc cũng là sắc mặt nghiêm túc lúc này rất nhiều rất nhiều người nội tâm đều là rung động cấp bậc như vậy chiến đấu là bọn họ bình thường không dám tưởng tượng thần đế vẫn là xa xa nhất trưởng hắn trưởng lực bình thản bên trong gặp chân ý cứ như vậy một trưởng vỗ giết đi qua cái kia vô cùng vô tận lực lượng còn như biển gầm mãnh liệt. Có thể lực lượng này nhưng lại không thấy cự đại phá hư lực, toàn bộ đều ngưng tụ ở một cái đốt. Tiêu giật không có bị ngạn kim kiều, hắn chắp tay trước ngực, tiếp lấy kết trí tuệ ấn, sau đó nhất quyền bỗng nhiên tuôn ra. Trong một chớp mắt, gió dục mây vần, cuồng mãnh vô cùng quyền lực hướng thần đế trưởng lực vô giết tới. Tiêu giật quyền lực sau cùng cũng ngưng tụ thành một cái điểm. Hai người cấp tốc rằng co cùng một chỗ, tiêu giật sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn không nói một lời, toàn lực ứng đối. Lui ra đi, thần đế đột nhiên tiến lên trước một bước. Tiêu giật bỗng nhiên bạch 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 rời khỏi ba bước, sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Sắc mặt hắn trắng bạch trắng bạch một mảnh. Thần đế từ tốn nói, hiện tại, người biết thất bại là tư vị gì a? À? Ta không bằng ngươi, tiêu giật bỗng nhiên quay người lại, trực tiếp đi. Hắn đến nhanh, lại là qua đến càng nhanh. Cùng một chỗ đi, cửu u thần quân hét lớn một tiếng, hắn rốt cục ý thức được, đơn đả độc đấu khẳng định không phải thần đế đối thủ. Vân hóa ảnh cũng không khách khí, hắn trực tiếp tế ra pháp bảo thiên địa thần lô. Cái kia thiên địa thần lô xuất hiện lúc, chính là lấy lô miệng nhắm ngay thần đế, cứ như vậy xông tới giết. Thiên địa thần lô bên trong ẩn chứ không tất cả thiên địa cuồn cuộn chi khí, lại trải qua vân hóa ảnh luyện giết, lại là có thể đốt hóa hết thảy lực lượng tồn tại thiên địa thần lô tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, liền muốn đem thần đế thôn vệ đi vào. Thần đế một trưởng vỗ ra, một trưởng này vẫn là như thế thường thường không có gì lạ nhất trưởng. Oanh! Thế nhưng là một trưởng này lại ngăn cản được thiên địa thần lô tiến lên tốc độ. Thiên địa dung lô bên trong cuồn cuộn chi khí tại vân hóa ảnh pháp lực phía dưới, liền có thể huyễn hóa ra vô số đại thần thông. Vô luận là vân hóa ảnh thiên địa dung lô, vẫn là tiêu giật bỉ ngạn kim kiều, cái này đều là ngày hôm nay dưới Tuyệt Thế Thần khí. Nhưng là kỳ diệu chính là, mặc kệ lại tuyệt diệu thần khí, một khi tiếp xúc đến thần đế. Những này thần kỳ mọi loại biến hóa đều khó mà thi triển đi ra. Sở hữu chiêu thức đến thần đế nơi này, đều bị hóa phức tạp thành đơn giản. Thần đế không chỉ là chính mình chiêu thức hóa phức tạp thành đơn giản, mà lại hắn có thể đem người khác chiêu thức cũng biến thành đơn giản. Thiên địa dung lô bên trong biến hóa hoàn toàn không thi triển ra được cái kia cuồn cuộn chi khí muốn đột phá lò luyện lại bị thần đế trưởng lực ngăn cản. vân hóa ảnh liên tục thi triển pháp lực, hắn lập tức lại cảm thấy thần đế pháp lực tựa hồ vô cùng vô tận. cái này khiến vân hóa ảnh lập tức liền chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. hắn cuộc đời gặp được địch nhân vô số, cũng trải qua vô số chiến đấu, lại là lần đầu tiên như vậy bất lực, tựa như là thân ở ác mộng bên trong, hết thảy đều có chút thân bất do kỳ. đúng lúc này cửu u thần quân cũng xuất thủ. Cửu U Thần Quân trong tay xuất hiện một cái màu đen Câu Hồn Ma Trảo. 72 đường câu hồn trảo. Cửu U Thần Quân lợi hại nhất chính là cái này 72 đường câu hồn hoa, trảo trảo câu hồn đoạt phách, có thể đem địa ngục chỗ sâu quỷ hồn đều câu đến nhân gian đến, khiến người ta ở giữa hỗn loạn, không riêng gì có thể đưa ra tòa sinh linh linh hồn, thậm chí có thể đưa ra tòa thiên địa linh hồn, nhật nguyệt linh hồn, thần vũ trụ hồn, đường lớn linh hồn. Cửu U Thần Quân sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm trong nháy mắt cái kia câu hồn ma chảo móc ra nhật nguyệt linh hồn huyễn hóa ra vạn thiên trọng chảo ảnh hướng thần đế tập sát mà đi mỗi một đạo chảo ảnh độ ẩn chứa nhật nguyệt chân ý mang theo khủng bố lực sát thương dạng này chảo ảnh chính là cửu trọng thiên cao thủ đến cũng không tiếp nổi một đạo mà cửu u thần quân vì đối phó thần đế trong nháy mắt liền đem ép dương công phu toàn bộ thi triển đi ra hắn là tuyệt đối toàn lực ứng phó cái kia chảo ảnh che khuất bầu trời đánh giết tới Thần đế lập tức bị trảo ảnh bao phủ. Ngay vào lúc này, thần đế mãnh liệt hít một hơi, đột nhiên hơi ngửa đầu thì thổi ra qua. Oanh. Khẩu khí này trước tiên ở đụng vào trên không trùng điệp trảo ảnh bên trên, tiếp lấy lại bị bắn ra đến bốn phương tám hướng. Khẩu khí này thần kỳ ngay tại ở nó đang bị sau khi đụng, liền giống như là bóng đá một dạng, mà lại bắn ra cực nhanh, cấp tốc hấp thu trảo ảnh bên trong Nhật Nguyệt linh hồn chân ý. Hình cầu này càng lúc càng lớn sau cùng oanh một tiếng trực tiếp nổ tung liền đem sở hữu chảo ảnh đô nổ bay ra ngoài cửu u thần quân có chút trợn mắt hốc mồm đây là mẹ nó cái chiêu số gì a à? cửu u thần quân tay vồ một cái liền đem câu hồn ma chảo nắm trong tay hắn cấp tốc lại lần nữa tổ chức tấn công lần thứ hai cửu u thần quân nguyên thần cũng câu hồn ma chảo dung hợp lại cùng nhau tiếp lấy hắn một chảo cái kia câu hồn ma chảo vô hạn biến lớn chính là hướng phía thần đế chộp tới từ trên cao đi xuống vổ bắt. Cái kia câu hồn ma chảo đem thần đế cả người đều bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Lạc Thiên Tâm cũng không có nhàn dỗi, hắn lại là một trưởng vỗ ra, tiếp lấy trưởng lực biến hóa, ngưng tụ thành nhất chỉ. Thiên sát thấu cốt châm, đem toàn thân sát khí, chân khí, pháp lực cùng trong thiên địa chân ý ngưng tụ vào một điểm, cực ngưng luyện, to bằng mũi kim, đâm một cái ở giữa, bất kỳ người nào đều không thể tới, liền xem như ngang cấp năng lượng, người ta nhất trưởng đi ra rời núi lấp biển nhưng là hắn nhất trưởng ra ngoài lại không có cách nào đối phó châm đồng dạng chân khí thiên sát thấu cốt châm tựa như một đạo tinh mang hướng phía thần đế mi tâm đâm tới tam đại đương thời tuyệt đỉnh cao thủ chính là cùng một chỗ hướng phía thần đế xuất thủ hoàng thượng chúng ta có cần giúp một tay hay không lan thiên cơ lập tức hỏi hoàng thượng hoàng thượng lắc đầu nói ra không cần đến Ngày đó sát thấu cốt châm mắt thấy là phải đâm chúng thần đế, thần đế bỗng nhiên ngửa đầu lên, mãnh liệt há miệng. Thế mà liền đem thiên sát thấu cốt châm thôn vệ đi vào. Tiếp theo, thần đế lại một trưởng vỗ ra ngoài. Thần đế hết thảy hai cánh tay, một cái tay đối phó vân hóa ảnh. Tay kia liền tới đối phó câu hồn ma chảo. Cái kia câu hồn ma chảo vạn thiên chảo lực lập tức liền không thi triển ra được, liền bị thần đế trưởng lực toàn bộ tóm lấy. Thần đế một người ứng đối hai đại cao thủ, lại là sắc mặt bất biến. Vân hóa ảnh cùng cửu u thần quân toàn lực ứng phó, hai người pháp lực hùng hậu vô cùng, nhưng nói là cuồn cuộn như thương như biển. Nhưng bọn hắn đối phó dạy thần đế đến, lại cảm giác thần đế pháp lực tựa như là vô cùng vô tận. Mặc kệ bọn hắn như thế nào thôi vận pháp lực, thêm đại lực lượng, thần đế đều có thể ứng đối. Bất quá lúc này, thần đế lại là đằng không ra cái tay thứ ba đến ứng đối lạc thiên tâm. Lạc thiên tâm tự nhiên cũng biết điểm này, bước chân hắn xê dịch tiếp lấy liền toàn lực thi triển pháp lực lúc này lạc thiên tâm quần áo không gió từ trống chân khí của hắn cùng pháp lực cuồng bạo tới cực điểm thiên sát thấu cốt vô cực hóa có cực châm ra lạc thiên tâm đem lực lượng toàn thân ngưng tụ đến một điểm tiếp theo một đạo châm mang bắn ra đạo này châm mang hướng phía thần đế vị trí hiểm yếu vào tới tốc độ nhanh đến mê hoặc thời không cấp độ lạc thiên tâm tự tin thần đế cường đại tới đâu cũng không có cách nào lần nữa thôn vệ hắn châm này. Ngay vào lúc này, thần đế đột nhiên há mồm. Hắn thế mà cũng phun ra một đạo châm mang. Chính là vừa rồi thiên sát thấu cốt châm bị thần đế sau khi thôn vệ, tiếp lấy lại diễn hóa xuất tân lực lượng. Oanh! Hai đạo châm mang đụng giết cùng một chỗ, tiếp theo, là thiên tâm thiên sát thấu cốt châm thôn thôn vỡ vụn. Mà thần đế thấu cốt châm chính là chiêu lạc thiên tâm mi tâm bắn giết mà đến. Lạc Thiên Tâm sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn lập tức tế ra Đại La Huyền Thuẫn, tiếp theo, lực lượng toàn bộ phồng lên tại Đại La Huyền Thuẫn bên trên. Sang rắc một tiếng, thấu cốt châm cấp tốc xuyên thủng Đại La Huyền Thuẫn. Lạc Thiên trong tương tượng tuôn ra tinh mang đến, hắn đột nhiên trong tay bắt pháp quyết, tiếp lấy pháp lực vận chuyển. Cái kia thấu cốt châm lập tức dung nhập vào pháp lực bên trong. Lạc Thiên cơ thể và đầu óc tử run lẩy bẩy, hắn trên trán chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi tới. Giống, bỗng nhiên, lạc thiên tâm bạo giống một tiếng. Hắn rốt cục đem cái kia thấu cốt châm hoàn toàn hủy diệt. Cái này một cái chấp mắt, lạc thiên tâm vừa rồi như chút được gánh nặng. Nhìn ngươi còn có cái gì trò xiếc, lạc thiên tâm lấy lại tinh thần, hắn giận tới cực điểm, tiếp lấy một tay cầm ra một cái hỏa linh thạch đi ra. Lạc thiên tâm đem pháp lực thôi vận đến hỏa linh thạch bên trên, cái kia hỏa linh thạch cấp tốc bốc cháy lên, tiếp lấy tựa như lưu tinh vẫn thạch đồng dạng bắn ra trong không khí nhất thời sống nhiệt cút cút. Hỏa linh thạch, một bên kiều ngưng thấy thế lại lần nữa thất sắc, nàng nói ra, cái này thần tộc đại hoàng tử trên thân như thế nào có cái này nhiều pháp bảo, cái kia đại la huyền thuẫn đã là vô thượng thần khí. Mà cái này hỏa linh thạch chính là ngưng tụ một khỏa hỏa diễm hành tinh tinh hồn chi lực. Một khi bạo phát đi ra, có thể đem toàn bộ hoàng thành san thành bình địa. Cái kia còn đến, là quân bị kinh ngạc, bọn họ đều là tại trong hoàng thành A kiều ngưng nói ra ta nói là hỏa linh thạch uy lực nhưng hỏa linh thạch bây giờ bị ngưng tụ một điểm tất cả lực lượng đều sẽ bạo phát tại thần đế trên thân la quân nói ra nhưng thần đế tiền bối đã không có cái tay thứ ba kiều ngưng nói ra đúng vậy a à, nàng cũng có chút lo lắng hoàng thượng chúng ta lúc này nếu là xuất thủ cái này văn hóa ảnh cùng cửu u thần quân chẳng phải là cũng là cái bia sống vệ vô kỵ hợp thời nói với hoàng thượng hoàng thượng nhạt lạnh nói ra thần đế chiến tranh, chúng ta nếu là xuất thủ, lão nhân gia ông ta chắc chắn không thích, hiểu chưa? Vệ vô kỵ hơi kinh hãi, hắn lập tức nói ra, thần minh bạch. Hắn thực không hiểu, hắn không biết hoàng thượng là cố ý không xuất thủ, vẫn là thật sợ thần đế hội không thích. Bất quá, có lẽ là hoàng thượng còn có càng nhiều suy tính. Tóm lại hoàng thượng tâm tư, hắn là quả quyết phỏng đoán không thấu. Cũng nói lúc này, trận kia bên trong hỏa linh thạch hướng phía thần đế bắn giết mà đi. Hỏa Linh Thạch nội bộ lực lượng bị hoàn toàn kích phát ra đến, cỗ lực lượng này chính là vật lý lực lượng, cường hãn, hung hãn tới cực điểm. Cái này Hỏa Linh Thạch uy lực không thua gì thế giới Bao La bên trong một khỏa sao. Lúc này, coi như thần đế có thể chống lại ở viên này Hỏa Linh Thạch, nhưng là hai cỗ lực lượng một khi va chạm, bạo phát đi ra. Cái này toàn bộ hoàng thành liền sẽ bị san thành bình địa. Tuyệt đối sinh linh đồ thán, đây là hoàng thượng cũng không có cách nào ngăn cản sự tình. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần đế trong nghi tâm bỗng nhiên lộ ra con mắt thứ ba. Một màn này nhìn La Quân cùng Kiều Ngưng đều là có chút ngốc. Bởi vì La Quân cũng có con mắt thứ ba a, à. mà thần đế con mắt thứ ba chính là hắn thần thông trùng tử. Cái kia thần thông trùng tử lộ ra về sau, lập tức chiết xạ ra một cái cửa lớn màu vàng óng. Oanh. Hỏa Linh thạch trực tiếp chui vào đến cửa lớn màu vàng óng bên trong, sau đó liền mai danh ẩn tích. Lạc thiên tâm không khỏi ngốc ngẩn ngơ, kết quả này là hắn không nghĩ tới. Thần đế tiếp lấy thì thu cửa lớn màu vàng óng, sau đó, hắn bỗng nhiên trong mắt tuôn ra tinh quang. Tiếp theo, con mắt thứ ba kia trung pháp lực điên cuồng sóng gió nổi lên. Oanh! Một đường thần mang vàng óng như lết đồng dạng ngang nhiên bắn ra, trực tiếp bắn giết hướng lạc thiên tâm. Cái này theo la quân có bất diệt lôi phù lúc, bắn ra lôi điện thần trả một dạng cảm giác nhưng thần đế thần mang vàng óng lại là bất tử bất diệt bất hủ tồn tại cái này thần mang vàng óng bên trong ẩn chứa ảo nghĩa chính là thần đế tới ảo nghĩa trong thiên hạ người nào có thể phá giải điện hạ cửu u thần quân không khỏi thất sắc thế nhưng là hắn cũng bị thần đế kiềm chế lại lại không cách nào đi trợ giúp lạc thiên tâm lạc thiên tâm sắc mặt trắng bệch hắn tại cái này một cái chớp mắt đầu trống rỗng dạng này lực lượng hắn căn bản tránh không khỏi trốn không thoát cũng chống lại không hắn có thể làm tựa hồ cũng chỉ có chờ chết hai chữ. Liền cũng tại lúc này, hư không bên trong, một đạo đại thủ ấn đột nhiên xuất hiện. Cửu u lão mà từ hư không bên trong vươn tay tới. Bàn tay lớn màu vàng óng bỗng nhiên hình thành, chính là một trưởng vỗ hướng cái kia thần mang vàng óng. Hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ, vô cùng ảo nghĩa ở chính giữa rào sát. Oanh, sau đó, thần mang vàng óng đem cái kia bàn tay lớn màu vàng óng hoàn toàn vỡ nát bất quá lúc này, Lạc Thiên Tâm đã quay người trốn ra ngoài ngàn mét. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn đã là vãi cả linh hồn. Lúc này nơi đó còn có dũng khí tái chiến tiếp đây. Sống còn thời khắc, Lạc Thiên Tâm cũng chỉ có thể nhẫn tâm vứt bỏ thúc thúc hắn. Xem ra hôm nay, chúng ta là chiến không được thần đế. Vân hóa ảnh đột nhiên chợt quát một tiếng, hắn lại là đem cái kia thiên địa dung lô tự bạo, sau đó chính hắn rốt cục đạt được thở dốc cơ hội. Ngay sau đó, vân hóa ảnh quay người lại liền xuyên toa hư không thoát đi tại chỗ thế là hiện trường bên trong liền chỉ còn lại có khổ cực cửu u thần quân ầm um, thần đế tất cả lực lượng tập trung lại đối phó cửu u thần quân trong một chớp mắt cái kia câu hồn ma chảo liền bị thần đế lực lượng bạo thành phấn vụn cửu u thần quân sắc mặt nhất thời thảm như giấy vàng tiếp lấy mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi hắn quay người thì muốn xuyên toa hư không đào tẩu thân hình hắn đã chui vào đến hư không một nửa ngay vào lúc này, thần đế đại thủ ấn đột nhiên liền tóm lấy hắn gáy cổ áo, liền đem hắn xinh xinh kéo ra tới. Trong một chớp mắt, cửu u thần quân vãi cả linh hồn. Thần đế tha mạng, thần đế tha mạng A, cửu u thần quân kêu to lên, chỉ kém không có khóc lên. Chỉ vì giờ khắc này, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được tử vong hoảng sợ. Người còn muốn đo đạc ta bản sự sao? Thần đế đem cửu u thần quân sách trên tay, nhàn nhạt hỏi. Không dám, không dám, cửu u thần quân kêu rên nói. Mọi người liền coi như là thật sự rõ ràng nhìn thấy cửu u thần quân vị này tuyệt thế đại kiêu trò hề. Sau đó, thần đế nhạt lạnh cười một tiếng, hướng hoàng thượng nói ra, cái này cửu u thần quân, ta tặng cho ngươi. xử trí như thế nào, cũng đều tùy ngươi. Tạ thần đế, hoàng thượng trong mắt lóe lên vui mừng, phải biết cái này cửu u thần quân tu vi thế nhưng là đoạt thiên địa tới tạo hóa ha. Người khác cầm cửu u thần quân còn không có biện pháp gì, nhưng hoàng thượng lại là có biện pháp đem hắn xem như bảo bối đến bảo chế. Đây là một phần to lớn trọng lễ, cho nên cho dù là hoàng thượng cũng không nhịn được hớn hở ra mặt. Độn Thiên, ngay vào lúc này, trong hư vô, cửu u lão ma thanh âm truyền đến. "Ca ca cứu ta." Cửu u thần quân lập tức đến tinh thần, kêu rên nói. Cửu u thiên đế lại là không để ý tới cửu u thần quân, hắn tiếp tục nói, "Độn Thiên, Ngươi quả nhiên là muốn như thế không để lối thoát sao? Thần đế Từ Tốn nói, "Vâng, ngươi muốn như thế nào?" Cửu U Thiên Đế nói ra, "Tốt, Độn Thiên, ngươi là nhất môn cửu đỉnh người." Vậy thì tốt, ta cũng đã buông lời, từ nay về sau, ta Cửu U hội nghèo sức lực cả đời theo đuổi giết ngươi, không chết không thôi." "Tùy ngươi." Thần đế nói ra. Cửu U Thiên Đế lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Độn Thiên, ngươi thể ngộ thiên đạo, luận tu vi cho dù là ta cũng vô pháp chiến thắng ngươi. Nhưng ngươi cũng không phải là không có nhược điểm người, ngươi cũng có ma kiếp. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi thật có thể vĩnh viễn bất bại. Thần đế nói ra, người nói xong sao. Cửu U Thiên Đế sững sờ sững sờ, sau đó, thanh âm hắn liền thì hoàn toàn biến mất. Thần đế đem cửu U Thần Quân giao cho Hoàng thượng, Hoàng thượng lập tức liền lấy pháp lực đem cửu U Thần Quân hoàn toàn khống chế lại, về sau liền ném vào ma điển bên trong. Như thế về sau, thần đế cũng không nhiều lời hai lời, quay người liền muốn đi. Là quân cấp tốc tiến lên trước một bước, hô, thần đế tiền bối. Thần đế liền thì nhìn về phía La Quân, ánh mắt của hắn lúc này mới có một tia nhu hòa, làm sao? La là Quân nói ra, Linh Nhi. Thần đế nói ra, nàng tại bỉ ngạn trong các, không ở nơi này. La Quân nói ra, ta có thể theo ngài qua nhìn một chút nàng sao? Thần đế nói ra, không được. La quân sửng sốt, thần đế cũng không giải thích, hắn xoay người rời đi. La quân đứng chết chân tại chỗ. La quân, người không sao chứ, nhiếp mị nương tiến lên kéo La quân. La quân có chút thất hồn lạc phách, hắn lắc đầu nói ra, không có việc gì. Sau đó, La quân cùng nhiếp mị nương trở lại trên chỗ ngồi. Hoàng thượng thương tổn cũng không có chuyện gì, trên cơ bản, vết thương đều đã khỏi hẳn. Lúc này, hoàng thượng cũng ngồi xuống hoàng hậu nương nương tự nhiên đi theo ngồi xuống. Liệt vào quan lại cũng toàn bộ trở về chỗ ngồi, một trận kinh thiên tai nạn liền cứ như vậy trừ khử ở vô hình. Hoàng thượng thần cơ diệu toán, chúng thần bội phục, ngay vào lúc này, Lan Thiên Cơ cùng vệ vô kỵ cùng một chỗ lại quỳ đi xuống. Đây là thông lệ ca công tụng đức, thế là còn lại quan lại nhóm cũng đều lập tức bắt trước. Hoàng thượng cười một tiếng, nói ra, chúng khanh bình thân trận này ngắm trăng sẽ, chính là tại một mảnh ca công tụng đức âm thanh bên trong kết thúc. Hoàng thượng đối la quân mấy người cũng có phong thưởng, bất quá chỉ là thưởng chút ngưng tuyết đan cùng Hoàng Kim. Kiều ngưng chủ động đem từ văn đạo trong tay Thái Cổ Long Bi giao cho Hoàng thượng, Hoàng thượng lại là vung tay lên, nói ra, người đoạt pháp bảo, tự nhiên là ngươi. Kiều ngưng nói ra, có thể pháp bảo này, chính là có vệ vô kỵ đại nhân trợ giúp, ta mới có thể may mắn đoạt được. Kiều ngưng không dám một người độc hưởng, hoàng thượng cười ha ha một tiếng hắn nói ra vệ vô kỵ chính là đàn ông đại trượng phu há có thể cùng ngươi cái tiểu nữ tử so đo hắn sau đó lại hỏi vệ vô kỵ nói ra vô kỵ ngươi cứ nói đi vệ vô kỵ lập tức nói hoàng thượng nói là kiều ngưng liền nói ra này kiều ngưng thì từ chối thì bất kính đa tạ hoàng thượng trong nội tâm nàng thực biết hoàng thượng quả quyết sẽ không lấy đi thái cổ long bi nhưng là nàng nhất định phải làm ra tư thái tới đây là đối hoàng thượng một loại tôn trọng. Ngắm trang hội kết thúc lúc đã là dạng sáng 2 giờ. Các đại thần đều hơi uống say say rời đi hoàng cung. Là quân cùng Niếp Mỹ Nương, Kiều Ngưng tự nhiên là cùng cưỡi một chiếc xe ngựa về thiếu uy phủ. Trên xe ngựa, Niếp Mị Nương thoảng qua hưng phấn, nàng nói ra ta trước kia chỉ là thoảng qua nghe nói qua thần đế danh tiếng, nhưng cuối cùng đều cảm thấy có chút khuếch đại tư. Bất quá trong lòng ta, thần đế hẳn là thần tuấn mà uy vũ nhưng hôm nay gặp mặt thần đế hình dạng cùng ta tưởng tượng bên trong có chút khác biệt nàng đón đến nói ra nhưng thần đế bản lĩnh lại là vượt qua ta ngoài ý muốn bên ngoài cái này vân hóa ảnh tiêu giật còn có cửu u thần quân lạc thiên tâm bốn người này mỗi người đều là thiên châu bên trong phong vân nhân vật tà ma ngoại đạo nghe bọn hắn danh tiếng đều có thể dọa được dốc hết ra ba dốc hết ra thật không nghĩ đến bốn người bọn họ liên thủ lại đều không phải là thần đế đối thủ Kiều Ngưng trầm giọng nói ra, thần đế bản lĩnh, đã không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng. Đường vật này rất kỳ quái, đường đến dài bao nhiêu, không có người biết. Lúc đầu ta cũng coi là, cho dù thần đế quan tuyệt thiên hạ, cái kia cũng chỉ là so vân hóa ảnh bọn họ mạnh lên một bậc. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia lại là không biết mạnh bao nhiêu. La Quân nói ra, tại chúng ta thế giới bao la có câu nói gọi là tư tưởng có bao xa, chúng ta liền có thể đi bao xa. Tư tưởng tức là nguyên thần, nguyên thần có thể đi đến địa phương nào, đã không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng ra tới. Ta hôm nay cũng nhìn kỹ thần đế tiền bối xuất thủ, đó là một loại rất vi diệu cảnh giới. Há, như thế nào vi diệu, kiều ngưng cùng nhiếp mị nương có chút hăng hái. Là quân cẩn thận hồi tưởng thần đế cùng mấy cái đại trí tôn cao thủ giao thủ tình huống, hắn nói ra, ta thuyết phục tục một điểm, chúng ta thi triển pháp lực nguyên lý là như thế này. Pháp lực tại chúng ta trong não vực là một, sau đó thi triển ra qua, tụ tập trong không khí từ trường, phần tử, bằng vào chúng ta tinh thần, ảo nghĩa, cảm động chờ một chút hình thành hai cùng ba. Đây là phù hợp nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật một cái nguyên lý. Nhưng là các ngươi nhìn thần đế chiêu, hắn hôm nay ra chiêu gì? Kiều ngưng hơi hơi biến sắc, nàng nói ra, thần đế thì ra mấy cái trưởng, không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói. Là quân nói ra, không sai, đúng là như thế hắn đón đến còn nói thêm càng kỳ diệu hơn là mặc kệ đối thủ chiêu thức cỡ nào thiên biến vạn hóa nhưng đến thần đế nơi này cũng toàn bộ biến thành một hắn đem địch nhân biến hóa đều cho toàn bộ bóp chết lớn phức tạp đến đơn giản vạn pháp quy nhất đây mới là thần đế tránh thức cảnh giới vạn pháp quy nhất kiều ngưng nói ra không hổ là thần đế nhiếp mị nương nói ra dạng này cao thâm cảnh giới ta vẫn để ý giải không la quân nói ra vạn pháp quy nhất, nói đến đơn giản. Nhưng ta cùng kiều cô nương cho dù là hiểu đạo lý này, nhưng chúng ta cũng là tuyệt đối làm không được. Đạo lý người người sẽ nói, người người hội hiểu, có thể mấy người lại có thể làm được đâu. Kiều ngưng khe khẽ thở dài. Trong hoàng cung, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương về vĩnh nhạc cung. Cái kia vĩnh nhạc cung chính là hoàng thượng chỗ ở, hoàng thượng chuyên môn vì hoàng hậu nương nương chế tạo. Tại vĩnh nhạc cung bên trong, cung nữ đánh tới nước nóng, hoàng hậu nương nương đem khăn mặt phát khô về sau vừa rồi đưa cho hoàng thượng hoàng thượng rửa cái mặt lại rửa tay về sau liền đem khăn mặt đưa cho hoàng hậu nương nương sau đó hoàng hậu nương nương chính mình qua thay quần áo tắm rửa hoàng thượng liền tại trước bàn xuất ra ma điển tinh tế nghiên cứu quyền này ma điển hắn nghiên cứu hai mươi mấy năm lại một mực chưa từng hiểu thấu đáo nửa giờ sau hoàng hậu nương nương mặc một thân áo choàng tắm tới tóc nàng cứ như vậy hất lên, lại là chuẩn bị lộ vẻ quyến rũ. Vĩnh lạc, nhiều năm như vậy, người vẫn là xinh đẹp như vậy. Hoàng thượng thấy thế, mỉm cười, nói ra. Hoàng hậu nương nương đi vào bên người hoàng thượng ngồi xuống, nàng nói ra, hoàng thượng, ngài chỉ cần không làm gì nhàn, chính là nghiên cứu ma điển. Nhiều năm như vậy, thói quen này một mực chưa từng thay đổi. Hoàng thượng đem ma điển thu vào giới tu di bên trong, hắn giữ chặt hoàng hậu nương nương tay, liền vừa cười vừa nói không sai hiện tại không nên là nghiên cứu ma điển thời điểm thật là là nghiên cứu lúc nào hoàng hậu nương nương nở nụ cười xinh đẹp hỏi hoàng thượng đem hoàng hậu nương nương hoành ôm hắn cười lớn một tiếng nói ra đương nhiên là nghiên cứu thân thể ngươi a hoàng thượng ngài chán ghét hoàng hậu nương nương nhất thời thẹn thùng vô cùng cái kia trên giường chính là một vòng uyển chuyển hầu hạ sao không biết qua bao lâu Vân Thu Vũ huyết về sau. Hoàng hậu nương nương lười biếng nằm tại hoàng thượng trong khuỷu tay. Hoàng thượng, người tính xử trí như thế nào cái kia lạc thiên hóa, còn có theo trời vân thành mang về cái kia mấy người cao thủ. Hoàng hậu nương nương hỏi. Hoàng thượng nói ra, toàn bộ luyện hóa tiến thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp bên trong qua. Hoàng hậu nương nương nhất thời bị kinh ngạc, nàng nói ra, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Hoàng thượng nói ra, ta biết người đang lo lắng cái gì. Hoàng hậu nương nương nói ra, tuy nhiên lần này thần đế trước đến giải quyết nguy cơ, nhưng là chúng ta không có khả năng mỗi lần đều trông cậy vào thần đế. Hoàng thượng ngài mặc dù là bầy mưu tính kế, cũng có vô song trí tuệ và mưu kế, nhưng là bất kể như thế nào, Đại Khang ngài mới kinh doanh 20 năm. Mà thần tộc, Vân Thiên Tông, Vũ Hóa môn nhưng đều là tích lũy mấy trăm năm tuyệt thế tiên môn a. Hoàng thượng nói ra, ta làm ra, sớm muộn đều sẽ gặp phải lần này nguy cơ. Cho nên ta mới sẽ trực tiếp đem Lạc Thiên Hóa tạm giam, đem cái kia Vân Thiên Tông bốn đại cao thủ chụp tới. Cái này giống như là hồng thủy sớm muộn muốn bạo phát, ta tại có thể khống chế tình huống dưới đem dẫn chảy ra. Hắn đón đến, nói ra, đương nhiên, ta còn có ý khác. Nói thế nào? Hoàng hậu nương nương hỏi. Hoàng thượng nói ra, lần này thần đế xuất thủ, nhưng nói là đem Vân Thiên Tông, Vũ Hóa môn, còn có thần tộc toàn bộ đắc tội. Ta đây là kẻ gây tai họa đem áp lực toàn bộ dẫn tới thần đế trên thân cứ như vậy môn chủ tương lai cũng sẽ nhẹ lòng một ít lại là môn chủ hoàng hậu nương nương có chút bất mãn nàng nói ra hoàng thượng ngài tại thần thiếp tâm lý là thiên tử cũng là thần thiếp thiên vì cái gì ngài vẫn luôn phải giống như môn chủ ngươi là muốn nói nô tài hai chữ sao hoàng thượng nói ra hoàng hậu nương nương buồn bực không nói lời nào hoàng thượng cười một tiếng nói ra người muốn nói cứ nói đi chẳng lẽ ta còn có thể cùng ngươi tức giận hai chúng ta ở giữa không có cái gì có thể để ý hoàng hậu nương nương nói ra vậy ngươi nói cho ta biết tại sao vậy hoàng thượng nói ra ta cửa đối diện người không phải nói nô tài đối chủ tử mà chính là tình nghĩa huynh đệ điểm này ngươi muốn rõ ràng ta trên cơ bản không có bằng hữu môn chủ là một cái duy nhất ngươi cũng nghe ta nói qua ta thân thế cùng thường nhân khác biệt ta từ sinh ra tới bắt đầu, cũng là bị nghiên cứu quái vật. Ta khi đó là thật không biết cảm giác tình là vật chi, không có người tâm tình, tình cảm, đây là một kiện rất lợi hại đáng sợ sự tình. Về sau ta vì tìm kiếm được tình cảm, cho nên mới dấn thân vào đến môn chủ môn hạ. Những năm kia, ta cùng môn chủ cùng chung hoạn nạn qua rất nhiều, hắn là ta duy nhất huynh đệ. Nếu như không có môn chủ, ta sẽ không hiểu được cảm tình, càng sẽ không cùng ngươi có dạng này một đoạn tình, ngươi hiểu chưa? Hoàng hậu nương nương khe khẽ thở dài, nàng nói ra: Ta minh bạch, có thể có đôi khi nhìn ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, ta vẫn sẽ có chút đoán trách. Ta thật muốn gặp một lần vị môn chủ này, nhìn hắn đến là nhân vật ra sao. Hoàng thượng vừa cười vừa nói: Nói như thế nào đây, môn chủ người này, hắn so thần đế vẫn là muốn mọc tốt nhìn rất nhiều. Hắn nhưng là cái phong lưu trùng tử, nữ nhân một đống lớn. Hoàng hậu nương nương nói ra: Vậy hắn bản sự cùng thần đế so ra đâu? hoàng thượng nói ra ta đã có thật lâu chưa thấy qua môn chủ môn chủ có tam thi nguyên thần đó cũng là một môn cực kỳ lợi hại thần thông bất quá ta đoán chừng hắn cũng không phải thần đế đối thủ thần đế tu vi đã đến vạn pháp quy nhất cấp độ thiên hạ này vốn là không người là đối thủ của hắn có thể đối phó hắn chỉ sợ thật đúng là chỉ có qua dựa vào thiên đạo tìm tới thuộc về hắn ma kiếp sử dụng ma kiếp tới đối phó hắn mà lại cho dù là ma kiếp trên cơ bản cũng không có gì hy vọng Hoàng hậu nương nương không khỏi dùng mình, nàng nghĩ đến cái gì, tiếp lấy còn nói thêm, nếu là Vân Thiên Tông, Vũ Hóa Môn, thần tộc bọn họ lại tìm chúng ta phiền phức, chúng ta cũng không thể lại thỉnh thần đế A. À. Hoàng thượng nói ra, cái này tam phái có thể cùng một chỗ hợp tác, vốn là tỷ lệ rất việc nhỏ tình. Lần này bị đánh cái mặt mày xám xịt, đoán chừng thời gian rất lâu sẽ không chạm mặt. Mà lại, thần đế tuy nhiên không ở nơi này, nhưng thần đế uy vẫn còn, mặt khác bọn họ kiến thức thần đế lợi hại, đối còn lại tam đế cũng sẽ có điều cố kỵ. Bọn họ cũng sẽ biết sợ ta cùng còn lại tam đế có chỗ liên hệ. Trước đó, bọn họ đều chẳng qua là cảm thấy trong truyền thuyết ta cùng tứ đế có liên hệ, dưới mắt, ta chính là cho bọn hắn chứng thực một chút nghe đồn. Ta biểu hiện được càng không kiêng nể gì cả, bọn họ thì càng không dám tùy tiện động thủ, biết không? Tam phái cũng không đoàn kết. Bọn họ đều hy vọng đối phương đến sò xét ta hư thực. Hoàng thượng nói đến đây, hắn mỉm cười, lại nói, trước mắt, bọn họ lớn nhất muốn làm sự tình, có thể nhất tề tâm hiệp lực làm sự tình không phải tới đối phó ta. Mà chính là phải nghĩ biện pháp đối phó thần đế, bọn họ thiên châu kế hoạch nếu như muốn áp dụng, cái thứ nhất muốn giết cũng là thần đế. Thần đế không chết, hết thảy ngừng nói, thần đế cũng là treo ở bọn họ trên đầu đa mơ cổ chi kiếm. Hoàng hậu nương nương nói ra, bất quá, đây hết thảy cùng ngươi môn chủ lại có liên hệ gì. Hoàng thượng nói ra, người có chỗ không biết môn chủ cùng thần đế chính là như thể chân tay thần đế chính là thiên đạo hắn là chắc chắn sẽ không cho phép thiên châu kế hoạch thuận lợi tiến hành thần đế bị cuốn vào môn chủ nhất định sẽ đi vào mà lại môn chủ cũng là thế giới bao la người nơi đó có nhà hắn người coi như không có có thần đế hắn cũng sẽ ngăn cản thiên châu kế hoạch cho nên ta cũng tụ tập càng nhiều thế lực đến giúp đỡ hắn hắn ma kiếp đến là ai Hoàng hậu nương nương hỏi. Hoàng thượng nói ra, cái này ta cũng không biết, ta cũng không có cách nào đem tất cả mọi chuyện đều tính toán rõ ràng. Chỉ biết là, hắn có hắn phiền phức, hắn cùng ma đế, cùng tu la đại đế đô là ân oán khó tiêu, tương lai gió dục mây vần, hắn ở đâu là có thể tùy tiện siêu thoát. Đúng, người đã nói, người cũng có một cái phục chế thể tồn tại. Mà lại thế gian này còn có mặt khác một quyển ma điển. Hoàng hậu nương nương nói ra. Hoàng thượng nói ra, Lúc trước chúng ta cùng đi phủ tiên hồ thăm dò bỉ ngạn các manh mối lúc, tao ngộ thời không loạn tượng. Tại loạn tượng bên trong, một đội khác nhân mã thì quỷ dị xuất hiện. Cũng chính là chúng ta phục chế thể. Lúc ấy còn lại phục chế thể đều bị chúng ta giết, chỉ có ta phục chế thể ỷ vào ma điển, chính là cưỡng ép cải mệnh nghiên cứu. Muốn biết tường tình, có thể thêm công chúng số thiên đạo minh, sau đó giải tứ đế trước kia cố sự cái kia phục chế thể theo tu la đại đế trầm mặc nhiên, liền gọi là trầm vân bay. Chỉ tiếc, hắn trung quy là danh bất chính, ngôn bất thuận, ở phía sau đến lúc thời điểm tu luyện, tao ngộ tâm ma xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hoàng hậu nương nương cười một tiếng, nói ra, may mắn hắn chết, như trên đời này còn có một cái dạng này ngươi, ngày đó châu có thể liền càng thêm không thể vãn hồi. Hoàng thượng cũng cười một tiếng, hoàng hậu nương nương còn nói thêm, đúng, là quân cùng Lan Đình Ngọc, hai cái này thiên mệnh chi vương ngươi là tính thế nào? Hoàng thượng nói ra, không có cái gì cụ thể dự định, đã bọn họ là thiên mệnh chi vương, cái kia hết thảy thì có chính bọn hắn tạo hóa. Ta sẽ không đi hạn chế bọn họ. Hoàng hậu nương nương nói ra, thiên mệnh chi vương, trước đó hoàng thượng ngài cũng chu sát quá sở vị thiên mệnh chi vương. Là sao ngài đối hai người này coi trọng như thế? Hoàng thượng nói ra, chúng ta lưu giữ tại không gian, bởi vì thời gian, không gian chờ một chút nguyên nhân, liền sinh ra rất nhiều vị diện không gian. Lôi kiếp cao thủ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể sinh ra một cái tiểu thế giới, mà thiên đạo bên trong liền có thể sinh ra càng nhiều thế giới, có thế giới là hư huyễn, có thế giới thời gian là sai vị. Tỷ như, hôm nay là một cái thế giới, ngày mai là một cái tương lai thế giới, hôm qua cũng là một cái thế giới. Tất cả thời gian tại thiên đạo bên trong, nó đem làm thành cách thức quy kết rất nhiều đồ vật. Đây là vị diện thế giới tồn tại, tại vị diện thế giới bên trong lại có thất đại giới. Thế giới bao la là sở hữu vị diện thế giới trục tâm, quay chung quanh thế giới bao la có lục đại giới, lục đại giới theo thứ tự là trung ương thế giới, thiên châu, cổ thế giới, phía tây vương giới, hy lạp giới, thần mộ giới. Hoàng hậu nương nương nghe rất lợi hại nhập thần. Hoàng thượng tiếp tục nói, nếu như người tỉ mỉ quan sát, người có thể phát hiện một cái con ruồi nhỏ, thân thể nó cấu tạo, não vực đều là phi thường kỳ diệu cùng dườm già, tinh diệu. Nhỏ đến con ruồi, lớn đến nhân thể trên thân người có bao nhiêu kỳ tích bí mật là chúng ta người xem nhẹ người thần kinh nguyên bộ phận cơ thịt tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu giúp làm đông máu miễn dịch thể não hạch chờ một chút cũng đều là vô cùng thần kỳ phức tạp tinh vi cho nên lớn đến toàn bộ địa cầu nó trình độ phức tạp càng là vượt qua chúng ta tưởng tượng người ở trong không gian quan sát địa cầu chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ hắn cũng không nhìn thấy trên địa cầu những kỳ diệu đó đổ, vật. Có thể trên thực tế, trên địa cầu là tràn ngập tầng tầng lớp lớp tinh vi biến hóa. Tựa như là một cái tủ, đem sở hữu bầy đặt tốt, thời gian, không gian, chờ một chút đều bị sắp xếp tốt. Tuy nhiên rất lợi hại phức tạp, nhưng lại hết thảy tinh vi mà ngay ngắn rõ ràng. Cho nên, Hoàng thượng người ý là, thất đại giới thiên mệnh chi vương mới thật sự là thiên mệnh chi vương. Mà hắn trong không gian sinh ra, đều là ngụy thiên mệnh chi vương. Hoàng hậu nương nương nói ra. Không sai, hoàng thượng nói ra. Hoàng hậu nương nương nói ra, nói như vậy đứng lên, chẳng phải là đều không cần đi đối phó La Quân cùng Lan Đình Ngọc. Cùng bọn hắn đối nghịch, chính là theo thiên đạo đối nghịch. Hoàng thượng nói ra, không phải nói như vậy, thiên mệnh chi vương sứ mệnh cũng là hoàn thành vô lượng sát kiếp. Tự nhiên mà vậy, bọn họ liền sẽ cuốn vào đến không thể tự kềm chế phong vân bên trong. Tựa như Lan Đình Ngọc cùng Lan Thiên Cơ cừu hật. Lan Thiên Cơ nếu như sớm biết Lan Đình Ngọc là thiên mệnh chi vương, hắn chỉ sợ sẽ không cho Lan Đình Ngọc cơ hội này. Mà bây giờ, hắn lại muốn giết Lan Đình Ngọc đã không có khả năng. Một là Lan Đình Ngọc có chính mình vũ rực, thứ hai ta không cho phép. Hoàng hậu nương nương nói ra, nếu là người giúp Lan Thiên Cơ một tay, Lan Đình Ngọc không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng thượng nói ra, ở trên trời châu bàn cờ này bên trong, Lan Đình Ngọc là rất trọng yếu quân cờ, ta không có khả năng để Lan Thiên Cơ tới giết Lan Đình Ngọc. Hoàng hậu nương nương nói ra, tương lai Lan Đình Ngọc tránh thức lớn mạnh về sau, hắn chưa hẳn liền sẽ trung tâm với người đi. Hoàng thượng nói ra, thiên mệnh chi vương, xác thực sẽ trở thành một nhân vật. Bất quá, thiên mệnh chi vương không có nghĩa là không thể giết chết. Cho nên, chỉ cần hắn dám phản nghịch tại ta, ta thì có giết thủ đoạn hắn. Đừng nói là Lan Đình Ngọc, cho dù là thần đế, nếu như ta thật muốn đối phó hắn, Hắn cũng chưa chắc hội tốt hơn. Hoàng hậu nương nương nói ra, ta biết, người nào như trở thành người địch nhân, cái kia chính là hắn lớn nhất đại bất hạnh. Hoàng thượng nói ra, đương nhiên, ta chỉ là đánh cái so sánh. Ta vĩnh viễn sẽ không ra tay với thần đế, bởi vì muốn đối phó thần đế, thật quá khó khăn. Đó là ta không nguyện ý nhất làm một việc, không có cái gì đại giới làm cho ta đi làm chuyện này. Cái kia La quân đâu? Hoàng hậu nương nương nói ra, hoàng thượng nói ra la quân là ta tới đối phó ma đế một con cờ quan trọng còn có hắn là thế giới bao la thiên mệnh tri vương nhưng nói là tuyệt đối vương trung vương hắn tương lai thành tựu là bất khả hạn lượng hoàng hậu nương nương nói ra ta không nghĩ tới người đối với hắn đánh giá lại là cao như thế bởi vì trong mắt của ta hắn không bằng lan đình ngọc quá nhiều hoàng thượng nói ra lan đình ngọc xác thực muốn so la quân nhuệ khí càng sâu bất quá nhuệ khí quá thịnh ngược lại bất lợi cho bền bỉ ma đế là một cái vô cùng khó gặm xương cốt năm đó thần đế cùng môn chủ cùng một chỗ liên thủ đều không có thể giết hắn bởi vậy cũng có thể gặp người này mệnh đến cỡ nào cứng rắn ta có thể đối phó thần đế cũng có thể có biện pháp tử đối phó môn chủ nhưng là ma đế tính tình ta cũng phỏng đoán không thấu đem hắn bước đến tuyệt cảnh về sau hắn phản kích đáng sợ đến khiến người ta không dám tưởng tượng ta cuộc đời rất ít chịu nhục nhưng một lần kia lại kém chút thì chết tại ma đế trên tay. Ma đế cùng ta, cùng môn chủ ở giữa cửu hận, đều là không thể trừ khử. Cho nên, chúng ta còn có một cái rất lợi hại chuyện trọng yếu, cái kia chính là giết ma đế. Mà giết ma đế, là quân là bên trong mấu chốt. Hoàng hậu nương nương nói ra. Hoàng thượng nói ra, không sai. Cửu u lão ma đều biết muốn giết thần đế, đến tìm thần đế ma kiếp, chúng ta lại sao sẽ nghĩ không ra sử dụng ma đế ma kiếp đâu ngày thứ hai la quân qua binh bộ xin phép nghỉ hắn muốn cùng kiều ngưng cùng đi tìm kiếm địa sát chi tinh la quân xin phép nghỉ là rất dễ dàng binh bộ bên kia vẫn luôn vì la quân mở ra đèn xanh la quân cùng kiều ngưng lấy tiểu long một đường bay đi kiều ngưng nói với la quân địa sát chi tinh ở vào bắc trong biển phật kia tại bắc hải chỗ sâu thường nhân là quả quyết khó mà xuống dưới đồng thời cũng là rất khó phát hiện trên tầng mây ánh mặt trời chiếu sáng cơn gió đem kiều ngưng sợi tóc quét trên người nàng mùi thơm bay vào đến la quân trong lỗ mũi cái này khiến la quân có chút tâm thần thanh thản bất quá hắn giữ vững tâm thần lại cũng không suy nghĩ nhiều la quân không muốn cùng kiều ngưng phát sinh bằng hữu bên ngoài cảm tình tại thế giới tình cảm bên trong hắn không biết nên làm sao lại đi yêu một người lúc này la quân nói ra làm sao người biết kiều ngưng lại là cười một tiếng nói ra, chẳng lẽ ngươi quên sao? Ta chính là Ngân Sa Vương, Bắc Hải là nhà ta. Ta từ Bắc Hải tu luyện mà ra, mới có hôm nay. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Đến địa sát chi tinh về sau, ngươi có cái gì tính hắn đánh sao? Kiều Ngưng hỏi. La Quân nói ra, ta muốn đi tìm ta đại ca bọn họ, bọn họ vẫn luôn còn không có tin tức, ta thực sự không quá yên tâm. Đúng, La Quân chợt nhớ tới cái gì, hắn nói ra ta đại ca bọn họ giống như cũng là qua Bắc Hải Châu tìm kiếm Long Đản, đó là Vân Thiên Tông nhiệm vụ bảng. Chúng ta lần này đi là muốn đi Bắc Hải, cái kia Bắc Hải Châu cách Bắc Hải có phải hay không rất gần. Bắc Hải rất lớn, Bắc Hải Châu là tại Bắc Hải một bên khác. Bên kia là không hề giấu chân người thuyết phục, bên trong thật có qua Long truyền thuyết. Bọn họ qua tìm Long Đản, hẳn không phải là một kiện rất lợi hại chuyện khó, vì sao lại qua liền không có tin tức đâu. La Quân nói ra, ta cũng chính là kỳ quái chuyện này. Thế nhưng là càng quỷ dị là, ngay cả thiên trì các cũng không có tra được ta đại ca bọn họ tin tức. Kiều Ngưng nói ra, người cũng không nên quá lo lắng, tin tưởng bọn họ người hiền tự có thiên tướng, sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. La Quân gật gật đầu, hắn nói tiếp, người phải bồi ta cùng một chỗ thuận tiện qua lội Bắc Hải Châu sao. Kiều Ngưng cười một tiếng, nói ra, đều đến Bắc Hải bên này, ta còn có thể bỏ qua một bên ngươi về trước đi sao cảm ơn ngươi kiều cô nương la quân từ đáy lòng cảm tạ kiều ngưng nói ra hai chúng ta còn cần khách khí như vậy sao nàng đón đến nói ra còn có chúng ta đều nhận biết lâu như vậy ngươi luôn luôn xưng hô ta là kiều cô nương có phải hay không quá sinh phân một chút la quân nói ra vậy ta nên ngươi xưng hô như thế nào kiều ngưng nói ra ta so ngươi nhưng không biết lớn hơn nhiều ít vậy ta thì chiếm ngươi cái tiện nghi khi tỉ tỉ ngươi tính toán La Quân cười một tiếng, nói ra, đó còn là quên đi, ta thì gọi người Kiều Ngưng đi. Kiều Ngưng liền nói ra, cũng được. Nếu là không có Tiểu Long, chúng ta lần này đi Bắc Hải, sẽ rất cố hết sức. Hơn nữa còn muốn vượt qua Bắc Hải đến Bắc Hải Châu, càng là cần không ít pháp lực. Nhưng có Tiểu Long tại, chúng ta ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Kiều Ngưng sau đó vừa cười vừa nói. La Quân cũng thấy có Tiểu Long, thật đúng là cái bảo bối. Tiểu Long nghe được khích lệ, lập tức vui vẻ ngao ngao kêu lên. Đối với tiểu long tới nói, nó là hạnh phúc, nó không có cái gì tâm cơ, đơn thuần cực kỳ. Trong lòng cũng chỉ có la quân cùng kiều ngưng, nó đem la quân cùng kiều ngưng xem như ba và má. Một đường hướng Bắc Hải bay đi, bay thẳng đến đến 5 giờ chiều, rốt cục đến Bắc Hải. Phía trước là minh mông đại hải, dưới trời chiều, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Hải chiều từng đợt từng đợt hướng phía bãi cát đánh ra lấy cái này là La Quân lần thứ hai đến Bắc Hải. Là Thiên Châu lần thứ hai đến Bắc Hải. Mà tại thế giới bao la bên trong, La Quân cũng đi qua Bắc Hải hai lần. Nói đến, ta chính là tại Bắc Hải bên trong nhận biết ngươi, Kiều Ngưng. La Quân nói với Kiều Ngưng. Hai người hạ xuống tới, Tiểu Long ở một bên khắp nơi chơi đùa, nó vẫn là tính trẻ con chưa mẫn. Kiều Ngưng cũng hơi xúc động, nàng nói ra, nói đến, cũng là ma xui quỷ khiến, người bắt ta lôi phù, Đối với như ngươi loại này lâu la thực lực, ta nên trực tiếp đưa ngươi giết. Nhưng lại không biết vì cái gì ngày đó còn khách khách khí khí với ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, ngươi không phải như vậy tàn bạo người. Kiều Ngưng nói ra, nhưng ta cũng không có người muốn như vậy nhân từ nương tay. Nàng đón đến, còn nói thêm, ta trước kia là bỏ đàn sống riêng, cùng người khác rất khó sinh ra quan hệ gì cùng cảm tình. Nếu không phải ngươi cứu ta, ta cũng sẽ không đối người có đặc thù ngoại lệ." La Quân cười một tiếng, nói ra, đây chính là duyên phận đi. Mỗi người sớm muộn đều sẽ đụng tới phù hợp người yêu cùng bằng hữu." Kiều Ngưng nói ra, bằng hữu ta là gặp phải, người yêu sao? Chỉ sợ là sẽ không gặp." La Quân nói ra, vì sao lại nói như vậy? Đạo gia mặc dù nói thái thượng vong tình, có thể đầu tiên ngươi muốn trong lòng có tình, sau đó mới có thể quên tình đi." Kiều Ngưng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra thần đế cả đời cũng không có trải qua cảm tình nha la quân không khỏi nghẹn lời kiều ngưng nói ra thần đế là ta tâm sinh hướng tới người hắn cảnh giới ta liền tưởng tượng đều vô pháp tưởng tượng còn có còn lại tam đế ta cũng rất nhớ kiến thức kiến thức ta đã nghe ngươi nói trung hoa đại đế cũng nghe ngươi nói ma đế ma đế là phụ thân ngươi là ngươi đau nhức nhưng hắn lại nguồn gốc từ trung hoa đại đế cái này thật là khiến người ta cảm thấy kỳ diệu vì cái gì Trung Hoa Đại Đế là như thế chính trực, mà ma đế lại là như thế không từ thủ đoạn. Đây có phải hay không là nói rõ, một cái thiện lương người, trong nội tâm thực cũng là ẩn tàng vô pháp tưởng tượng ác, chỉ là nhìn hắn bày ra là thiện vẫn là ác. La Quân nói ra, cái này cũng không kỳ quái, thân thể nam nhân bên trong thỉnh thoảng cũng có con mái kích thích tố sinh dục sao? Kiều Ngưng nói ra, cái kia đến cũng là. Hùng kích thích tố sinh dục con mái kích thích tố sinh dục những vật này là thế giới bao la khoa học thuyết pháp. Bất quá Kiều Ngưng đối thân thể thấy rõ hết thảy, lại là minh bạch la quân ý tứ. Kiều Ngưng nói ra, bất quá trên đời này, còn có một người là ta bội phục. La quân nói ra, người nào? Kiều Ngưng nói ra, đương kim thánh thượng, trước kia không có tiếp xúc thời điểm, còn chẳng qua là cảm thấy vị hoàng đế này không tầm thường. Nhưng tiếp xúc về sau, hắn cá nhân mị lực thực sự khiến người ta tin phục la quân cười nhạt một tiếng nói ra hoàng thượng thật là khiến người ta bội phục không biết vì cái gì hắn đột nhiên tâm lý có chút không thoải mái chính hắn đều không biết rõ lắm vì sao lại có chút không thoải mái hắn cũng không có quá để ý thời gian không còn sớm chúng ta lên đường thôi sau đó la quân nói ra kiều ngưng nao nao bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì gật gật đầu nói ra tốt a à. sau đó Hai người cưỡi lên Tiểu Long, đi trước minh mông Bắc Hải. Tiểu Long không thể so với Nguyên Thần, phi hành năng lực so Nguyên Thần phải cường đại hơn, mà lại đang phi hành trên đường còn có thể tự hành phục hồi như cũ lực lượng. Mặt khác, Kiều Ngưng cũng là Ngân Sa Vương, Đại Hải là nhà nàng. Cho nên là quân lần này không cần qua chuẩn bị cái gì tàu thuyền. Tiểu Long một đường hướng Bắc Hải chỗ sâu bay đi, gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, Kiều Ngưng sợi tóc theo gió bay lên nàng sợi tóc có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. La quân hít sâu một hơi, đem hết thảy tạp niệm toàn bộ ném đến não bên ngoài. Bằng hữu thì là bằng hiếu, không muốn nghĩ nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ vật. Người tình cảm thế giới đã là một mảnh hỗn độn, cái kia cũng đừng có lại đi trêu chọc kiều ngưng. Nam nữ thủy chung là gì tính tương hấp, La quân cùng kiều ngưng cùng một chỗ cộng đồng kinh lịch nhiều như thế nghịch cảnh. Muốn nói La quân thì thật đem kiều ngưng xem như là phi thường thuần khiết bằng hiếu. Cái kia không khỏi quá mức lừa mình dối người. Chỉ bất quá, La Quân trong lòng đã có quá nhiều vết thương. Hắn không còn là trước kia La Quân, trước kia La Quân, khả năng đã sớm đối Kiều Ngưng có rất nhiều chiêu chọc. Nhưng bây giờ, hắn đã từ cái kia hội nhìn trộm đinh hàm tắm rửa bị ổi ra hỏa, trưởng thành đến hôm nay tang thương nam nhân. Linh Nhi thương tổn, Phi Dung chết, Lạc Ninh chết, cái này với hắn mà nói là trọng đả kích nặng. Kiều Ngưng tâm tư đến là như thế nào? là quân cũng là không được biết. Sắc trời dần dần ngầm hạ qua, một vòng hạo nguyệt thăng tại thiên không. Hải thượng thăng minh nguyệt, chân trời chung lúc này, là quân mặt đối cảnh đẹp trước mắt, nhịn không được đọc bài thơ này tới. Cái này ý thơ nghĩ rất dễ dàng hiểu, Kiều Ngưng cũng cảm thấy cái này cảnh sắc mỹ diệu tới cực điểm. Là quân lại vừa cười vừa nói, tại chúng ta thế giới bao la bên trong, thần ma bất quá là truyền thuyết, long càng là không ai nhìn thấy qua giống chúng ta dưới mắt dạng này tràng cảnh, cưỡi long trên mặt biển bay, đây chỉ có tại Tây Phương Kỳ Huyễn trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy. Kiều Ngưng nói ra, người kiểu nói này ngược lại là nhắc nhở ta, ta nếu là đi thế giới bao la, chẳng phải cũng là dị loại. La Quân nói ra, có thể như vậy có cái gì vội vàng. Không sai, Kiều Ngưng cười ha hả. Tiểu Long một đường hướng phía trước mà bay. Tới sau nửa đêm lúc, La Quân dần dần có chút ủ rũ, cũng chính là vào lúc này, Kiều Ngưng bỗng nhiên nói ra, đến. La Quân lập tức giật mình tỉnh lại. Bốn phía vẫn là nhất phiến hải vực, Tiểu Long ngừng lập trên không trung. Cái kia nước biển một mảnh u ám, nhìn lấy giống như là hội thôn vệ hết thảy ma quỷ. Chúng ta làm sao xuống dưới? La Quân hơi lúng túng một chút, cho dù là giới tu di, đó cũng là gần không khí lưu thông, mới có thể có không khí. Kiều Ngưng xuất ra một hạt trâu, nàng nói ra, cái khỏa hạt châu này là ta dùng tự thân tinh khí tu luyện được tỷ thủy châu. Ngươi đem hạt châu này ngậm vào trong miệng, hạt châu này có thể tạm thời cải tạo ngươi hô hấp công năng. Sau đó ngươi liền có thể giống loài cá một dạng trong nước tự do hô hấp. Còn có tốt như vậy đồ, vật, dứt khoát đưa cho ta tốt. Là quân không khỏi vui vẻ. Kiều ngưng khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, thứ này không có khả năng tùy tiện đưa người. Vì cái gì, là quân cảm thấy hiếu kỳ. Kiều Ngưng nói ra, cái kia có nhiều như vậy vì cái gì? La Quân tỉnh ngộ lại, không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra, chẳng lẽ vật này chỉ có thể đưa cho cùng các ngươi kết hôn người? Kiều Ngưng nói ra, Tị Thủy Châu chính là chúng ta sao sao, cũng là thân thể ta bên trong tinh khí sinh ra mà thành. Chỉ có thể đưa cho đạo lữ, đây là bạc cá mập một loại cổ lão truyền thừa. La Quân chính là nhân tinh, lập tức liền minh bạch. Đại khái những cái kia bạc cá mập muốn giao phối lúc, liền sẽ đưa ra vật này đi không phải vậy lời nói những cái kia trong biển bạc cá mập lại không phải nhân loại cái kia hiểu kết hôn gì không kết hôn a à. la quân cũng biết cái này trò đùa không có khả năng mở tiếp nữa không phải vậy kiều ngưng liền muốn thẹn quá hóa giận ngay sau đó hắn cũng thì không hỏi thêm nữa la quân đem tị thủy châu ngậm đến miệng bên trong về sau hắn lập tức cảm giác được cái kia tị thủy châu bắt đầu sinh ra biến hóa tị thủy châu hóa thành tinh khí bắt đầu lẻn vào đến La Quân trong não vực, cải biến hắn hệ hô hấp. Hỏng bét, La Quân nói với Kiều Ngưng, tị thủy châu hóa thành khí. Kiều Ngưng nói ra, không có việc gì, chờ ngươi không cần về sau, có thể đem lại lần nữa ngưng tụ. La Quân gật gật đầu. Sau đó, hai cái liền lấy Tiểu Long hướng trong vùng biển lặn xuống dưới. Tiểu Long lại là không cần hô hấp. La Quân cũng liền lần thứ nhất cảm nhận được tại trong biển hô hấp cảm giác, có chút sền sệt, có chút tanh, tóm lại cảm giác không phải tốt như vậy. Nhưng cũng không có ngạt thở cảm giác. Kiều ngưng lại là tự nhiên tại trong biển hô hấp. La quân cũng không phải là lần thứ nhất đến biển, tại mê thất đại lục thời điểm, hắn cũng xuống một lần biển. Bất quá khi đó hắn, pháp lực là bành trướng, là vô tận, là vô cùng. Mà bây giờ, đây là một cái bình thường giá trị, không đạt được nghiêng trời lệch đất trình độ. Tiểu Long nhanh chóng hướng xuống dưới kín đáo đi tới, là quân cùng kiều ngưng toàn thân đều đã ướt đẫm hai người có thể nhìn thấy bên người có thật nhiều loài cá tới lui. Càng hướng xuống qua, thủy lực ép chính là càng lớn. Kiều ngưng thi triển ra tị thủy quyết đến giảm bớt thủy lực ép. Trong nước sinh vật, đều có chúng nó tránh đi thủy lực ép cách sống. Kiều ngưng thân là ngân sa vương, tự nhiên cũng là không có không ngoại lệ. Biển 10 km rất nhanh liền đến. Lúc này thủy lực ép là khủng bố, bất quá kiều ngưng một mực nhẹ nhõm ưng đối biển thế giới là cái thần kỳ thế giới trong này cũng có sơn phong liên nguyên nếu như ra khỏi nước biển nơi này có thời điểm tựa như là đại lục la quân nhìn thấy phía trước lại là một cái miệng núi lửa kiều ngưng đối la quân chỉ chỉ cái kia núi lửa nói ra núi lửa này đã có mấy trăm năm không có phun trào qua tại núi lửa bộ chỗ sâu đã hình thành điện sát chi tinh la quân nói ra người nói có thể hay không chúng ta vừa vặn đi vào thời điểm núi lửa này thì phun trào Kiều Ngưng sướng sờ sướng sờ, sau đó nàng nói ra, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta vận khí thật là liền tốt không lời nói. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, trên đời này sự tình, hết thảy tất cả đều là có khả năng. Kiều Ngưng không khỏi im lặng, nàng nói ra, người cái miệng quả đen này, có thể hay không nói điểm êm tai. Chúng ta nhưng là muốn hạ hỏa núi qua, muốn là vạn nhất núi lửa bạo phát, loại lực lượng kia cũng là thần đế đến cũng phải chết ở bên trong thần đế có thể qua lại hư không rời đi la quân nói ra thả ngươi cái rắm tại lúc núi lửa bộc phát đợi không gian thời gian phần tử từ trường đều bị thiêu còn xuyên toa cái rắm kiều ngưng tức giận nói ra có thể thừa dịp còn không bạo phát đến lúc đó trước xuyên toa ha la quân nói ra kiều ngưng nói ra núi lửa bạo phát điểm báo liền sẽ đem chọn cái hỏa trong núi kết cấu bên trong phá hư đừng nghĩ xuyên toa nàng đón đến nói ra người cái tên này lão sách cái này một gốc dạ làm gì? ngóng trong núi lửa bạo phát sao? La quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta đùa giỡn với người đây. cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười đây. kiều ngưng nói ra, La quân liền liền đang sắc nói ra, tốt a, à, chúng ta đi xuống đi. kiều ngưng gật đầu, hai người liền khống chế tiểu long hướng dưới núi lửa mặt tìm kiếm. tiểu long tốc độ rất nhanh núi lửa này cùng tại núi phú sĩ núi lửa cũng không có quá rất khác nhau lớn nhất khác nhiều chính là núi lửa này chính là ở trong biển mặt chung quanh tràn ngập nước biển núi lửa kết nối lấy địa hạch vỏ quả đất cho dù là biển sâu cũng không ngăn cản được loại này núi lửa bạo phát một khi bạo phát dung nham sông lên nước biển trên không liền lại có thể gây nên biển động các loại cái kia là tuyệt đối tự nhiên đại tai hại la quân cùng kiều ngưng một đường hướng xuống tìm kiếm nước này ép càng ngày càng kinh khủng. Cũng may mắn kiều ngưng tị thủy quyết lợi hại. Tốc độ bọn họ cũng thay đổi vô cùng chậm rãi, nửa canh giờ sau, hai người một rồng mới đi đến núi lửa bộ. Núi lửa này bộ cùng núi phú sĩ núi lửa bộ có chút khác biệt. Nó bộ tất cả đều là nước biển, mà tại nước biển phía dưới chính là cứng rắn nham thạch. Nhưng không bài trừ, dưới mặt đá mặt sẽ có dung nham. Địa sát chi tinh ở nơi nào? Là quân hỏi Kiều Ngưng. Kiều Ngưng chỉ hướng trung gian tới lui màu đen tinh linh, nàng nói ra, những ngày tới lui màu đen tinh linh làm chính là địa sát chi tinh. Tại bộ, có vô số màu đen tinh linh tại tới lui, chúng nó tốc độ nhanh vô cùng. La Quân nhìn về phía Kiều Ngưng, nàng phát hiện Kiều Ngưng bờ môi trắng bệch, không khỏi hỏi, ngươi làm sao? Nơi này quá băng hàn, Kiều Ngưng nói ra, ta ở trong nước biển sinh hoạt, sớm thói quen băng hàn, nhưng nơi này địa sát chi tinh tạo thành bộ phá lệ băng hàn. Nàng đón đến, có chút kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy sao? La Quân nói ra, cảm giác không thấy a. À. Kiều Ngưng sững sờ, sau đó cũng liền bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói ra, ngươi cùng điện Sát Chi Tinh đã giống nhau, khẳng định không sợ điểm ấy băng hàn. Tiếp theo, nàng còn nói thêm, ngươi nhanh lên hành động đi. Khoan hãy nói, bị ngươi vừa nói như vậy, ta thật có chút bận tâm núi lửa hội bạo phát đây. La Quân vừa cười vừa nói, ha ha ta là hù dọa ngươi. Mấy trăm năm không bạo phát núi lửa, chúng ta đến như vậy một hồi liền bạo phát, đó mới thật sự là gọi gặp quỷ bóp. Sau đó, là quân liền bắt đầu ngưng thần, hắn đem trên thân địa sát chi tinh bước đi ra. Cái này địa sát chi tinh hình thành một ngụm cự kiếm bay ra ngoài. Phàm là gặp được giống nhau, lập tức đem cái kia địa sát chi tinh hút tới địa sát trong kiếm. Đây là một cái rất lợi hại vui sướng quá trình, là quân có thể cảm giác được địa sát chi tinh đang không ngừng lớn mạnh. La Quân hấp thu rất nhanh, địa sát kiếm vốn chỉ là bóng đá lớn nhỏ, nhưng rất nhanh liền có to bằng vại nước. Đây là một cỗ lực lượng kinh khủng. La Quân đem phía dưới này địa sát chi tinh hấp thu không sai biệt lắm, hắn lúc này mới dừng tay. Bất quá lập tức, Kiều Ngưng cùng La Quân cũng cảm giác được không đúng. Tính sao mặt giống như đang chấn động, Kiều Ngưng nói ra. La Quân nhìn về phía cái kia mặt biển bộ, cái kia cứng rắn nham thạch bắt đầu từng khúc dạn nứt đứng lên hỏng bét, kiều ngưng hãi nhiên thất sắc, nàng nói ra, núi lửa này nhiều năm như vậy không bạo phát chính là là bởi vì có địa sát chi tinh đang áp chế, hiện tại địa sát chi tinh bị ngươi hút đi, dung nham lập tức liền muốn bạo phát đi ra. Cái này giống như là một cái đề đập bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng, sau đó liền dẫn phát đại quyết đê một dạng. Là quân lập tức đem địa sát chi tinh tung ra ngoài, chính là muốn muốn đem cái kia nham thạch đông cứng. Thế nhưng là lúc này lại là đã trễ, nham thạch không chỉ có không có bị đông cứng cái kia vết nứt càng lúc càng lớn đi la quân cùng kiều ngưng lúc này quyết đoán hai người cấp tốc lấy tiểu long hướng lên trên mặt bay đi tiểu long cũng biết nguy hiểm bay nhanh như thiểm điện la quân ý đồ thi triển hư không xuyên toa nhưng hắn lại cảm giác không thấy bất luận cái gì phần tử cái này bên trong căn bản liền không có xuyên toa điều kiện ầm ầm toàn bộ mặt biển đều phát sinh chấn động mãnh liệt la quân tiếp lấy cũng cảm giác được sóng nhiệt trùng thiên hắn cùng kiều ngưng cùng một chỗ hướng xuống mặt nhìn cái kia mãnh liệt nổi giận dung nham giống như vệ nhân ma thú chém giết tới dung nham tốc độ nhanh đến cực điểm tiểu long lại nhanh cũng không có cái kia dung nham tốc độ nhanh mà lại cái này biển sâu chỗ thủy lực ép quá kinh khủng la quân cùng kiều ngưng trong lòng bốc lên ra khó mà ngôn ngữ cảm giác tuyệt vọng bị cái miệng quả đen của nhà ngươi nói chúng kiều ngưng tuyệt vọng nói ra La Quân không nói hai lời, hắn nói ra, người đến giới tu di bên trong đến, ta dùng điện sát chi tinh bao lấy chúng ta, có lẽ dạng này có thể xông giết ra ngoài. Vô dụng, Kiều Ngưng nói ra, khi tuyệt đối với hỏa diễm chém giết tới thời điểm, người địa sát chi tinh hút không thu được chung quanh băng hàn thừa số, hiệu quả hội dần dần mất đi, đến lúc đó, chúng ta y nguyên sẽ chết. ầm ầm, dung nham chém giết tới. Cái này một cái chớp mắt, sóng nhiệt ngập trời. La Quân không lo được hắn, hắn cấp tốc đem Kiều Ngưng ôm chặt lấy. Sau đó, địa sát chi tinh liền hình thành đóng băng thừa số, đem hai người đông lạnh ở bên trong. Đây là cực độ băng hàn. Hắn cao thủ căn bản không chịu nổi loại này nội bộ băng hàn. Bất quá cũng may Kiều Ngưng chính là ngân sa vương, lâu dài sinh hoạt tại biển, cho nên còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Kiều Ngưng cùng La Quân trông thấy Tiểu Long cấp tốc bị dìm ngập tại trong nham tương, lại là không biết là chết hay sống. Tiểu Long, la quân một tiếng bi thiết, hắn rõ ràng trông thấy Tiểu Long tại sao cùng trong chớp mắt ấy rên rỉ cùng oán hận. Tiểu Long ở trong lòng yêu nhất cũng là kiều ngưng cùng la quân, nó là thuần khiết nhất Long, là không có có tâm tư Long. Thế nhưng là tại gặp được nguy hiểm thời điểm, nó lại trực tiếp bị la quân cùng kiều ngưng vứt bỏ. La quân lại là không có hắn biện pháp, loại kia thời điểm, hắn thật là xem nhẹ Tiểu Long. Tiểu Long thân thể lớn như vậy, hắn căn bản không có khả năng đem Tiểu Long cũng bảo vệ. Kiều Ngưng nói ra, yên tâm đi, Tiểu Long liền lôi điện còn không sợ, sẽ không sợ cái này dung nham. Có thể cái này dung nham nhiệt độ quá kinh khủng, La Quân nói ra. Địa hạch nội bộ bộc phát ra lực lượng, đây là nhân lực không thể tưởng tượng. Kiều Ngưng nhìn bốn phía, nàng chỉ có thể nhìn thấy cái kia chung quanh hỏa hồng sắc dung nham, còn lại, nàng và La Quân đã cái gì đều nhìn không thấy nội bộ nhiệt độ bắt đầu càng ngày càng gây. Địa sát chi tinh đang từng bước tan rã. La quân cùng kiều ngưng tâm lý lập tức đều hiểu một sự kiện, cái kia chính là, bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Hai người bốn mắt tương đối. Kiều ngưng, la quân không nói gì, hắn đột nhiên hôn lên nàng nở nang mang có vô hạn sức hấp dẫn cặp môi thơm. Cái này một cái chớp mắt, tử vong trước một khắc, la quân cái gì đều không muốn bận tâm. Hắn mặc cho tình cảm bạo phát kiều ngưng cũng là sửng sốt nhưng là nàng rất nhanh cũng liền ôm chặt lấy la quân nhiệt liệt hôn trả lại ầm ầm kịch liệt tiếng nổ truyền đến sau đó la quân cùng kiều ngưng chỉ cảm thấy thân thể đau đớn tới cực điểm đau đớn đến trong nháy mắt thì mất đi hết thảy trực giác trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng một trận biển động như vậy bạo phát hoàng thành chi nội hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh lan đình ngọc tại ngày thứ ba cũng đi binh bộ báo cáo chuẩn bị hắn cũng đi một chuyến nơi khác lan đình ngọc luôn có bận bịu không xong sự tình hoàng thượng đối với hắn cũng là vô hạn tha thứ mà hoàng thượng tại một ngày này phái ra lan thiên cơ vì khâm sai đại thần hắn để lan thiên cơ tự mình đi xứ đại thuận đế quốc vì cũng là để đại thuận đế quốc cho đủ đầy đủ bồi thường không phải vậy lời nói đại khang không ngại để đại thuận núi thây biển máu đối với hoàng thượng tới nói hắn không muốn đánh trận chiến tác chiến quá hao phí quân lực vật lực, nhân lực. Mà lại hắn cũng không phải muốn tới xưng bá Thiên Châu đại lục. Hắn có đầy đủ kinh nghiệm, cũng biết cổ đại thiên triều thượng quốc có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là quá mẹ nó lớn. Mà tin tức không phát đạt, rất khó quản lý hoàn thiện. Hoàng thượng chỉ phải gìn giữ đại khang hoàn chỉnh liền tốt, hắn một chút đều không muốn khuếch trương cương thổ. Tại ngày thứ tư thời điểm, Vân Thiên Tông bên kia phái tới sứ giả, Người sứ giả này hy vọng hoàng thượng có thể phóng thích hình Đông Phương chờ bốn tên cao thủ, tới nỗi Càn Nguyên Kim Quang Món Pháp Bảo này có thể đưa cho hoàng thượng. Song lại bất kể nói thế nào, Vân Thiên Tông cũng không thể rơi một cái không quan tâm thủ hạ danh tiếng. Hoàng thượng cùng Vân Thiên Tông đưa ra yêu cầu, thứ nhất, cái kia chính là từ đó Đại Khang không thuộc về Vân Thiên Tông thuộc địa, không hề cống lên. Vân Thiên Tông không được can thiệp Đại Khang trong nước vụ. Điểm này, Vân Thiên Tông trực tiếp đáp ứng điểm thứ hai hoàng thượng yêu cầu vân thiên tông đem sinh mệnh tri thụ cấy ghép một cái nhánh cây tới tới nỗi điểm này vân thiên tông sứ giả không có lập tức đáp ứng nói là muốn trở về thương lượng hoàng thượng nói ra vậy liền thương lượng xong lại đến đi thần tộc bên kia cũng đưa ra muốn hoàng thượng đem lạc thiên hóa giao về bọn họ nguyện ý đánh đổi một số thứ còn thiên long bắt bộ phù đồ huyền tháp cũng chưa kể tới đi qua thần đế đả kích thần tộc cùng Vân Thiên Tông rốt cuộc học hội tôn trọng Đại Khang Quốc, nguyện ý cùng Đại Khang Quốc tiến hành hữu hảo đàm phán. Nước yếu không ngoại giao, những lời này là quả thật không giả. Tuy nhiên thần tộc cùng Vân Thiên Tông là có thể dẫn đầu số lớn cao thủ đến san bằng Đại Khang Quốc. Nhưng là bọn họ cũng phải cố kỵ thần đế cùng còn lại ba vị đại đế. Vạn nhất thần đế cũng giận dữ, liền mang theo tam đế qua đem bọn hắn chủng tộc cho san bằng đâu. Còn có, Thật sự là cái này Đại Khang hoàng đế cũng xác thực không phải dễ đối phó người, ai biết trong hoàng thành còn có cái gì mai phục cùng ám kỳ đâu. Cho nên tạm thời, Vân Thiên Tông cùng thần tộc đều không muốn xung đột vũ trang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng thượng tức giận rất đủ, hắn đồng thời đối mặt Đại Thuận Quốc, Vân Thiên Tông còn có thần tộc, hắn căn bản liền không có khiếp đảm qua. Nếu như Vân Thiên Tông cùng thần tộc không đến chịu thua, hắn thì thật là chuẩn bị dự định đem mấy người kia luyện hóa đến thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp bên trong qua. Tới nỗi cửu u thần quân, thần tộc ngược lại là đề cập qua đầy miệng. Hiên chính hạo cái này liền không có đáp ứng, nói thẳng đã bị thần đế giết chết. Dù sao thần tộc người cũng không có khả năng còn chạy tới theo cửu u thiên đế hỏi thăm rõ ràng. Cửu u thần quân tu vi thật đáng sợ, tuy nhiên thần đế làm lên cửu u thần quân đến giống như rất nhẹ nhõm. Nhưng hiên chính hạo biết, cái này cửu u thần quân một khi thả hổ về rừng, tương lai là cái cực đại uy. Nhưng là cửu u thần quân nếu như luyện hóa đi ra, cái kia lại là hắn siêu cường giúp đỡ. Đây là cái gì pháp bảo cũng không thể đổi. Đương nhiên, cho dù là đối mặt như tình huống như vậy, hoàng thượng cũng không có trong lòng tự cao tự đại. Hắn rõ ràng biết, Vân Thiên Tông cùng thần tộc chịu thua là tạm thời, nếu như bọn hắn có một ngày đem thần đế cho diệt trừ về sau, như vậy tiếp xuống cũng là hắn đại khang quốc tận thế cho nên, lẫn nhau ở giữa đánh cược là từ trước tới giờ không hội đình chỉ. Vân Thiên Tông, trời cao trong điện. Toàn thân áo trắng vân hóa ảnh y nguyên tiên khí xuất trần. Hắn thoạt nhìn không có bất kỳ khác thường gì, chỉ là chính hắn tâm lý rõ ràng, cái này thương tổn nhất thời bán hội là được không? Tại vân hóa ảnh bên cạnh là hai tên thái thượng trưởng lão. Cái này hai tên thái thượng trưởng lão vì không bụi, không một hạt bụi. Mà tên kia đi trước đại khang sứ giả cung kính đứng ở trung gian, hắn nói đại khang hoàng đế yêu cầu. Lẽ nào lại như vậy, cái này cầu hoàng đế thế mà còn dám muốn chúng ta sinh mệnh chi thụ. Không bụi trưởng lão giận không kềm được. Những năm gần đây, đại khang quốc cũng là vân thiên tông trong lòng một cây gai, bây giờ căn này đâm là để bọn hắn càng ngày càng không thoải mái. Vân hóa ảnh ngược lại là bình tĩnh, hắn mỉm cười, nói ra, không bụi, hắn chỉ là muốn một cái nhánh cây, cũng không phải là muốn nguyên một khóa sinh mệnh chi thụ. Cái này khái niệm, chúng ta cũng không thể làm lăn lộn. Vậy cũng không được, không bụi trưởng lão cả giận nói. Không một hạt bụi trưởng lão làm theo nói ra, hoàng đế này muốn một cái nhánh cây làm cái gì? Hắn muốn đem cái này theo nhánh cây loại không sống được. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Như là như thế này có thể chuyện lặt vặt, trên đời này há không khắp nơi đều là sinh mệnh chi thụ. Vân hóa ảnh nói ra, Đại Khang Hoàng đế là cái thần kỳ người, không ai có thể chuyện lặt vặt, không có nghĩa là hắn không có khả năng chuyện lặt vặt. Không một hạt bụi trưởng lão nói ra, chí tôn kia ngải ý là. Cho hắn đi, vân hóa ảnh từ tốn nói. chí tôn, chúng ta cần như thế dễ dàng tha thứ hắn sao? Không một hạt bụi trưởng lão cũng là không thoải mái. Vân hóa ảnh từ tốn nói, dưới mắt, toàn bộ thiên châu địch nhân lớn nhất không phải đại khang. Hắn đón đến, nói ra thần đế tu vi đã là vạn pháp quy nhất hắn là cái này thiên địa vũ trụ bên trong đệ nhất nhân dưới mắt chúng ta muốn thử lấy nghĩ biện pháp tới đối phó thần đế chỉ cần tan giã cái này tứ đế đại khang liền không đủ gây sợ tan giã tứ đế không bội lông mày nhớn lên vân hóa ảnh nói ra cái này mới tứ đế cũng không phải là bền chắc như thép theo ta được biết mà đế cùng tu la đại đế liền cùng trong lúc này hoa đại đế còn có thần đế có chút không thể giải mối hận cũ Chí tôn, nhiều năm như vậy ngài đều chưa từng bại qua. Lần này tự mình xuất thủ, còn cùng tiêu giật, cửu u thần quân, lạc thiên tâm cùng một chỗ liên thủ. Làm sao các người bốn người liên thủ đều không phải là cái này thần đế đối thủ sao? Không một hạt bụi trưởng lão cảm thấy quá bất khả tư nghị. Vân hóa ảnh nói ra, nói ra, không có gì tốt mất mặt. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, thần đế đã diễn hóa toàn bộ thiên đạo, hắn có thể đem thiên đạo hóa làm lực lượng, loại lực lượng này đã trở thành thiên địa tránh thức lực lượng. Bất luận kẻ nào lực đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Muốn giết thần đế, trước tiên cần phải hỏng hắn nói. Không bội trưởng lão cùng không một hạt bội trưởng lão cũng coi như là minh bạch, không một hạt bội trưởng lão nói ra, muốn phá hắn nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đương nhiên không dễ dàng, vân hóa ảnh nói ra, có thể cũng không phải không có khả năng. Qua nhiều năm như vậy, toàn bộ thiên châu, vân thiên tông, Vũ hóa môn, thần tộc luôn luôn đối lập lẫn nhau, không tướng tới lui. Có rất ít người làm cho tam phái cùng một chỗ liên thủ. Nhưng là cái này thần đế lại bước đến ba nhà chúng ta muốn cùng đi liên thủ đối phó hắn. Không bội trưởng lão cùng không một hạt bội trưởng lão cũng là rung động trong lòng. Vân hóa ảnh nói ra, cho tới nay, thiên châu có rất nhiều đại năng, còn thật nhiều chân thần hoặc nhiều hoặc ít đều đối cái kia đại thiên tứ đế tràn ngập nghi vấn cùng khinh thường. Cho rằng bọn họ là tự cao tự đại nhưng là từ giờ khắc này, không ai lại cho rằng mới tứ đế không thể cùng lão tứ đế so sánh. Thần tộc ở vào biên hoang chi địa, một mảnh to lớn mênh mông sa mạc đem thần tộc cùng toàn bộ thiên châu cơ hồ đều cách ly. Tại sa mạc đằng sau, cũng có một cái quốc độ, tên là Sa Lát Quốc. Sa Lát người trong nước miệng hai ức, trải rộng tại bùn đỗ hai bờ sông. Bùn đỗ bờ sông chính là Sa Lát Quốc Mẫu Hà, con sông này uẩn dục Sa Lát Quốc Văn Minh mà Salat quốc tín ngưỡng chính là thần tộc. Thần tộc tại bên trong tòa thánh thành thành lập cung điện khổng lồ, rất nhiều tín đồ hàng năm đều sẽ lặn lội đường xa đến thánh thành cúng bái. Lúc này, thánh thành to lớn trong thánh điện, giám quốc đại hoàng tử lạc thiên tâm đi trước hướng thánh điện bên trong. Cái kia hành hương đại điện trắng lóa như tuyết, mặt đất chính là ánh sáng màu trắng ngọc thạch, bốn phía cũng là màu trắng phủ điêu. Tại vị trí cao nhất chính là cửa u thiên đế tượng thần. Cửu U Thiên Đế bế quan dạo chơi, ai cũng không biết Cửu U Thiên Đế qua phương nào. Cái này to như vậy hành hương đại điện giờ phút này không có một ai. Hành hương đại điện khoảng chừng 3000 mét vuông, trống trải mà hùng vĩ. Lạc Thiên Tâm đi vào trước tượng thần mặt, hắn thành kính quỳ xuống. Không biết qua bao lâu, cái kia tượng thần đột nhiên mở to mắt. Lạc Thiên Tâm lập tức vui vẻ nói, "Phụ thân." Cửu U Thiên Đế từ tốn nói, "Đến Lạc Thiên Tâm đập một cái khấu đầu, hắn cái chán thiếp nói, phụ thân, nhi tử cho ngài, cho thần tộc mất mặt, mời phụ thân trách phạt. Cửu U Thiên Đế từ tốn nói, đứng lên đi. Lạc Thiên Tâm cái này mới chậm rãi ngẩng đầu. Cửu U Thiên Đế nói ra, cái kia độn thiên bản lĩnh vượt qua ta tưởng tượng, việc này không trách ngươi. Lạc Thiên Tâm cúi đầu. Cửu U Thiên Đế còn nói thêm, ngươi tìm đến ta, là có chuyện a? À. Lạc Thiên trong lòng tự nhủ nói, hài nhi phái người đi cùng đại khang hoàng đế đàm phán yêu cầu đại khang hoàng đế đem thúc thúc cùng cửu đệ thả lại đại khang hoàng đế đưa ra một chút yêu cầu cửu u thiên đế nói ra yêu cầu gì lạc thiên trong lòng tự nhủ nói đại khang hoàng đế muốn hỗn nguyên chi môn mà lại mà lại cái gì cửu u thiên đế hỏi lạc thiên trong lòng tự nhủ nói đại khang hoàng đế nói thúc thúc đã chết không có khả năng trả lại cửu u thiên đế nói ra Thúc thúc của ngươi là không cứu lại được đến, người đối ngoại liền xưng thúc thúc đã chết. Còn cái kia hỗn nguyên chi môn, cho hắn là được. Lạc thiên tâm bị kinh ngạc, nói ra, thế nhưng là hỗn nguyên chi môn cũng là chúng ta thần tộc chí bảo A. Cửu U thiên đế nói ra, bảo bối tại hắn chỗ nào, về sau có thể muốn trở về. Chỉ cần người không có việc gì là được rồi. Lạc thiên tâm nao nao, theo rồi nói ra, vâng, phụ thân, hài nhi hiểu. Mạt lạc thiên trong lòng tự nhủ nói phụ thân khó nói chúng ta liền muốn một mực dễ dàng tha thứ cái này đại khang hoàng đế cửu u thiên đế nói ra đại khang hoàng đế trước mặc kệ dưới mắt chủ yếu là đối phó thần đế lạc thiên trong lòng tự nhủ nói đối phó thần đế nhưng như thế nào đối phó đâu cửu u thiên đế nói ra người dưới mắt muốn làm một việc phụ thân xin phân phó lạc thiên trong lòng tự nhủ nói cửu u thiên đế nói ra đi cùng vân hóa ảnh, tiêu giật đạt thành liên minh chung nhận thức. Cái này liên minh, chính là nhằm vào độn thiên. Độn thiên phải chết, không phải vậy lời nói, tương lai toàn bộ thiên châu đại năng, chân thần đều sẽ bị nghiền sát tại sát kiếp phía dưới. Như hôm nay đạo luân thay trao đổi, âm dương điên đảo, đây là thiên châu kế hoạch duy nhất thực hành khả năng. Lạc thiên trong lòng tự nhủ nói, vâng, phụ thân. Cửu U Thiên Đế nói ra, tới nỗi là cha, là cha hội đi tìm ma đế còn có cái kia Trần Diệp Hàn. Hai người này chính là thần đế ma kiếp. Đến tận đây bắt đầu, thần đế trở thành thiên châu đại năng địch nhân chung. Một cái đầu thần liên minh chính thức triển khai. Đây là thiên châu lần thứ nhất như thế trên dưới một lòng đi đối phó một người. Thần đế coi như không chết, cũng đã đến bất thế tới vinh hạnh đặc biệt. Mà hết thảy này, liền đều là đại khang hoàng đế kế sách, đem sở hữu áp lực đều tái giá đến thần đế trên đầu. Cứ như vậy, đại khang hoàng đế liền có càng nhiều thời gian đến thực hành hắn kế hoạch. Thần đế cũng không phải là cũng không biết đại khang hoàng đế kế sách, chỉ bất quá, hắn không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Và lại, đại khang hoàng đế làm ra hết thảy cũng là vì ngăn cản thiên châu kế hoạch, đây là thuận theo thiên đạo. Như vậy thần đế liền cũng nguyện ý qua cho đại khang hoàng đế đến tranh thủ thời gian này. Chỉ là thần đế lại nhất định đối mặt hắn cuộc đời gặp được lớn nhất ma kiếp. Đau nhức, đau chết. Cái này là la quân khôi phục chi giác về sau cảm giác đầu tiên. Hắn sau đó đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ta thế mà còn biết đau nhức, ta không chết. La quân một chút thì ngồi xuống. Trước mắt hết thảy nhất thời liền để la quân cảm thấy có chút không nghĩ ra. Bốn phía chính là một mảnh vô biên minh mông đại thảo nguyên, trên bầu trời lại là trời xanh mây trắng. Khí trời sáng sủa, mặt trời trói trang trên. Ánh mặt trời chiếu sáng tại la quân trên thân, hắn hoàn toàn không nghĩ ra không khỏi nhanh, La Quân liền nghĩ đến Kiều Ngưng. Kiều Ngưng, La Quân nghẹn ngào gào lên đứng lên, hắn rất nhanh liền tại 30 mét ở ngoài trông thấy trên đồng cỏ nằm một người. La Quân cấp tốc đứng dậy, vừa đứng lên đến, lập tức liền chân một uy, lại quỳ đi xuống. Mẹ trứng, La Quân lúc này mới phát hiện, chân của mình thế mà ngã đoạn một đầu. Mà lại trên người hắn đã không còn khí lực, toàn thân suy yếu tới cực điểm. Thân thể này nhất động, Lập tức liền cảm thấy cái kia đau nhức ga à, đau đến quả thực cũng là tê tâm liệt phế la quân miệng lớn thở hổn hển hắn tiếp lấy nhịn đau hướng kiều ngưng bên kia bỏ đi cuối cùng tới gần là kiều ngưng la quân không khỏi đại hỉ, hắn trông thấy kiều ngưng nằm trên đồng cỏ nàng nhắm chặt hai mắt sắc mặt một mảnh trắng bệch la quân lập tức liền dùng ngón tay qua tiếp xúc kiều ngưng hơi thở còn có hô hấp la quân không khỏi buông lỏng một hơi thật là quái ta cùng kiều ngưng không phải tại núi lửa bạo phát bên trong muốn chết sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đây là địa phương nào? Mẹ nó, vượt qua là thế nào? La quân nói thầm. Hắn quyết định trước mặc kệ hắn, nhất định muốn thương thế trước khôi phục mới được. Ăn trước điểm ngưng tuyết đan bồi bổ nguyên khí. Tại ngắm trang hội thời điểm, La quân cũng là đến ngưng tuyết đan ban thưởng. La Quân liền muốn từ giới tu di bên trong lấy ngưng tuyết đan, nhưng là rất nhanh, hắn thì xấu hổ hắn phát giác pháp lực mình hoàn toàn không có, mà lại giới tu di cũng hiện ra phong bế trạng thái. Tựa như cái này mẹ nó là cái thuần túy giới chỉ, không có bất kỳ cái gì công hiệu một dạng. Là quần nhíu mày lại nhíu mày, trước mắt hết thảy đều bị hắn có loại mộng bức cảm giác. Hắn xác định kiều ngưng còn có khí hơi thở, hơi hơi thở phào. Tiếp lấy liền tới nhìn chính mình thương thế, hắn phát hiện mình chân trái quả thực cũng là ngã thành phấn vụn tính gãy xương. Bất quá, cho dù là bị vỡ nát gãy xương, lấy chính mình cường hãn khôi phục năng lực, cái kia cũng là phải rất nhanh liền khôi phục. Nhưng vì cái gì chân vẫn là như thế tới đau. La quân nhìn thấy chính mình trên quần bị máu tươi nhiễm đỏ, hơn nữa còn có con ruồi, con mũi ở phía trên hút máu. Cái quỷ gì, La quân thầm mắng một tiếng, hắn phất tay đem con ruồi con mũi vung mở, tiếp lấy lại thiểm điện nhất trưởng đem những con ruồi này con mũi chụp chết. Sau đó, La Quân bắt đầu vận chuyển pháp lực. Tình huống như thế nào? Ta pháp lực đâu? Là Quân cảm giác trong đầu giống tuếch, không còn có loại kia pháp lực cường thịnh cảm giác. Đây không phải nói sau khi bị thương, vẫn bất động pháp lực. Mà chính là cảm thấy mình ép căn bản không hề pháp lực. Trong một chớp mắt, Là Quân kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, chẳng lẽ ta pháp lực toàn phế? Dạng này đà kích, La Quân thế nhưng là không có cách nào tiếp nhận hắn con đường phía trước nhiều gian khó, thật vất vả trăm cây nghìn đắng đi đến một bước này. Lại muốn hắn lần nữa tới qua, hắn sẽ nổi điên. Đi đến một bước này, đến kinh lịch nhiều ít thống khổ cùng gặp trắc trở, đây là trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Muốn tại một lần nữa đi một lần, vậy cũng chỉ sợ không có cái vận khí này. Là quần trăm bề không được giải, hắn không hiểu vì cái gì đột nhiên pháp lực liền không có. Mà lại chính mình vết thương vì cái gì cũng khôi phục được chậm như vậy đương nhiên vết thương khôi phục tốc độ vẫn là nhanh hơn thường nhân la quân có thể cảm giác được vết thương tại ngứa nhưng là la quân còn đứng trước một vấn đề đó chính là hắn gãy xương là bị vỡ nát còn mang sai chỗ hắn là nội gia quyền cao thủ đối thân thể của mình tình huống là nhất thanh nhị sở cho nên hắn chả nhất định phải đem xương cốt chính vị sau đó trói cái miếng bảo hộ cái gì lấy la quân trước đó thân thể cường hán cũng là chân bị chặt rơi cái kia đều có thể dài ra lại nhưng bây giờ, La Quân không có lòng tin này. Và lại, cho dù là trước kia thân thể, chân gãy có thể mọc ra mới chân. Có thể chân như xếp, như không chính vị, vậy liền hội trưởng thành tàn tật. Dưới mắt La Quân chân nếu không làm xử lý, coi như khỏi hẳn, đó cũng là cái cả đời tàn tật. La Quân lúc này cảm giác thân thể đau đớn giảm nhẹ một chút, có lẽ không phải giảm bớt, mà chính là đau thói quen. Chính hắn cũng không có cách nào cho mình xương cốt chính vị, liền muốn nghĩ đến trước đem Kiều Ngưng làm tỉnh lại. Hắn cho Kiều Ngưng trước bắt mạch, cái này một bắt mạch cũng yên lòng. Kiều Ngưng cũng không có chuyện gì. Hắn lung lay Kiều Ngưng, Kiều Ngưng liền cũng liền chậm rãi tỉnh lại. Kiều Ngưng từ từ mở mắt, nàng sau đó thì a à một tiếng kêu đau, tiếp lấy lại bỗng nhiên ngồi xuống, ta chết sao. Là quân lý giải Kiều Ngưng ngạc nhiên, bởi vì hắn hiện tại cũng còn mộng buộc đây. Kiều Ngưng trước ngắm nhìn bốn phía, sau đó mới nhìn hướng La Quân, chúng ta đây là ở đâu bên trong? La Quân lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, ta khi tỉnh dậy liền phát hiện chúng ta tại cái địa phương quỷ quái này. Kiều Ngưng nói ra, chẳng lẽ là vật chất năng lượng bạo phát, sau cùng đạo đưa chúng ta tiến vào khác vị diện không gian bên trong đến. La Quân nói ra, còn có thể như thế tiến vào khác không gian. Kiều Ngưng sững sờ sững sờ, sau đó nói, trên nguyên tắc là không thể nào nhưng trước mắt lại giải thích thế nào đâu, nàng lập tức liền nhìn thấy là Quân trên đùi máu me đầm đìa. "Chân ngươi." Kiều Ngưng giật mình. La Quân nói ra, tựa như là ngã, ta tỉnh lại cứ như vậy. Chân trái nửa đoạn dưới bị vỡ nát gãy xương, ngươi nhất định phải giúp ta xương cốt chính vị, sau đó cho cái miếng bảo hộ." "Không phải vậy lời nói, ta chân này đến lưu lại tàn tật." Kiều Ngưng nói ra, có thể nếu là bị vỡ nát gãy xương, những xương cốt đó mảnh vỡ làm sao bây giờ? La Quân nói ra, cái này cũng không phải vấn đề lớn, chờ ta khôi phục khí lực về sau. Những cái kia mảnh vỡ, ta đưa chúng nó dùng bắp thịt đè ép đi ra. Thường nhân chân bị vỡ nát gãy xương, khẳng định phải làm giải phẫu thanh trừ những này mảnh vỡ. Không phải vậy lời nói, tạo thành tụ huyết chờ một chút hậu quả, đó là cực đáng sợ. Có thể La Quân là thân thể của mình thần linh, những này hắn là có biện pháp xử lý kiều ngưng nói ra thân thể ngươi nhìn rất lợi hại suy yếu trước ăn một hạt ngưng tuyết đan đi la quân nói ra ta vừa rồi cứ như vậy nghĩ đáng tiếc ta phát hiện ta dùng không giới tu di ta pháp lực cũng không có tại sao có thể như vậy kiều ngưng bị kinh ngạc nàng ngay lập tức mặt sắc cũng biến đổi nói ra thật giống như ta cũng không cảm giác được pháp lực mình tồn tại la quân không khỏi thất sắc kiều ngưng nói ra đây không phải loại kia sau khi bị thương cảm giác tựa như là pháp lực căn bản không có tồn tại qua một dạng. Là quân nói ra, đúng, ta cũng là loại cảm giác này. Đây là có chuyện gì? Kiều Ngưng cũng không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, nàng sau đó cảm ứng giới tu di, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nói ra, ta giới tu di cũng dùng không. Còn có ta nguyên thần cũng biến mất, nàng đón đến, có chút hoảng hốt cùng không có khả năng tiếp nhận, nói ra, nói cách khác, ta biến thành một cái. Người bình thường, La Quân nói ra, vậy ngươi khí lực đâu? Ngươi là tu được thân thể viên mãn. Kiều Ngưng vận chuyển khí huyết, nói ra, khí lực vẫn còn, một quyền đấm chết một con trâu không có vấn đề gì. Mấu chốt là, ta cũng không hiểu nhiều đấu pháp, cái này theo những thân thể đó viên mãn cao tăng một dạng, đều là chỉ có khí công, nhưng chỉ cần gặp được một chút ra dáng cách đấu cao thủ liền có chút không đáng chú ý. La Quân nói ra, khí huyết chi lực còn tại ngược lại tốt, ta muốn là thân thể khôi phục, chiến đấu lực vẫn là tại một chút cũng không biết nơi này đến là địa phương nào đã chúng ta pháp lực đều không có cái kia hẳn không phải là bị người phế bỏ mà chính là gặp được một chút đặc thù nguyên nhân hắn cái kết luận này để kiều ngưng hơi an tâm một chút đệ nhất ưu tiên nếu là đột nhiên luân là người bình thường cái này khiến kiều ngưng vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận người vốn chính là như thế như một mực nghèo khó sẽ không cảm thấy có cái gì khó chịu không quen nhưng một khi thành là một cái người giàu có về sau, tiếp lấy lại lại bị đánh về người nghèo, loại tâm lý này chênh lệch là hội muốn mạng người. Kiều Ngưng nói ra, ta trước giúp người đem chân bó xương. La Quân gật đầu, có thể sẽ có đau một chút nha. Kiều Ngưng nắm chặt La Quân chân trái, nàng vừa sơ tác, liền biết La Quân chân cái vấn đề chỗ. La Quân cười một tiếng, nói ra, vạn tiễn xuyên tâm ta đều thử qua, loại đau này, tính là gì? hắn cũng không phải là nói mạnh miệng lúc trước hắn bảo hộ linh nhi cùng thần đế bọn họ tăng cao tu vi thời điểm bị tu la đại đế hoang thần vương đã sống sờ sờ đánh cho tàn phế răng rắc một tiếng kiều ngưng thủ pháp rất nhanh đã vì la quân bó xương hoàn tất la quân hơi hơi rên lên một tiếng kiều ngưng nói ra ta vẫn phải qua tìm nhánh cây tới giúp ngươi sạc cạp ngươi ở chỗ này chờ một lát la quân nói ra tốt kiều ngưng ngay sau đó đứng dậy Nàng triển khai thân pháp. Tuy nhiên nàng hiện tại pháp lực hoàn toàn biến mất, nhưng là một thân thân thể lực lượng vẫn còn, chạy cất bước đến, nhanh như gió xoáy. Kiều Ngưng qua không bao lâu, tìm về nhánh cây, tiếp theo, Kiều Ngưng kéo xuống chính mình một đoạn váy, cũng kéo thành vải vì La Quân đem chân cột chắc. Thật là kỳ quái, làm sao ta nhanh ngã chết, người một chút việc đều không có. La Quân có chút buồn bực. Kiều Ngưng cười một tiếng, nói ra người nhất định phải ta rơi giống như ngươi mới công bình a la quân cười ha ha một tiếng nói ra không phải hắn ngẩng đầu thì vừa vặn nhìn thấy kiều ngưng môi nàng môi tuy nhiên trắng bệch nhưng nhưng vẫn là như thế mê người la quân không khỏi nhớ tới tại lúc núi lửa bộc phát đợi hắn cùng nàng ở giữa cái kia nóng rực hôn giống như nàng cũng trở về ứng kiều ngưng lập tức cũng liền nhìn ra la quân là đang suy nghĩ gì nàng vội ho một tiếng nói ra chúng ta cũng không thể lão đợi ở cái địa phương này, ta vịn ngươi, chúng ta rời đi nơi này đi. Nếu như có thể gặp được người, liền cũng đã biết nơi này là địa phương nào. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, Kiều Ngưng thì sung làm dậy La là Quân chân trái. Hai người tại dạng này gian nan hoàn cảnh tiếp theo đường tiến lên. Là hướng phía đông phương mà đi, dù sao Thái Dương rơi xuống đất phương tổng là đại biểu xuống dốc, mà đông mới là hy vọng dâng lên địa phương mặt trời chiều ngã về tây sắc trời dần dần ngầm hạ qua nơi này là minh mông đại thảo nguyên cho nên đi thật lâu vẫn là không có bóng người cũng may là kiều ngưng tuy nhiên mất đi pháp lực nhưng là lực lượng cường đại cho nên mới có thể một mực mang theo la quân như thế cái tráng hán không phải vậy lời nói nàng một nữ tử chỗ nào chịu được ban đêm thời điểm thảo nguyên biến lạnh lạnh lên cái kia đại gió thổi tới không có bất kỳ cái gì ngăn cản khiến người ta cảm thấy không khỏi lạnh. La Quân cũng hoàn toàn không cảm giác được địa sát chi tinh, hắn thế mà cũng cảm thấy lạnh lạnh lên. Ta lạnh cũng coi như, người cũng lạnh, Kiều Ngưng thấy thế kỳ quái nói ra. La Quân nói ra, hết thảy đều không có, địa sát chi tinh cũng không cảm giác được. Ta hiện tại cũng là cái người bình thường, mà lại ta trong huyết mạch cường đại khôi phục năng lực cũng rất giống không có. Ta hiện tại cũng là một võ giả. Kiều Ngưng nói ra, thật là một cái địa phương cổ quái la quân nói ra bên kia có khối đá lớn chúng ta ngay tại thạch đầu đằng sau trước nghỉ ngơi một đêm đi ngươi thuận tiện qua tìm một chút ăn cái này thảo nguyên bên trong tìm ăn cũng sẽ không rất khó chúng ta ngày mai làm tiếp so đo kiều ngưng nói ra tốt a à? la quân tại tảng đá lớn đằng sau nằm kiều ngưng liền xoay người đi tìm ăn nàng tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát sau thì bắt đầu thỏ rừng quay lại con thỏ quay lại có thể cái này cũng không có cách nào nhóm lửa nướng thỏ đây. Kiều Ngưng có chút bất đắc dĩ nói với La Quân. La Quân cười một tiếng, nói ra, cái kia có như vậy già mồm, người đem con thỏ cho ta. Kiều Ngưng nghi hoặc đem con thỏ đưa cho La Quân. La Quân liền thủ pháp lưu loát đem con thỏ ra lột đi, sau đó uống chút con thỏ máu, cũng đưa cho Kiều Ngưng, nói ra, người cũng uống một chút. Kiều Ngưng vội vàng khoát tay, nói ra, không uống, người uống đi. La Quân nói ra, nhất định phải uống, nơi này đến là tình huống như thế nào, chúng ta đều không rõ ràng. Ngươi đến bổ sung điểm năng lượng. Kiều Ngưng nói ra, đến đi, nơi này cũng không phải sa mạc. Ta vừa rồi đều trông thấy hú nước, bên trong còn có cá đâu, nguồn uống nước, ta trực tiếp uống nước liền tốt. La Quân nhất thời cái kia xấu hổ a. À? Tốt a, à, chính mình thật sự là khi lính đánh thuê tác phong lâu. Một khi điều kiện gian khổ, lập tức liền ăn lông ở lỗ hắn tiếp lấy thì xé rách ra một đầu đùi thỏ cho kiều ngưng nói ra người đem cái này cho ăn cái này sinh làm sao ăn kiều ngưng kinh ngạc vô cùng nói ra cứ như vậy ăn nha la quân trực tiếp cắn một cái hắn hàm răng lực đạo rất lớn sau đó thì bắt đầu nhai nuốt hắn đem cái kia chân thỏ xương tinh tế nhai nát nói ra cái này lớn nhất dinh dưỡng người không ăn tại sao có thể có khí lực đâu kiều ngưng khoát khoát tay nói ra ta không ăn cũng không đói bụng, ngươi ăn nhiều một chút đi. La Quân nói ra, chúng ta đây là giã ngoại cầu sinh, ngươi như thế yếu ớt không thể được a. À. Hắn đón đến, còn nói thêm, nói trở lại, chẳng lẽ ngươi không có tu luyện thành tinh thời điểm, ăn cái gì không phải sinh sao? Kiều Ngưng Bạch La Quân liếc một chút, nàng nói ra, theo người thuyết pháp này, nhân loại là người nguyên thủy thời điểm cũng là ăn thịt sống. Cho nên ta hiện tại cũng ăn thịt sống a. À. La Quân nói ra, kiều ngưng nói ra ta không ăn la quân cũng là mạc khả nại hà hắn cũng liền tùy theo kiều ngưng cô nàng này hiện tại là vẫn chưa đói đợi nàng tránh thức đói tới cực điểm không sợ nàng không ăn la quân ăn lông ở lỗ ăn một bữa thịt thỏ sau khi ăn xong hắn cả thân thể biến nóng hầm hập đây là bổ sung năng lượng về sau cảm giác kiều ngưng ở một bên có chút nhàm chán hiện tại loại cảm giác này có phải là kỳ quái hay không la quân cười hỏi kiều ngưng đều nhanh sầu chết nàng nói ra ngươi làm sao còn cười được la quân nói ra không cười chẳng lẽ còn một mực khóc a à? khóc cũng khóc không ra cái như thế về sau a à? vả lại ta cảm thấy chúng ta hẳn không phải là pháp lực bị phế pháp lực bị phế thân thể sẽ có cảm giác nhưng bây giờ cũng không có loại kia tránh thức không còn chút sức lực nào cảm giác kiều ngưng nói ra nhưng bây giờ đây hết thảy nên giải thích thế nào đâu la quân nói ra không biết giải thích thế nào, mà lại nơi này hoang dã không người. Chúng ta qua biển là cái bí mật, hẳn là không ai theo tới. Mà lại, tại lúc núi lửa bộc phát đợi, dưới tình huống đó cũng không có khả năng có người ám toán chúng ta. Kiều Ngưng nói ra, người kiểu nói này vẫn còn có chút đạo lý. La Quân nói ra, vốn là rất lợi hại có đạo lý. Kiều Ngưng nói ra, núi lửa bạo phát bên trong, làm sao lại đột nhiên sẽ tới kỳ quái như thế một chỗ? Đại Thảo Nguyên cùng Đại Hải, cái này là bao nhiêu khoảng cách sự tình. Chúng ta vốn là tại bên trong biển sâu. La Quân nói ra, duy nhất giải thích cũng là núi lửa bạo phát nổ tung vị diện không gian, chúng ta vừa vặn chui vào đến cái này kỳ quái trong không gian tới. Kiều Ngưng nói ra, chui vào vị diện không gian, vị diện không gian hình thành ngươi chẳng lẽ không biết sao. Đây không phải tỷ lệ sự kiện, mà là căn bản không có khả năng sự kiện ngươi nói có phải hay không là có đại thần thông giả đem chúng ta bắt vào đến sau đó phế chúng ta công lực la quân nói ra có dạng này đại thần thông giả sao cho dù có hắn tại sao phải phế người ta công lực sau đó lại đem chúng ta bỏ ở nơi này bỏ mặc không quan tâm cái này nói không thông a à. đúng vậy a à, nếu như là muốn giết chúng ta vậy hắn không cần xuất thủ chúng ta cũng liền chết chắc nếu như có mưu đồ khác cũng không trở thành muốn đem chúng ta bỏ ở nơi này Kiều Ngưng nói ra. La Quân nói ra, ta tác dụng duy nhất, đại khái thì là vận khí tốt một chút. Mà nếu quả thật có cái này đại thần thông giả lời nói, hắn cần ta làm việc, quả quyết liền sẽ không phế bỏ ta pháp lực. Người phân tích không sai, Kiều Ngưng nói ra, mà lại, ta hiện tại ẩn ẩn cảm giác được không phải pháp lực mất đi, mà chính là tựa hồ từ nơi sâu xa, nơi này không gian đem quy tắc cho cải biến. Cho nên mới để pháp lực mất đi hiệu lực. La Quân nói ra, ta hiểu ý ngươi. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến thế giới bao la bên trong game online, trò chơi người chế tác chế tạo quy tắc, ở cái này trong địa đồ, các người thì là không thể sử dụng pháp thuật. Lúc này, Kiều Ngưng cùng La Quân không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hai người không khỏi đang nghĩ, người nào có thể đến cải biến cái không gian này quy tắc đâu. Kiều Ngưng nói ra, chúng ta pháp lực, chính là phù hợp thiên địa, ngang dọc đều đại không gian, vị diện, loại pháp lực này đều là thông dụng la quân nói ra giống như là hoàng kim hoàng kim tại bất kỳ quốc gia nào đều thông dụng nhưng chưa chừng quốc gia này quốc phương cũng là đầu rút cấm đoán hoàng kim thông dụng tính nhưng cái này không có nghĩa là hoàng kim thì mất đi giá trị kiều ngưng nhãn tình sáng lên nàng nói ra người ta pháp lực còn chưa đủ cho nên cải biến không quy tắc này nhưng nếu như là thần đế còn có văn hóa ảnh bọn họ cao như vậy tay trí tôn đến chỉ sợ cái này quy tắc trói buộc không bọn họ bọn họ y nguyên có thể làm dùng pháp lực đạo lý thật là đạo lý này la quân nói ra kiều ngưng hơi hơi thở dài nói ra ta hiện tại chỉ hy vọng chúng ta suy đoán là chính xác lời như vậy chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này một khi rời đi nơi này pháp lực cũng liền có thể khôi phục la quân nói ra nhưng ta không hy vọng chúng ta tới nơi này là phía sau có người đang đùa âm mưu kiều ngưng nói ra nhưng là bất kể như thế nào chúng ta dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. La Quân gật gật đầu, hắn sau đó lại nghĩ tới một vấn đề, sắc mặt có chút cổ quái, nói ra, người bây giờ không có có pháp lực, rời đi nước có thể hay không hóa thành nguyên hình A. La Quân sau khi hỏi xong thì cảm thấy mình não tử nhất định là rút, thế mà hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề. Quả nhiên, Kiều Ngưng không cho La Quân sắc mặt tốt nhìn. Nàng nói ra, người đều suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao đổ đâu ta cái gì nguyên hình, bạc cá mập sao, ta từ bạc cá mập chi thân tu luyện tới hình người, chính là kinh lịch lột xác thoát cốt thống khổ. Trên người của ta hết thảy, đều là thật sự tồn tại, cũng không phải là biến ảo. Cái này nhân thân chính là ta nguyên hình, hiểu không? Coi như ta mang thai, đó cũng là sinh tiểu hài tử, mà không phải sinh tiểu ngân cá mập. Là quân cười ha hả, nói ra, ta thì chỉ đùa một chút, người đừng kích động. Kiều ngưng chính là rộng rãi người, ngược lại sẽ không thật theo la quân tức giận một đêm này thì như vậy quá khứ nơi này khí trời biến hóa cùng trời châu không khác nhiều buổi sáng một vòng mặt trời mới mọc từ phía đông dâng lên tia nắng ban mai vẩy chiếu vào cái này mênh mông trên đại thảo nguyên gió sớm quét cái này trong không khí đều mang từng tia từng tia vị ngọt buổi sáng đại thảo nguyên giống như đại hải vậy cũng là cực kỳ mỹ lệ hùng vĩ cảnh sắc nhịn không được làm cho người lưu luyến quên về mà la quân cùng kiều ngưng thì tại tia nắng ban mai chiếu rọi xuống tiếp tục đạp vào hành trình. Tại la quân cùng kiều ngưng tâm lý, nơi này chính là cái địa phương quỷ quái. Ở chỗ này, đằng không được phân, điều khiển không được sương mù, chán ghét tới cực điểm. La quân cùng kiều ngưng tựa như là hai cái phú nhị đại, mỗi ngày bài danh xe đua mở ra chạy. Hiện tại đem bọn hắn nhét vào núi trong góc, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi bước đi. Mà lại, là quân cường hãn khôi phục năng lực cũng hạ xuống quá nhiều. Tựa hồ là Linh Nhi cho hắn não hạch cũng bị hạn chế ở. Đương nhiên, là quân huyết yêu huyết mạch vẫn là tồn tại, cho nên hắn võ đạo lực lượng vẫn là trước sau như một cường đại vô cùng. Trong cơ thể hắn khí huyết lao nhanh, trên đùi thương kinh qua một đêm tu dưỡng về sau, đã khôi phục hai thành. Tiếp qua cái chừng năm ngày, liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Loại này khôi phục năng lực đã coi như là siêu cấp cường hãn nhưng so với trước kia nhưng lại là ngày đêm khác biệt la quân cùng kiều ngưng cứ như vậy hai bên cùng ủng hộ lấy một đường tiến lên trên đường gặp được vũng nước bên trong liền có thanh tịnh nguồn nước kiều ngưng thì nói với la quân xem đi không cần như vậy dã man nhân a à. nước này không uống uống gì con thỏ máu đây không phải có bệnh a à. nàng nói xong cũng uống mấy ngụm lớn nước muốn lúc trước trực tiếp thì dùng pháp lực nắm bắt còn cần xoay người lại uống nước phiền toái như vậy Kiều ngưng nhịn không được đậu đen rau muống. La quân nói ra, nước này cũng không thể so với con thỏ máu mạnh, không biết bao nhiêu tiểu động tác ở bên trong đi ị đi đái, còn có một số cá cũng ở bên trong ăn và ngủ đây. Ngươi, Kiều ngưng im lặng, nàng tiếp lấy thì dạ dày cuồn cuộn, sau đó liền nôn mửa ra ngoài. Ha ha, La quân không khỏi cười to. Kiều ngưng nôn song sau, có chút thẹn quá hóa giận nói ra, mặc kệ ngươi. Nhưng là nàng nói tới nói lui, về sau vẫn là vịn La Quân tiếp tục tiến lên. La Quân thật rất sợ hãi loại tình huống này, lúc trước tại mê thất đại lục thời điểm, bị vây ở tuyết vực bên trong cái kia cũng không phải cái gì vui sướng kinh lịch. Bất quá, Thảo Nguyên Trung Quy không thể so với tuyết vực. La Quân cùng Kiều ngưng tại xế chiều thời điểm, rốt cục nhìn thấy phía trước có nhà bạc. Đương nhiên, nơi này loại này lều vải khả năng không gọi nhà bạc. Nhưng là La Quân trong đầu là hiện ra nhà bạc nơi đó có người, Kiều Ngưng nhịn không được hoan hỉ. Ngay tại lúc này, có thể nhìn thấy người sống đều là một kiện đáng giá mừng rỡ sự tình. La Quân nói ra, có chút cổ quái, người khác cao hứng như vậy. Cái gì cổ quái, Kiều Ngưng hỏi. La Quân nói ra, bình thường thảo nguyên dân tộc đều là quần cư, nơi đó có như thế một cái lẻ loi chơi trọi nhà bạt lập ở chỗ này đạo lý. Kiều Ngưng nói ra, người cái này cái gì mau bệnh, quá lòng nghi ngờ đi cái kia thì không cho có người thì là ưa thích bỏ đàn sống riêng a à. la quân nói ra chúng ta đối với nơi này đều không rõ lắm vẫn là cẩn thận là hơn đi kiều ngưng nói ra vậy ngươi chờ ta ở đây ta một người qua la quân nói ra đó còn là đi chung với ngươi đi kiều ngưng trêu tức nói ra như vậy sao được chứ vạn nhất gặp nguy hiểm ngươi không phải muốn dắt ta chân sau la quân nói ra ta dựa vào không phải ca cùng ngươi khoác lác thì chúng ta hiện tại loại này không có có pháp lực trạng thái dưới, ca cũng là hai cái đùi đều đoạn, cái kia chiến đấu lực cũng so với người còn mạnh hơn. Người châu đều muốn thổi tới bầu trời, còn nói không phải khoác lác. Kiều Ngưng khinh thường nói ra. Bất quá bất kể nói thế nào, Kiều Ngưng vẫn là mang lên la quân qua cái kia nhà bạt. Nhà bạt lều vải đại môn là mở ra, Kiều Ngưng mang theo la quân xuất hiện tại trước cổng chính. Hai người hướng bên trong tìm kiếm, ở trong đó cũng chỉ có một cái tiểu cô nương đang ủ chế sữa dê tửu. Tiểu cô nương ước chừng 15-16 tuổi, nàng trông thấy người xa lạ xuất hiện, cũng là giật mình. Tiểu cô nương này tướng mạo phổ thông, khuôn mặt đỏ rừng rực. Điều này hiển nhiên là mùa đông bị đông cứng qua sau hậu di chứng. Tiểu cô nương mặc thảo nguyên phục sức, nàng ánh mắt mang theo một tia e sợ, vô ý thức thế mà thì bắt bên cạnh loan đao, cảnh giác hỏi: "Các ngươi là ai?" Nói chuyện chính là Thiên Châu lời nói. Tuy nhiên tiểu cô nương lời nói có rất nặng khẩu âm, nhưng La Quân cùng Kiều Ngưng vẫn là nghe hiểu. La Quân nói gấp: "Tiểu muội muội, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Chúng ta là tại Thảo Nguyên mất phương hướng khách qua đường, mà lại ngươi nhìn ta chân còn thụ thương. Chúng ta chỉ là muốn tiến đến lấy chén nước uống." Tiểu cô nương quan sát tỉ mỉ hai người, đại khái là nhìn thấy La Quân xác thực thụ thương, lại nhìn Kiều Ngưng là cái nữ lưu hạng người, thế là cảnh giác cũng liền một chút nhiều tiểu cô nương sau cùng đồng ý La Quân cùng Kiều Ngưng tiến nhà bạt. Tại nhà bạt bên trong, La Quân cùng Kiều Ngưng nhận đối xử tử tế. Tiểu cô nương cho hai người ngồi lên sữa dê, tuy nhiên cái này sữa dê có chút mùi tanh, nhưng hai người đều là như uống trời hạn gặp mưa. Đang tán gẫu quá trình bên trong, La Quân biết được tiểu cô nương gọi là Trác Mã. Trác Mã là cùng Gia Gia ở cùng nhau, lúc này Gia Gia ra ngoài mục dương chưa về, bất quá nhìn lên đợi, cũng kém không nhiều mau trở lại. La Quân hỏi, "Trác Mã, các ngươi vì sao lại đơn độc ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi không có tộc khác người sao?" Trác Mã trong mắt nhất thời hiện lên bi phẫn chi sắc, nói ra, "Tộc nhân hung ác, ta là cùng gia ra, ra trốn tới nơi này." La Quân cùng Kiều Ngưng nhìn nhau, liền cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng là bọn họ cùng Trác Mã mới quen biết, cũng không dễ hỏi quá nhiều đồ, vật, dù sao cái này có chút tư ẩn ý vị. Trác Mã tiếp lấy lại hỏi La Quân cùng Kiều Ngưng, nàng nói ra, là đại ca, Kiều tỉ tỉ, xem các người phục sức tựa hồ là Trung Nguyên nhân sĩ, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây. Trung Nguyên, La Quân nhất thời cảm thấy thuyết pháp này tốt quen tai. Phó Hiệp bên trong thường xuyên sẽ dùng Trung Nguyên hai chữ A. Kiều ngưng lúc này cười khan một tiếng, nàng đâm đâm La Quân. Hiển nhiên, nàng không phải cái giỏi về nói dối người. Nhưng là cái này lời nói thật cũng không cách nào nói, đều nói không rõ ràng A. Nói ra cũng không ai tin A la quân nhất thời lấy lại tinh thần hắn cười ha ha hai tiếng nói ra việc này thật sự là nói rất dài dòng a trác mã nhìn chằm chằm la quân nhìn la quân nói ra trác mã ta phải nói cho ngươi lúc đầu ta và ngươi kiều tỷ tỷ không phải ở chỗ này chúng ta vốn là ở trong biển sau đó lại ở trong biển gặp được núi lửa đại bạo phát lúc đầu coi là muốn chết kết quả tỉnh lại thì xuất hiện tại các ngươi cái này đại thảo nguyên thực chúng ta cũng không biết chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này la quân cảm thấy trác mã là cái đơn thuần tiểu cô nương không có nhiều như vậy xảo trá thế là hắn dứt khoát thì ăn ngay nói thật dạng này cũng thuận tiện tiếp xuống nói chuyện phiếm đương nhiên nếu như trác mã không tin hắn liền sẽ nói mới vừa rồi là đang nói đùa kiều ngưng ngốc ngẩn ngơ không nghĩ tới la quân thế mà cứ như vậy nói nàng nghĩ thầm nếu có thể ăn ngay nói thật ta còn cần đem cái vấn đề khó khăn này ném cho người a. À. Trác mã ngây người, Kiều Ngưng thấy thế, nàng oán niệm quái giận liếc một chút La Quân, ánh mắt kia rõ ràng là lại nói, nhìn, đem Trác mã đều dọa sợ chứ. La Quân phát hiện Trác mã cái này thần sắc không đúng, hắn đang muốn đổi giọng. nào biết Trác mã là có chút nói năng lộn xộn nói ra, người nói các ngươi là ở trong biển phát sinh nổ tung tới. a, ha ha, La Quân nói ra, không phải rồi cũng là chỉ đùa một chút. Đại hải cách nơi này cách xa vạn dặm xa, chúng ta lại làm sao có thể từ hải lý tới đây chứ? Trác Mã lắc đầu, nói ra không đúng. nàng ngẫm lại, còn nói thêm, tốt, là đại ca, người nói các ngươi là từ đâu đến? La Quân cùng Kiều Ngưng có chút hồ đồ. La Quân nói ra, ách, Trác Mã, người đến là tin tưởng, vẫn là chưa tin a? À. Trác Mã nói ra, các ngươi thật sự là từ Đại Hải bên kia đến? cái kia là có thể vẫn là không thể a à. là quần có chút mê mang trác mã nói ra cái kia các người có phải hay không thật từ trong biển rộng đến nàng kích động lên là quần nói ra người tin tưởng sao các ngươi nếu như là thật từ trong biển rộng đến ta thì tin tưởng trác mã nói ra là quần nói ra vậy được rồi chúng ta chính là gặp được đại hải ly hỏa núi đại bạo phát sau đó không khỏi rượu thì tới nơi này Trác mã thần sắc bỗng nhiên biến rất lợi hại cổ quái, phải nói là kích động, hô hấp dồn dập. Nàng đột nhiên ngay tại trước cổng chính quỳ xuống, chắp tay trước ngực, trong mồm không biết tại đọc thứ gì. La Quân cùng Kiều Ngưng nhất thời cảm thấy không khỏi rượu. Sau một hồi khá lâu, Trác Mã đứng dậy, nàng vội vàng nói, hai vị thánh giả mau mời ngồi. Thánh giả, cái gì thánh giả? La Quân có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn cùng Kiều Ngưng ngồi xuống về sau. Trác Mã lại qua đem trưng tốt tương đùi dê lấy ra, tiếp lấy đưa lên sữa dê tử chờ một chút, lại là nhiệt tình không được. Trác Mã, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cái gì thánh giả? Vì cái gì ngươi nghe được chúng ta từ trong biển rộng đến thì kích động như vậy a? À? La Quân rất kỳ quái hỏi, Trác Mã khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng nói ra, bởi vì các ngươi cũng là trong dự ngôn thánh giả a. À? Cái gì tiên đoán? La Quân cùng Kiều Ngưng cùng một chỗ kỳ quái hỏi. Trác Mã nói ra tại chúng ta đại ly quốc vẫn luôn tương truyền thứ nhất cổ lão tiên đoán. Khi núi lửa bạo phát, trong nước biển dũng sĩ phá không mà đến, bọn họ sẽ trở thành dũng cảm nhất đồ long thánh giả. Đồ long thánh giả, cái quỷ gì? Là quân cùng kiều ngưng lần nữa sừng sốt. Trác mã nói ra, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Là quân nói ra, không biết. Trác mã vỗ xuống đầu mình, nàng nói ra, nhìn ta đều quên, các ngươi là từ trong biển rộng đến, đối với chúng ta nơi này đều chưa quen thuộc. là quân nói ra đúng vậy a à, người tốt nhất cùng chúng ta nói một chút. trác mã liền nói ra chúng ta nơi này là thảo nguyên tại thảo nguyên phía bắc cũng là trung nguyên trung nguyên hoàng đế rất sớm trước kia thì chinh phục thảo nguyên cho nên chúng ta cũng thuộc về đại ly quốc tử dân tại đại ly quốc biên cương cũng có hắn dân tộc du mục cùng đại ly quốc một mực có xung đột mà chúng ta thảo nguyên bên này liền vì đại ly quốc cung cấp chiến mã đại ly quốc hoàng đế đối với chúng ta thảo nguyên dân tộc rất là hậu đãi cũng không nhiều quản, để cho chúng ta tộc nhân tiếp tục quản lý thảo nguyên. Hàng năm cũng cho chúng ta cung cấp rất nhiều lương thực cùng vài vóc tới. Là quân cùng kiều ngưng nhìn nhau, hai người cơ bản đã xác định, quả nhiên là vượt qua đến hắn vị diện không gian tới. Chỉ là không biết cái không gian này đến tên gọi là gì. Trác mã, người nói tiếp, là quân nói ra. Trác mã đang muốn mở miệng, kiều ngưng trước khi nói ra, Trác Mã, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trác Mã nhìn về phía Kiều Ngưng. Kiều Ngưng nói ra, "Ừm, các ngươi đại ly trong nước có hay không thần tiên?" "Thần tiên?" Trác Mã mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Kiều Ngưng nói ra, "Cũng là loại kia có thể phi thiên nhập địa, có thể có." "Pháp thuật đúng hay không?" Trác Mã nói ra. "Đúng đúng đúng." Kiều Ngưng liên tục gật đầu. Trác Mã nói ra, "Không có." Nàng đón đến, nói ra muốn nói thật có pháp thuật, cái kia chính là ác long. Tại ác trong long cốc, có người đầu ác long, những này ác long biết bay, cũng biết phun lửa, phun đá. Chúng nó trời sinh tính tàn nhẫn, chỉ cần chúng ta nhân loại chưa đầy đủ chúng nó, chúng nó liền ra tới trắng trợn giết hại, sát hại bách tính. Chúng nó hàng năm đều muốn trung nguyên hoàng đế cho chúng nó xử nữ mỹ nữ trăm tên, còn muốn lương thực, châu báu, mỹ tử các loại. Chỉ cần không cho, liền ra tới giết hại chúng nó long lân cứng rắn vô cùng, đau thương bất nhập, chúng ta đều lấy chúng nó không có biện pháp nào. Lại nhiều quân đội đều không có cách nào đối trả cho chúng nó. Những năm gần đây, mọi người sợ nhất cũng là những này ác long. Chúng ta nằm mộng cũng nhớ đồ long thánh giả xuất hiện, chỉ có ngươi nhóm xuất hiện, chúng ta mới có thể cáo biệt ác long, vượt qua tránh thức ngày tốt. Sau đó, Trác mã vừa nhìn về phía là quân cùng Kiều Ngưng, là đại ca, Kiều Tỷ Tỷ, các ngươi nhất định sẽ qua đem ác long giết chết, đúng không? Là quân cùng kiều ngưng nhất thời cũng có chút xấu hổ. Là quân sờ mũi một cái, nói ra, nếu như là trước đó, giúp các ngươi giết giết ác long đều là vấn đề nhỏ. Nhưng là hiện tại, không biết vì cái gì, chúng ta từ chúng ta thế giới đến bên này, trên người chúng ta pháp lực thì hoàn toàn biến mất. Pháp lực biến mất, chác mã trợn mắt hốc mồm. Kiều ngưng nói ra, đúng, trước kia chúng ta cũng có thể cưỡi mây đạp gió. Nhưng bây giờ, hết thầy đều không có, cũng không biết vì cái gì. Trác Mã nói ra, ta biết là vì cái gì. Kiều Ngưng cùng La Quân nhất thời mừng rỡ, vì cái gì? Hai người cùng kêu lên hỏi. Trác Mã nói ra, ước chừng là hơn 500 năm trước, chúng ta Đại Ly quốc khi đó còn không phải Đại Ly quốc. Trong cổ thư xưng là mãng hoang cảnh, mà lại mãng hoang cảnh cũng không có hiện tại như vậy địa vực bao la. Tại thời điểm này Mãng hoang cảnh bên trong dân chúng đều trải qua rất lợi hại nguyên thủy sinh hoạt. Nhưng là về sau, đột nhiên liền đến rất nhiều ác long. Những này ác long vượt biển bay tới, chúng nó không chỉ có biết phun lửa, phun đá, hơn nữa còn biết pháp thuật, chúng nó pháp thuật cao thâm, có thể biến hóa vô cùng. Cũng có thể biến hóa thành hình người, còn có thể phát động gió lốc, ủ thành thiên tai. Lúc ấy mọi người đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, lúc đầu mãng hoang cảnh có hơn 300 vạn dân chúng. Nhưng là tại Ác Long tàn phá bừa bãi phía dưới, cũng chỉ còn lại có hơn 30 vạn dân chúng. Mắt thấy toàn bộ mãng hoang cảnh bách tính đều muốn bị giết hại sạch sẽ, ngay lúc này, có một vị đại thần thông giả, hắn bị thế người gọi là Huyền Không Thần Tôn. Huyền Không Thần Tôn phá không mà đến, hắn không biết thi triển pháp thuật gì, liền để sở hữu Ác Long đều thi triển không ra pháp thuật. Huyền Không Thần Tôn đem Ác Long giết hại rất nhiều, có thể về sau, Huyền Không Thần Tôn cũng gặp phải Ác Long bên trong Long Vương huyền không thần tôn cùng long vương đại chiến hồi lâu sau cùng long vương bị huyền không thần tôn đánh giết mà huyền không thần tôn cũng an nghỉ xuống dưới nghe nói cái kia một trận đại chiến khiến vỏ quả đất phát sinh biến hóa để đến từ người kia kêu là làm thế giới bao la chủ thế giới phát sinh động đất mà lại thế giới bao la bên trong có một tòa thành chỉ đắm chìm đến mãng hoang cảnh nội tòa thành chỉ kia bên trong trăm vạn bách tính cũng ngay ở chỗ này lạc địa sinh căn bọn họ ở chỗ này phát triển thuộc về thế giới bao la văn minh La Quân cùng Kiều Ngưng nhìn chăm chú liếc một chút, hai người lại chứng thực một việc. Cái kia chính là mình cùng Kiều Ngưng sở dĩ không có có pháp lực, xác thực là bởi vì nơi này bị đại thần thông giả cải biến quy tắc. Chứng thực chuyện này, hai người hơi hơi thở phào. Chỉ cần không phải pháp lực thật mất đi, cái kia hết thảy thì đều tương đối tốt tiếp nhận. Thế giới bao la bên trong có một tòa thành trì đắm chìm. Cái kia thành trì tên gọi là gì? La Quân hỏi chắc mã. Trác mã nói ra, tựa như là gọi là trường viên. La quân thân thể chấn động. Kiều ngưng nhìn về phía La quân, nói ra, làm sao? La là quân nói ra, tại chúng ta thế giới bao la bên trong, 1640 năm minh triều bấp binh, một năm kia minh triều nội yêu ngoại hoạn, thiên tai liên tục, tăng thêm sấm vương lý tự thành mang theo nông dân quân khởi nghĩa. Mà lại đại thanh triều tại quan ngoại nhìn chằm chằm, lúc ấy minh triều phát sinh một việc, cái kia chính là tại Tây Bắc một vùng phát sinh một trận động đất. Đối với lúc ấy Minh Triều tới nói, trận kia động đất là tuyết thượng ra xương, triều đình cũng vô pháp tiến đến cứu trợ thiên tai, một là bởi vì hậu phương bị nông dân quân ngăn cách. Hai là triều đình liền quân phí đều không bỏ ra nổi tới. Cho nên trận kia động đất thế mà rất ít gặp tại sách lịch sử. Mà lại, như vậy một trận động đất, càng không có nhắc lên cái gì gợn sóng tới. Các phương đều mặt đều không có qua chú ý trận này động đất. Tại trận kia động đất bên trong, một cái tên là trường viên thành trì như vậy hư không tiêu thất. Nghĩ như vậy, là quân đã cảm thấy thế sự thật sự là có đầy đủ kỳ diệu. Trận kia minh mặt động đất lại là nguồn gốc từ mãng hoang cảnh nội thần thông đấu pháp mà tạo thành. Mà trường viên thành dân chúng tại thế giới bao la bên trong bụng ăn không no, đến nơi đây, ngược lại là một chuyện may mắn. Là quân nhất thời cũng liền không cảm thấy kỳ quái, vì cái gì người ở đây nói chuyện, rõ ràng đều là tiếng hoa nói vốn là nhất mạch tương thừa mà hoa hạ cùng trời châu thiên châu cùng mãng hoang cảnh đều là nhất mạch tương thừa lời nói trác mã làm theo tiếp tục nói đây đều là ta nghe ra ra nói đến có phải là thật hay không thực ta cũng không dám khẳng định nghe nói năm đó huyền không thần tôn sát long vương về sau mãng hoang cảnh bên trong thì lại không ác long về sau tòa kia từ thế giới bao la đến thành trì người nơi đâu nhóm đều vô cùng thông minh bọn họ giúp chúng ta kiến tạo phòng ốc khai sáng các loại văn minh, mang theo chúng ta vượt qua cơm nọ áo ấm ngày tốt. Mà lại, cũng sáng lập Đại Ly Vương Triều, lại về sau Đại Ly Vương Triều về sau, nội bộ lại có phần nứt, thế là chia ra thổ phiên, cao nguyên, thi đấu hô những tiểu quốc gia này. Những tiểu quốc gia này đều đến biên cảnh cùng khổ chi địa, lần nữa sáng tạo văn minh. Gia Gia nói, dạng này ngày yên tĩnh một mực tiếp tục ước chừng 400 năm. Ngay tại 100 năm trước, 10 đầu ác long xuất hiện lần nữa, chúng nó tuy nhiên không biết pháp thuật, nhưng lại có tự thân bản lĩnh tồn tại. Chúng nó có cánh khổng lồ, thể nội có là hỏa đan, có là đá đan. Là quân cùng kiều ngưng nghiêm túc nghe. Trác mã nói ra, qua nhiều năm như vậy, đại ly quốc mấy cái đại hoàng đế dùng tất cả biện pháp muốn tiêu diệt ác long, nhưng là mỗi lần đều thất bại. Mà lại bởi vì cùng ác long đấu tranh, sau cùng bởi vì không có giết chết ác long, lại bị ác long trả thù, đại ly quốc quốc lực ngày hôm đó dần dần suy sụp biên cương những quốc gia kia cũng không thành thật, còn thường xuyên đến làm tiền. Hiện tại chúng ta bách tính toàn bộ đều là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Hoàng thượng không có cách nào, vì dạy dẫn đầu tác dụng, liền muội muội mình cùng tỷ tỷ đều đưa cho ác long. Là quân cùng kiều ngưng nghe đến liên tục nhíu mày. Là quân nói ra, cái kia tiên đoán lại là chuyện gì xảy ra. Là từ hai năm trước bắt đầu, Trác mã nói ra, hai năm trước, không biết chuyện gì xảy ra, thì có một ít lưu lãng thi nhân đang hát những này tiên đoán. Nhưng là hỏi bọn hắn là từ đâu biết, bọn họ đều nói là nghe người khác hát. Chậm rãi, quy tắc này tiên đoán thì truyền ra, nghe nói ác long nhóm cũng rất cảnh giác quy tắc này tiên đoán, chúng nó cho hoàng thượng hạ lệnh. Nếu như hoàng thượng tìm tới trong dự ngôn đồ long thánh giả, nhất định phải lập tức bắt lại. Không phải vậy lời nói, bọn họ thì muốn hủy diệt hoàng cung, giết hoàng đế chết toi. Là quân cùng kiều ngưng không khỏi có chút im lặng. Cũng là tại lúc này, một vị lão nhân quay lại. Lão nhân kia mặc đơn giản áo vải, trên mặt hắn nếp nhăn tựa như là đau khắc dìu đục. Lão nhân nhìn thấy trong phòng có người xa lạ về sau, sắc mặt lập tức biến cảnh giác mà sắc bén. Hắn quát lớn, chắc mã, người làm sao để người xa lạ tiến đến. Chắc mã trông thấy lão nhân, lập tức hoan hỉ hô, ra ra, người quay lại á. Nàng chạy tiến lên kéo lại lão nhân cánh tay, nói ra, bọn họ cũng là trong dự ngôn Đồ Long Thánh giả nha. La Quân cùng Kiều Ngưng nhất thời cái kia xấu hổ nha. Trác Mã sẽ tin tưởng, đó là bởi vì Trác Mã đơn thuần. Nhưng Trác Mã theo ra ra của nàng Kiều nói này, cái này ra ra khẳng định coi là La Quân cùng Kiều Ngưng là hết ăn lại uống. Thật sao? Trên mặt lão nhân hiện lên một tia cười lạnh, hắn là nhìn về phía La Quân cùng Kiều Ngưng. La Quân lại là nhìn thấy Trác Mã trong mắt hoan hỉ cùng chờ đợi hắn cảm thấy lúc này nếu như mình phủ nhận, vậy liền quá đau đớn tiểu cô nương tâm. Tại là La Quân liền nói ra, chúng ta thật là ở trong nước biển phát sinh nổ tung, sau đó không khỏi rượu thì đến nơi đây. Ta chân cũng là bởi vì này ngã thương, hắn nói xong cũng sáng sáng gãy chân. Lão nhân nói, nơi này cách đại hải có hơn 3 vạn dặm lộ trình, các ngươi là thế nào từ hải lý chạy đến nơi đây đến. Điểm này, hai vị có thể có cái giải thích sao? La Quân nói ra, không có giải thích, bởi vì chúng ta lúc ấy là tại biển núi lửa chết bên trong tìm kiếm một vật. Sau đó vừa vặn dẫn phát núi lửa đại bạo phát, lúc đầu chúng ta coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không nghĩ đến sau khi tỉnh lại thì đến nơi đây. Như vậy hoang đường ngôn luận, các ngươi cảm thấy lão hủ ta có thể tin sao? Lão người trong mắt lóe lên lửa giận, hắn nói ra, còn có, các ngươi nếu là trong truyền thuyết thánh giả, vậy thì không phải là cái thế giới này người. Vì cái gì các người nói lời nói cũng giống như chúng ta. Vấn đề này thật đúng là đem La Quân cùng Kiều Ngưng cho hỏi khó. La Quân có chút buồn bực, hắn nói ra, chúng ta một mực nói đều là loại ngôn ngữ này. Mà lại ta là tới từ thế giới Bao La, các ngươi nơi này khởi nguyên cũng là thế giới Bao La, vậy chúng ta nói một dạng lời nói không là rất dễ lý giải sao? Lão nhân nói, thật đúng là trùng hợp a, điểm này lão hủ ta không nói nhưng các ngươi lại còn nói các ngươi qua biển núi lửa bên trong qua. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, núi lửa nếu là ở biển, chỉ ít có vạn mét tới sâu, các ngươi là thế nào xuống dưới, còn tới hỏa trong núi. Đã nói là núi lửa chết, nhiều năm không phun trào, vì cái gì các ngươi một chút đến liền phun trào. Là quân bị hỏi sửng sốt một chút, lão già này, ngài là kỹ thuật trẻ ga. Hỏi chuyên nghiệp như vậy. Đúng lúc này, Kiều Ngưng bỗng nhiên nói ra, lão gia tử, ngài gặp qua đại hải sao lão nhân sướng sờ sướng sờ hắn theo rồi nói ra ta đương nhiên gặp qua ta đã từng là tại bờ biển lớn lên vậy là tốt rồi kiều ngưng nói ra ngài nghe trên người hắn có hay không đại hải khí tức hắn một đầu gãy chân hẳn là không nhàm chán như vậy từ xa tại ba vạn dặm trong biển rộng chạy đến nơi đây đến lửa gạt ngài đi ngài có đồ vật gì có thể cho chúng ta ý đồ sao lão người sắc mặt hơi đổi một chút kiều ngưng cùng la quân trong lòng nhất thời đánh cái lộp bộp ai ra xem ra lão gia tử trên tay thật là có khiến người ta ý đổ đồ vật a à. bất quá lúc này lão nhân cũng không nhiều lời hắn lại là đi vào la quân bên người sau đó tại la quân trên cánh tay thật sâu khẽ ngửi về sau sắc mặt lão nhân đại biến các ngươi thật sự là từ trong biển rộng bị tạc tới lão nhân thanh âm đều biến la quân nói ra thiên chân vạn xác cái kia biển hỏa trong núi có một dạng vật chất gọi là địa sát chi tinh. Địa sát chi tinh chấn áp lại núi lửa, mà ta đem địa sát chi tinh thu lấy đến trong thân thể, kết quả núi lửa như vậy bạo phát. Ta cùng Kiều Ngưng đều là có pháp lực thần thông người, có thể thượng thiên vào biển. Nhưng là không biết vì cái gì, bị tạc đến nơi đây về sau, hết thảy pháp lực đều biến mất. Hắn sau đó không khỏi cười khổ nói, chúng ta vốn chỉ là muốn đến lấy uống chút nước, làm ít đồ ăn, thật không có cái gì hắn ý đồ. Muốn không lão gia tử, chúng ta cái này liền rời đi ngài nhìn được hay không ta tin tưởng các ngươi lão nhân bỗng nhiên trịnh trọng nói ra la quân hơi hơi thở phào hắn âm thầm hướng kiều ngưng giơ ngón tay cái lên thời điểm then chốt vẫn là kiều ngưng thông minh ra sức a à. mời ngồi lão nhân thái độ lập tức tới ngay cái đại chuyển biến hắn mời la quân cùng kiều ngưng ngồi xuống trác mã cũng là vui vẻ vô cùng nàng nói ra ta nói đi ra ra người bắt đầu còn chưa tin đây lão nhân đối trác mã nghiêm túc nói ra, chuyện này tuyệt đối không thể ngoại truyền ra ngoài. Trác mã le lưỡi, nói ra, ta biết a à, ra ra. Nơi này cũng không có người khác, ta muốn ngoại truyền đều truyền không đi ra đây. Sau đó, lão nhân rót sữa dê tử, hắn tự giới thiệu, nói ra, ta là trác mã ra ra, các người có thể gọi ta trác cát nhĩ. La quân cùng kiều ngưng lần nữa tự giới thiệu một phen. La quân rất lợi hại thản nhiên hô trác ra ra mà Kiều Ngưng lại là không quá kêu đi ra, nàng bối phận, cao đây. Chắc Cát Nhĩ tự nhiên là cũng sẽ không để ý những thứ này. Các ngươi nói các ngươi vốn là có pháp lực, nhưng đến nơi đây thì không dùng được. Chắc Cát Nhĩ mở miệng hỏi. Là quân cùng Kiều Ngưng gật đầu, nói ra, không sai. Chắc Cát Nhĩ nói ra, không dùng được, mới là bình thường. Là quân nói ra, dùng cái gì như thế? Cứ việc chắc mã kể một ít, nhưng chắc mã dù sao hết thảy đều là từ chắc cắt nhĩ nơi này nghe qua, cho nên là quân cùng kiều ngưng muốn nghe xem chắc cắt nghĩ nói thế nào. chắc cắt nghĩ nói ra năm đó ác long tàn phá bừa bãi, từng cái đều có pháp lực. huyền không thần tôn tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng lực lượng một người cũng là đối phó chẳng nhiều rất nhiều ác long. thế là huyền không thần tôn liền kiên tâm cảm giác ngộ thiên đạo. sau cùng huyền không thần tôn rốt cục tại thiên đạo bên trong tìm tới một cái lỗ thủng hắn thông qua chỗ sơ hở này, một lần nữa chế tạo mãng hoang cảnh nội quy tắc. Quy tắc này đem chỗ có pháp lực, thần thông, không phải vật lý lực lượng lực lượng toàn bộ hạn chế lại. Trừ phi có nhân pháp lực có thể cao hơn huyền không thần tôn, không phải vậy tất cả mọi người đường cái này mãng hoang cảnh nội, đều muốn thần phục với quy tắc bên trong. Ý tứ này thì rất rõ ràng, tựa như là hắc lão đại một dạng, nơi này địa bàn là lão tử, cho nên nơi này quy tắc lão tử đặt trước. Trừ phi ngươi so lão tử như bức, không phải vậy ngươi liền phải thủ quy củ. Tới nỗi cái kia Long Vương vì cái gì còn có pháp lực, hiển nhiên lại là Long Vương pháp lực cao hơn huyền không thần tôn. Nhưng là, pháp lực cao một chút, cũng không có nghĩa là thì nhất định có thể đánh thắng đối phương. Huyền không thần tôn cuối cùng vẫn là giết chết Long Vương, nhưng chính hắn cũng trả giá đắt, từ đó an nghỉ. Không có có pháp lực, như thế nào đổ Long, là quân không khỏi khó khăn. Kiều Ngưng nói ra, không có có pháp lực, chưa hẳn liền không thể đổ long Người có vũ lực A à, Lấy người vũ lực Tìm đúng cơ hội Dùng nhanh nhất băng nhận Chưa hẳn thì không có cơ hội Là quân giật mình một chút Theo rồi nói ra Cái này đều còn có chút xa xôi Rồi nói sau Trong lòng của hắn còn muốn là một chuyện Không có có pháp lực Mẹ nó làm sao hồi thiên châu A à. Chính mình chỉ là theo binh bộ xin phép nghỉ Có thể không có ý định Thì đợi tại cái này mãng hoang cảnh bên trong cả một đời A à hắn thật sự là còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm cái này đợi ở cái địa phương này đều không có cách nào tu luyện nhân tâm hiểm ác trác cát nhĩ nói tiếp hai vị ra ngoài về sau ngàn vạn lần đừng muốn lại dễ dàng lộ ra chính mình là đồ long thánh giả không phải vậy lời nói chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân liền xem như đương kim hoàng thượng ai cũng không rõ ràng hắn là thế nào nghĩ dù sao đồ long chính là nguy hiểm sự tình tràn ngập quá nhiều không xác định vạn nhất hoàng thượng cảm thấy vẫn là giết các người ổn thỏa, đem các người giao cho ác long, vậy liền. Là quân nói ra, đa tạ chắc ra ra nhắc nhở, ngài ý tứ, chúng ta hiểu. Chắc cát nhĩ mới hơi hơi yên tâm. Sau đó, là quân còn nói thêm, bất quá, chắc ra ra, giả nếu chúng ta muốn rời đi mãng hoang cảnh, trở lại chúng ta nguyên lai thế giới, cái này ngài có biết hay không biện pháp đâu. Không biết, chắc cát nhĩ nói ra, có lẽ các ngươi cần phải đi tìm tới An Nghỉ Huyền Không Thần Tôn, sau đó mới có biện pháp tìm đến đến đáp án. Huyền Không Thần Tôn đến An Nghỉ ở nơi nào? La Quân cùng Kiều Ngưng chăm miệng một lời hỏi. Cái này hai hàng hiển nhiên đối đồ long chuyện này hứng thú không là rất lớn, hưng thịnh nhất thú còn là nghĩ đến làm sao hồi thiên châu. Chắc cắt nhĩ nhìn hai người liếc một chút, sau đó nói, không biết. Hắn đón đến, còn nói thêm, huyền không thần tôn đến an nghỉ ở nơi nào, không có người biết nhưng là dân gian có như thế cái thuyết pháp huyền không thần tôn một mực không có chết nếu như hắn chết hắn chế định quy tắc liền sẽ mất đi hiệu lực các ngươi hiện tại đến nơi đây y nguyên thi triển không ra pháp thuật điều này nói rõ hắn thật không chết la quân cùng kiều ngưng cũng là có chút bất đắc dĩ xem ra tiền đồ nhiều gian khó hai người là gánh nặng đường xa a sau đó la quân nói ra trác ra ra chúng ta nơi này trong khoảng cách ban đầu có bao xa đâu Chắc Cát Nhĩ nói ra, đại khái 5.000 dặm lộ trình. Khoảng cách này, nếu là lúc trước, là quân cùng Kiều Ngưng thật sự là không thèm để ý. Nhưng dưới mắt, hai người hết thảy đều chỉ có thể dựa vào hai cái đùi, cái này liền cũng có chút nôn nước đắng. Các người muốn đi Trung Nguyên, Chắc Cát Nhĩ hỏi. Là quân nói ra, dù sao Trung Nguyên mới là người ở dày đặc phương, chúng ta đến đó tìm kiếm như thế nào về thế giới của mình biện pháp. Nếu có cơ hội, chúng ta cũng sẽ hoàn thành đồ long cái này sứ mệnh. La Quân nói là lời nói thật. Hắn không có khả năng một tới nơi này, các ngươi nói tiên đoán, hắn liền đem cái này tiên đoán xem như chính mình sứ mệnh tới lui xử lý. Chắc Cát Nhĩ là vị trí tuệ lão giả, cho nên hắn cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là nói, hôm nay thời điểm cũng không còn sớm, các ngươi liền ở đây nghỉ ngơi. Ngày mai, lão hủ đưa hai người các ngươi con ngựa, các người mang chút lương khô như vậy lên đường đa tạ chắc ra ra, la quân lập tức nói ra. Hắn biết, hai con ngựa đối với trác cắt nghĩ dạng này nhà tới nói, đây tuyệt đối là trọng lễ. Chỉ là đáng tiếc, la quân hoàng kim toàn bộ đều tại giới tu di bên trong. Hiện tại hắn cũng không có cách nào đem hoàng kim lấy ra. Ăn xong cơm tối về sau, la quân cùng kiều ngưng cũng coi là cơm nước no nê. Kiều ngưng còn có chút đầu óc choáng váng, nàng tử lượng không có tốt như vậy. Đương nhiên, nàng cũng có thể đem loại này men say cho kềm chế. Nàng đối thân thể của mình khống chế vẫn là siêu cấp cường hãn. Nhưng Kiều Ngưng đối La Quân lại nói, loại này choáng choáng cảm giác rất tốt. Cái này nhà bạt bên trong có hai cái giường chiếu, một cái là ra ra chắc cắt nhĩ ngủ, một cái khác hái lấy cách màn, bên trong là chắc mã ngủ. Ban đêm, Kiều Ngưng tự nhiên là cùng chắc mã cùng ngủ. Mà La Quân cùng chắc cắt nhĩ ngủ cùng một chỗ. Nhà bạt bên ngoài, phong thanh vù vù nhưng mà bên trong lại rất là ấm áp chắc cát nghĩ trong lúc nhất thời còn chưa ngủ ý hắn hỏi la quân tiểu ca nhi người chỗ ở thế giới là thế giới bao la la quân nói ra chắc cát nhĩ nói ra há trong cổ thư có nói qua cái thế giới này chúng ta lão tổ tông đều là đến từ thế giới bao la la quân cười một tiếng nói ra đúng vậy a à? chắc cát nhĩ nói ra trên sách cổ nói thế giới bao la bên trong hỗn loạn tưng bừng chiến hỏa nhao nhao, dân chúng lầm than, là thật sao? La Quân nói ra, vậy cũng là quá khứ sự tình, chiến tranh sớm đã lắng lại. Hiện tại thế giới bao la ca vỗ thăng bình, nhân dân an cư lạc nghiệp. Lời này là không có nói sai, không có khả năng bởi vì còn có số ít cùng khổ nhân, thì phủ định quốc gia nỗ lực cùng thành tích mà. Chắc Cát Nhĩ nói ra, há, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn nói nói, thế mà thì treo lên khò khẻ tới la quân bị cái này khò khè chấn động đến căn bản ngủ không được nhưng hắn cũng không có khác biện pháp một mực đến nửa đêm về sáng la quân mới miễn cưỡng ngủ chỉ là vừa một ngủ trác cát nhĩ đột nhiên thì kinh hãi ngồi xuống có tiếng vó ngựa hỏng bét bọn họ tới trác cát nhĩ cấp tốc đứng lên hắn đồng thời quát to trác mã nhanh chuẩn bị một chút lập tức rời đi nơi này tốt ra ra trác mã bên kia cũng là giật mình nàng vội vàng đốt đèn nhưng trác cát nhĩ quát không cho phép đốt đèn trác mã lập tức thổi tắt đèn trác ra ra chuyện gì xảy ra a à? la quân một mặt mộng bức trạng thái trác cát nhĩ bỗng nhiên hung dữ nói với la quân không phải là các ngươi mật báo kiều ngưng cấp tốc đi vào la quân trước mặt nàng nói với trác cát nhĩ tuyệt không phải chúng ta nàng lại là sợ trác cát nhĩ sẽ đối với la quân động thủ các ngươi vừa đến bọn họ tìm tới Trác Cát Nhĩ nói ra, việc này cũng quá xảo. La Quân nói ra, Trác Gia Gia, ta nếu là báo tin người, nguyện bị trời đánh ngũ lôi, vĩnh bất siêu sinh. Trác Cát Nhĩ sắc mặt âm tình bất định, hắn nói ra, trước không cần quan tâm nhiều, chúng ta đi trước. Rất nhanh bốn người thì ra nhà bạt, Trác Cát Nhĩ cùng Trác Mã một người cưỡi một con ngựa. La Quân cùng Kiều Ngưng cùng kỵ một con ngựa, chủ yếu là La Quân chân đều đoạn, hắn dạng này gãy chân tại lập tức cũng không có cách nào bảo trì thăng bằng. Kiều ngưng ở phía sau, là quân ở phía trước. Con ngựa rất nhanh liền chạy vội ra ngoài. Nếu như đều không biết pháp thuật, chúng ta sợ cái gì? Trong bóng đêm, ngược gió cạo mặt, là quân đột nhiên nói với Kiều ngưng. Người cái người thọt thì thành thật một chút đi, bây giờ không phải là người cậy mạnh thời điểm. Kiều ngưng nói ra, mà mẹ nó, lại còn nói ta là người thọt, lão tử tâm lý thụ thương. La Quân nói ra, cái kia hậu phương mã thất tựa hồ càng lợi hại hơn, chắc mã cùng chắc cát nghĩ chạy còn mau một chút. Nhưng La Quân cùng Kiều Ngưng rất lợi hại bi kịch, chỉ chốc lát liền bị đằng sau ước chừng 20 con chiến mã cho đoàn đoàn bao vây ở. Không phải bọn họ, những người kia thấy rõ ràng Kiều Ngưng cùng La Quân về sau, lập tức lại tản ra, tiếp lấy đuổi theo. La Quân cùng Kiều Ngưng ngẩn ở tại chỗ, lần nữa một mặt mộng bức. Đám người này đến nhanh như gió xoáy, qua càng nhanh. La Quân cùng Kiều Ngưng cũng thấy rõ ràng bọn họ phục sức, lại cũng không là Thảo Nguyên phục sức, mà chính là người Hán quần áo. Bọn họ những người này cầm đầu chính là một nữ tử, nữ tử kia trên mặt che mạng khăn, thấy không rõ lắm dáng dấp ra sao. Nhưng một thân màu đen trang phục, lại là đem thuyết tha tư thái hiển lộ hoạt bát tinh tế. Còn lại 19 người liền đều là tráng hán, từng cái hung thần ác sát. Bọn họ như thế đuổi theo, nhất định có thể đuổi kịp đến lúc đó trác gia gia cùng trác mã chỉ sợ hạ chàng thê thảm la quân nói với kiều ngưng nhưng chúng ta theo ở phía sau khẳng định đuổi không kịp kiều ngưng nói ra la quân nói ra ta dùng khí thức khóa lại bên trong một gã đại hán chúng ta đuổi theo từ trác gia gia thần sắc đến xem tựa hồ là hắn có cái nào đó bảo bối như vậy bọn họ hẳn là sẽ không tùy tiện hạ sát thủ kiều ngưng nói ra cứu người là hẳn là bất quá người bộ dáng như hiện tại đừng đem chính chúng ta cũng dựng vào qua. Ta hiện tại không có pháp lực, cảm giác làm ai cũng chơi không lại." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ta và ngươi khác biệt. Kể từ khi biết nơi này đều không có pháp lực về sau, lão tử cảm giác mình đã trải qua thiên hạ vô địch." Hắn nói xong cũng dục ngựa tiến lên. Con ngựa lập tức nhanh chóng chạy vội ra ngoài. Một vòng hạo nguyệt treo trên cao chân trời. Bầu trời đầy sao, dưới bầu trời đêm trên đại thảo nguyên con ngựa phi nhanh bắt đầu thất tinh cao ca thư đêm đeo đao la quân cùng kiều ngưng một đường đuổi theo sau cùng rốt cục đuổi kịp đại bộ đội cái kia lại là tại một cái gò núi phía dưới cái kia gò núi phía dưới có cái sơn động nhỏ mà chắc cắt nghĩ cùng trác mã cũng là tránh ở bên trong nhưng là rất không may bọn họ bị bọn này người hán tại chỗ bắt được la quân cùng kiều ngưng đến thời điểm đám kia hung thần ác sát người hán đem bó đuốc chiếu sáng gió đêm cũng không có thể đem bó đuốc thổi tắt. Trác Cát Nhĩ cùng Trác Mã Lương tựa gò núi, hai người vô cùng hoảng sợ. Lại không đem ra dê tàng bảo đồ giao ra, lão tử lập tức liền giết tôn nữ của ngươi. Một tên tráng hán nắm lấy Trác Mã, sau đó dùng một cây chủy thủ chống đỡ Trác Mã vì trí hiểm yếu. Tráng hán này tay nhất trọng, Trác Mã chính là bị đau. Nàng trắng như tuyết trên cổ xuất hiện một đầu vết máu, cái kia máu tươi chậm rãi chảy ra. Không muốn, không muốn a, à, chắc cắt nhĩ nước mắt tuôn đầy mặt, đáng thương vô cùng. Hắn nói ra, trong tay của ta thật sự là không có các ngươi tàng bảo đồ a. À. Mẹ, lão gia hỏa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tráng hán kia đối cầm đầu nữ tử che mặt nói ra, đường chủ, ngài nhìn phải làm gì? Chiến mã ở một bên bị mặt khác hán tử canh chừng, đang ăn cỏ. Nữ tử che mặt Từ Tốn nói, cái này không phải là các ngươi lớn nhất có biện pháp không? Hắn không muốn nói đàn ông các ngươi thì làm nam nhân nên làm việc tình. Ha ha, đường chủ, đây chính là ngươi cho phép. Tráng hán kia mừng rỡ, sau đó thì nói với Trác Cát Nhĩ, lão gia hỏa, người không muốn nói, chúng ta những huynh đệ này đều là đói khát hán tử, liền ở trước mặt ngươi, thay nhau hưởng thụ tôn nữ của ngươi cái này kiều nộn sao sao? Không muốn, Trác Cát Nhĩ tuyệt vọng tới cực điểm. Tráng hán kia nói ra, tốt ha, xem ra ngươi là muốn mạnh miệng đến hắn nói xong liền muốn động thủ. Đúng lúc này, La Quân cùng Kiều Ngưng chạy đến. Kiều Ngưng ghim ngựa, tiếp lấy mang theo La Quân tung người xuống ngựa. La Quân xuống ngựa thời điểm, khiên động thương tổn chân, nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt. Bất quá, hắn lại là đem nơi này đối thoại cho nghe được. Tại là La Quân hì hì cười một tiếng, hắn một tay ôm lấy Kiều Ngưng vai, để Kiều Ngưng đem hắn cực kỳ vịt, sau đó nói, các ngươi nói ra dê tàng bảo đồ tại trên tay của ta đây tại ngươi cái này người thọt trên tay, ánh mắt mọi người nhất thời đến la quân bên này. Trác cát nhĩ cùng Trác mã trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trác mã càng là vô cùng kích động, nước mắt thẳng rơi, là đại ca, kiều tỷ tỷ cứu ta. Trong lòng nàng, la quân cùng kiều ngưng chính là đồ long thánh giả A. Tự nhiên cảm giác đến bọn hắn là có thể cứu nàng. La Quân liền đối với Trác Mã cười một tiếng, nói ra: "Trác Mã muội muội, yên tâm đi, có người la đại ca tại hôm nay thiên vương lão tử đều thương tổn không ngươi ôi hắc người cái người thọt miệng vẫn rất cuồng a à. cái kia vóc dáng thấp tráng hán nói ra trước đó câu kia người thọt cũng là vóc dáng thấp tráng hán hô kiều ngưng nếu không phải là bởi vì cái này tình huống trước mắt khẩn trương nàng đều muốn cười la quân thì là cái mũi đều tức điên người tê dại trái trứng người mới là người thọt cả nhà ngươi đều là người thọt vóc dáng thấp nhất thời giận nói ra chết người thọt người miệng vẫn rất bẩn a à. ngươi dám mắng lão tử mắng ngươi làm sao la quân đối chọi gay gắt vóc dáng thấp tinh khí đến liền muốn đến kiền la quân nhân cô gái che mặt kia lại là ngăn lại vóc dáng thấp nàng đôi mắt lộ ở bên ngoài cặp con mắt kia mỹ lệ mà có thần nàng mở miệng hỏi la quân nói tàng bảo đồ thật tại trên tay ngươi đúng a à, tại ta trong quần áo ngươi tới bắt a à la quân liền đối với nữ tử che mặt nói như thế nữ tử che mặt nghe vậy không khỏi nhíu mày nàng bên người một tên tráng hán khác tại bên tai nàng nói ra đường chủ cái này người thọt giống như có chút cổ quái chúng ta nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này hắn như thế nào giống như không chút nào sợ hơn nữa còn rất lợi hại phách lối chẳng lẽ sau lưng của hắn còn có người hay sao nữ tử che mặt nói ra mặc kệ sau lưng của hắn có người nào chúng ta thánh long môn liền đương kim triều đình đều muốn kiêng kỵ chẳng lẽ còn sẽ sợ cái này giã lộ tử người không thành người đi bộ ngực hắn cầm tàng bảo đồ nếu như hắn là nói láo người thì đem người khác đầu cho ta cắt bỏ tráng hắn kia nhất thời ngây người hắn đại khái chỉ là muốn tại đường chủ trước mặt tranh công không nghĩ tới đường chủ thế mà đem khoai lang bỏng tay ném cho hắn tráng hắn bất đắc dĩ hắn chỉ có thể hướng là quân cái này vừa đi tới Là quân cười tủm tỉm Thật, hắn kể từ khi biết nơi này tất cả mọi người không có pháp lực về sau, hắn đã cảm thấy đã chẳng sợ hãi. Huyền không thần tôn có thể đem quy tắc cải biến, như vậy cái này huyền không thần tôn tu vi tuyệt đối là không tại vân hóa ảnh những người kia phía dưới. Thậm chí vân hóa ảnh có bản lãnh này hay không, vậy cũng là ẩn số. Dựa vào loại tình huống này, là quân tự nhận ở cái này mãng hoang cảnh bên trong, hắn là có thể đi ngang. Dù cho anh em què một cái chân, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tự tin. Cái kia cưỡng ép chắc mã tráng hán gọi là mùa xuân, mùa xuân hướng là quân hung ác vừa nói nói, người thọt, người nếu là dám làm loạn, ta thì cắt mất cái này tiểu tiện nhân đầu. Là quân nhún nhún vai, hắn cười nói, người gọi ta một tiếng người thọt, nhất định sẽ hối hận. Mùa xuân nói ra, ta sẽ hối hận hay không không biết, nhưng người khẳng định hôm nay nhất định sẽ hối hận. Cũng là tại lúc này, nữ tử che mặt lại cảm thấy không ổn, nàng nói ra, A Bính, người cùng ơ lơ cùng đi lục soát cái này người thọt thân thể. A Bính đứng ra, nói ra, vâng, đường chủ. Thế là cái kia A Bính cùng ơ lơ thì hướng La Quân bên này đi tới. Hắn tráng hán liền cũng liền vô ý thức vây quanh La Quân cùng Kiều Ngưng, cả đám nhìn chằm chằm. Kiều Ngưng có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi, người được hay không a? À? Nàng vẫn luôn là quát tháo phong vân tồn tại, lúc này lại là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này loại tình huống này để kiều ngưng cảm thấy rất chán ghét rất lợi hại bất lực la quân sắc mặt lạnh nhạt mà thong rong hắn nói ra người yên tâm đi có ta ở đây không có việc gì ở trên trời châu người bảo hộ ta đến nơi đây chỉ cần có ta ở đây không ai có thể thương tổn được ngươi cái kia a bính cùng ơ lơ đến la quân trước mặt a bính trong tay có đại hoàn đao hắn trực tiếp cái hướng la quân cổ la quân đối kiều ngưng nhẹ nói nói đem ta đỡ lấy mặc kệ phát sinh cái gì, đều không muốn động. Kiều ngưng ân một tiếng. Liền cũng tại lúc này, là quân rốt cuộc xuất thủ. Hắn vận chỉ như gió, thiểm điện ở giữa, hai ngón liền đã kẹp lấy đại hoàn đao mũi đao. Phanh một tiếng, mũi đao đứt gấy, hắn tiếp lấy đem thân đao lấy tay cõng va chạm, cái kia đại hoàn đao lập tức từ A Bính trong tay rời tay bay ra. Đại hoàn đao tựa như một đao điện quang, trực tiếp đem ơ lơ đầu lâu chém bay. Đồng thời, la quân trong tay mũi đao bắn ra mà ra răng rắc một tiếng đao kia nhọn trực tiếp bắn vào cái kia mùa xuân trong mi tâm mùa xuân cả người run lên tiếp lấy mi tâm máu tươi cuồn cuộn hắn thì như vậy ngã xuống trác mã được từ từ lập tức liền chạy đến trác cắt nhĩ bên người khóc hô ra ra Là quân xuất thủ toàn bộ quá trình có thể nói là điện quang thạch hỏa một mạch mà thành mọi người căn bản là không có nhìn thấy là quân là thế nào xuất thủ giết mọi người kịp phản ứng tiếp lấy lập tức liền toàn bộ xuất thủ a bính gặp ơ lơ chết thảm mắt lộ ra bi phẫn nhất quyền hướng là quân thái dương huyệt đập tới hắn xuất quyền lại hung ác lại mãnh liệt là quân nhìn cũng không nhìn phản tay nắm chặt a bính quyền đầu tiếp lấy răng rác một tiếng liền đem a bính cánh tay bẻ gãy hắn tại trở tay một bàn tay liền đem a bính rút bay ra ngoài a bính cũng là chết thảm tại chỗ bốn phương tám hướng đao ảnh trùng điệp Kiều Ngưng không khỏi âm thầm kêu khổ. Đừng nhúc nhích, La Quân cảnh cáo một tiếng Kiều Ngưng. Đao kia ảnh bên trong, còn có người tới đối phó La Quân hạ bàn. Người ta cũng đều không ngốc, biết La Quân hạ bàn chính là lớn nhất tử huyệt. La Quân đột nhiên há mồm. Cha, một tiếng này giống, La Quân vận đủ kinh lực, tăng thêm hắn đem tự thân sát ý ngưng tụ đi vào. Một tiếng ầm vang. Một đám tráng hán liền cảm giác màng nhĩ xé rách, cỗ này đau đớn thẳng vào não tủy thì một tiếng giống, tất cả mọi người ném đao, sau đó lăn lộn trên mặt đất, thống khổ đến hận không thể xé rách chính bọn hắn. Kiều ngưng tại la quân bên tai, nàng cũng bị giật mình. Bất quá nàng còn tốt, dù sao nàng thân thể cũng coi là bồ tát cấp bậc, cho nên còn có thể tiếp nhận. Càng nguy hiểm hơn là, những chiến mã kia cũng bị kinh sợ, lập tức chạy trốn tứ phía. Hiện trường nhưng nói là hỗn loạn tưng bừng. La quân nhìn đến bên chân có một ngụm rơi xuống đại hoàn đao, hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp một chân đem đại hoàn đao đá đến tay. Cô gái che mặt kia chính là Thánh Long Môn phân đường một tên tiểu đường chủ, nàng là cái thân nữ nhi, một nữ tử tại Thánh Long Môn như thế địa mới có thể làm đến tiểu đường chủ chức vị, cái kia vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự. Nữ tử che mặt nội công sâu đậm dày, là quân liếc mắt liền nhìn ra tới. Hắn phát hiện nữ tử che mặt thật là không có có pháp lực, nhưng là nội công lại cùng thế giới bao la có chỗ khác biệt là quân nhãn lực là cực độc cay hắn nhìn ra nữ tử này là tướng một ngụm tiên thiên chi khí hút vào trong bụng sau đó đem cái này miệng tiên thiên chi khí hình thành nội lực cũng chính là cùng loại võ hiệp bên trong chân khí cỗ này tức giận tại thể nội càng luyện càng lợi hại một khi vận công nội lực tại thể nội lao nhanh không thôi có phần không đơn giản mà lại nội lực này còn có thể gột rửa huyết dịch gân cốt vâng chúng ta luyện võ thế hệ này thời cổ người là có nội lực bởi vì khi đó không khí trong lành không có có nhận đến nhiều như vậy ô nhiễm, bởi vậy liền có thể hút vào một ngụm tiên thiên chi khí. Cái này miệng tiên thiên chi khí liền có thể dưỡng tinh tức giận, luyện cốt thủy. Bởi vậy, cổ nhân vũ lực khi đó là rất cường đại. Về sau bởi vì khoa học kỹ thuật thịnh hành, không khí ô trọc mà cá nhân vũ lực thì dần dần bắt đầu biến mất. Là quân cũng liền ý thức được một vấn đề, như vậy chính mình cũng không thể quá phách lối A. À. Cổ nhân thế giới là vũ lực thiên hạ, thiên châu là pháp thuật thiên hạ. Cho nên pháp thuật đều rất nghiêu bức. Mà ở chỗ này, chỉ sợ từng cái vũ lực đều rất lợi hại đi. Là quân liền không có nữ tử này vốn có loại này nội lực, nhưng là nội lực cùng lực lượng vẫn là tương đồng có thể chứng. Là quân cũng có thể thông qua điều tiết khống chế khí huyết, đem toàn thân khí huyết nội liếm thành một đoàn, sau đó bộc phát ra vô cùng lực lượng. Nữ tử che mặt chậm rãi hướng La Quân tới gần, nàng đã ý thức được La Quân vô cùng lợi hại. Mà thế thì mà tráng hán bên trong, có mấy cái nội lực thâm hậu một số người đã tỉnh táo lại. Ước chừng có bốn cái, bọn họ đi theo đứng lên, nhặt lên đại hoàn đao, sau đó phân bốn phương tám hướng hướng la quân chậm rãi tới gần. Kiều ngưng tâm hoảng hoảng, mẹ chứng, nàng cũng rất phiền loại cảm giác này. Trước kia pháp lực tại thân, gặp được cao thủ gì đều là không sợ, nhưng bây giờ tựa như là bị trói tay chân một dạng, trông thấy đau tử tới, tâm lý thì hoảng. La Quân lúc này đột nhiên làm một kiện kinh người sự tình. Hắn đem cái kia đại hoàn đao đưa đến bên miệng, đột nhiên răng rắc răng rắc cắn mấy ngụm. Nhất thời, cái kia cổng cành đại hoàn đao liền bị La Quân hàm răng cắn xuống mấy khối. La Quân hàm răng, đó là so kim cương thạch còn cứng rắn. Hắn thân thể đại viên mãn, hàm răng lực cắn độ quả thực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. La Quân đem đại hoàn đao toái cương ở trong miệng bắt đầu nhai nuốt, theo ăn mang theo gân châu bò bít tết một dạng, nhìn còn rất say sưa ngon lành. Một màn này lần nữa nhìn những tráng hán đó nhóm trợn mắt hốc mồm. Từng cái đại khái tâm lý đang nghĩ, ra hỏa này vẫn là người sao. Kiều ngưng làm theo tâm lý kỳ quái, cái này nha ăn dao làm gì, cái bụng quá đói. Vẫn là nói coi là ăn dao là có thể đem những người này hoảng sợ đi. Phốc, ngay vào lúc này, La Quân bỗng nhiên há mồm. To lớn bắn ra lực từ La Quân trong miệng phun ra, cương đao kia mảnh vỡ giống như viên đạn một dạng trực tiếp đem khoảng chừng hai tên tráng hán mặt bắn phá thành cái sàng. Hai người kia trên mặt xuất hiện mấy cái huyết động, máu tươi chảy cuồn cuộn, tử trạng cực tàn nhẫn. Sau đó, là Quân lại tiếp tục ăn dao. Nữ tử che mặt trong mắt xuất hiện kinh hãi thần sắc, nàng cước bộ dừng lại. Là Quân hướng cô gái che mặt kia cười một tiếng, nói ra, đến nha, tàng bảo đồ ngay tại trên người của ta. Lúc này La Quân cười rộ lên người vô hại và vật vô hại, nhưng hắn thủ đoạn giết người nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Nữ tử che mặt không có hành động, nhưng La Quân phía sau hai tên tráng hán lại là đồng thời động. Bóng người như điện lướt đến, sát khí ngang dọc. La Quân cũng không quay đầu, hắn là thuộc về hai mặt thụ địch trạng thái. Cũng là tại lúc này, La Quân hướng trái hậu phương phun ra một ngụm mảnh vỡ. Trái hậu phương tráng hán lập tức bị quét trúng khuôn mặt, chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, La Quân trong tay một nửa đại hoàn đao như điện mang ném ra. Cái kia phải hậu phương đại hán liền bị đại đao xuyên qua vị trí hiểm yếu, chết ngay tại chỗ. Mà nữ tử che mặt tại cái này một cái chớp mắt chờ đến cơ hội, cũng rốt cục xuất thủ. Tại La Quân nghiêng đầu giết trái hậu phương hán tử thời điểm, nữ tử che mặt đã một cái đi nhanh đến La Quân trước mặt. Nàng làm tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một vòng hàn ý. Đó là sau miệng dao găm. Giao găm bay thẳng đến La Quân vì trí hiểm yếu cắt tới. Nữ tử che mặt xác thực được cho cao thủ, nàng nắm chắc thời cơ, lầm tưởng cơ hội, nhất kích liền muốn giết La Quân mệnh. ầm, ừ, ngay vào lúc này, Kiều Ngưng đột nhiên xuất thủ. Nàng tuy nhiên không biết đánh phương pháp, nhưng lực lượng thế nhưng là vô địch cường đại. Nàng nhìn chuẩn cơ hội đá ra một chân, một chân thì đạp ở cô gái che mặt kia trên phần bụng. Nữ tử che mặt nhất thời bị đẩy lùi ra ngoài, tận lực bồi tiếp tại chỗ tử vong. Ngươi, là quân nhất thời mộng một chút, hắn tại bắn ra đại hoàn đao đồng thời, thủ đoạn như rắn chui ra, quỷ mị mà độc ác, liền muốn đem cô gái che mặt kia củi chó bắt, tiếp lấy liền muốn phân cân thắc cốt. Lần này, là quân đều tính toán gắt gao, nơi đó biết kiều ngưng lại là xuất thủ. Tỷ cũng không phải bùn nặn được không, kiều ngưng bạch la quân liếc một chút. La quân không khỏi cười khổ. Còn lại những tráng hán đó thấy thế, từng cái đã sợ hãi, bọn họ không lo được đau đớn, đứng dậy thì tứ tán chạy trốn trước mắt chàng nguy cơ này liền thì như vậy bị la quân cùng kiều ngưng trừ khử ở vô hình trác cắt nhĩ cùng trác mã trở về từ cõi chết hai người cũng còn chưa hoàn toàn từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần la đại ca kiều tỷ tỷ các ngươi thật lợi hại trác mã mắt nhìn những thi thể này trong ánh mắt nàng tất cả đều là lòng còn sợ hãi nhưng nàng vẫn dũng cảm tán thưởng la quân cùng kiều ngưng trác cắt nhĩ ánh mắt phức tạp nói ra nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Đi như thế nào, cũng vẫn là cái nan đề, bởi vì lập tức đều toàn bộ bị sợ quá chạy mất. Bất quá chắc cắt nhĩ lại có hắn biện pháp, hắn một mực đang huyết sáo, thổi một hồi, lại có hai con ngựa từ đằng xa chạy quay lại. Về nhà bạt thời điểm, là quân cùng kiều ngưng cùng cưỡi một con ngựa. Trác mã cùng Trác cắt nhĩ cùng cưỡi một thớt. Chờ trở, trở lại nhà bạt về sau, kiều ngưng mới phát hiện là quần gãy chân chỗ máu me đầm đìa nàng giật mình giật mình, nói, chuyện gì xảy ra? Là quân không khỏi cười khổ, nói ra, nhất vận kinh, vết thương thì vỡ ra. Ta hiện tại thân thể tựa như là cái cái sàng một dạng, khí huyết vận hành tràn đầy liền sẽ dò dỉ ra tới. Kiều ngưng nói ra, ta nhìn muốn không như vậy đi, chúng ta trước thong thả rời đi đại thảo nguyên, chờ ngươi chân tốt về sau, chúng ta lại đi. Là quân suy nghĩ một cái trước mắt, nói ra, cũng được trác cát nhĩ hiện tại cũng đã hoàn toàn tiến nhiệm la quân cho nên hắn cũng là rất lợi hại hoan nghênh la quân cùng kiều ngưng ở lại trác cát nhĩ tìm chút thảo dược sau đó lại cho la quân một lần nữa băng bó vết thương cái này lúc sau đã sắp hừng đông trác cát nhĩ lại là có chút lo lắng hắn nói ra những người kia như là đã đi tìm đến chỉ sợ nơi này không an toàn nữa bọn họ nói không chừng sẽ còn lại đến trác mã nói ra thế nhưng là có la đại ca tại chúng ta cũng không cần sợ bọn chúng nha. Chắc cắt nhĩ dần dậy chắc mã, nói ra, người là đại ca còn có thương tích trong người đâu, lại nói, bọn họ ăn một lần thua thiệt. Lần sau lại đến, khẳng định hội chuẩn bị 10 phần. Là quân liền nói ra, chắc ra ra, những người kia đến là ai. Chắc cắt nhĩ nào nào, sau đó, hắn trầm giọng nói ra, ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nữ tử kia nói, giống như bọn họ là thánh long môn nhân. Thánh long cửa những người này tìm đến chắc ra ra ngươi, cũng là bởi vì chắc ra ra trên tay ngươi có bọn họ nói ra dê tàng bảo đồ. La Quân hỏi, hắn sau khi hỏi xong nói gấp, chắc ra ra, ta chỉ là hiếu kỳ, tuyệt đối không có ngấp nghé ngươi tàng bảo đồ suy nghĩ. Nếu như ngươi không tiện nói, cái kia liền không nói. Có bảo bối tại thân người, cuối cùng sẽ rất lợi hại mẫn cảm, cảm giác được thiên hạ người đều tại ngấp nghé hắn bảo bối. Rất lợi hại hiển nhiên, trác cát nhĩ cũng là rất lợi hại mẫn cảm lúc này trác cát nhĩ ánh mắt rất lợi hại phức tạp hắn nhìn la quân liếc một chút sau đó nói hôm nay như không phải là các ngươi đến cái này tàng bảo đồ ta khẳng định là muốn giao ra cho nên nói cho ngươi nghe cũng không quan hệ la quân cười một tiếng nói ra cái này tàng bảo đồ muốn đi tìm cái gì võ lâm bí tịch vẫn là trác cát nhĩ sắc mặt hơi hơi cổ quái hắn nói ra tàng bảo đồ là tìm long vương bảo tàng nghe nói năm đó ác long tàn phá bừa bãi, lưu lại đại khoản tài phú. Thế là liền được xưng long vương bảo tàng, ta cũng là trong lúc vô tình cơ duyên xảo hợp đến cái này tấm bản đồ bảo tàng. Hắn nói đến đây thở dài một tiếng, nói, cũng chính là cái này tấm bản đồ bảo tàng mới hại chác mã phụ mẫu chết oan chết uổng, ta cùng chác mã muốn đông chạy tây lui, nếu như có thể, ta thật không hy vọng lúc trước đạt được cái này tàng bảo đồ. Kiều Ngưng nói ra, nếu thật như thế, sớm đưa người chẳng phải xong sao trác cát nhĩ nhất thời nghẹn lời muốn đến vẫn còn có chút không nỡ người cũng là như thế mâu thuẫn tồn tại la quân lập tức hòa giải hắn nói ra trác ra ra thánh long cửa là môn phái nào rất lợi hại phải không thánh long cửa đương nhiên lợi hại trác cát nhĩ tỉnh táo lại hắn nói ra làm sao cái lợi hại phương pháp la quân hỏi trác cát nhĩ nói ra thánh long cửa nắm giữ đông giang thường hạ lưu vực cầu tàu vận chuyển hàng hóa bọn họ thương hội trải rộng tài lực đã đạt tới phú khả địch quốc cấp độ. Mà lại, thánh long trong môn cao thủ như mây, phân đà nhiều như cá giết sang sông. Mỗi một tòa thành thị, mỗi một chỗ đều có thánh long cửa bóng dáng. Thánh long cửa môn chủ gọi là Lâm Triệu Nam, trong truyền thuyết, Lâm Triệu Nam võ công đã đến thiên nhân cảnh. Đó là kim cương bất hoại bất tử chi thân, trong thiên hạ, không người là đối thủ của hắn. Thiên nhân cảnh, La Quân nói ra, đây là cái gì cảnh giới? Trác Cát Nhĩ kỳ quái nhìn La Quân liếc một chút, sau đó thì tỉnh ngộ lại, nói ra, cũng thế, lão hủ kém chút quên, người không phải cái thế giới này người. Cho nên đối với bên này vũ lực phân chia không quá giải. La Quân cảm thấy rất hứng thú, nói ra, ngài cùng ta hảo hảo nói một chút. La Quân cùng Kiều Ngưng cũng nhìn ra, cái này Trác Cát Nhĩ tuyệt đối là cái người từng trải, không phải vậy hắn sẽ không biết nhiều chuyện như vậy. Chắc Cát Nhĩ cũng không gạt lấy, hắn nói ra, ta tuy nhiên không biết võ công nhưng là đối võ công tạo hóa vẫn có một ít giải phó đạo tầng thứ phân chia đầu tiên là từ minh kính bắt đầu minh kính ám kình sau đó liền tiên thiên cảnh tiên thiên cảnh là quần hơi hơi nghi hoặc bởi vì minh kính cùng ám kình vẫn là theo thế giới bao la nội gia quyền là một dạng tại thế giới bao la bên trong đằng sau chính là hóa kính làm sao đến nơi này chính là tiên thiên cảnh một ngụm tiên thiên chi khí hút vào trong bụng ngưng tụ chân khí lấy chân khí gột rửa thân thể gân cốt máu như thế chính là tiên thiên cảnh trác cát nhĩ giải thích nói ra la quân bừng tỉnh đại ngộ hắn nói ra thì ra là thế cái kia trác ra ra ngài làm sao lại chưa từng luyện công trác cát nhĩ không khỏi cười khổ hắn nói ra ta lúc tuổi còn trẻ cũng luyện qua chỉ là đáng tiếc tư chất tối dạ ở trong tối kình về sau làm sao cũng vô pháp luyện đến tiên thiên cảnh dưới mắt lớn tuổi thân thể liền càng thêm thoái hóa trên cơ bản, thân thể so phổ thông lão đầu tử sẽ không mạnh bao nhiêu. La quân ngược lại là biết, chỉ riêng thông ám kinh, xác thực đối thân thể không có gì trợ giúp. Lúc tuổi còn trẻ, ám kinh xác thực tương đối mạnh hung hãn, nhưng đó là tàn phá thân thể được đến. Đến già, ngược lại dễ dàng nhiễm bệnh, mà hóa kính thực cũng là tại chữa trị thân thể hao tổn. Chỉ riêng cường đại tàn phá thân thể, mà không đi chữa trị thân thể, đây nhất định là muốn xảy ra vấn đề tiên thiên cảnh về sau đâu? La Quân tiếp tục hỏi Trác Cát Nhĩ. Trác Cát Nhĩ nói ra, tiên thiên cảnh về sau, chính là hốn nguyên kính. Thân thể khí tức hốn nguyên một mảnh. La Quân thầm nghĩ, tiên thiên cảnh đối ứng hóa kính, mà Hỗn nguyên thì đối ứng kim đan kình. Bất quá, bọn họ tu luyện nội công chân khí, chỉ sợ lực lượng muốn tại hóa kính cùng trên kim đan. Bất quá cái này cũng không nói được, muốn đối trận về sau mới hiểu cao thấp. Hỗn nguyên kính về sau đâu? La Quân tiếp tục hỏi. Trác Cát Nhĩ nói ra, hỗn nguyên kính về sau chính là nhân tiên. Nhân tiên, La Quân cảm thấy cái từ ngữ này tốt mới lạ. Trác Cát Nhĩ nói ra, hỗn nguyên kính đến đỉnh phong về sau, thân thể người đã là thần hành máy bay tròn, liền như thần tiên. Trở lại trước một bước, cũng là nhân trung chi tiên. Cho nên liền là nhân tiên. La Quân nói ra, há, dạo này a. À. Trác Cát Nhĩ còn nói thêm, nhân tiên về sau, liền cũng là thiên nhân cảnh. Trên thực tế, nhân tiên cao thủ đã là rất lợi hại kinh khủng tồn tại. Thiên nhân cảnh chỉ ở trong truyền thuyết, người nói Lâm Triệu Nam chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đã là thiên nhân chi cảnh, nhưng người nào cũng không biết đến. Lâm Triệu Nam nếu quả thật như như vậy, làm sao không thấy hắn đi giết ác rồng thì sao? Là quân đối bên này vũ lực hệ thống có cái sơ bộ giải, sau đó nói. Chắc Cát Nhĩ cười lạnh một tiếng, nói ra, Thánh Long hội cũng là phát quốc nạn tài cẩu vật, bọn họ làm sao có thể đi giết Ác Long? Triều Đình muốn ứng đối Ác Long, còn có biên hoạn. Mà Thánh Long sẽ ở bên trong liền mượn cơ hội phát tài, tích lũy thế lực. Triều Đình bây giờ căn bản cũng là phân thân pháp thuật, cũng không dám đối Thánh Long sau đó tay. Thánh Long hội dưới tay môn đồ một khi tụ tập lại, có 10 vạn tới chúng. Mà lại bọn họ cao thủ rất nhiều, bên trong còn có không ít quan to quyền quý đến Thánh Long trong hội lợi ích quan hệ rắc rối khó gỡ đương kim tiểu hoàng thượng muốn chăm lo quản lý lại là căn bản không có biện pháp la quân cùng kiều ngưng nghe vậy liền cũng thì có thể tưởng tượng cái này đại ly quốc bây giờ thật đúng là nội ưu ngoại hoạn riêng là cái này nội bộ vốn là có cái kia thập ác long liền đầy đủ đau đầu bây giờ còn có thánh long biết cái này loại trộn cướp côn đại phát quốc nạn tài có thể suy ra trẻ tuổi hoàng đế bị bức phải muốn đem tỷ tỷ mình muội muội giao cho ác long đó là một loại cỡ nào khuất nhục cùng bất đắc dĩ a à. là quân chủ động nói ra, nếu là Thánh Long sẽ biết chắc ra ra ngài có tàng bảo đồ, bọn họ lần này thất bại về sau, đối thực lực của ta liền sẽ có cái đại khái ước định. Lần sau đến, tất nhiên là cao thủ, ta như đi đứng thuận tiện, cũng không sợ, nhưng dưới mắt, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng. Chắc Cát Nhĩ nói ra, ta cũng là ý nghĩ này. Là quân nói ra, vậy ngài còn có hay không cái gì chỗ ẩn thân đâu. Chắc Cát nghĩ nói ra, có một cái sơn động, nơi đó rất lợi hại bí ẩn. Chúng ta có thể đi nơi đó tạm ở vài ngày, chỉ bất quá, chuyến đi này, nơi này bầy cừu chờ một chút, thật sự là không có cách nào chiếu cố. Chúng ta ở trên đại thảo nguyên sinh hoạt, rời đi dê, liền cũng liền mất đi sinh kế. La Quân nói ra, thực ta cũng muốn hỏi hỏi chắc ra ra ngài, về sau ngài có tính toán gì chẳng lẽ vẫn mang theo trác mã dạng này trốn đông trốn tây. Trác cát nhĩ trầm mặc xuống dưới. Trác mã ở một bên nhịn không được nói ra, muốn không ra ra, chúng ta đem tàng bảo đồ giao cho tộc nhân đi. Dạng này về sau, chúng ta cũng không cần lại lo lắng hãi hùng. Trác cát nhĩ trầm mặc. Là quân cùng kiều ngưng tự nhiên không được tiếp tục thuyết phục. Sau một hồi khá lâu, Trác cát nhĩ nói ra, tàng bảo đồ, ta quả quyết là không thể giao cho những tộc nhân đó. Trác mã phụ mẫu cũng là bị bọn họ hại chết, những năm gần đây, ta trông coi tàng bảo đồ, đến là vì cái gì? Không phải ta ham những bảo vật đó, mà chính là nếu như ta không bảo vệ tốt cái này tàng bảo đồ. Cái kia chắc mã phụ mẫu chết chẳng phải là một điểm ý nghĩa đều không có sao. Là quân cùng kiều ngưng giờ mới hiểu được, nguyên lai like chắc cắt nghĩ là có thuộc về chính hắn chấp niệm. Tiểu ca nhi, ngươi cho rằng lão hủ phải nên làm như thế nào? Chắc cắt nhĩ nói ra la quân hơi sững sờ hắn không nghĩ tới chắc cát nhĩ sẽ hỏi hắn vấn đề này la quân trầm ngâm một cái chớp mắt nói tiếp chắc ra ra ngài là cái rất đa nghi người thực thật không dám cho ngài đề nghị ta sợ ngài biết cho là ta với ai là một đám lừa gạt ngài tàng bảo đồ chắc cát nhĩ nói ra sẽ không ta sẽ không hoài nghi ngươi ngươi bây giờ muốn đoạt đi tàng bảo đồ ta căn bản không có cách nào cho nên ngươi không cần gạt ta hắn đón đến nói ra mà lại chân ngươi làm tổn thương ta nhìn ngã rất nghiêm trọng nếu ngươi thật sự là thay người làm việc hoặc là ngươi có mưu đồ ngươi sẽ không lựa chọn lúc này diễn trò cũng sẽ không đem chân của mình làm đến nước này la quân không khỏi cười khổ cái này chắc cắt nghĩ thật đúng là đầy đủ tinh không giây phút nào không tại đánh lấy bản tính hắn thế mà còn từ chính mình thương tổn đến suy đoán la quân nói ra chúng ta là từ hải lý bị tạc tới chắc ra ra người không phải đã tin tưởng sao? vì cái gì còn sẽ có khác suy nghĩ. Trác cắt nhĩ mặt mò đỏ ửng, nói ra, người già bệnh đang nghi hội trọng một chút, các ngươi thứ lỗi. La Quân cũng liền không so đo cái này một gốc dạ, hắn đột nhiên hỏi, đương Kim Hoàng đế là cái dạng gì người? Trác Mã ở một bên nghiêm túc nghe, nàng lúc này cũng không xen vào, tựa hồ là bởi vì La Quân biểu hiện, nàng cũng biến thành cảm giác an toàn 10 phần. Tóm lại nàng đối La Quân là có đặc thù cảm tình, bởi vì nàng là người đầu tiên phát hiện La Quân chính là trong dự ngôn thánh giả. Trác Cát Nhĩ không hiểu La Quân vì cái gì bỗng nhiên sẽ hỏi Hoàng Thượng. Nhưng hắn vẫn là nói, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng là cọng lông tiểu hài tử, mới 15-16 tuổi. Hắn 10 tuổi đăng cơ, còn có 3 tháng mới có thể tự mình chấp chính, trước mắt triều chính đều là từ nhiếp chính vương cầm giữ. Người Hoàng Thượng kia tỉ tỉ và muội muội cũng đều là nhiếp chính vương làm chủ cho cái kia ác long đưa đi. Kiều ngưng nghe vậy, nàng cười khổ nói, vì cái gì ta sẽ cảm thấy cái này tiểu hoàng đế mười phần đáng thương đâu. Là quân nói ra, ai nói không phải, tuy nhiên quý vị thiên tử, lại là cái gì đều không làm chủ. Kiều ngưng nói ra, hoàng đế làm đến chúng ta đại khang hoàng đế cái kia phân thược, liền cũng coi như thiên cổ nhất đế, không uổng công đời này. Là quân nói ra, nếu là chúng ta đại khang hoàng đế đến nơi đây, sớm cũng liền không có thánh long cửa còn có nhiếp chính vương chuyện gì. Bất quá nói những này cũng không có ý gì. Sau đó, hắn nhìn về phía Trác cát nhĩ, liền nói ra, Trác ra ra, ta biết ngài đã thanh này tuổi tác, khẳng định rất nhiều chuyện đều coi nhẹ. Ngài không giao ra tàng bảo đồ, một là đối tộc nhân cừu hật, hai là cảm thấy nếu như đem tàng bảo đồ giao ra, lúc đó để con trai con dâu phụ chết biến không có giá trị. Trác cát nhĩ trầm mặc xuống dưới. Là quân nói ra, nhưng là, ngài trung quy vẫn là muốn vì trác mã cân nhắc. Ngài dù cho có thể tránh thoát nhiều người như vậy ngấp nghé, như vậy ngài mà chết đâu. Ngài muốn đem tàng bảo đồ truyền cho trác mã, cái kia trác mã cầm tàng bảo đồ, nàng có thể làm sao? Cho nên người ý là, trác cát nhĩ liền hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta ý tứ chính là, chúng ta cùng đi. Ngạch, đúng, hoàng thượng thủ đô kêu cái gì? Biện kinh, trác cát nhĩ nói ra. Lại là biện kinh, Tại sao có Biện Kinh đâu? La Quân có chút kỳ quái, trong lòng của hắn nói thầm Biện Kinh là Tống triều thủ đô. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lúc ấy Minh triều dân chúng lầm than, mà Tống triều tới Biện Kinh lại là thịnh thế chi tượng trinh. Có lẽ là khi đó đương triều người đối thịnh thế một loại hướng tới đi. Biện Kinh có gì không ổn sao? Trác Cát nhĩ kỳ quái hỏi. La Quân nói gấp không có có gì không ổn. Hắn tiếp tục nói ta ý tứ là chúng ta cùng đi Biện Kinh sau đó chắc ra ra ngươi đem tàng bảo đồ mặc kệ là hiến cho hoàng thượng cũng tốt nhiếp chính vương cũng tốt tóm lại đến lúc đó ngài cho mình cùng trác mã đều có thể mưu cái thời gian thái bình mà lại ngài đến ban thưởng về sau những cái kia ngấp nghé tàng bảo đồ người cũng đã biết tàng bảo đồ đã cho hoàng thất bọn họ lại càng không có lý do tìm đến ngài phiền phức trác cắt nhĩ nhãn tình sáng lên hắn nói ra như thế ý kiến hay hắn đón đến nói ra lão hủ trước đó cái gì cũng không dám nghĩ, chỉ dám tránh ở một bên. Bởi vì lão hủ biết, cho dù là lão hủ có lòng hiến tàng bảo đồ cho hoàng thất, nhưng ở dọc đường, lão hủ chỉ sợ liền bị người giết. Bất quá dưới mắt có tiểu ca nhi người hộ tống, lão hủ liền cũng yên lòng. Là quân cười ha ha, nói ra, dù sao ta cùng kiều ngưng cũng là muốn qua nhân khẩu dày đặc phương tìm hiểu tin tức, mà hoàng thất bên kia chính là lớn nhất phồn hoa chi địa. Cho nên chúng ta cũng coi như tiện đường kiều ngưng nghe vậy lại là đem la quân kéo qua một bên nhỏ giọng hỏi người thật muốn qua biển kinh a la quân nói ra không phải vậy đâu vậy chúng ta đi nơi nào kiều ngưng sững sờ dù sao trong lúc nhất thời cũng là nói không ra cái như thế về sau đi tới nơi này mãng hoang cảnh bên trong kiều ngưng đến bây giờ đều là mộng trạng thái nàng đời này ngang dọc phong vân quen hết thảy đều là đã tính trước nhưng tất cả những thứ này đến mãng hoang cảnh đều biến nàng lớn nhất lấy làm tự hào pháp lực pháp khí toàn bộ đều dùng không kiều ngưng cảm thấy mình tựa như là cái con ruồi không đầu nàng sau khi tĩnh hồn lại lại hỏi la quân qua biện kinh thì có thể tìm tới hồi thiên châu biện pháp sao la quân nói ra qua biện kinh có thể hay không tìm tới trở về biện pháp ta không biết nhưng ta biết đợi ở chỗ này là khẳng định tìm không thấy hắn đón đến còn nói thêm mà lại chúng ta tới nơi này khẳng định là có nguyên nhân có lẽ cái kia tiên đoán nói không tệ, chỉ có chúng ta đem ác long toàn bộ giết, sau đó cũng coi là hoàn thành sứ mệnh. Như thế mới có cơ hội trở lại thiên châu. Kiều ngưng khe khẽ thở dài, nói ra, tính toán, người xem đó mà làm thôi. La là quân gật gật đầu. Chắc Cát nhĩ hoàn toàn đồng ý La quân ý kiến, hắn cùng Trác mã chuẩn bị kỹ càng lương khô cùng nước. Sau đó liền quyết định đi trước tránh thêm mấy ngày, tránh né. Chờ La quân chân tốt về sau lại lên đường. Trác Cát Nhĩ cùng Chắc Mã Vốn là cảm thấy La Quân chân khẳng định phải chỉ ít 3 tháng mới có thể tốt, nhưng La Quân lại nói, 5 ngày, 5 ngày thời gian thì hoàn toàn đầy đủ. Trác Cát Nhĩ cùng Chắc Mã có chút không dám tin tưởng, bất quá bọn hắn nhìn La Quân như thế chắc chắn, lại liên tưởng đến La Quân chỗ thần kỳ, liền cũng liền thư. Một đoàn người xuất phát thời điểm, trời đã tảng sáng. Phóng ngựa mà đi, đợi đến Chắc Cát Nhĩ nói tới sơn động, Chắc Cát Nhĩ lại đơn độc ra ngoài đem mã thất đuổi đi lần này mã thất chạy lại là cũng sẽ không trở lại nữa hang núi kia cũng không tính lớn bất quá cũng có thể chứa đựng bốn người miễn cưỡng ở bên trong động trải giường chiếu trải về sau la quân liền ăn lương khô sau đó liền bắt đầu ngủ ngủ là có thể nhất khôi phục thương thế một loại biện pháp thế là trong năm ngày này la quân một đoàn người thì như vậy trải qua người nguyên thủy ở hang sinh hoạt bắt đầu la quân vết thương khôi phục còn có chút chậm chạp chỉ khi nào ba ngày sau đó xương kia khép lại, vết thương của hắn bắp thịt khép lại tốc độ quả thực là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Năm ngày sau đó, La quân vết thương tránh thức khôi phục như lúc ban đầu. trác cắt nhĩ tại bên ngoài sơn động vì la quân dỡ bỏ thảo dược, lúc này, chính là 10 giờ sáng, dương quang sán lạn mà long lanh. trác mã cùng kiều ngưng thì nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Chờ túi kia châm thảo dược cùng vải bị hủy đi về sau, la quân chân liền hiện ra tại trước mắt mọi người. Bóng loáng như ngọc, không có một tia vết sẹo, thì theo chưa nhận qua thương tổn một dạng. Trác Mã cùng Trác Cát Nhĩ vô cùng ngạc nhiên, không hổ là thánh giả, quả nhiên sinh ra không giống bình thường. Trác Cát Nhĩ sợ hãi thán phục nói nói. Là Quân nói ra, ta cái này trong cơ thể còn có một số xương cốt toái phiến, trước đó ta không có cách, hiện tại ta muốn đem đẻ ép đi ra. Các ngươi không cần phải sợ, đây là hiện tượng bình thường. Hắn sau khi nói xong liền bắt đầu vận kinh. Kiều Ngưng cùng Trác Mã cùng Trác Cát Nhĩ liền nhìn thấy La Quân chân bắp thịt bắt đầu cổ động, tựa như là có người đang dùng lực vò hắn chân một dạng. Thổi phù một tiếng, tiếp lấy sáu cái xương cốt mảnh vỡ phun ra. Máu tươi nhất thời bưu tung tóe. Trác Mã giật mình, nàng vội vàng muốn vì La Quân băng bó. La Quân cười một tiếng, nói ra, không có việc gì. Liền chỉ là tiếp nhận Trác Mã trong tay màu trắng vải đem cái kia vết thương lau. Cái này bay sượt lau, máu liền không có cái kia vết thương cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại kiều ngưng không khỏi bội phục la quân nàng cảm thấy nàng pháp lực tuy nhiên cao hơn la quân rất nhiều nhưng là thân thể bên trên tu vi nàng thật là không bằng la quân quá nhiều nàng thân thể tuy nhiên tu hành viên mãn nhưng phải giống như la quân dạng này tỉ mỉ điều động khí huyết đè ép thân thể bên trên bất kỳ địa phương nào bắp thịt nàng căn bản là làm không được nghĩ cũng không dám nghĩ tượng thu thập một chút Chúng ta đi thôi." La Quân đem ống quần buông xuống, sau đó cười một tiếng, nói ra. Hắn đã một chút sự tình đều không có. Lúc này La Quân chính là khôi phục lại võ đạo toàn thịnh thời kỳ. Kiều Ngưng cũng thở phào, trong chớp nhoáng này, nàng cũng cảm thấy cảm giác an toàn đủ rất nhiều. Chính nàng đều cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới chính mình cũng có như thế mảnh mai một ngày, thế mà còn muốn dựa vào La Quân đến bảo vệ mình. Trên thảo nguyên buổi sáng thật sự là trong vòng một ngày lớn nhất thời gian tốt đẹp, tràn ngập hy vọng, cũng mà còn có gió sớm, ánh sáng mặt trời các loại. Nơi này khiến người ta mỹ hảo đến muốn lên tiếng ca sướng. Là quần vẫn thật là ngao mấy cái cuống họng, kiều ngưng liền rất lợi hại phiền muộn, nàng nói ra, tại sao ta cảm giác người đến nơi đây, không có chút nào phiền muộn, ngược lại có điểm giống thả tiểu điều đâu. Là quần cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, kiều ngưng, người không biết sao đời ta đáng tự hào nhất chính là ta cái này một thân công phu nhưng là về sau các ngươi những người này toàn bộ sái lưu manh dùng tiên pháp ca ca ở phía sau truy khổ cực như vậy nhưng y nguyên chơi không lại các ngươi cái này giống như là tại chúng ta thế giới bao la bên trong ta rõ ràng là học sinh khối văn văn khoa nhất đẳng tốt lại bị các ngươi kéo đi mỗi ngày làm cái gì số học thi đua cái kia hoàn toàn không phải ta cường hạng kiều ngưng nói ra tốt 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 đến ta biết ngươi lợi hại Ta thì nhìn ngươi có phải hay không thật có thể ở cái thế giới này đi ngang, dù sao ta hiện tại liền dựa vào ngươi bảo bọc. La Quân cười nói, yên tâm đi, đi theo ta, nhất định khiến ngươi nổi tiếng, uống say. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn chúng ta làm sao rời đi đại thảo nguyên đi, cũng không thể đi tới ra ngoài đi. Kiều Ngưng nói ra, La Quân nói ra, này cũng đơn giản, hắn nhìn về phía chắc cắt nhĩ, nói ra, chắc ra ra, chúng ta qua tìm các người tộc nhân mượn chút mã thất ha trác cát nhĩ nao nao theo rồi nói ra cái này được hắn vốn là có chút sợ sợ nhưng đảo mắt nghĩ đến la quân bản sự liền cũng liền cắn răng một cái nói được mọi người về trước một chuyến nhà bạt, cái kia nhà bạt không ngoài dự liệu đã bị người một ngồi lửa đốt cái gì đều không còn lại mà lại bầy cứu cũng bị giết không ít còn sống dê cũng không biết chạy đi đâu trác cát nhĩ cùng trác mã tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng gặp tình này hình vẫn còn có chút phẫn nộ cùng thương cảm khoảng cách chắc cắt nhĩ tộc nhân bên kia còn có 300 dặm đường. La Quân cùng Kiều Ngưng cảm thấy dạng này đi lại là quá chậm. Sau cùng hai người thương lượng một phen, chính là từ Kiều Ngưng cõng chắc mã, La Quân cõng cái này chắc cắt nhĩ tiến lên. Chắc cắt nhĩ cùng chắc mã nghe xong bị kinh ngạc, nói liên tục như vậy sao được. Nhưng La Quân cùng Kiều Ngưng khăng khăng, về sau, La Quân cõng chắc cắt nhĩ, hắn triển khai bộ pháp, nhanh chóng chạy ra ngoài. Mà lại, hắn đem thăng bằng bảo trì rất tốt, chính là cho Trác Cát nhĩ rất tốt đón xe thể nghiệm. Kiều Ngưng cũng như là 300 dặm đường tại La Quân Kiều Ngưng hành quân gấp phía dưới, sáng ngày thứ hai liền đến. Cái tốc độ này không tính nhanh, chủ yếu là quá nhanh, cái kia chắc cắt nhĩ cùng chắc mã cũng chịu không nổi. Mặt trời mới mọc mọc lên từ phương đông. Phía trước xuất hiện lít nhà lít nhít nhà bạt, bên phải còn có thành bầy dê, một bên khác thì là châu cùng lập tức dân tộc du mục đặc sắc thể hiện đến lộ ra không bỏ sót. Bên kia là tộc trưởng lều vải, chắc Cát nhĩ chỉ chỉ ở giữa nhất một cái nhà bạt, cái kia nhà bạt phá lệ rộng rãi hào hoa. Chắc Cát nhĩ sắc mặt phức tạp tới cực điểm, hơn nữa còn mang theo một tia khó mà che giấu e ngại. Là quân nói ra, há, có đúng không? Vậy chúng ta đi bái phỏng một chút vị tộc trưởng này. Chắc Cát nhĩ nói ra, tiểu ca nhi, người thật muốn đi. Hắn lúc này lại là do dự. La quân nói ra, chúng ta chạy 300 dặm, chẳng lẽ là tới chơi đùa nghịch sao? Khẳng định là muốn đi A. À? Chắc cắt nhĩ nói ra, người nhìn bên kia có nhiều như vậy mã thất, chúng ta trực tiếp qua đoạt mã thất, đơn giản nhiều. Là quân nói ra, như vậy sao được, như thế qua đoạt mã thất, cái kia chính là trộm. Làm không tốt, bọn họ còn ở phía sau lão đuổi theo chúng ta. Ta là quang minh chính đại đi lấy lập tức. Tiểu ca nhi, người có chỗ không biết. Trác Cát Nhĩ nói ra. Cái gì có chỗ không biết, là quân hỏi. Một bên Trác Mã bỗng nhiên xen vào nói nói, là đại ca, câu trong tộc, luôn luôn làm chủ không là tộc trưởng Trác Cáp Lâm, mà là tộc trưởng mẫu thân Lữ Anh. Lữ Anh chính là câu tộc Thái Hậu, nàng trước kia thực là cái người Hán, về sau đến câu tộc. Nàng tại người Hán bên kia thì có thế lực, mà lại nàng vẫn là cao thủ. Trác Cát Nhĩ nói ra, nhị tử ta, con dâu cũng là cái này ngoan độc bà nương hạ lệnh hại chết. Tiểu ca nhi, ta làm sao không muốn báo thù Thế nhưng là, Lữ Anh không chỉ là chính mình tu vi cao thâm, nàng bên người còn có hai cái dùng ám khí giết người nha hoàn. Cái kia hai tên nha hoàn đã chừng 50 tuổi, một mực đi theo nàng. Các nàng sát nhân vô ảnh vô hình, ta mấy năm nay, liền báo thủ suy nghĩ cũng không dám có. Còn có, đi theo Lữ Anh cùng một chỗ còn có cái lão già kia, gọi là quỷ bá. Quỷ bá là trên thảo nguyên U Linh, hắn không biết từng giết bao nhiêu người. Ba người này đi theo Lữ Anh cùng một chỗ, luôn luôn đều là như hình với bóng A. À. Lão hủ biết tiểu ca nhi ngươi là đương thời cao thủ, chỉ là cái này đi vào, mạo hiểm thực sự quá lớn A. À. La Quân cười một tiếng, nói ra, tốt, ta biết. Đi thôi, hắn nói xong cũng đi ở phía trước. Đại không phải liền là vừa chết, nhưng là chắc ra ra, ngươi thì thật không muốn vì con của ngươi, con dâu báo thù sao. La Quân đi ra phía trước, thuận tiện cũng không quay đầu lại nói ra. Trác cát nhĩ thân thể chấn động, ánh mắt hắn nhất thời đều đỏ. Sau đó, hắn nói ra, tốt, rất khác nhau chết, ta lão đầu tử cũng coi như sống không uống. Trác mã lập tức liền theo ở phía sau. Trác cát nhĩ rất muốn cho Trác mã đừng đi, nhưng là hắn nhìn la quân như thế lòng tin chắc chắn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói chuyện. Kiều ngưng cùng Trác mã cùng một chỗ. Cái kia nhà bạt bên ngoài bị sắt hàng rào vây quanh, muốn đi vào nhà bạt bầy, cũng chỉ có một cửa vào, mà lại chung quanh cũng có câu tộc binh lính chấn giữ. La quân đi vào lối vào, bốn tên thảo nguyên phục sức binh lính đem la quân chờ người vây quanh. Các ngươi là người phương nào, gan dám xông vào câu tộc trọng địa. Cái kia bốn tên lính bên trong một người cầm đầu nghiêm nghị quát lớn. Chắc cắt nhĩ sau lưng la quân lẩm bẩm nói ra, hôm nay ngày gì, thủ vệ thế mà như vậy xâm nghiêm. Câu tộc luôn luôn không có gì ngoại nhân đến, cơ bản sẽ không hạng hàng rào, cũng sẽ không phái binh chấn giữ trác mã nhỏ giọng nói ra có phải hay không là có nhân vật trọng yếu đến la quân lại là nói ra mặc kệ nó hắn nói xong cũng không để ý tới cái kia mấy cái tên lính chính là trực tiếp đi vào bên trong mấy cái tên lính không khỏi thất sắc lập tức rút đao la quân cười lạnh một tiếng hắn đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng hòn đá nhỏ một tay ném ra phanh phanh bốn tên lính loan đao cùng nhau rớt xuống đất từng cái bắt cổ tay rên thống khổ cái này cục đá trực tiếp đem bọn hắn gân tay đánh chúng, không có một giờ đều chậm bất quá đau tới. Trung quanh những binh lính kia thấy thế lập tức vây quanh. Bất quá bọn hắn tốc độ chậm một chút, là quân đã dẫn đầu đến cái kia vương trướng trước mặt. Vương trướng đại môn đóng chặt, bên trong truyền đến nói chuyện âm thanh. Là quân tiến lên một chân liền đem đại môn đá văng ra. Phanh một tiếng, ở trong đó hoan thanh tiếu ngữ nhất thời im bặt mà dừng. Hiển nhiên, trong này nói chuyện phiếm rất lợi hại vui sướng, ai cũng không có chú ý tới bên ngoài thế mà phát sinh biến hóa. Dù cho vang động, mọi người cũng đều là không lấy làm lạ, cũng không cảm thấy hội xảy ra chuyện gì. Là quân cả đám xuất hiện tại trước cổng chính. Đồng thời, là quân cũng liền thấy rõ ràng trong lều vô tình huống. Ngồi ngay ngắn thượng thủ chính là một cái lão nữ nhân, cái này lão nữ nhân mặc người Hán hầu hạ, một thân ngân sắc tay áo, nhìn lộng lấy cùng cực. Nàng bảo dưỡng rất không tệ, nhìn mới chừng 50 tuổi. Nhưng La Quân khẳng định nàng đã có 80 tuổi. Quả nhiên là cao thủ, La Quân âm thầm nói ra. Cái này lão nữ nhân khí thế phi phàm, một đôi tròng mắt như như chim ưng khiến người ta không rét mà run. Không cần phải nói, khẳng định cũng là lão thái hậu nữ anh. Tại lão thái hậu nữ anh hai bên dưới tay đứng hai cái lão bà tử, hai cái này lão bà tử nhìn hơn 60 tuổi. Các nàng đêm mi thuận nhãn tựa như là không tồn tại một dạng. Vô ảnh vô hình, nội thức thấp liếm, quả nhiên là cao thủ ám khí. Là quân cái nhìn này quét tới, chính là trong lòng hiểu rõ. Mà tại Lưu Anh bên cạnh còn đứng một lão giả, lão giả này chính là quỷ bá. Quỷ bá một thân trường sa màu đen, thân hình hắn khô gầy, xác thực cho người ta u linh cảm giác. Mặt khác, tại hạ thủ ngồi bốn người, bên trong một cái là con trai của Lưu Anh chắc cáp lâm. Cũng là câu tộc tộc trưởng. Trác Cáp Lâm đã 60 tuổi, hắn nhìn so mẫu thân hắn còn già hơn. Nếu nói hai người này là vợ chồng, cái kia ngược lại là rất giống. Trác Cáp Lâm cơ hồ không có cái gì tu vi, mà ba người khác thì là khách nhân, bọn họ là người hắn phục sức. Ba người này bên trong một cái là hòa thượng, một cái là thanh niên, một cái là văn sĩ trung niên. Nhìn, văn sĩ trung niên chính là cầm đầu. Hòa thượng kia chừng 30 tuổi, một thân tăng bào, đê mi thuận nhãn thanh niên thì là ôm ấp thanh phong bảo kiếm, phong mang tất lộ. Văn sĩ trung niên ngược lại là nho nhã cùng cực. Lão Thái Hậu, ngài điều này tựa hồ có chút phiền phức a. À. Cái kia văn sĩ trung niên gặp la quân chờ người sông sau khi đi vào, hắn nao nao, tiếp lấy liền cười sông Lưu Anh nói ra. Lư Anh ánh mắt tại la quân trên thân dừng lại một cái chớp mắt, tiếp lấy ngay tại trác cắt nhĩ cùng trác mã trên thân bắn phá liếc một chút. Sắc mặt nàng phá lệ khó coi. Hiển nhiên, là quân đoàn người này đột nhiên xâm nhập để cho nàng rất lợi hại mất mặt. Đám binh sĩ kia vây quanh, do dự bất định, không biết là có hay không muốn động thủ. Lưu Anh chỉ là mặt lạnh lấy vung tay lên, sau đó này quần binh sĩ thì lui xuống đi. Tộc trưởng Trác Cáp Lâm nhìn thấy Trác Cát Nhĩ lúc sắc mặt hơi đổi, sau đó hắn cười ha ha một tiếng, lập tức đứng lên. Hắn nhất chỉ Trác Cát Nhĩ, sau đó đối cái kia văn sĩ trung niên nói ra, Lý Văn Chiêu tiên sinh, người này cũng là Trác Cát Nhĩ, Lòng Vương Tàng Bảo Đồ cũng là ở trên người hắn. Đây thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn không uổng công a. À. Lý Văn Chiêu chờ người sắc mặt nhất thời biến, ba người đồng thời đứng lên, Lý Văn Chiêu bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ cũng không phải tới đưa Tàng Bảo Đồ. Trác Cáp Lâm nói ra, nhưng thì tính sao? Lý Văn Chiêu tiên sinh, các người chính là Thánh Long trong môn có ít cao thủ, chẳng lẽ các người ở chỗ này, bọn họ còn có thể chạy đi sao? Ha ha, La Quân chợt cười to ba tiếng, sau đó hắn nói ra, "Hôm nay muốn chạy trốn người, tuyệt sẽ không là ta." Kiều Ngưng sau lưng La Quân, nàng nghe được La Quân nói như vậy, nhất thời cảm giác buồn cười vừa tức giận. "Con hàng này a, à, trong lòng là có bao nhiêu sùng bái thần đế a? À? Đây không phải bắt chước thần đế nói chuyện sao?" Đại khái con hàng này thật đến cái này không có có pháp lực thủ đô, hắn cảm giác hắn chính mình là thần đế đi. "Không phải vậy lời nói." hắn làm sao lại như thế hết sức vui mừng. Làm người có thể làm đến thần đế tình trạng kia, khiến người ta vừa nghe đến tên, liền trong lòng run sợ, không không cần biết ngươi là cái gì viễn cổ lão ma, trường sinh đại đế, đều muốn đối với danh tự này kính sợ. Làm đến nước này, vậy thì thật là không uổng công đời này. Là quân nhìn quanh tại chỗ, hắn ánh mắt bế nghế, bất động thanh sắc ở giữa, tự có một cỗ ngạo khí. Sau đó, là quân nhất chỉ lữ anh, hắn nói ra, hôm nay ta tới, là giết ngươi. Chỉ bằng ngươi, tiểu tạp trùng, lữ anh giận tím mặt. Ngoài miệng càn rỡ, một hồi để ngươi để mạng lại con. La quân cười lạnh một tiếng. Cái kia Lý Văn Chiêu cùng hòa thượng còn có thanh niên đều đứng lên. Lý Văn Chiêu ngược lại là khách khí, hắn cũng nhìn ra La Quân không đơn giản. Dám như thế xông đến nơi này đến, đến còn phách lối như vậy. Ngu ngốc đều biết người này không đơn giản. Lý Văn Chiêu liền ôm quyền, nói với la quân tại hạ thánh long cửa liễu tây phân đà đà chủ lý văn chiêu còn chưa thỉnh giáo các hạ đại danh la quân cũng không ôm quyền hắn cười lạnh một tiếng nói ra dễ nói người giang hồ xương giả lam vương la quân giả lam vương tựa hồ tại dưới chưa từng nghe qua trong giang hồ có bực này hảo hán lý văn chiêu có chút buồn bực la quân nói ra hiện tại chưa từng nghe qua nhưng không lâu sau đó giả lam vương ba chữ sẽ để cho ngươi như sấm bên tai bất quá cũng có thể người không có cơ hội sống cho đến lúc đó lúc này la quân tuyệt đối phong mang tất lộ cái này khiến la quân cảm thấy đau nhức nhanh đến cực điểm người sống một đời như có thể sống được thống thống khoái khoái đó là nhiều sự tình tốt thanh niên kia cùng hòa thượng trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ thanh niên nói ra đa chủ để thuộc hạ đến giết tên này lý văn chiêu đưa tay ra hiệu thanh niên không nên khinh cử vọng động hắn nói với la quân lúc trước chúng ta thải y đường chủ còn có mấy vị huynh đệ bị một cái què chân cao thủ giết, chẳng lẽ cái kia què chân cao thủ cũng là các hạ? Lý Văn Chiêu quan sát tỉ mỉ La Quân, nhưng lại phát hiện La Quân chân không có què, cho nên lúc này hắn có chút hồ nghi. La Quân nghe được què chân cao thủ bốn chữ này, nhất thời trong lòng thổ huyết, không sai, là ta. Các hạ chân không què, Lý Văn Chiêu nói ra, què ngươi tê giải cái bước a. La quân tâm lý thầm mắng một tiếng. Đằng sau kiều ngưng chỉ kém không có bật cười, cái này lời thoại, thật sự là không khỏi đâm bên trong nàng cười điểm, có thể nàng lại chỉ có thể nhịn được cười. Trang diện này nhiều nghiêm túc a, à. lúc này cười rộ lên, nhiều không tốt. Là quân sắc mặt lạnh lùng, hắn nói ra, Long vương tàng bảo đồ tại trên tay của ta, các người muốn, thì tới lấy đi. Lý Văn Chiêu trong lòng có chút kinh nghi bất định, hắn cảm thấy trước mắt cái này già Lam Vương tràn ngập cổ quái nhưng là lúc này hắn không có luống cuống đạo lý thế là vung tay lên nói ra nhất tăng hoa văn các ngươi theo vị này già lam vương so chiêu một chút hòa thượng kia cũng là nhất tăng hoa văn chính là thanh niên kia nhất tăng một mực đêm mi thuận nhãn mà hoa văn lại là sớm đã sát ý lộ ra hoa văn bản thân liền là cái phách lối tính tình hôm nay gặp được la quân như thế cái so với hắn còn phách lối người hắn đã sớm muốn dạy dỗ la quân Hoa văn bỗng nhiên rút kiếm, thanh phong kiếm nhất thời hàn ý bức người. Lưỡi kiếm kia khiến người ta nhìn một chút, tựa như là da thịt sẽ bị cắt vỡ. Thật là sắc bén kiếm. Cùng lúc đó, hoa văn ra tay trước. Audio điện tử võ tấn bền. Hoa văn tu vi nghiễm nhiên đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong, hắn là nổi danh kiếm đạo cao thủ. Lần này, Lý Văn chiêu đám người đã biết được què chân cao thủ lợi hại, cho nên vì tàng bảo đồ cùng Thánh Long bề ngoài tử, bọn họ là phi thường cẩn thận. Cũng không phải là nói, ta là đại ma vương, liền muốn ngây ngốc đem dưới tay từng bước từng bước đưa lên cho kỵ sĩ giết chết. Lý Văn Chiêu bọn họ cái này ba đại cao thủ ra mặt, cũng là suy nghĩ xong công tại chiến dịch. Hoa Văn nội lực ngưng tụ thành một đầu tuyến, hắn nén giận phát ra. Cái kia thanh phong kiếm kiếm quang lóe lên, lập tức liền đâm đến La Quân mắt. Bất quá La Quân lại là mắt cũng không chấp mảy may không bị quấy nhiễu. Cùng lúc đó, hoa văn hắc một tiếng, hắn mũi kiếm lắc một cái, lập tức như bút tẩu long xà. Kiếm thế phiêu hốt, nhưng lại tấn mãnh. Cao thủ bình thường gặp như vậy một kiếm, tất nhiên sẽ tâm hoảng ý loạn, không biết hoa văn muốn đâm tới đâu. Mà lại, hoa văn đem nội lực quán chú tại trên thân kiếm, kiếm liền phát ra một cỗ sóng nhiệt. Sóng nhiệt trong không khí thế mà hình thành mờ mịt khí, cái này để người ta ánh mắt càng thêm mơ hồ long xà loạn vũ, trong nháy mắt, mấy đạo kiếm quang như long xà đồng dạng hướng la quân tập giết tới. Nhưng những này kiếm quang bên trong, chỉ có một đạo là thật. Đạo này thật chính là thanh phong kiếm. La quân tinh mắt, chuẩn xác không sai nhìn ra bên trong thật kiếm, tay hắn bỗng nhiên mà ra, nhanh như quỷ mị. Hai ngón tay trong nháy mắt thì khoác lên thanh phong kiếm trên thân kiếm. Hoa văn biến chiêu càng nhanh, thân kiếm chấn động, lập tức liền đem la quân ngón tay chấn khai sau đó, hoa văn kiếm quang lấp lóe Phi lưu trực hạ tam thiên xích nghi là ngân hà là cửu thiên. Trùng điệp kiếm quang bên trong, liền thật giống như cái kia ngân hà là cửu thiên. Cùng lúc đó, hoa văn kiếm đột nhiên thoát ra, như bạc mãng đồng dạng cắn hướng la quân cổ họng. Cái này hoa văn kiếm thuật quả nhiên là đến. La quân trong mắt lóe lên ý tán thưởng, bất quá, hắn xuất thủ càng nhanh. Hắn đưa tay hướng mũi kiếm kia chộp tới. Hoa văn không khỏi kinh ngạc, người này dùng bàn tay bắt chính mình mũi kiếm hắn điên à. a hoa văn đương nhiên sẽ không tránh né hắn cũng không tin người này bàn tay chính là cương thiết chi khu cho dù là cương thiết chi khu hắn cũng có lòng tin một kiếm đem xuyên thủng mũi kiếm kia mắt thấy là phải đâm chúng la quân trong tay la quân cổ tay khẽ đảo đột nhiên chìm xuống tiếp theo hắn tay áo liền thuận lợi quấn lấy mũi kiếm la quân một quyển này lực lượng mang một cỗ hình xoắn ốc chi lực nhất thời để hoa văn như bị điện giật. La quân xuất thủ càng nhanh, ngón tay hắn tiếp lấy thì kẹp lấy thanh phong kiếm. Tiếp lấy răng rắc một tiếng liền đem cái này thanh phong bảo kiếm mũi kiếm bẻ gãy. La quân tiện tay bắn ra qua. Hoa văn cổ họng lập tức bị mũi kiếm bắn trúng, người trẻ tuổi kia hai mắt trợn lên, tiếp lấy trên cổ máu tươi cuồn cuộn, tại chỗ tử vong. Cái này một cái chớp mắt giao thủ, nhanh đến cực điểm. Bên trong biến hóa, Ngoại nhân nhãn lực kém một chút căn bản nhìn không ra Tựa như là hoa văn vừa ra kiếm Là quân liền đem mũi kiếm bẻ gãy Sau đó bắn ra chung hoa văn Cái kia nhất tăng đồng thời ở nơi này cũng đã xuất thủ Nhất tăng lại là một chiêu nhất chỉ thiền điểm hướng là quân bên tai Là quân lỗ tai đột nhiên thì dán sát vào da mặt Theo chư bát giới tai chiêu phong một dạng Đồng thời hắn quay đầu đi Lỗ tai lại bắn ra Thế mà thì đánh bên trong nhất tăng nhất chỉ thiền nhất tăng vốn là một chiêu thất bại, đang muốn biến chiêu. Hắn kinh lực vừa vặn đi khoảng không, tiếp lấy la quân lỗ tai đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy la quân lỗ tai như có to lớn như dòng điện, thế mà để ngón tay hắn sinh ra tê liệt. La quân lúc này vừa vặn giết hoa văn, tay phải hắn cấp tốc thi triển cầm nã thủ. Nhất tăng vội vàng lui lại, nhưng hắn thủy chung là chậm một bước. La quân đã bắt hắn thủ đoạn. Sang rắc một tiếng. La quân như thiểm điện phân cân thác cốt, Nhất Tăng đạp đạp lui lại, hắn cái này tay trái liền coi như là phế. Nhất Tăng trong mắt lóe lên kinh hãi thần sắc, hắn lần thứ nhất nhìn thấy võ công lợi hại như thế người. Lý Văn Chiêu dưới tay hai đại chiến tướng, trong nháy mắt một cái chết một cái thương tổn. Lúc này, Lý Văn Chiêu sắc mặt cũng thay đổi, hắn cũng không vội tại xuất thủ, mà chính là lui ra phía sau mấy bước. Lý Văn Chiêu con mắt nhìn chằm chằm La Quân, nhưng hắn lại là tại đối lão thái hậu lư anh nói chuyện, lão thái hậu hôm nay cái này giả Lam Vương lai lịch cổ quái. Chỉ sợ là cần ngài tới ra tay. Lữ Anh gật gật đầu. Là quần ngạo nghế bế nghế, hắn tiến lên trước một bước, nói ra, lão nhi bất tử là vì tặc, hôm nay, ta chính là tới giết người lão bất tử này. Người nào có bản lĩnh, liền đến cản ta đi, hắn nói xong liền từng bước một hướng phía trước mà đi. Lý Văn Chiêu, người không cần nghĩ chờ ta đi giết lão bất tử này thời điểm, liền đi tìm ta đồng bạn phiền phức ta khuyên người tốt nhất đừng làm như thế, bởi vì như vậy ngươi sẽ chết rất lợi hại thảm. La Quân bỗng nhiên nói ra, Lý Văn Chiêu không khỏi sững sờ, hắn thật là có ý nghĩ này, nhưng La Quân kiểu nói này, hắn thật đúng là không dám vọng động. Cái kia nhất tăng tuy nhiên tay phế một cái, nhưng cũng có ý nghĩ này, nhưng bây giờ La Quân một cảnh cáo, hắn cũng không dám động. La Quân đột nhiên cười ha ha một tiếng, tiếp theo, hắn ánh mắt biến. Cái này một cái chớp mắt, là quần cổ duỗi ra, chân trên mặt đất dẫm một cái. Nhất thời, toàn bộ vương trướng mặt đất đi theo chấn động, cái kia một cái chớp mắt, là quần thân thể cất cao 2cm, trên người hắn khí tức tựa như viễn cổ bạo long. Vô cùng chiến ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Là quần tiếp lấy thân hình nhất động, liền như thiểm điện tập sát hướng ghế đầu Lữ Anh. Làm càn, cái kia Lữ Anh bên người hai tên lão bà tử lập tức xuất thủ. Các nàng phát động ám khí, trong nháy mắt chính là bảo vũ lê hoa thượng thừa công phu ám khí. Dính đầy kịch độc độc châm hướng phía la quân kiểm môn, khuôn mặt cùng trước ngực tập giết tới. Độc kia trận cây kim tản ra xanh minh mang quang mang. Loại độc này châm, kiến huyết phong hầu, độc ác cùng cực. Chỉ cần bị bắn trúng, ba giây liền có thể mất mạng. La quân thân hình lóe lên, di hình hoán ảnh. Những độc châm đó lập tức toàn bộ thất bại, hai tên lão bà tử lập tức chuẩn bị lại lần nữa phát châm. La Quân đã lấn tiến lên đây. La Quân thần pháp đối với bọn hắn tới nói, đã là quỷ mị khó dò. Tiếp theo, La Quân cánh tay quét ngang, chính là hoành tảo thiên quân. Hắn cái này một cánh tay đảo qua qua, ẩn chứa vạn quân lực, nhanh như lôi đình. Phanh phanh, hai tên lão bà tử bị quét trúng, trực tiếp bị quét bay ra ngoài, tại chỗ ngã chết. Những này nổi danh cao thủ tại La Quân trước mặt, coi là thật liền như một đám ô hợp, quỷ kia bá lầm tưởng cơ hội, đột nhiên nhất quyền hướng la quân ở ngực tập giết tới. Quỷ bá quyền lực hùng hồn, như hoàng hà tràn lan. Một quyền này chính là quỷ bá lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một điểm bạo phát đi ra, một quyền này đánh ra đến, quỷ bá lực lượng toàn thân cũng chính là hao hết. Quỷ bá tu vì đã là hốn nguyên kính, một quyền này của hắn lực lượng cực kỳ hung hãn, chính là có 6, 7 ngàn cân lực lượng. Hỗn nguyên kính bản thân không có cường hãn như thế lực lượng, nhưng là quỷ bá đây là đang thiêu đốt sinh mệnh. La quân hét lớn một tiếng đến được tốt. Hắn cũng lập tức tuôn ra nhất quyền đón lấy quỷ bá. Phanh một tiếng, quỷ bá cũng bay ra ngoài, tại chỗ ngã chết. Quỷ bá tụ tập lực lượng toàn thân nhất quyền, thế mà liền bị La quân hời hợt một quyền này cho đánh chết. Lúc này Lữ Anh trong mắt mới lộ ra tránh thức vẻ sợ hãi, nhưng nàng cũng thật là cái nhân vật. Đến giờ này khắc này, y nguyên không chút hoang mang, Lữ Anh sau lưng giấu một ngụm kim kiếm, nàng đem kim kiếm kia âm thầm nắm trong tay. Đúng lúc này, Lữ Anh toàn thân quần áo không gió từ trống, nàng thân thể nở, nhắm ngay la quân cổ họng cũng là một kiếm. Kiếm như độc xà lưu tinh, xảo trá mà chuẩn xác. Một kích tất chúng. La quân quay đầu đi, đột nhiên thì cắn chúng thân kiếm. Tiếp theo, La quân lắc đầu một cái, liền đem kiếm đoạt lại. La quân bắt kiếm nơi tay, hướng phía Lưu Anh cổ họng vào tới. Lưu Anh đồng tử phóng đại, nàng Trung Quy là trốn không thoát một kiếm này. Sang giác, kim kiếm xuyên qua Lưu Anh cổ họng, Lưu Anh hai mắt trợn lên, chết thảm tại chỗ. Hết thảy hết thảy, thực cũng chỉ là phát sinh ở nháy mắt. Lúc này, Lý Văn Chiêu đã cùng Nhất Tăng cấp tốc đào tẩu, Kiều Ngưng tự nhiên ngăn không được bọn họ, mà tộc trưởng kia Trác Cáp Lâm đã hoảng sợ mềm cả người, co quắp trên ghế, hắn bên trên miệng môi dưới đánh lấy cái, hai mắt vô thần mẫu thân bị giết, hẳn là cừu hận cùng phẫn nộ. Nhưng là quân cường hãn để hắn cảm thấy chỉ có hoảng sợ. Sau đó hết thảy chính là thuận lý thành trương, chắc cát nhĩ cũng không có giết chết tộc trưởng, hắn cảm thấy Lư Anh đã chết chính là đại thù đến báo. Cái kia một cái chớp mắt, chắc cát nhĩ cùng chắc mã lệ nóng doanh trong. Tiếp theo, một đoàn người liền lấy mã thất, thuận tiện còn cầm một chút kim ngân châu báu. Như thế về sau, liền lên đường. Giết người, rời đi. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian. Chạy đợi, ánh nắng tươi sáng, phong quang vừa vặn. Vì cái gì không đem Lý Văn Chiêu cùng Hòa Thượng kia đều giết? Phóng ngựa chạy băng băng thời điểm, Kiều Ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, vì cái gì nhất định muốn giết đâu? Dù sao sự tình cũng là không gạt được, chúng ta không có khả năng đem câu tộc nhân toàn giết đi. Kiều Ngưng nói ra Lý Văn Chiêu cùng Nhất Tăng đã đối thực lực người có rất rõ ràng nhận biết. Bọn họ lần sau lại đến thời điểm chuẩn bị hội càng thêm đầy đủ. La Quân cười một tiếng nói ra có gì đủ sợ. Kiều Ngưng không khỏi cười một tiếng nói ra tốt a à, người bây giờ là võ công thiên hạ đệ nhất người cái gì tính kế còn không sợ. La Quân cười ha ha. Kiều Ngưng tiếp lấy lại hỏi bất quá giả Lam Vương là cái quỷ gì? La Quân nao nao sau đó liền nói giả Lam Vương ngạnh nhìn người còn rất ưa thích xương hô thế này kiều ngưng nói ra la quân nói ra đúng thế người nhìn người cũng là ngân xa vương đâu các người đều nổi danh số ta làm sao cũng phải khai hỏa chính ta danh hào a à. người nha có đôi khi tựa như cái ấu chỉ quỷ nhất dạng kiều ngưng vừa cười vừa nói đoạn đường này qua chắc cát nhĩ đã không có bất cứ tiếc núi nào trên đường hắn chả muốn đem tàng bảo đồ cho la quân la quân ngược lại không có thèm tàng bảo đồ bất quá hắn vẫn là cầm trong tay nhìn một hồi. Chủ yếu là có chút hiếu kỳ. Kiều Ngưng thì tự mình nói với La Quân, Long Vương là đã từng cùng huyền không thần tôn đại chiến cao thủ, Tu Vi chỉ sợ là quan tuyệt thiên hạ tồn tại. Có lẽ hắn bảo tàng bên trong có đồ tốt đây. La Quân nói ra, vậy ta cũng không cần chắc ra ra tàng bảo đồ A. À. Cứ như vậy, ta chẳng phải là quá ti tiện. Kiều Ngưng nói ra, đần A, à, ta là muốn ngươi nhìn kỹ dưới cái này tàng bảo đồ, đem một chút yếu điểm tiếp xuống. Có lẽ, về sau còn hữu dụng chỗ đâu. Là quần nghĩ cũng phải, thế là lại nhìn tàng bảo đồ lúc thì đặc biệt dụng tâm một chút. Cái kia ra dê tàng bảo đồ bên trên tất cả đều là một chút lộ tuyến đánh dấu. Là quần ký ức lực siêu quần, hắn ngược lại là có thể hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu chút gì, thật chẳng lẽ như thế khuôn sáo cũ, bên trong còn có tường kép. Là muốn dùng hỏa thiêu vẫn là dược thủy ngâm làm nhìn qua võ hiệp la quân đối những xáo lộ này lại là trò chuyện quen tại tâm a la quân cũng không tiện một mực nghiên cứu dù sao thì nhìn nửa giờ sau đó liền trả lại trác cát nhĩ trác cát nhĩ ngược lại là chân tâm thực ý muốn cho la quân hắn cảm thấy cho dù là hiến bảo cho hoàng thượng như vậy từ la quân đến hiến cũng là có thể la quân vì con trai con dâu của hắn báo thù đây là đại ân a nhưng mặc kệ như thế nào la quân khăng khăng không tiếp thụ La Quân vốn là đối công danh lợi lộc những vật này không quá để ý, hãy nói lấy hắn cái này thân thể bản sự, nếu như là muốn công danh lợi lộc, hắn còn cần gì tàng bảo đồ sao? Thế lực khắp nơi, cái kia không muốn mời chào La Quân dạng này cao thủ đâu. Từ Đại Thảo Nguyên đến Trung Nguyên, một đường ăn gió nằm xương. La Quân cùng Kiều Ngưng rất lợi hại thói quen, hai người không phải là không thể chịu khổ người. Mà chắc mã cùng chắc cắt nhĩ một mực đang Thảo Nguyên sinh hoạt, cho nên cũng có thể ứng đối bất quá Trác Cát Nhĩ thân thể trung quy là không tốt lắm hắn trước kia còn sống tâm lý có rất nhiều lo lắng không xuống nhưng là bây giờ đại thù đến báo hắn toàn bộ tâm phòng đều đã thư giãn tại năm ngày sau đó Trác Cát Nhĩ rốt cục bị bệnh lão nhân gia luôn luôn không sinh bệnh cả đời này bệnh chính là bệnh tới như núi sập tại cái kia Minh Mông Thảo Nguyên phía trên là quân bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt vì Trác cắt Nhĩ chữa bệnh Chắc cát nhĩ sau quá nửa đêm thời điểm, hoàn toàn không được. Hắn bệnh là cùng loại trúng gió liệt nửa người, một khi bệnh phát về sau, ngay cả lời đều nói không nên lời. Lúc sắp chết ngược lại là hồi quang phản chiếu thoáng cái, run run tác tác đem tàng bảo đồ lấy ra, đưa tới là quân trước mặt. Ánh mắt của hắn sau cùng lại đến trác mã trên thân. Trác mã nhất thời khóc không thành tiếng. Là quân cũng liền minh bạch trác cát nhĩ ý tứ, hắn trầm giọng nói ra, trác ra ra, người yên tâm, ta hội chiếu cố tốt chắc mã. Chắc cát nhĩ trên mặt lộ ra một tia khó được nụ cười, cái này tia nụ cười rất lợi hại không rõ ràng, bởi vì hắn trên cơ bản cười không nổi. Nhưng La Quân vẫn là cảm giác được chắc cát nhĩ buông lỏng một hơi, sau đó chắc cát nhĩ thì buông tay nhân gian. Chắc mã khóc giống nghẹn ngào. Kiều Ngưng cũng có chút thương cảm, dù sao cùng một chỗ ở chung những ngày này. Chắc cát nhĩ đối nàng cùng La Quân còn tính là không tệ, Kiều Ngưng là muốn qua để La Quân qua tìm Long Vương Bảo Tàng, có lẽ tại Long Vương Bảo Tàng bên trong có thể tìm tới trở về biện pháp. Nhưng là nàng cũng biết La Quân tính tình, La Quân là chắc chắn sẽ không làm như thế. Có thể Kiều Ngưng không nghĩ tới, cái này quanh đi quẩn lại, tàng bảo đồ vẫn là đến La Quân trên tay. La Quân an ủi chắc má, cũng tại ngày thứ hai ngay tại chỗ trôn chắc cắt nghĩ, Người luôn có sinh lão bệnh tử. Mỗi một cái sinh linh tử vong đều sẽ có thân cận người vì đó thương tâm. Nhưng La Quân cũng không có vì vậy qua suy nghĩ quá nhiều, viên này tâm như quả mềm mại, hắn đường liền đi không đi xuống. Hắn là thiên mệnh chi vương, thiên mệnh chi vương là để hoàn thành vô lượng sát kiếp. Hắn nhất định trên tay nhiễm máu tươi vô số. Mấy ngày nay, tại cái này mãng hoang cảnh bên trong, La Quân ra tay cũng đầy đủ hung ác. Tiền tiền hậu hậu giết không ít người. Không có đừng La Quân cho rằng những người này cũng không phải là vô tội chi đồ. Mà lại bọn họ nhập sang hồ, liền muốn có chết giác ngộ. Nhưng La Quân cũng không có giết những câu đó tộc binh lính, bởi vì La Quân cảm thấy, binh lính cũng không đáng chết, bọn họ là có bọn họ chức trách. Mà Lư Anh, Quỷ Bá, còn có cái kia hai cái lão bà tử là nên chết. Hoa Văn cũng là có thể chết, cái kia Hoa Văn sát ý cũng không phải một hai đầu nhân mạng trồng chất đứng lên. Còn có ngày đó qua vây công trác cắt nhĩ bọn họ những tráng hán đó chờ một chút, cũng đều không phải là cái gì thiện lương hạng người. Đương nhiên, cũng không bài trừ ở trong đó có thiện lương, thân bất do kỷ. Nhưng là La Quân lúc ấy không có nương tay điều kiện. Sau đó, La Quân bọn họ tiếp tục đi đường. Tại ngày thứ 8 thời điểm, bọn họ rốt cuộc rời đi Thảo Nguyên. Ngày thứ 10 thời điểm, tiến vào Trung Nguyên khu vực. Mấy ngày qua, cưỡi ngựa cưỡi đến là quân cùng kiều ngưng phần đít đều đau. Chác mã mặc dù là trên lưng ngựa lớn lên, nhưng dài như vậy kỳ cưỡi, đó cũng là vô cùng khó chịu. Đồng thời, mấy ngày nay ban đêm, là quân không có việc gì thời điểm cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu một chút tàng bảo đồ. Nhưng hắn cũng nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Mặt khác, là quân ý nghĩ vẫn không có bởi vì chắc cắt nghĩ chết mà thay đổi. Hắn muốn đem tàng bảo đồ hiến cho hoàng thất sau đó cho trác mã dành một cái thái bình quãng đời còn lại không phải vậy lời nói hắn đem tàng bảo đồ cầm trác mã vẫn là muốn đi theo hắn phiêu bạt dung chuyển la quân tin tưởng đây không phải trác cát nhĩ muốn xem đến kiều ngưng cũng không nói thêm lời theo la quân nhận biết về sau nàng bắt đầu tin tưởng là ngươi mặc kệ ngươi làm sao né tránh đều cuối cùng sẽ thuộc về ngươi không phải ngươi mặc kệ ngươi làm sao cưỡng cầu cũng là vô sự vô bổ lại nói là quân nghiên cứu tàng bảo đồ, hắn ngược lại là nghiên cứu ra một chút cổ quái. Tỷ như cái này tấm da dê thật rất dày, thế nhưng là cái này tàng bảo đồ cũng không phải hắn, hắn cũng cũng không dám tùy tiện đến mân mê. Sau cùng ngẫm lại, vẫn là đem tàng bảo đồ cất kỹ. Ba người đến là một cái tên là cổ đồ biên quan thành trì, nơi này có rất nhiều hắn thảo nguyên dân tộc không xa ngàn dặm chạy tới theo phiên chợ mậu dịch, mà đại ly trong nước cũng không ít thương nhân đến nơi đây cố ý đến cùng người trong thảo nguyên làm mậu dịch mọi người là theo như nhu cầu như vậy vừa đến cổ đồ thành còn có chút phồn hoa thành thị này tràn ngập biên quan phong sương nhưng cũng có một loại nói không nên lời phóng khoáng la quân cùng kiều ngưng chính là người hán cho nên đi vào thời điểm không có cái gì đề ra nghi vấn mà trác mã là người trong thảo nguyên cũng sẽ không phải chịu đề ra nghi vấn chỉ có thuộc về quan ngoại những hắn đó quốc gia man di mới lại nhận nghiêm mật kiểm tra. Bình thường cũng là không cho phép bọn họ vào thành. Lúc này là 10 giờ sáng, khí trời nóng bức, tiến vào trong thành về sau, cái kia đại hai bên đường cửa hàng san sát. Mà trên đường phố là trải gạch đá xanh. Trong không khí, thế mà lộ ra thịt dê nướng vị đạo. Là quân bọn họ những ngày này đều không hảo hảo ăn một bữa cơm, là quân ngửi thấy mùi này về sau, lập tức thèm ăn nhỏ rãi. Kiều Ngưng càng là nhịn không được, bọn họ cơ hồ là không hẹn mà cùng nói ra, trước đi ăn cơm. Tìm một nhà tử lâu, tử lâu này là chuyên nghiệp làm thịt dê, có dê nướng nguyên con, có thịt dê nướng, có thịt dê nướng các loại. Kiều Ngưng cảm thấy nàng đã đói đến có thể ăn tiếp theo đầu dê nướng nguyên con. Nhưng La Quân vẫn là nói, lãng phí không tốt, ăn đùi cừu nướng còn có thịt dê nướng liền tốt. Kiều Ngưng nói ra, vậy không được, còn muốn ăn thịt dê nướng. Nàng lúc này giống như là cái theo bạn trai nũng nịu tiểu nữ sinh Trong nháy mắt đó hờn rỗi để La Quân trong lòng rung động Tốt ha, à, La Quân liền cũng chỉ có đáp ứng Bữa cơm này, ăn rất là vui sướng tận hứng Bất quá, ngay tại ba người cái bụng đều sau khi ăn xong, chuẩn bị tính tiền lúc rời đi đợi Phong ba đột nhiên đột khởi La Quân bọn họ ngồi tại lầu 2, trên lầu 2 thực khách không tính rất nhiều Dù sao lúc này giờ cơm còn chưa tới bất quá, vẫn là có linh tinh hai bàn thực khách. Đúng vào lúc này, tầm 10 tên người áo đen xông tới. Những người áo đen này sát khí lộ ra, khí thế hung hung. Bọn họ sau khi đi vào, liền đối với những thực khách đó xua đuổi. Dù là những này thực khách là vào Nam ra Bắc, nhưng gặp điệu bộ này vẫn là bị dọa sợ đến không nhẹ, cũng là nhao nhao trốn rời hiện trường. Về sau, 10 tên người da đen xếp thành hai đội. Ngay sau đó, có ba người lên tới lầu. Cái này trong ba người, có một cái là quân là nhận biết. Chính là cái kia Lý Văn Chiêu. Hai người khác chính là một nam một nữ. Nam nhìn chừng 30 tuổi, bất quá lại có dũng khí yêu mị. Hắn mặc trường sam màu trắng, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là nữ nhân. Nữ tử kia hơn 20 tuổi, tướng mạo xinh đẹp. Rất lợi hại hiển nhiên, Lý Văn Chiêu đến có chuẩn bị. Hắn nếu biết là quân lợi hại, lúc này còn dám dẫn người đến, như vậy cái này đã nói lên, một nam một nữ này tuyệt đối là cao thủ. Trong cao thủ cao thủ, Lý Văn Chiêu đi lên phía trước, hắn liền ôm quyền, nói ra, giả Lam Vương, chúng ta lại gặp mặt. La Quân uống một ngụm sữa dê tử, hắn đối Lý Văn Chiêu cười một tiếng, nói ra, lần trước ta không giết ngươi, ngươi lần này lại đi tìm cái chết, đó chính là ngươi không có mắt. Lý Văn Chiêu nói ra, giả Lam Vương, ngươi hiểu lầm, ta tới đây cũng không có ác ý. La Quân cười cười, nói ra, Luôn không khả năng là đến mời ta ăn cơm đi. Ngay vào lúc này, Lý Văn Chiêu sau lưng nữ tử lên tiếng. Nàng dịu dàng cười một tiếng, nói ra, mời Già Lam Vương ăn một bữa cơm lại tính được cái gì đâu, chúng ta không chỉ là muốn mời Già Lam Vương ngài ăn cơm, còn có trọng lễ ở phía sau đây. Là Quân lúc này cũng mới hiểu rõ, hợp lấy lần này Lý Văn Chiêu không phải lão đại. Nữ tử này mới là đầu lĩnh a. Là Quân nhìn về phía nữ tử, hắn nói ra xưng hô như thế nào. Nữ tử nói ra, tiểu nữ tử Giang Nam Nguyệt, nàng sau khi nói xong, liền vô ý thức nhìn La Quân bộ mặt biểu lộ. Phải nói, còn có vẻ mong đợi. La Quân nói ra, Giang Nam Nguyệt, hắn ngừng dừng một cái, sau đó lắc đầu, nói ra, chưa nghe nói qua. Giang Nam Nguyệt không khỏi ngẩn ra, nàng rõ ràng cảm giác ra cái này giả Lam Vương nội tại ngạo khí. Giang Nam Nguyệt sao lại không phải ngạo khí người, nàng chính là thiên hạ đệ nhất nhân lâm triệu nam cái cuối cùng quan môn đệ tử tu vi cũng đã đến hỗn nguyên kính đỉnh phong lấy nàng ở độ tuổi này liền có thể đạt tới hỗn nguyên kính đỉnh phong cái này đã xem như bất thế gia nhân vật thiên tài luôn luôn đều là giang nam nguyệt bể nghễ ngạo nghễ hôm nay nàng có thể tính gặp được cái càng như bức hống hống người giang nam nguyệt danh tiếng trong giang hồ nhưng nói là như sấm bên tai không người không hiểu ngọc kiều long giang nam nguyệt Kiều Ngưng ở một bên biểu lộ vốn là bảo trì nghiêm túc, nghe vậy phốc phốc cười ra tiếng. Ngượng ngùng ngượng ngùng, Kiều Ngưng lập tức theo Giang Nam Nguyệt xin lỗi, nói ra, nghiêm túc như vậy trường hợp, ta thực sự không nên cười. Chỉ là ra hỏa này quá, đáng giận. Giang Nam Nguyệt danh tiếng hắn làm sao lại chưa từng nghe qua đâu, hắn chả cùng ta nói riêng một chút qua, Giang Nam Nguyệt còn trẻ như vậy thì lợi hại như vậy, nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức đây. Là quân nhất thời im lặng, mẹ chứng cảm giác từ khi đến cái này mãng hoang cảnh về sau, Kiều Ngưng trở nên tự mang đậu bỉ khí chất, chuyên môn tại nghiêm túc trường hợp đâm lão tử lốp xe. Đổi loại thuyết pháp chính là, chuyên môn chọn là quân trang thời điểm, đâm hắn tức giận bóng. Giang Nam Nguyệt vốn là đối Kiều Ngưng cười tức giận tới cực điểm, nhưng Kiều Ngưng kiểu nói này, nàng lập tức liền nguôi giận. Trong lòng tự nhủ chẳng trách, chính mình danh tiếng hắn như thế nào chưa nghe nói qua, cũng không phải từ ở nước ngoài tới nguyên lai like lại là tại gia vẻ cao thâm a. À. Thế là Giang Nam Nguyệt cười một tiếng, nàng nói ra, ta cũng không nghĩ tới Giả Lam Vương là trẻ tuổi như vậy, không biết các hạ kế thừa người nào, là sao trước kia chúng ta đều chưa từng nghe qua Giả Lam Vương cái danh hiệu này đâu. La Quân cười ha hả, hắn nói ra, ta không môn không phái, từ Giả Lam Sơn đến, Giả Lam Sơn bên trong, bách thú tôn ta là vua, cho nên ta là Giả Lam Vương. Giang Nam Nguyệt sướng sờ sướng sờ. Ngay vào lúc này Giang Nam Nguyệt sau lưng tên kia yêu mị nam tử đứng ra, hắn lông mày nhướn lên, ta cười một tiếng, nói ra, giả Lam Vương đúng không, ta nghe nói công phu của ngươi rất lợi hại. La Quân nhìn một chút nam tử này, hắn cười một tiếng, nói ra, ta công phu qua quyết bình thường, bất quá đánh như ngươi loại này bất nam bất nữ dư xài. Yêu mị nam tử gọi là Bạch Minh, chính là nổi danh tà đạo cao thủ. Bạch Minh có hai cái tên hiệu, một cái tên hiệu gọi là người điên vì võ, còn có một cái tên hiệu gọi là ngờ vực cuồng ma. Bởi vì gia hỏa này võ đạo tu vi cực cao, tại dưới tay hắn, chưa có người có thể tiếp nhận ba chiêu. Trong tay hắn còn một cặp hoàng kim đâm, hoàng kim đâm chính là tam giác lăng miệng, một khi đâm chúng địch thủ, cái kia máu là ngăn không được. Bạch Minh Tươi gặp địch thủ, bởi vậy bị người gọi là người điên vì võ. Mà hắn chả thích ăn hài đồng trái tim, bởi vậy thì lại có cái tên hiệu, đó chính là ngờ vực cuồng ma. Thánh Long cửa lần này phái ra Bạch Minh cùng Giang Nam Nguyệt, đây là đối la quân cực độ coi trọng. Bất quá lúc này, Bạch Minh theo nhìn thằng ngốc giống như nhìn lấy la quân, sau đó hắn che miệng lại ăn một chút cười rộ lên, ta còn chưa từng thấy đáng yêu như thế ngu ngốc. Trong này thiên hạ, thế mà còn có người có thể cùng ta Bạch Minh nói ra như vậy cản rỡ lời nói tới. Ta cho là ta đã là thiên hạ đệ nhất cuồng. La quân cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Minh, hắn nói ra, ta cuồng, là bởi vì ta có bản sự. Người cuồng, chính là cuồng vọng tự đại, chúng ta bản chất khác biệt. Bạch Minh cười ha ha đứng lên, sau đó, hắn dùng đầu lưỡi miệng môi dưới, mang theo một cỗ tà mị khí tức nói ra, ta nhất định sẽ đưa người trái tim móc ra, sau đó ở trước mặt người ăn hết. Là quần cười ha ha, nói ra, ta cam đoan, người không có cơ hội này. Bạch Minh lạnh hừ một tiếng, hắn liền muốn xuất thủ. Ngay vào lúc này, Giang Nam Nguyệt ngăn lại Bạch Minh, nàng lãnh đạm nói ra, Bạch Minh, không được vô lễ bạch minh tức giận bất bình nhưng hắn cũng không dám nghịch lại giang nam nguyệt đành phải thu liếm sát khí cũng nói với la quân tính ngươi vận khí tốt la quân nói ra nói vận khí ta tốt đây cũng là ngươi vô tri thánh long cửa hạng gì hung hăng càn quấy nếu không phải ta để cho các ngươi có chút kiên kỵ nơi đó sẽ đến nói chuyện với ta tiến đến sớm liền giết cho nên đây không phải vận khí là thực lực mà lại nàng để ngươi lui ra không phải cứu ta mà chính là cứu ngươi Giang Nam Nguyệt là nghĩ đến nếu như không thỏa thuận thì cùng một chỗ động thủ vạn nhất ngươi động thủ trước bị ta trực tiếp giết như vậy nàng liền sẽ rất lợi hại bị động hắn sau khi nói xong hướng Giang Nam Nguyệt cười tủng tìm nói ra Giang cô Nương ta nói có đạo lý hay không Giang Nam Nguyệt không khỏi trong lòng kinh ngạc nàng cảm thấy cái này là quân nội tâm thanh thản tựa hồ cái gì đều không thể gạt được ánh mắt hắn giang nam nguyệt cũng không thừa nhận nàng nói ra già lam vương chúng ta là mang theo thành ý tới cái này long vương bảo tàng người một người không nuốt vào được chúng ta thánh long cửa cũng không phải là sợ ngươi chẳng qua là cảm thấy nhiều người bằng hữu nhiều con đường ngươi có thể mở ra điều kiện đến chúng ta hội tận lực thỏa mãn kiều ngưng thiếu cái bưng trà đổ nước nha hoàn la quân cười một tiếng nói ra ngươi đến cho kiều ngưng làm nha hoàn ta thì suy nghĩ một chút Giang Nam Nguyệt trong mắt nhất thời hiện lên sắc mặt giận dữ, nàng đang muốn phát tác, nhưng rất nhanh lại hít sâu một hơi, nói ra, "Ta cho nàng làm nha hoàn. Ta chỉ sợ nàng hưởng thụ không nổi. Có ta ở đây, không có nàng hưởng thụ không nổi đồ vật." La Quân nói ra. "Xem ra ngươi là không có ý định hảo hảo nói." Giang Nam Nguyệt nói ra. "La Quân nói ra, ta cái này không tại hảo hảo nói sao? Các ngươi cũng có thể không đáp ứng a." nhưng cũng không có nghĩa là ta nhất định muốn theo các ngươi nha giang nam nguyệt nói ra điều kiện này chúng ta không có khả năng đáp ứng ngươi hãy nói một chút khác đi nói thí dụ như tiền tài phương diện tiền tài ta không cần lại nói long vương bảo tàng bên trong cái gì không ta hội rất cần tiền tài sao la quân nói ra giang nam nguyệt trong mắt nở rộ tinh quang nàng nói ra ngươi có ý tứ gì la quân nói ra tốt a à, ta cũng không làm khó ngươi chỉ muốn các người thánh long cửa trưởng môn lâm triệu nam đem trưởng môn chi vị nhường cho ta, ta liền đáp ứng. Cuồng đồ muốn chết, Giang Nam Nguyệt rốt cuộc giận. Ta tới giết hắn, Bạch Minh hét lớn một tiếng. Tiếp theo, Bạch Minh liền ra tay trước. Lý Văn Chiêu, đem bên cạnh hắn người cho bản cô nương trước hết giết. Giang Nam Nguyệt mệnh lệnh Lý Văn Chiêu. Lý Văn Chiêu nói ra, vâng, tiểu thư, hắn cũng liền lập tức xuất thủ. Giang Nam Nguyệt cước bộ hư rời một bước, lại là chuẩn bị tùy thời lôi đình xuất thủ. Kiều ngưng nhất thời có chút khẩn trương, mẹ chứng, nơi này toàn là cao thủ, nàng thật là có điểm ứng phó không được. Nàng phát hiện là quân con hàng này cũng là tiểu nhân đắc trí chủ A. Một khi Nhiêu bước đứng lên, vậy đơn giản cũng là cái kéo cửu hận tiểu tay thiện nghệ. Nhân thần đế ngạo là một loại thần vận, là thực chất bên trong. Mà la quân con hàng này, đó là muốn đẩy đến tràn ra tới cũng chỉ thiếu kém không có nhảy đến trên đài qua nói ta là thiên hạ đệ nhất các người tất cả đều là rác rưởi lại nói lúc này tam phương cùng nhau hành động trác mã càng là khẩn trương không được lý văn Chiêu vây quanh ba người đằng sau cái thứ nhất cũng là trực tiếp đi bắt trác mã trác mã là ngồi tại la quân bên trái trên ghế đầu mà bạch minh lại là một chân liền đem la quân trước mắt cái bàn đá thành phấn vụn tiếp theo bạch minh bạo giống một tiếng nhất quyền mãnh liệt hướng La Quân ngực bụng đập tới. La Quân là đang ngồi, hắn lực lượng nhất định không có khả năng toàn bộ dùng đến. Cho nên Bạch Minh lựa chọn là tấn công mạch đây là chính xác nhất lựa chọn. Nếu như Bạch Minh hiện tại theo La Quân so đấu chiêu thức kỹ xảo, đó mới là ngu quá mức. Giang Nam Nguyệt Thủy Trung nhìn chằm chằm, nàng hiển nhiên không phải đến xem trò vui. Bạch Minh quyền chính là pháo quyền, pháo quyền bên trong ẩn chứa một cỗ chuyên cần nghiên cứu một khi cùng hắn quyền đầu đụng nhau đứng lên, cái kia cỗ chuyên cần nghiên cứu tựa như là khoan điện một dạng trực tiếp quấn tới quả đấm đối phương bên trong. Quyền ý hung mãnh, sát khí ngập trời. Người điên vì võ tên tuyệt không phải là hư danh. Là quân lại là khí dồn đan điền, đối mặt bạch minh một quyền này, hắn cũng không nhượng bộ, lại đồng dạng cũng là một cái pháo quyền đập tới. Oanh một tiếng, mặt đất mãnh liệt chấn động. Là quân lập tức đạp đạp lui lại. Bạch Minh đem La Quân nhất quyền đẩy lui, Hắn trong mắt lóe lên sắc bén tinh quang, thầm nghĩ, không gì hơn cái này đi. Hắn lập tức thừa thắng xông lên. Nhưng La Quân cái này vừa lui lại là xảo diệu, hắn đầu tiên liền đem Bạch Minh chuyên cần nghiên cứu hóa giải, tiếp lấy rời khỏi một bước. Cái này vừa lui, vừa vặn liền đến Lý Văn Chiêu sau lưng. Bạch Minh không khỏi thất sắc, hắn mới hiểu được La Quân cái này vừa lui chính là là cố ý lui, mà lại có nhiều bí ẩn. La Quân vốn là ngồi, tình huống đối với hắn 10 phần bất lợi nhưng hắn cái này một lui ra ngoài, chẳng những hóa giải bạch minh pháo quyền. Đồng thời đạt tới qua tìm Lý Văn Chiêu phiền phức con mắt. Mà lại Giang Nam Nguyệt trong lúc nhất thời cũng mất đi cơ hội hạ thủ. Hết thảy đều tại trong chớp mắt. Là quân đến Lý Văn Chiêu sau lưng, hắn thiểm điện đưa tay đi bắt Lý Văn Chiêu phần gáy. Lý Văn Chiêu không khỏi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn vốn là cảm thấy mình là an toàn, làm sao biết trong nháy mắt, là quân thế mà thì ra tay với hắn. Lý Văn Chiêu chỉ cảm thấy phía sau hàn ý bước người, hắn biết nguy hiểm, lập tức thân thể hình xoắn ốc một ngồi sổm, liền muốn né tránh la quân một chảo này. Hắn tin tưởng như vậy một ngồi sổm, Bạch Minh thì có cơ hội tới cứu viện. Lý Văn Chiêu thân thể vừa ngồi sổm, la quân tay giống như là không cần đoán cũng biết một dạng, trực tiếp dưới giò xét. Lý Văn Chiêu không khỏi hãi nhiên thất sắc, hắn trong nguy cấp một trường vỗ hướng về phía trước ngồi trác mã. Liền muốn nhất trưởng đem trác mã giết, sau đó nhô ra một con đường máu. Có thể nhưng vào lúc này, là quân đã thoáng cái bóp bên trong hắn phần gáy. Tiếp theo, là quân liền đem Lý Văn Chiêu nhấc lên, trực tiếp nhấc lên. Cái kia Bạch Minh trong tay Hoàng Kim đâm chém tới, là quân liền cầm trong tay Lý Văn Chiêu hướng Bạch Minh đưa tới. Bạch Minh nhất thời bị quản chế, hắn cũng không thể như vậy đem Lý Văn Chiêu giết. Lý Văn Chiêu thế nhưng là đà chủ A, hắn trong nguy cấp, thân hình lóe lên, liền tránh đi Lý Văn Chiêu la quân nhất trưởng đem lý văn chiêu bổ đi ra lý văn chiêu liền hướng giang nam nguyệt bổ nhào qua giang nam nguyệt thân hình lóe lên lại là căn bản không quản lý văn chiêu nàng lại là xuất thủ chụp vào kiều ngưng bạch minh cũng hướng la quân đánh giết mà đến trong tay hắn hoàng kim đâm như điện quang hướng la quân thái dương huyệt đâm tới la quân cười lạnh một tiếng đột nhiên một chân mạnh mẽ đập mạnh nhất thời mặt đất mì sợi tích sụp đổ những cái kia gạch vỡ trực tiếp rơi xuống lầu một bạch minh dưới chân không còn, hắn hoàng kim đâm lập tức mất chính xác. Là quần chân trái bắn ra, chân phải một điểm, chính là một chiêu uất ức chân hướng bạch minh trái tim điểm tới. Cái này một cái xuất thủ, nhanh như thiểm điện, nhưng lại mây bay nước chảy, lần này điểm chúng, bạch minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch minh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, lập tức thiểm điện lui lại. Giang Nam Nguyệt dưới chân không còn, nàng lại là cấp tốc dẫm ra một bước, ổn định thân hình. Đồng thời, Tay nàng đã đè vào kiều ngưng đầu vai. Kiều ngưng rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, có thể nàng lại không kịp làm ra phản ứng. Lúc này, kiều ngưng trong lòng chợt lạnh. Liền cũng tại lúc này, Giang Nam Nguyệt cảm thấy đầu vai trầm xuống, lại là La Quân đã đặt tại nàng trên đầu vai. Thu tay, La Quân cười lạnh một tiếng, nhất thời, một cỗ to lớn điện lưu hướng Giang Nam Nguyệt thân thể đánh giết tới. Giang Nam Nguyệt hãi nhiên, nàng lập tức vận chân khí chống cự. Đồng thời thân hình lại lóe lên, cấp tốc đào thoát La Quân bàn tay. La Quân liền dẫn Kiều Ngưng cùng Trác Mã vọt đến một bên khác. Giang Nam Nguyệt trở về từ cõi chết, nàng liền cảm giác toàn thân một mảnh tê dại. Giờ này khắc này, Giang Nam Nguyệt trong mắt tràn đầy kinh hãi. La Quân y nguyên mây trôi nước chảy, hắn nhìn nói với Giang Nam Nguyệt, "Giang Nam Nguyệt, ta nhìn ngươi là mỹ nữ, tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi mang theo người người đi thôi." lần sau nếu như còn dám đến quấy rối ta đừng trách ta đại khai sát giới bạch minh tràn đầy không cam lòng nhưng hắn lúc này cũng không dám chủ động xuất thủ lúc này bạch minh không thể không thừa nhận hắn cũng không phải la quân đối thủ ngẫm lại vừa rồi tràng cảnh người ta lấy một đối ba còn là đang ngồi tại đồng thời muốn bảo vệ hai cái nhược nữ tử có thể chính mình ba người này lại là thương tổn thương tổn lui lui tranh lệch này thật sự là quá lớn la quân đấu pháp tại cuộc chiến đấu này bên trong bị bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế hắn vốn nên là ở vào tuyệt đối hạ phong nhưng bạch minh lại là vượt lên trước nhất quyền cái này một pháo quyền là khi dễ la quân chính là là đang ngồi thế yếu la quân thừa cơ hóa giải cũng lui lại cái này là la quân đấu pháp chỗ cao minh biểu hiện mà lý văn chiêu hình xoắn ốc trầm xuống cũng là tại la quân trong dự liệu nói cách khác lý văn chiêu chiêu tiếp theo không có thi triển đi ra La Quân đã trôn xong phục bút ở nơi nào chờ lấy Lý Văn Chiêu. Lý Văn Chiêu không đến mức tại La Quân trước mặt yếu như vậy, chỉ tiếc hắn nhất tâm muốn chỉ hoãn thời gian dựa vào Bạch Minh cho nên bị La Quân cấp tốc chế phục. Tới nỗi sau cùng, La Quân một cái rậm chân kia càng là tác phẩm của thần. Bởi vì đây là lầu 2, cho nên La Quân liền có thể làm như thế. Một cái rậm này chân không chỉ có tranh thủ thời gian hóa giải Bạch Minh sát chiêu, hơn nữa còn để Giang Nam Nguyệt tốc độ chậm một cái trước mắt cũng là cái này một cái trước mắt là Quân đã tính trước kỹ càng lúc này Lý Văn Chiêu đã thụ thương Giang Nam Nguyệt trầm ngâm nửa ngày về sau liền vung tay lên nói ra chúng ta đi nàng đồng thời để Bạch Minh đi đỡ Lý Văn Chiêu đợi một chút là Quân bỗng nhiên nói ra Giang Nam Nguyệt trong lòng cả kinh lại là không biết là Quân muốn làm gì nếu như lúc này là Quân muốn đuổi tận giết Việt bọn họ rất khó may mắn thoát khỏi. Thân là Thánh Long cửa trưởng môn đệ tử, Giang Nam Nguyệt đối đương Kim Thiên Tử đều không có cái gì e ngại, nhưng giờ khắc này, trong nội tâm nàng thế mà sinh ra hoảng sợ tâm tình. La Quân từ tốn nói, người nhẫn nại cùng dễ dàng tha thứ là có hạn, cái này là các ngươi lần thứ ba tìm ta phiền phức. Ta ba lần đều không có đuổi tận giết tuyệt, cái này cũng không đại biểu ta kiêng kỵ các ngươi Thánh Long cửa. Chẳng qua là làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Nếu như các ngươi lần sau còn dám đến, ta cam đoan tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một xong. Hắn đón đến, nói ra, nhớ kỹ, lần sau nếu như muốn xuất thủ, nhất định muốn chuẩn bị đến không có sơ hở nào. Ta không có nhiều như vậy công phu cùng các ngươi chơi. Tốt, Giang Nam Nguyệt gật gật đầu, nàng tâm tư là phức tạp, là quân biểu hiện ra thực lực cùng tự tin để cho nàng sợ hãi. Sau đó, Giang Nam Nguyệt một đoàn người cấp tốc rời đi. La Quân bên này cũng tính tiền hoàn tất, sau đó liền theo ra tử lâu. Còn tử lâu tổn thất, La Quân cũng bồi, dù sao hắn không quan tâm tiền. Ra tử lâu về sau, thời gian còn sớm. La Quân cảm thấy cưỡi ngựa quá mệt mỏi, liền đề nghị đi làm một lượng hào hoa xe ngựa to, mời cái xa phu đến đi đường. Người sống chính là muốn sẽ hưởng thụ mà. Kiều Ngưng tự nhiên là lại đồng ý bất quá. Trác Mã là hết thảy đều nghe La Quân nàng đối la quân là càng phát ra sùng bái chính là cảm giác tại la quân bên người cũng là trời sập xuống còn không sợ xe ngựa muốn đi mã hành bên kia mua la quân mua ngựa xe rất không tệ bên trong cách tầng còn để đặt băng khối đợi ở bên trong chính là theo mở điều hòa một dạng đương nhiên xe ngựa này giá cả cũng là rất lợi hại khả quan mua xong xe ngựa thuê xe tốt phu la quân bọn họ thì tiếp tục lên đường La Quân hiểu được từ nơi này đến thủ đô Biện Kinh còn có 3.000 dặm đường. Đoạn đường này quá khứ, chỉ sợ cũng phải cái 10 ngày qua mới được. Đây là nhanh. Đương nhiên, qua Biện Kinh còn có đầu đường thủy, đi đường thủy cũng nhanh nhiều. Nhưng La Quân lại là không đi đường thủy, hắn mặc dù bây giờ cảm thấy mình rất nghiêu bức. Nhưng hắn cũng biết, cao thủ lợi hại hơn nữa đều là có chút sợ trên không chung cùng trong nước. Đi đường thủy vạn vừa gặp phải Thánh Long cửa phục kích, rất dễ dàng liền bị cạo chết. Cho nên, tại thế giới Bao La bên trong thường xuyên sẽ đối với cái kia hóa thần cảnh cao thủ có một cái hình dung từ. Lục địa chân tiên, ý tứ chính là như vậy cao thủ, trên đất bằng căn bản là vô địch, căn bản là không ai có thể đem cạo chết. Là lục địa chân tiên, lại không phải trong nước chân tiên. Xe ngựa một đường tiến lên, trên đường phải đi qua bảy tòa thành thị, còn có thật nhiều quan đạo. Mà lại, có đôi khi còn muốn đi vòng bởi vì cũng không phải là sở hữu đường đều có thể cho xe ngựa qua lại la quân đi tới nơi này cùng loại cổ đại mãng hoang cảnh về sau cái kia cũng coi là hoàn toàn cảm nhận được giao thông không cầu tiêu mang đến thống khổ chí ít ở trên trời châu đó còn là có thể bay tại thế giới bao la bên trong không biết bay còn có thể đi máy bay ngàn dặm vạn lý vậy cũng là một ngày sự tình nhưng là nơi này lại không được chỉ có thể như thế thoải mái nhàn nhã tiếp nhận Kiều Ngưng có phần có chút buồn bực, nàng ở trên xe ngựa nói với La Quân, ta cũng không biết ta tới nơi này có làm được cái gì. La Quân vừa cười vừa nói, đến để ngươi hưởng thụ A, à, ngươi nhìn hiện tại, chơi cũng không cần ngươi làm. Cái ta đến đánh, ngươi thì phụ trách ngồi một bên liền có thể. Kiều Ngưng khó chịu nhất chính là điểm này, nàng nói ra, trước kia đều là ta bảo kê ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta cảm thấy bảo kê ngươi cảm giác muốn so ngươi bảo bọc ta đến tốt. Kiều Ngưng nói ra, biệt khuất. La Quân nói ra, muốn là có thể, ta hy vọng trong thiên hạ, bất kỳ người nào đều không có pháp thuật. Lời như vậy, ta cũng có thể cùng Thần Đế xưng huynh gọi đệ. Ngươi hãy nằm mơ đi thôi." Kiều Ngưng trợn mắt chừng một cái. Nàng sau đó còn nói thêm, "Đúng, ngươi nhiều lần tại Thánh Long cửa người bên kia trước mặt bày ra thực lực, lại không chém tận giết tuyệt. Đây là ý gì, coi là Thánh Long môn nhân hội cứ như vậy tính toán?" vẫn là nhắc nhở bọn họ lần sau đến mạnh mẽ điểm. La Quân sướng sờ sướng sờ, sau đó nói, thực ta có ý tứ gì đều không có, cũng là cảm thấy còn không có muốn giết người tâm tư thì thả. Tốt ha, xem như ngươi lợi hại, Kiều Ngưng cũng giật mình thoáng cái, sau đó nói. Đây là một loại vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, cũng là La Quân đối chính hắn tu làm một loại tuyệt đối tự tin. Tựa như là thần đế một dạng, thần đế sẽ quan tâm người nào người nào người nào ở sau lưng làm âm mưu quỷ kế sao? Sẽ không để ý. La quân hiện tại cũng là như thế này một loại tâm tính. Lúc này La quân hẳn là có mị lực nhất, liền xem như kiều ngưng tại ở sâu trong nội tâm cũng là có chút nho nhỏ sùng bái. Ở trên trời châu thời điểm, luôn luôn đều là kiều ngưng danh tiếng vượt trên La quân tới. Mấy ngày nay ở chung, La quân cùng kiều ngưng lẫn nhau đều không nhắc qua tại hải sự tình. Núi lửa bạo phát trước, la quân coi là hẳn phải chết không nghi ngờ hắn đem cảm tình cũng đi theo bạo phát xúc động phía dưới hôn kiều ngưng kiều ngưng lúc ấy cũng là như thế ý nghĩ chỉ là xấu hổ lại là hai cái thế mà cũng chưa chết giữa bọn hắn không phải nói liền không có cảm tình chỉ bất quá kiều ngưng là tâm cao khí ngạo người nàng cũng không nguyện ý chen chân la quân thế giới tình cảm nàng biết la quân còn có tư đồ linh nhi cũng biết la quân bởi vì lạc ninh chết sẽ không muốn lại có mới cảm tình Kiều Ngưng cũng vô pháp tưởng tượng nàng nếu là cùng với La Quân, này sẽ là như thế nào xấu hổ. Kiều Ngưng cảm thấy cứ như vậy lấy bằng hữu danh nghĩa ở chung, đó là thoải mái nhất cùng tự tại. La Quân cũng nghĩ như vậy. Như vậy hiện tại, hai người thì đều ngầm hiểu lẫn nhau, lại không sách chuyện xưa. Coi như đó là một lần không cẩn thận hóc môn sao động đi. Đoạn đường này hướng kinh thành mà đi, liên tục trong 6 ngày, đường tắt thiên sơn vạn thủy, lại quả thật là một đường tính. Bất quá, là quân nhưng lại không biết là, già Lam Vương cái danh xưng này trong giang hồ đã lặng yên truyền ra. Tuy nhiên Thánh Long cửa cao tầng cũng sẽ không qua tuyên truyền chuyện này. Nhưng trên đời từ trước đến nay không thiếu khuyết ưa thích truyền lại bát quái người, đây là từ xưa đến nay vĩnh viễn sẽ không cải biến. Trên giang hồ đều truyền một cái được xưng giả Lam Vương cao thủ tu vi siêu phàm nhập thánh. Mà lại, giả Lam Vương trong tay còn có Long Vương bảo tàng. Thánh Long cửa mấy lần xuất động cao thủ, sau cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Thánh Long cửa những năm gần đây xuôi gió xuôi nước, bọn họ cũng là hoạt diêm vương. Bọn họ muốn làm sự tình, không có không làm được. Là quân cầm Long Vương bảo tàng, lại liên tục đánh bại Thánh Long cửa cao thủ. Thánh Long cửa liền xem như không vì Long Vương bảo tàng, chính là vì chính mình danh dự, chuyện này cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Nhưng Thánh Long cửa lần này cẩn thận, bọn họ không có khả năng lần nữa tiếp nhận thất bại mỗi lần xuất thủ nhất định phải nhất kích phải chúng thánh long trong môn bộ cao tầng mở mấy lần hội nghị khẩn cấp đó là cái tuyệt đối khó giải quyết sự tình triều đình đối phó thánh long cửa có phần khó đối phó bởi vì thánh long cửa là trưởng khống kinh tế còn cùng triều đình quan lớn cấu kết cùng cái kia nhiếp chính vương đều có nói không rõ ràng quan hệ thánh long cửa tuy nhiên cường hãn vô cùng nhưng cầm một cái la quân nhưng cũng là không có quá dễ làm phương pháp Thánh Long cửa tuy nhiên cao thủ như mây, nhưng lại rất khó tìm ra mấy cái có thể địch nổi La Quân cao thủ. Quan trọng hơn là, lần này bọn họ không muốn thất bại nữa. Cho nên chuyện này là rất lợi hại cần châm trước lại châm trước. Thánh Long trong môn còn có một số bất thế gia cao thủ, nhưng là địa vị, thân phận cũng rất cao. Thánh Long cửa những cao tầng đó căn bản là làm không động này một số người. Những cao thủ này đều là Thánh Long cửa nguyên lão cấp bậc nhân vật các cao tầng thậm chí cũng không dám kinh động những nguyên lão này nhóm. Cái này trong vài ngày, Thánh Long cửa các cao tầng muốn vô số kế sách. Hạ độc, bắt cóc, điệu hổ ly sơn các loại. Nhưng cuối cùng đều không có một cái nào hảo kế hoạch. Thánh Long trong môn, trưởng môn Lâm Triệu Nam vẫn luôn đang nghe tuyết trong các không hỏi thế sự. Bây giờ quản sự là Lâm Triệu Nam đại đệ tử Tiêu Nam. Tiêu Nam Tu Vi đã là thiên nhân cảnh, nếu như hắn xuất thủ, khẳng định là có rất lớn phần thắng có thể tiêu nam cũng không có tuyệt đối phần thắng, hắn cũng khinh thường tại mang theo cao thủ vây công la quân. Mà lại, làm thánh long cửa bây giờ dẫn đầu đại ca. Loại sự tình này đều muốn hắn tới ra tay, cái kia thánh long tiếng cửa nhìn cùng trưởng khống lực sẽ để cho người trong giang hồ hoài nghi cùng chế nhạo. Sau cùng, tiêu nam nhị sư đệ diệp hoan hướng tiêu nam hiến kế, sư huynh. Tiêu nam mấy ngày nay đang yêu sầu, diệp hoan đến đây, hắn cũng không dễ sụ mặt, liền nói ra, sư đệ, người có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần che che lấp lấp. Diệp Hoan nói ra, sư huynh, chuyện này đã không được kinh động nguyên lão, ngài cũng không dễ tự mình xuất thủ, người sư đệ kia ta ngược lại thật ra nghĩ biện pháp. Tiêu Nam nói ra, há, biện pháp gì? Hắn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tiêu Nam năm nay khoảng 40 tuổi, hắn tướng mạo đứng đắn, trường thân ngọc lập, xem xét cũng là nhẹ nhàng quân tử. Mà lại chỗ hắn sự tình vô cùng trầm ổn, những năm gần đây, Thánh Long cửa có thể phát triển đến trình độ như vậy, hắn công lao là rất lớn. Muốn tiêu diệt Già Lam Vương, Thánh Long cửa không phải là không có cao thủ. Nhưng đến Già Lam Vương cái này tu vi, nếu như hắn muốn chạy trốn, bằng vào những cao thủ này là rất khó ngăn cản lại Già Lam Vương. Tiêu Nam cũng không ngốc, hắn đã dự đoán đến Già Lam Vương tu vi chỉ sợ cũng thiên nhân cảnh. Một cái thiên nhân cảnh cao thủ đến có bao nhiêu khó giết, trong lòng của hắn là nắm chắc. Đây chính là Tiêu Nam Nan đề. Muốn tìm ra đem thiên nhân cảnh cao thủ nhất kích tất sát biện pháp đến, rất khó khăn. Diệp Hoan thần thần bí bí, hắn nói ra, sư huynh, chúng ta có thể đi nhờ người ngoài a. À? Ngoại viện, Tiêu Nam khẽ nhíu mày, nói ra, có ý tứ gì? Những năm gần đây, Thánh Long cửa như mặt trời giữa trưa, còn thật không có nhờ người ngoài loại này khái niệm. Diệp Hoan nói ra, sư huynh, ngươi là có hay không còn nhớ rõ một người Người nào?" Tiêu Nam hỏi. "Thần," Diệp Hoan nói ra. "Thần?" Tiêu Nam hơi kinh hãi. "Thần người này," Tiêu Nam đương nhiên biết, Tiêu Nam còn biết, thần chính là một tên sát thủ, hắn trong giang hồ quỷ thần khó đoán, cũng không có người biết hắn tên gọi là gì. Chỉ biết là hắn tự xưng là thần. Thần cảnh giới đã đến rơi xuống Bạch Hổ chi cảnh, hắn ngay cả sư phụ đều không để vào mắt. Đã từng phóng nhãn qua muốn khiêu chiến sư phụ, đáng tiếc sư phụ một mực không để ý đến. Tiêu Nam nói ra, nếu để cho thần xuất thủ, hắn có thể giết già Lam Vương, thì là tốt nhất. Coi như giết không được, chúng ta cũng coi là thế sư cha biết rõ ràng cái này thần tu vì đến có bao nhiêu lợi hại. Tốt, tốt kế. Đây là đại ly quốc trung tuần tháng 10. Lúc đầu khí trời còn tại nóng bước bên trong, chưa hôm nay lại đột nhiên mưa to. Là quần đám người đã là xuất hành ngày thứ 8, cự ly này thủ đô biển kinh cũng chỉ có 500 dặm lộ trình. Bọn họ vốn là tại trên quan đạo, quan đạo bốn phía lại là đồng ruộng cùng rừng cây, bên kia còn có một đầu cự đại hồ bạc. Hồ bạc bị cái này mưa to sông lên xoát, bên trong nhơ bẩn cuồn cuộn, nhìn thì theo hoàng hà giống như. Xa xa xem xét, hồ này có loại đại hải đã thị cảm. Quan đạo phía trước có một điều câu cừ, cống rãnh bên trên điều khiển cầu. Xe ngựa đến cầu trước mới phát hiện cầu đã đổ sụp. Đối mặt tình cảnh như thế, xe ngựa tự nhiên là không qua được. Con ngựa bị mưa to rồi, cũng là nôn nóng bất an, liên tiếp tê minh. Mã phu kia lão triệu rèm xe vén lên tử, nói ra, là công tử, hai vị cô nương, cái này mưa to, cầu cũng sập, sợ là không có cách nào đi đường. Là quân nói ra, há, vậy ngươi thì tìm một chỗ tránh mưa đi. Lão triệu nói ra, bên kia có phiến rừng cây, chúng ta qua rừng cây chỗ nào tránh mưa, công tử ngài thấy thế nào. Là quân nói ra, tốt. Sau đó, lão triệu đánh xe hướng rừng cây chỗ mà đi thông hướng rừng cây đường cũng không phải là quan đạo bởi vậy rất là vũng bùn con ngựa kéo xe kéo đến rất là cố hết sức đúng lúc này la quân trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia vi diệu cảm giác hắn sắc mặt hơi đổi một chút làm sao kiều ngưng lập tức phát giác được la quân biến hóa liền hỏi thánh long môn xuất thủ la quân nói ra lần này tới một cái tuyệt đỉnh cao thủ không dưới ta kiều ngưng lập tức biến sắc nàng nói ra vậy ngươi định làm như thế nào có thể muốn ủy khuất một chút người cùng trác mã. La Quân nói ra, nói thế nào, Kiều Ngưng nói ra. La Quân nói ra, ta đi đối phó cái này tuyệt đỉnh cao thủ thời điểm, bọn họ sẽ đến bắt người cùng chắc mã. Đến lúc đó, các ngươi không nên phản kháng, chỉ cần ta không chết, bọn họ không dám đem bọn người thế nào. Ngóa, Kiều Ngưng nói ra, nàng cùng với La Quân thời gian lâu dài, mưa dầm thấm đất, cho nên cũng sẽ nói dựa vào chữ. La Quân nói ra, người đừng lo lắng ta sẽ dùng khí thức khóa chặt ngươi rất nhanh liền tới cứu các ngươi ngươi chính là cái vương bát đản kiều ngưng rất là khó chịu lúc này xe ngựa tại rừng cây trước dừng lại la quân cũng liền xuống xe ngựa trước đó phương vũng bùn trên đường liền xuất hiện một người người kia mang theo mũ rộng vành toàn thân áo đen mũ rộng vành rất thấp khiến người ta thấy không rõ lắm hắn bộ dáng người này đi rất lợi hại chậm chạp nhưng trong nháy mắt liền đến đến la quân trước mặt trời mưa rất lớn nhưng này giọt mưa đến người mặc áo đen này trước mặt lại tự nhiên mà vậy bị bắn ra la quân đứng tại chỗ không nhúc nhích hắn vẻ mặt nghiêm túc phải nói trước mắt người này là la quân gặp được võ đạo tu vi mạnh nhất một cái quả nhiên cái này mãng hoang cảnh chính là cổ nhân thế giới dùng võ thịnh hành trong này võ giả mức độ là muốn cao hơn thế giới bao la la quân hít một hơi thật sâu sau đó hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, người cư nhưng đã tu luyện tới rơi xuống Bạch Hổ cảnh giới. Rơi xuống Bạch Hổ, toàn thân không lông, khóa lại tinh nguyên, tuyệt không tiết ra ngoài. Đây là đạo ra bên trong tu luyện tầng trên cùng công phu. Người áo đen kia chính là trong truyền thuyết sát thủ Chi Vương, thần. Thần ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, La Quân thấy rõ ràng cái này thần hình dạng. Hắn nhìn chừng 30 tuổi, không có lông mày, không có sợi dâu, ánh mắt hắn ôn nhuận, tựa như là hai khỏa đan hoàn. Thần cũng đang đánh giá La Quân. Ngươi, thần mở miệng nói ra, ngươi là rất cường đại đối thủ, ngươi tu vi cũng đã đến lớn nhất mượt mà cảnh giới, người ta ở giữa, công lực tương xứng. Muốn phân cao thấp, cũng chỉ có thể xem ai đấu pháp càng hơn một bậc. La Quân từ tốn nói, ngươi cũng không phải là Lâm Triệu Nam, ngươi là Thánh Long môn bên trong người nào. Thần nói nói, ta cũng không phải là thánh long môn người, ta là sát thủ, mục đích chính là muốn tới giết ngươi. La quân nói ra, ngươi cảm thấy, ngươi giết ta. Thần nói nói, ta muốn giết người, chưa bao giờ thất thủ qua. La quân cười một tiếng, nói ra, có lẽ hôm nay, ngươi muốn thất thủ. Thần nói nói, sẽ không. La quân lại không nói nhảm, hắn hít sâu một hơi, tiếp lấy ngón chân trên mặt đất nhất động, cả người trong nháy mắt thì động là quần khí thế bạo phát đi ra đại thánh trùng thiên khí núi lửa bạo phát tiếp theo hắn thân thể cất cao lại nhất trưởng lật một cái liền hướng thần não túi vỗ tới kiều ngưng cùng trác mã một mực đang trong mưa quan sát mà lại bốn phía còn có cao thủ tồn tại ngay cả tiêu nam cùng diệp hoan còn có thủ hạ cao thủ đều tới dạng này cao thủ đánh nhau cơ hội bọn họ sẽ không bỏ qua ra vẻ thế vẫn luôn cùng cơn mưa gió này dung hợp lại cùng nhau chính là thiên địa không rõ một thể. Trời cùng đất, cùng thần thành làm một thể, không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể tìm ra. Nhưng là la quân biến hóa này, đột nhiên liền đến thần trước mặt. Mọi người liền cảm giác la quân tựa hồ đột nhiên thành che trời cự nhân, hắn một trưởng vỗ hướng thần, lại là đại nhân chụp về phía tiểu hai tử. La quân khí thế bạo liệt, trong nháy mắt liền đem mưa kia nước trôi đến lộn xộn hắn tức giận cũng đem ra vẻ hơi thở hoàn toàn xông loạn thiên địa không rõ khí tức trực tiếp bị La Quân phá vỡ. Giết người trước trừ bỏ khí thế. La Quân lần này là gặp được tránh thức lực lượng ngang nhau đối thủ, hắn cũng không có khinh địch, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Trên đời này, nếu luận mỗi về võ đạo chi lực có thể làm cho La Quân toàn lực ứng phó người thực sự không nhiều. Chỉ bằng điểm này, thần cũng nên vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tốt khí thế cường đại, thật cường hãn trưởng lực, thần nhất thời tê cả ra đầu, hắn lần thứ nhất cảm nhận được cường đại như vậy công kích. Dạng này công kích quá mức bạo liệt, tựa như là bàn cổ khai thiên một dạng lực lượng. Bất kỳ lực lượng nào tại dạng này lực lượng trước mặt, đều là yếu ớt. Đây mới thực sự là bạo lực A. Lúc này mọi người liền cảm giác La Quân chính là quái vật khổng lồ, hắn là tại bạo lực nghiền ép thần. Thần nao nao, sau đó, hắn ngẩng đầu. Ngẩng đầu một cái chớp mắt, cái kia mũ rộng vành hình xoắn ốc sông lên, mũ rộng vành biên giới như sắc bén đao tử cắt vào la quân cổ tay. Càng nguy hiểm hơn là, mũ rộng vành đột nhiên như vô cùng tấm màn đen đem la quân trước mắt che kín. Tiếp theo, ra vẻ hơi thở cũng bạo phát. Oanh! Đây là một cỗ giám cách thiên hạ mệnh khí thế. Thần thân thể cũng đột nhiên lớn mạnh, toàn thân hắn khí huyết ngưng tụ thành một đoàn, tiếp lấy nhất quyền tuôn ra. Cái kia mũ rộng vành che kín la quân ánh mắt, mà thần quyền đầu từ mũ rộng vành bên trong phá giết mà ra, chính là thần lai chi bút. Cái này một cỗ quyền lực lượng cường hãn đến khủng bố cảnh giới. Là quân ngưng thần, hắn trong nháy mắt biến trưởng thành quyền, dưới thân thể chìm. ầm ầm song quyền đụng vào nhau, mặt đất kia nhất thời chấn động mạnh một cái. Là quân lui lại một bước, thần cũng lui lại một bước. Thân thể hai người bên trong khí huyết tại cái này một cái chớp mắt tuôn ra đứng lên, tựa như là bình tĩnh mặt hồ ném vào một cái bom là quân tu luyện huyết yêu huyết mạch, lực lượng mạnh như thế lớn. Nhưng giờ phút này hắn lực lượng lại là cùng thần tương xứng. Bởi vậy có thể thấy được, thần tướng nội lực là tu luyện tới kinh khủng bực nào cảnh giới. Thần nói không sai, bằng vào nội lực, hai người là tương xứng. Muốn phân cao thấp, nhất định phải xem ai đấu pháp càng thêm lợi hại. Bất quá cũng chính là một cái chớp mắt, hai người liền đem thân thể khí huyết chấn áp xuống dưới, trong nháy mắt cũng là giang sơn như họa, ngươi hẳn phải biết phía sau ngươi hai nữ nhân nhất định là muốn bị bắt đi. Thần đột nhiên mở miệng nói chuyện, hắn đón đến nói ra, ta luyện quyền nhất sinh lần thứ nhất gặp được ngươi dạng này đối thủ. Lúc đầu người ta là ai đều đánh không chết người nào. đáng tiếc người lòng có lo lắng, cho nên hôm nay người hẳn phải chết. Ta có thể đem loại người như ngươi đánh chết, luyện quyền cả đời liền cũng coi là không có tiếc nuối. La Quân lập tức cũng cảm giác được có người da đen tại chiều kiều ngưng cùng trác mã tới gần. Thần không nhúc nhích, hắn tại cảm ứng hết thảy, làm hắn cảm thấy bất ngờ là, cho dù là kiều ngưng cùng trác mã bị bắt. Nhưng la quân nhịp tim đập nhưng không có tăng tốc một tia, hắn giống như không có chút nào quan tâm. Người quá coi thường ta, la quân từ tốn nói, chỉ cần ta không chết, không ai dám thương tổn các nàng. Không phải vậy lời nói, trong thiên hạ này bất kể là ai che chở, ta đều muốn đem bọn hắn giết sạch sành xanh ta dám đắc tội thánh long môn, thì sẽ không nghĩ không ra hôm nay. Ta dám như thế khinh thường, cũng là biết, thiên hạ này, không người là đối thủ của ta. Người phán đoán, lần này sai lầm, thần nhãn thần có một tia phức tạp. Là quân nói ra, có hay không sai lầm, trong lòng ngươi là rõ ràng. Ngươi không dám chủ động tiến công, điều này nói rõ trong lòng ngươi còn có lo lắng. Nhưng, ta dám. Hắn sau khi nói xong, liền lại lần nữa ra tay la quân bỗng nhiên bạo giống một thân hắn tiến lên trước một bước toàn thân khí huyết nâng lên tới trên thân mạch máu giống như là con run một dạng quấn quanh lấy hắn cơ hồ cũng là lóe lên ở giữa đến thần trước mặt tiếp theo hắn đầu vai như đại thương một dạng hung hăng đâm về thần ở ngực cái này va chạm chi lực chính là cả thân thể lực lượng nhanh hung ác mãnh liệt đây là la quân đem lực lượng vận dụng đến sử dụng tốt nhất thần chỉ cảm giác bóng người trước mắt lóe lên hắn bị kinh ngạc đối thủ tốc độ quá nhanh trong nguy cơ thần thân hình cũng động hắn thân thể lướt ngang la quân liền cảm giác trước mắt giống như xuất hiện bóng trồng một dạng đây là thần tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện cùng loại với la quân di hình hoán ảnh thần khó khăn lắm tránh đi la quân cái này va chạm nhưng hắn nhanh la quân càng nhanh la quân di hình hoán ảnh bước ra tiếp lấy cầm long thủ chụp vào thần thủ cổ tay thần lập tức cảm giác được la quân năm ngón tay tựa như là long móng vuốt hung hăng chộp tới. Lần này bắt chúng, cả cánh tay đều muốn bị phế bỏ. Thần bỗng nhiên năm ngón tay co rụt lại, tiếp lấy cả cánh tay mềm nhũn. Cánh tay mềm xuống dưới, nhưng tốc độ lại đề lên. La quân năm ngón tay một chút bắt chúng, lập tức cũng cảm giác được tay mình giống như là bắt được lươn một dạng, trơn chưa tới cực điểm. Mất thăng bằng, đối phương tay đã chạy thoát. Mà lại ngay sau đó, thần thủ lập tức phản bắt bắt tới. Hai người ngắn ngủi ở giữa giao thủ, coi là thật cái là hung hiểm tới cực điểm. Là quân đối mặt thần cầm nã thủ, hắn thủ đoạn chìm xuống, tiếp lấy ngón tay nhẹ nhàng một điểm. Một chiêu này chính là phi long tại thiên, tựa như là một người đối mặt công kích nhảy xuống đài cao, sau đó đột nhiên lại chui lên qua. Là quân cổ tay trầm xuống, lại cổ tay khẽ đảo, tiếp lấy ngón tay búng một cái, tựa như một đạo lợi kiếm điểm đâm về thần thủ mạch. Lần này điểm vô cùng tinh chuẩn cùng xảo diệu. Thần cũng bị kinh ngạc, hắn thân thể trầm xuống, hư lui một bước, cấp tốc thoát ly La Quân cái này gảy ngón tay một cái. Thông bố truyền quyền, thần hư lui một bước về sau, lập tức lại giơ vuốt tiến lên, liền đem La Quân cánh tay một quấn. Cánh tay hắn bên trên ám kình bừng bừng phấn chấn, tựa như nhỏ bé kim châm một dạng. Chỉ cần hắn quấn chúng La Quân cánh tay, ngay lập tức sẽ đem La Quân kinh mạch đâm bị thương thần cùng la quân đều là đấu pháp bên trong tuyệt đỉnh vương giả hai người đều có thẳng tiến không lùi dũng khí như vậy đọ sức nhìn bất động thanh sắc trên thực tế đã là mạo hiểm đến cực hạn la quân tự nhiên cũng đã biết thần cái này thông bối triển quyền lợi hại hắn thủ đoạn liên tục quất ba lần cái này liên tục ba lần theo thứ tự là tiểu kéo tơ đại kéo tơ bên ngoài kéo tơ tựa như là đối mặt một đoàn đai dối lại có thể chuẩn xác tìm tới đầu sợi trong nháy mắt tiện tay rút ra thần liên tục biến hóa, sau cùng lại đều bắt cái khoảng không. Triền ti thủ, là quân vận dụng ra bát quái trưởng bên trong triền ti thủ. Đại triền ti, tiểu triền ti, bên ngoài quấn, bên trong quấn. Là quân công phu đại thành, bất luận cái gì trưởng pháp, công phu hắn đều có thể tiện tay nhặt ra. Bát quái trưởng tinh diệu ảo nghĩa hắn cũng là hoàn toàn biết được. Cái này mấy lần triền ti xảo diệu tới cực điểm, trong ngoài khoảng chừng quấn tới, liền để cho thần như rơi vào trong lưới thần nhất sáng bị la quân quấn chúng, la quân hai tay cùng móng tay có thể trong nháy mắt phá hư thần kinh mạch, loại này thương tồn tại bình thường còn không tính là gì, nhưng trong chiến đấu một khi bị phóng đại, đó chính là chí mạng. Cho nên thần cũng là phá lệ ngưng trọng. Hắc, thần đột nhiên chìm quát một tiếng, hai tay của hắn hướng xuống trầm xuống, trong tay kết cái liên hòa ấn. Tiếp lấy ngón tay lại một túm, mạnh mẽ bạo. Trong lửa gót sen, la quân bị kinh ngạc. Cái này một cái chớp mắt, thần thi triển ra đạo giáo bên trong lợi hại nhất thủ ấn, như đến mệnh ta do ta không do trời, liền có thể trong lửa cắm gót sen. Cái kia bỗng nhiên một vụ nổ, tuy nhiên không thấy tránh thức gót sen hỏa, nhưng này một cái chớp mắt nhiệt độ lại có thể đem la quân cổ tay kinh mạch đâm bị thương. Tựa như là la quân trong tay chính là triền ti, mà trong lửa gót sen liền có thể đem những này triền ti dẫn đốt cũng đốt cháy. La quân lúc này nhất định phải lui lại, tránh tránh mũi nhọn. Không phải vậy lời nói, hắn nhất định phải thụ thương, nhưng hắn như lui chính là tiên cơ mất hết, tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa chiến đấu, một khi mất tiên cơ, đó cũng là chí mạng. tại cái này điện quang thạch hỏa hào điên ở giữa thắng bại ngay tại một cái trước mắt. lúc này la quân vẫn không có lui, hắn thân thể hơi 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 cong, lại là một chiêu rất mực khiêm tốn. đồng thời hai tay của hắn hơi hơi bên ngoài lật tiếp lấy cúi đầu, bỗng nhiên thở ra một hơi tới, tuyệt đỉnh cao thủ nắm thiết thành bùn bật hơi thành kiếm đó cũng không phải hư huyễn đã đối phương là trong lửa gót sen như vậy la quân liền muốn một cây kiếm khí đem chém chết cái kia một hơi phun ra chính là một đạo bạch khí hướng thần kim ấn sen bên trên chém tới thần bị kinh ngạc hắn cũng không khỏi bội phục la quân chiêu thức biến hóa chi diệu lại muốn đến một chiêu như vậy đến phá giải chính mình trong lửa gót sen thần bất đắc dĩ chỉ có thể cổ tay khẽ đảo tránh đi la quân kiếm khí hắn gót sen hỏa ấn nhiệt độ cũng liền lập tức hạ xuống qua la quân triền ti thủ cấp tốc lại quấn lên tới thần nhãn bên trong thất sắc hắn hỏa tốc lui lại liên tục giao phong thần đều bị la quân áp chế lúc này hắn không thể không lui la quân cũng không tiếp tục truy kích thần thân hình hắn định ngay tại chỗ thần rời khỏi hai bước sau cũng đứng nghiêm thân hình thần ngưng xem la quân hắn nói ra ngươi rất cường đại hôm nay ta như tiếp tục cùng ngươi xuất thủ người sau lưng sẽ tìm chuẩn cơ hội giết ngươi ta không nguyện ý mất đi ngươi đối thủ này ta lúc này trong lòng đã có cảm giác ngộ lần sau tất nhiên muốn cùng ngươi phân ra cao thấp la quân cười nhạt một tiếng nói ra ngươi còn có cảm ngộ vậy nói rõ ngươi còn chưa đủ bởi vì ngươi còn có tiến bộ không gian mà ta không ngươi ở chỗ này vẫn là rời đi ta cũng không đáng kể bọn họ muốn tới cùng ngươi cùng một chỗ hướng ta xuất thủ ta chưa nghĩ ra làm sao đối phó nhưng trong nội tâm của ta không rõ một mảnh lại là không có nửa cái chữ sợ thần sắc mặt hơi hơi biến hắn rốt cục nói ra hôm nay ta xác thực không bằng ngươi lần sau lần sau ta nhất định muốn cùng ngươi phân ra cao thấp hắn sau khi nói xong xoay người rời đi la quân cũng không để ý nữa thần hắn lấy lại tinh thần liền trông thấy diệp hoan mang theo một đám người áo đen đi ra đây đều là chăm chú chọn lựa hảo thủ mà kiều ngưng cùng trác mã cũng liền bị người áo đen cưỡng ép lấy những người áo đen này thân thủ tuyệt đối không yếu cho dù là la quân tu vi như vậy cũng không có khả năng ở trong tay bọn họ đem người yên ổn cứu ra kiều ngưng cùng trác mã đều bị nước mưa xối thấu diệp hoan đi ra nhưng tiêu nam lại không đi ra loại chuyện này thân là tổng đà chủ tiêu nam thật không có ý tứ đi ra cưỡng ép người thế chấp kêu giết tay giết người cái này đều có chút không đủ hào quang Mưa to xối đến kiều ngưng cùng chác mã con mắt đều nhanh không mở ra được, đám người này cũng liền đều không bung dù. Mưa tuy nhiên rất lớn, nhưng La Quân con mắt y nguyên sáng ngời mà có thần. Diệp Hoan nhìn về phía La Quân, hắn cười một tiếng, nói ra, già Lam Vương quả nhiên lợi hại, liền sát thủ chi vương thần tại trên tay ngươi bại lui. La Quân nói ra, những này nói nhảm, thì không cần phải nói. Ta khuyên ngươi, mau đem người thả. Diệp Hoan nói ra, già Lam Vương, chúng ta muốn cái gì, trong lòng ngươi rõ ràng. Thánh Long môn xếp nhiều người như vậy tại trên tay ngươi, chuyện này không có khả năng cứ như vậy tính toán. Ngươi đem Long vương tàng bảo đồ giao ra, ta liền đem ngươi hai nữ nhân thả. Sự tình liền dừng ở đây, từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. La quân liền đem cái kia ra dê tàng bảo đồ lấy ra, hắn nói ra, cầm lấy đi. Sau đó liền trực tiếp ném về phía Diệp Hoan. Diệp Hoan trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, hắn đưa tay tiếp được ra dê tàng bảo đồ. Diệp Hoan đem ra dê tàng bảo đồ cầm trong tay tinh tế giò xét, loại này ra dê đồ liền hỏa thiêu còn không sợ, tự nhiên cũng là không sợ bị nước xối. Hắn tinh tế giò xét một phen về sau, xác định này tàng bảo đồ chính là bút tích thực, liền cười một tiếng, nói ra, già Lam Vương quả nhiên là người thống khoái, thả người. Hắn sau khi nói xong, liền vung tay lên. Kiều ngưng cùng Trác mã được từ từ, các nàng cấp tốc hướng la quân bên này đi tới diệp hoan cũng liền dẫn người chuẩn bị rời đi la quân nói ra chờ một chút diệp hoan sắc mặt hơi đổi một chút hắn nhìn về phía la quân nói ra thế nào giả lam vương ngươi muốn đổi ý la quân nói ra cái kia ngược lại không đến nỗi bất quá ngươi đừng trách ta uy ngươi hiện tại ta đã khóa chặt ngươi khí thức ngươi nếu là thông minh lời nói liền đem ra dê tàng bảo đồ trả lại cho ta không phải vậy lời nói ta có thể cùng ngươi cam đoan ta nhất định sẽ giết ngươi diệp hoan thần sắc cứng đờ trong nháy mắt hắn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng diệp hoan nội tâm bốc lên ra một loại hoảng sợ đến hắn có rất ít loại này cảm giác sợ hãi cảm giác nhưng nhưng bởi vì la quân một câu nói kia liền cảm thấy sợ hãi diệp hoan hít sâu một hơi về sau tiếp lấy mỉm cười hắn nói ra nếu như ta chết lời nói như vậy phía sau ngươi hai nữ nhân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân nói ra, các nàng có thể hay không chết, đây không phải ngươi quan tâm sự tình. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, là đem tàng bảo đồ lấy đi lập công, vẫn là trả lại cho ta. Bởi vì ngươi một khi quay người rời đi, ngươi thì không có cơ hội lại đổi ý. Diệp Hoan Cương ngay tại chỗ. Trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến đứng lên, người khác uy, hắn có thể không xem ra gì nhưng là cái này già lam vương là liền thần đều có thể đánh lui người bị một người như vậy nhớ thương bên trên cái kia là tuyệt đối ác mộng đúng lúc này diệp hoan đột nhiên cảm giác được tiêu nam tại đi tới không được diệp hoan tâm niệm nhất động quyết định thật nhanh trả lại cho ngươi hắn cấp tốc đem ra dây tàng bảo đồ ném vào cho la quân la quân đưa tay tiếp nhận hắn mỉm cười nói ra các hạ là người thông minh diệp hoan trong lòng là có suy nghĩ Tiêu Nam vừa lên đến, hắn thì không tốt đem tàng bảo đồ trả lại cho La Quân. Đến lúc đó, Tiêu Nam là cầm tàng bảo đồ, công lao lớn nhất vẫn là Tiêu Nam. Mà chính mình lại đem Già Lam Vương làm mất lòng, loại này mua bán lỗ vốn, Diệp Hoan loại người thông minh này thế nhưng là sẽ không làm. Tiêu Nam trước khi đi mấy bước, hắn nhìn thấy tình hình này, sau cùng dừng bước lại. Bởi vì vì hết thảy đều đã không có ý nghĩa. La Quân cười ha ha tiếp lấy liền cùng kiều ngưng còn có trác mã lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi khởi động, mã phu kia sớm đã chạy mất tâm. La quân liền chính mình đánh xe. Rất nhanh, xe lại đến trước đó cầu kia sập chỗ. Không qua được, làm sao bây giờ? Kiều ngưng nhíu mày nói ra. Nàng đối với mới vừa rồi bị với tay sự tình không nhắc tới một lời, quá mất mặt. Trác mã một mặt lòng còn sợ hãi. La quân trước mắt phương, hắn khẽ nhíu mày, sau đó nói, ta có biện pháp. Con hàng này biện pháp rất lợi hại giản dị, hắn để Kiều Ngưng tới trước cầu đối diện. Kiều Ngưng một bước liền mang theo trác mã nhảy qua qua, Hai ba mét khoảng cách, cũng không tính là vung. Là quân trước giải khai một con ngựa, sau đó là quân đột nhiên một tay nắm lấy sau móng ngựa, một tay đứng vững bụng ngựa bộ. Tay hắn như có thiên quân chi lực, trong nháy mắt liền để cái này lập tức không có bất kỳ cái gì dễ dụa. Sau đó, là quân thì, nhảy qua qua. Một màn này kinh hãi thế tục, nhìn chắc mã đều mắt trợn tròn. Kiều ngưng cũng là hít sâu một hơi, con hàng này quả thực cũng không phải là người. Khó trách hắn tự tin như vậy, tại không có pháp lực địa phương, gia hỏa này cũng là thiên hạ đệ nhất a. Sau đó, là quân bắt trước làm theo, đem bốn con mã vận đi qua. Đi qua về sau, kiều ngưng khống chế mã thất. Lại về sau, là quân liền đem chọn cái xe ngựa cũng bắt lại hắn đem xe ngựa hướng đối diện quang ra, đồng thời, mình tại đằng sau lại cùng nhảy qua qua. Hắn đi qua về sau, trên mặt đất lăn một vòng, hai tay vững vàng nâng xe ngựa. Cứ như vậy, cái này gian nan vấn đề bị La Quân giải quyết. Lại nói tiếp, La Quân chờ ở bên ngoài đợi, để hai nữ ở bên trong thay đổi quần áo sạch. Sau đó, La Quân tiếp tục đánh xe ngựa. Xe ngựa đuổi đi ra một đoạn đường về sau, La Quân dừng xe. Làm sao, kiều ngưng rèm xe vén lên tử thò đầu ra nói ra chẳng lẽ lại có địch nhân đến la quân nói ra đó cũng không phải chỉ bất quá ta hiện tại muốn đi làm một việc sự tình gì kiều ngưng hỏi la quân nói ra giết người kiều ngưng lập tức liền minh bạch la quân ý tứ sau đó la quân liền rời đi xe ngựa thân hình hắn giống như một đạo thiểm điện tại trong mưa to ghé qua người bùn cũng là có ba phần hỏa tính huống hồ la quân nói qua nếu như Thánh Long Môn còn dám đến quấy rối, hắn sẽ không lại lưu thủ. Lần này, La Quân muốn tại Thánh Long Môn trước mặt triển lộ ra hắn phong mang. Tiêu Nam đám người kia thừa ngồi xe ngựa rời đi, tốc độ bọn họ rất nhanh. Bất quá La Quân tốc độ càng nhanh, La Quân khí tức khóa chặt Diệp Hoan. Không đầy nửa canh giờ thời gian bên trong, ngay tại cái kia đi ngược lại trên quan đạo, La Quân bắt kịp Tiêu Nam một đoàn người. Tiêu Nam cùng Diệp Hoan là trong xe ngựa những áo đen đó cao thủ thì là ngồi trên lưng ngựa. Mưa to như chút nước. La quân ngăn lại đối phương đường đi. Cái kia đánh xe mã phu không kịp ghim ngựa, hai con tuấn mã hướng phía la quân hung hăng đánh tới. Mã phu kia cái này mới nhìn đến phía trước có người, không khỏi hãi nhiên thất sắc. La quân trong mắt rét lạnh, hắn song trưởng đều xuất hiện. Phanh một tiếng, hai trưởng trong nháy mắt đánh vào mã thất đầu, hai con tuấn mã lập tức chết bất đắc kỳ tử. Tiêu Nam cùng Diệp Hoan bị kinh ngạc, bọn họ lúc này mới phát giác được có người đến đây. Tiêu Nam cùng Diệp Hoan cấp tốc xuống xe ngựa, hai người thấy rõ ràng là Quân lúc nhất thời trong lòng giật mình. Diệp Hoan càng là nhịp tim đập lợi hại, sắc mặt hắn trắng bệch, nói ra, già Lam Vương, ra dê tàng bảo đồ ta đã cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta tới nơi này, chuyện không liên quan ngươi, La Quân nhìn về phía Tiêu Nam, sắc mặt hắn dày đặc, nói ra, ta cùng Giang Nam Nguyệt trước đó đã nói qua, nếu dám lại đến quấy rối ta, ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Dưới mắt, ta là tới giết người. Hắn sau khi nói xong lập tức xuất thủ. Là quân dưới chân đạp một cái, gót chân phát lực, như phong nghiêu phát động, trong nháy mắt thì xông đến tiêu nam trước mặt. Là quân chính là một lời không hợp thì động thủ bạo tính khí, hắn đi vào tiêu nam trước mặt, lập tức liền là lấy vai va chạm. Tiêu nam cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, hắn xong quyền giao nhau thành hộ tâm quyền liền như vậy chặn lại phanh một tiếng tiêu nam bạch 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 lui lại ra mấy bước lần này lui lại tiêu nam chính là có tính kế hắn lui ra ngoài về sau đằng sau áo đen cao thủ lập tức giết đi lên tiêu nam cùng diệp hoan lập tức xoay người rời đi la quân lạnh hừ một tiếng mười tên áo đen cao thủ vây giết la quân giếng giếng có thứ tự bọn họ hữu dụng quyền hữu dụng đao hữu dụng kiếm, hữu dụng phán đoán bút. Các loại công kích sắc bén tập giết tới. Là quân toàn thân cổ động, thân thể đột nhiên cất cao. Hắn xuất quyền như thiểm điện. Tay trái nhất quyền, ngang nhiên đối đầu một tên áo đen cao thủ quyền đầu. Phanh một tiếng, cái kia áo đen cao thủ trực tiếp bay rớt ra ngoài, tại chỗ tử vong. Tay phải năm ngón tay cầm ra, trực tiếp bắt chúng một tên áo đen cao thủ đại hoàn đao. Hắn đem đao kia mạnh mẽ bẻ gãy, sau đó chờ tay ném ra, liền đem cái kia cầm đao cao thủ vị trí hiểm yếu bắn chúng. La quân ra lại một chân điểm chúng một tên cầm phán quan bút cao thủ trái tim. Tiếp lấy lại ra hai ngón kẹp lấy cái kia cầm kiếm cao thủ mũi kiếm, mạnh mẽ một chiếc, mũi kiếm đứt gấy, trở tay lại bắn ra qua. Cầm kiếm cao thủ cũng chết ngay tại chỗ. Mười tên cao thủ vây công la quân, la quân ngay tại chỗ không tránh không tránh, thế mà thì như vậy suốt quyền đánh giết. 10 tên cao thủ chỉ cảm thấy La Quân tựa hồ là thiên thủ quan âm. Mỗi người bọn họ công kích đều trong nháy mắt bị La Quân tiếp được, đồng thời phản kích. La Quân tốc độ quá nhanh, hắn ra ba quyền tốc độ, đối phương nhất quyền đều đánh không ra. Cho nên La Quân chắc lần này giận, lại là đem một thân công phu dương đến cực hạn. Chỉ một lúc sau, 10 tên cao thủ liền toàn bộ bị La Quân đánh giết. Hiện trường chỉ còn lại có 10 tên cao thủ thi thể. Sau đó là quần ánh mắt đến mã phu kia trên thân, mã phu kia dọa đến té cứt té đái, xoay người chạy. Là quần như cái bất khóc tử thần, hắn lạnh lùng nhìn một chút mã phu, ngược lại là không có giết cái này mã phu. Tiếp theo, là quần lại đuổi bắt Diệp Hoan cùng Tiêu Nam. Tiêu Nam cùng Diệp Hoan chạy rất nhanh, nhưng là không bao lâu, hai người thì xem đến phần sau có hắc ảnh xuất hiện. Sư huynh, hắn đuổi theo, Diệp Hoan thanh âm mang giọng nghẹn ngào tiêu nam sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm bên kia có đầu hồ nhảy hồ tiêu nam nói ra diệp hoan gật đầu ngươi chạy cái gì lão tử hôm nay không giết ngươi la quân thanh âm bỗng nhiên thì truyền tới diệp hoan nghe xong lời này lập tức liền thở phào hắn lừa ngươi tiêu nam nói ra diệp hoan lập tức lại đánh cái giật mình la quân cười lạnh nói ra các ngươi có tư cách để cho ta lừa các ngươi sao cũng là tại lúc này La Quân đuổi kịp Diệp Hoan. Diệp Hoan tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng là tại La Quân trước mặt lại không đáng chú ý. Và lại hắn bị La Quân sợ mất mật, lúc này một điểm đấu trí đều không có. La Quân lên hướng hắn đầu vai nhấn một cái, Diệp Hoan thế mà không có tránh thoát. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu lan khắp toàn thân. Hắn một chút khí lực đều không xử ra được, tiếp lấy hắn thì co có quắp ngã trên mặt đất. Xong, trong nháy mắt, Diệp Hoan mất hết can đảm bất quá la quân không để ý đến diệp hoan hắn tiếp tục đuổi theo tiêu nam diệp hoan gặp la quân đi hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại vừa rồi trong chớp mắt ấy hắn cho là mình muốn chết đó là tại trong địa ngục đi một lần cái này một cái chớp mắt diệp hoan toàn thân đều là mồ hôi lại là không phân rõ ở đâu là mồ hôi ở đâu là nước mưa la quân hướng tiêu nam đuổi theo tiêu nam đem thân pháp dương đến cực hạn tiếp theo Tiêu Nam đi vào đầu kia trước hồ. Cái kia hồ rộng lớn cùng cực, hồ nước như bẩn lăn lộn, mưa to rơi xuống, đánh ra vô số bọt nước. Giống như là có vạn cái cá nhỏ ở bên trong nhảy nhót một dạng. Tiêu Nam không chút nghĩ ngợi thì thả người nhảy vào trong hồ nước. La Quân cũng đi theo nhảy vào qua. Tiến vào trong nước về sau, La Quân thì phát hiện mình lại không thể trong nước hô hấp. Này Kiều Ngưng Tị thủy châu cũng là có pháp lực nguyên tố cấu thành, hiện tại không có pháp lực tự nhiên cũng liền mất đi hiệu lực. Tiêu Nam lập tức cũng cảm giác được đằng sau La Quân như như dòi trong xương đi theo, hắn cảm thấy mình lần này thật sự là chọc diêm vương ra. Thế mà để hắn có loại thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn cảm giác. La Quân từng tại trong nước luyện công, hắn có thể cường đại đến trong nước đợi tiếp cận 2 giờ. Cao thủ quy thức công, thật là có loại bản lãnh này có thể bế khí 2 giờ. Bất quá điều kiện tiên quyết là không thể tiêu tan hao tổn khí lực. Dưới mắt còn muốn tiêu hao khí lực, La Quân cũng nhiều nhất chỉ có thể bế khí cái 20 phút. Mà Tiêu Nam không có đi qua loại này chuyên nghiệp huấn luyện, vậy thì càng thêm không tốt. Hắn tại La Quân trước mặt nhảy cầu, cái này là muốn chết hành vi. La Quân cũng không nóng nảy bắt Tiêu Nam, hắn thì ở phía sau theo sát. Sau 5 phút, Tiêu Nam thực sự nhịn không được, liền đem đầu nổi lên mặt nước. Thế nhưng là Tiêu Nam còn đến không kịp hấp khí, La Quân đã một chút bắt hắn lại chân sau đó liền đem tên này lôi kéo xuống dưới. Tiêu Nam hoảng sợ cùng phẫn nộ đan sen, hắn một chân mãnh liệt đạp. Là quân thân thể lệch ra, liền tránh đi Tiêu Nam cái này đạp một cái. Tiêu Nam lại nghĩ ra qua, là quân lập tức thân thể nhất chuyển, cấp tốc lấy cầm long thủ bắt Tiêu Nam ở ngực. Tiêu Nam lập tức lấy phản cầm nã thủ đón đỡ. Hai người trong nháy mắt trưởng đến chỉ qua, đánh cái tương xứng. Thế nhưng là Tiêu Nam bế khí đã không được, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. hắn muốn nổi lên mặt nước, La Quân có không cho hắn cơ hội? Phốc, Tiêu Nam nhịn không được hút hết một ngụm nước. La Quân tìm đúng cơ hội, một chân điểm tại Tiêu Nam trên cổ họng. Phốc phốc, Tiêu Nam phun ra một ngụm máu tươi tới. vị này Thánh Long môn tổng đà chủ tại chỗ chết thảm. lúc đầu Tiêu Nam cũng là thiên nhân cảnh cao thủ, đó là thiên hạ ít có cao thủ a hắn không đến mức tại la quân trước mặt như thế không chịu nổi một kích. Chỉ tiếc, tiêu nam dù sao cũng là ở cao vị quá lâu, chiến ý không mạnh. Hắn lại kiến thức đến la quân lợi hại, quay người liền muốn chạy. Cứ như vậy, hắn thì càng không phải là la quân đối thủ. La quân giết tiêu nam về sau, sau đó bắt tiêu nam liền hướng trên bờ bơi đi. Lên bờ về sau, la quân đem tiêu nam ném đến diệp hoan trước mặt, lần sau thánh long môn dám lại tới tìm ta phiền phức cũng đừng trách ta ngày ngày gây phiền phức cho các ngươi đây là cảnh cáo ngươi một lần cuối nhóm diệp hoan nhìn lấy sư huynh chết thảm sắc mặt hắn một mảnh trắng bệch cái này một cái chớp mắt hắn là sợ hãi như thế lấy la quân hắn đều không thể tin được một người làm sao có thể lợi hại đến trình độ này đâu la quân theo sau xoay người rời đi lòng dạ hắn sướng nhanh đến cực điểm một chút xíu biệt khuất đều không có người sống nếu có thể một mực như thế đây mới thực sự là đại trưởng phu A. Không bao lâu, La quân liền cùng kiều ngưng cùng trác mã tụ hợp. Ta đem bọn hắn toàn giết, chỉ lưu một người sống. La quân nói với kiều ngưng. Lúc nói những lời này đợi, hắn lộ ra bá khí mười phần nhưng lại mây trôi nước chảy. Kiều ngưng khe khẽ thở dài, nàng nói ra, tuy nhiên ngươi làm như vậy chấn nhiếp tác dụng xác thực rất lớn, nhưng chỉ sợ bọn họ vẫn là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. La quân nói ra, mặc kệ nó, còn dám đến, thì lại giết. Ở chỗ này, không có có đồ vật gì làm cho ta kiêng kỵ cùng e ngại. Ta có lòng tin có thể dùng ta lực lượng vỡ nát hết thảy. Kiều Ngưng liền cười một tiếng, nói ra, loại cảm giác này nhất định rất tuyệt a. À. Thần đế còn muốn e ngại ma kiếp, người lại ngay cả ma kiếp đều không có. La Quân cười ha ha một tiếng. Đại mưa rốt cuộc tạnh nghỉ. Kiều Ngưng cùng Trác Mã đi ra bên ngoài, la quân thì trong xe ngựa thay đổi quần áo sạch hai ngày sau đó la quân cùng kiều ngưng cùng trác mã thuận lợi đến biện kinh đây là đại ly quốc thủ đô la quân cùng kiều ngưng bên này rất là bình tĩnh bọn họ nhưng lại không biết giang hồ triều đình đều đã vỡ tổ già lam vương đánh bại sát thủ tri vương thần chém giết thánh long môn tổng đà chủ tiêu nam cầm long vương bảo tàng nhập biện kinh cái này ba chuyện mỗi một sự kiện đều là bạo tạc tính Mỗi một sự kiện cũng có thể khiến người ta dương danh lập vạn, nhưng khi ba chuyện tập hợp đến trên người một người thời điểm, giả lam vương danh tiếng chính là trực trùng vân tiêu. Thánh Long môn bên trong, tự nhiên là rất là oanh động. Tổng đà chủ tiêu nam chết, Thánh Long môn toàn bộ bố trí đều phát sinh biến hóa. Các nguyên lão toàn bị kinh động. Trưởng môn nhân lâm triệu nam cũng từ nghe tuyết các trở lại tổng đà bên trong chủ trì sự vụ, lúc này cũng chỉ có lâm triệu nam có thể ngăn cơn sóng dữ. Lâm Triệu Nam trở lại Thánh Long Môn Tổng Đà về sau cũng không phát ra cái gì chỉ lệch, Thánh Long Môn bước kế tiếp đến họp làm thế nào, không ai có thể đoán được. Tây Bắc Bộ Biên Cảnh Tiểu Trấn bên trên, cái trấn nhỏ này gọi là Bàn Long Trấn, Bàn Long Trấn Đại Tài Chủ Mora là rất lợi hại nổi danh. Mora nắm giữ một cái mỏ than đá, than đá đối với Đại Ly Quốc tới nói, vẫn là chuyện mới mẻ vật. Bất quá cái này trong phạm vi 500 dặm, than đá chỗ tốt đã bị dân chúng biết được tất cả mọi người cảm thấy cái này than đá so củi lửa dùng tốt nhiều. Thế là Mora thì phát đại tài, bên cạnh hắn mời không thái bảo tiêu, Mora còn cưới 15 cái tiểu thiếp. Hắn mỗi ngày thích nhất thì là đang ngồi cố kiệu ra ngoài đi dạo, thuận tiện bố thí tiền tài ra ngoài cho những cùng khổ nhân đó. Ném chút bạc vụn, thế là mọi người thì gieo hò vô cùng, nhao nhao dập đầu cảm tạ chớ người lương thiện. Ngày này trạng vạng tối, Mora qua vân lai khách sạn nghe kể chuyện người kể chuyện xưa. Hắn vừa tiến đến, các thực khách nhao nhao chào hỏi hắn, cũng biểu thị tôn kính. Mora hiền lành theo mọi người chào hỏi, hắn đột nhiên lại phát hiện những này trong thực khách có một cái tuấn tú người trẻ tuổi cũng không có đứng dậy. Người trẻ tuổi này Mora nhận biết là tại hắn mỏ than đá bắt đầu làm việc làm công nhân, gọi là Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng cùng sở hữu công nhân đều khác biệt, hắn tức giận chất tựa như là nhân trung long phượng. Mà lại, vị kia cao thâm mà chắc Trần Sát Tiên Sinh cũng bản giao Mora, muốn phá lệ chiếu cố Trần Gia Hồng. Cho nên giờ phút này, Mora đối Trần Gia Hồng vô lễ cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm ngồi vào Trần Gia Hồng bên người. "Trần huynh đệ." Mora thân mật hô một tiếng. Trần Gia Hồng nhàn nhạt, nhạt nhìn một chút Mora, hắn lại là không nói gì. Trong khoảng thời gian này, Trần Gia Hồng dần dần minh bạch hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nguyên lai like hắn pháp lực không phải là bị phong ấn, mà là bởi vì nơi này quy tắc bị cải biến liên quan tới huyền không thần tôn cái kia đoạn truyền thuyết, cái này tại mãng hoang cảnh bên trong cũng không phải là cái gì đại bí mật. Cho nên Trần Gia Hồng cũng là rõ ràng, đồng thời hắn phát hiện mình công phu vẫn còn, trước đó là bị phụ thân khóa huyệt đạo, nhưng dần dần, huyệt đạo cũng liền bị sông mở. Dưới mắt, Trần Gia Hồng nhục thân tu vi đã là đứng ở cái thế giới này đính phong. Phụ thân hắn đấu pháp đã từng là không kém gì thần đế, mà Trần Gia Hồng cũng kế thừa phụ thân ưu điểm. Cho nên, Trần Gia Hồng thật đúng là không quá để mắt mô ra. Hắn một mực đang nơi này ở, chỉ là bởi vì nơi này còn có tiểu vân màu. Tiểu vân màu chính là cái kia chiếu cố Trần Gia Hồng 16 tuổi tiểu cô nương. Trong mấy ngày này, Trần Gia Hồng đem tiểu vân màu xem như thân muội muội. Hắn cũng tìm tới tâm linh ký thác. Đây cũng là Trần Lăng tại sao muốn an bài dạng này một hoàn cảnh cho Trần Gia Hồng nguyên nhân. Tình cảm có đôi khi tựa như là mê chướng. Khi người hãm ở bên trong, điên cuồng yêu một người thời điểm, chính là hãm sâu đầm lầy. Biết rất rõ ràng bên ngoài còn có bầu trời, nhưng lại không thể tự kiềm chế. Nhưng chân chính đi qua thống khổ, về sau qua một đoạn thời gian lại nhìn trước kia chính mình. liền sẽ cảm thấy thật không thể tin, ta dựa vào, tên ngu xuẩn kia nguyên lai like là ta à. Trần Gia Hồng hiện tại có thể phong khinh vân đạm đi xem cái kia đoạn cảm tình, mà lại, hắn cũng không muốn lại trở lại thế giới bao la. Hắn cảm thấy ở chỗ này liền rất tốt nơi này không ai biết hắn hắn có thể hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu đám mây là người tướng mạo thanh tú cô nương nàng tuy nhiên không chút phấn son nhưng lại như quốc tú lệ nàng là cô nhi vẫn luôn là dựa vào ăn cơm trăm nhà lớn lên hiện tại nàng mỗi ngày đều sẽ đến giúp thuyết thư tiên sinh thu tiền thưởng nghe sách các thực khách gặp đám mây xinh đẹp như vậy tiểu cô nương đến thu tiền thưởng tâm tình một tốt cũng sẽ khen thưởng đa tạ lại nói cũng không tốt lắm ý tứ cự tuyệt tiểu cô nương a Đương nhiên, có đôi khi đám mây cũng sẽ đụng phải tìm phiền toái chiếm tiện nghi. Cho nên Trần Gia Hồng mỗi ngày đều lại muốn tới nơi này ngồi, hắn là vì không khiến người ta khi nhục đám mây. Lúc này, Mora lấy cái chán, trong lòng của hắn là có chút tức giận, nhưng cũng không tiện nói gì, liền chính mình cười ha hả, sau đó hóa giải xấu hổ. Mora điểm trà bánh về sau, vì chuyển di chú ý lực, cũng liền nghe kể chuyện người đi kể chuyện xưa. Người kể chuyện kia gọi là Liễu Tiên Sinh liễu tiên sinh đang kể bây giờ chạm tay có thể bỏng già lam vương già lam vương sự tích đi qua lên men đã truyền khắp đại giang nam bắc già lam vương la quân trần gia hồng yên lặng đọc lấy cái tên này hắn thế mà cũng tới nơi này kể chuyện hoàn tất về sau trần gia hồng cùng đám mây rời đi vân lai khách sạn thời điểm trời đã đen xuống một vòng hạo nguyệt treo tại thiên không đám mây vừa đi một bên nói với trần gia hồng hồng ca ca vị kia giả Lam Vương khả thật không được. Thật sao, Trần Gia Hồng mỉm cười. Đám mây mặt mũi tràn đầy sùng bái, nàng nói ra, đương nhiên a, à. Ta trước kia liền nghe qua Thánh Long Môn là nhiều đáng giận, nhưng là liền hoàng đế đều đối Thánh Long Môn không dám thế nào. Hiện tại giả Lam Vương thì dám đem Thánh Long Môn đánh cho ngoan ngoãn. Hắn thật sự là đại anh hùng, đại hào kiệt đây. Ta nếu có thể nhìn thấy bản thân hắn, vậy là tốt rồi. Trần Gia Hồng giật mình, Đám mây tiếp lấy còn nói thêm, ta nếu có thể có cái như thế phu quân. Nàng ngẫm lại, khuôn mặt nhất thời bắt đầu hot, tâm lý đều oán niệm tự trách mình. Làm sao lại tại Hồng Ca Ca trước mặt như thế không biết xấu hổ không có nóng nảy nói những này đây. Đám mây là quá hưng phấn, mỗi cái nữ hài tử tại thiếu nữ thời kỳ đều sẽ tràn ngập ảo tưởng. Có nghĩ đến cái thế anh hùng, thất thải tường vân. Có nghĩ đến anh dũng kỵ sĩ, có nghĩ đến Bạch Mã vương tử khi già lam vương tên dạng này xuất hiện tại đám mây sinh mệnh bên trong lúc nàng cũng không nhịn được tràn ngập ảo tưởng trần gia hồng mỉm cười hắn nói ra đám mây ngươi nếu là muốn nhìn già lam vương ta có thể dẫn ngươi đi nhìn hắn nha thật sao đám mây không khỏi hưng phấn lên trần gia hồng vừa cười vừa nói hồng ca ca lúc nào lừa qua ngươi đám mây lập tức lại hành quân lặng lẽ nàng nói ra vậy cũng không được chúng ta còn phải làm việc còn muốn sinh hoạt đây Trần Gia Hồng nói ra, những này ngươi đều không cần lo lắng, Hồng ca ca không phải nói cho ngươi à, chỉ cần có Hồng ca ca tại, ngươi cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều. Đối với La Quân, Trần Gia Hồng đã không có hận. Trần Gia Hồng không biết mình khi nhìn đến sông Thơ Giao, còn có thể hay không tỉnh táo. Nhưng là tuyệt sẽ không giống như trước như vậy không tỉnh táo. Mà đối với đám mây, hắn là thật làm thân muội muội đến xem. Muội tử ưa thích một cái thần tượng, ca ca giúp nàng qua tìm thần tượng, đây là thuận lý thành trương sự tình. Trần Gia Hồng hiện tại cũng không hận phụ thân, thậm chí, hắn bắt đầu cảm giác cảm ơn phụ thân. Hắn nghĩ, chính mình trước đó sở tác sở vi, đại khái thật rất đau đớn phụ thân tâm đi. Khi đó chính mình, tựa như là nhập ma. Chỉ tiếc, Trần Gia Hồng cũng không có cách nào liên hệ đến Trần Lăng. Đám mây vẫn kiên trì nói đừng đi tìm già Lam Vương, nàng nói ra, Hồng ca ca, ta biết, sinh hoạt cùng lý tưởng là hai việc khác nhau người sao có thể sống như vậy tùy hứng mà thoải mái đâu. Lại nói, ta cảm thấy dạng này rất tốt, già Lam Vương là trong nội tâm của ta đại anh hùng, hắn thì sống trong lòng ta là được rồi. Ta còn sợ gặp hắn hội thất vọng đâu, vạn nhất hắn rất xấu làm sao bây giờ. Trần Gia Hồng nhịn không được cười lên, hắn nói tiếp, ngốc nhà đầu, yên tâm đi, già Lam Vương không xấu, tuấn đây. Hồng ca ca làm sao người biết, đám mây liền hỏi. Trần Gia Hồng nói ra, ta biết hắn. Đám mây sợ hãi thán phục, nói ra, thật, Trần Gia Hồng cười một tiếng, nói ra, biết hắn cũng không có gì vội vàng. Bất kể như thế nào, Trần Gia Hồng đều quyết định mang đám mây đi gặp giả Lam Vương. Hắn mục tiêu kế tiếp cũng là qua biện kinh. Cũng không hoàn toàn là bởi vì đám mây ưa thích giả Lam Vương La Quân, càng đại nguyên hơn bởi vì là Trần Gia Hồng cảm thấy mình đã ẩn núp quá lâu. Hắn cũng muốn làm một ít chuyện. Hắn muốn để đám mây được sống cuộc sống tốt. Mà Biện Kinh là tàng long ngọa hổ địa phương, cũng là gió dục mây vần địa phương. Hắn tin tưởng, lấy hắn bản sự đến Biện Kinh, nhất định sẽ có tư cách. Là quân một đoàn người đến Biện Kinh về sau, bọn họ cũng không nóng nảy đi gặp Hoàng thượng. Tại trong một nhà tử lâu, ba người cùng nhau ăn cơm. Biện Kinh khí trời rất tốt, chính là giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Lầu hai bên trong, ngoài cửa sổ cây liễu cúi xuống. Cái kia buổi chiều gió thổi lướt nhẹ qua tiến đến khiến cho người tâm thần thanh thản. Bây giờ chiều chính, đều là nhiếp chính vương nhiếp chính tại cầm giữ. Kiều Ngưng uống một ngụm canh cá về sau, nói với La Quân, người dự định đem Long Vương tàng bảo đồ cho nhiếp chính vương vẫn là cho Hoàng thượng. Cho Hoàng thượng lời nói, chỉ sợ cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống nhiếp chính trên tay. Mà lại nhiếp chính sẽ còn đối người ghi hận trong lòng. Một khi chúng ta rời đi về sau, hắn chỉ sợ sẽ không đối xử tử tế chắc mã. La Quân nói ra, cũng không nhất định liền muốn cho hoàng thượng, nếu như quá phiền phức, thì cho niếp chính chứ sao. Trác mã ở một bên yên lặng ăn cơm, lại không ra. Kiều ngưng nói ra, niếp chính đánh giá thái độ giống như không được, nghe đồn hắn cùng thánh long môn cấu kết, đánh cắp quốc gia tài phú. Hắn hung hăng càn quấy, ngay cả trong phủ gã sai vặt cũng dám đập đương triều quan viên. Người cái này đều là từ đâu nghe tới bát quái tin tức. Là quân không khỏi nhịn không được cười lên. Kiều Ngưng nói ra, mỗi lần lúc ăn cơm đợi, không đều là có thực khách đang thì thầm nói chuyện a à. Ngươi đều không nghe sao? Là quần khe khẽ thở dài, hắn nói ra, thực ta chính là không nghe, cũng có thể biết niếp chính đại khái là cái dạng gì người. Nói thế nào, Kiều Ngưng nói ra. Là quần nói ra, Thánh Long môn có thể như thế ngông cuồng, dọc theo đường đi tới, phần lớn đều là dân chúng lầm than. Thì hai chuyện này đến xem, thân thể là nhiếp chính vương nhiếp chính, có thể tốt hơn chỗ nào huynh đài ban ngày ban mặt phía dưới người sao dám chửi bới nhiếp chính vương danh dự đâu đúng lúc này một cái êm tai thanh âm truyền đến la quân cùng kiều ngưng quay đầu nhìn lại liền thấy bên kia trước bàn ngồi bốn người mà lúc này một tên ngọc diện công tử tay cầm quạt giấy hắn đứng dậy hướng la quân bên này đi tới là cái nữ nữ giả nam trang a la quân cùng kiều ngưng liếc một chút thì nhận ra ngọc này mặt công tử là tên nữ tử nàng xem ra mới 15 16 tuổi, khuôn mặt lại là non đến có thể bóp nước chảy tới. Nữ tử này cách ăn mặc thành nam trang, tuấn tiếu chi cực. Nếu là khôi phục thân nữ nhi, chắc hẳn cũng là cực làm tiêu chí tiểu mỹ nhân. La Quân thô liếc sơ một cái bàn kia trước ba người khác. Ánh mắt của hắn có thể thấy rõ hết thảy, trong nháy mắt thì cảm nhận được dị dạng. Bởi vì cái kia còn lại trong ba người, có một trời sinh thì có một cỗ sang trọng. Cỗ này sang trọng, không tầm thường, lại nhìn bên hông hắn bất phàm phỉ thúy ngọc bội chờ chút. La Quân lại nhìn hắn tuổi tác, người công tử này cũng là 15-16 tuổi, ánh mắt của hắn ôn nhuật, khí độ bất phàm. Há, nguyên lai là tiểu hoàng đế tới, La Quân trong lòng âm thầm phỏng đoán, hắn chủ yếu nhất là căn cứ vậy công tử khí chất, cỗ này khí chất không phải cái gì vương tôn quý tộc có thể bắt trước được tới. La Quân chính là xem khí cao tay, cho nên liếc một chút thấy rõ. Vâng, cái này tiểu hoàng đế vẫn còn không ngu ngốc. Hắn đại khái cũng là biết thanh danh của ta, cho nên một mực sắp xếp người đến chú ý ta. Hắn biết ta là duy nhất có thể giúp hắn vặn ngã niếp chính người. Là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu trong nháy mắt thì có cái đại khái sự kiện hình dáng. Cái kia nữ giả nam trang cô nương đến là quân bọn người trước mặt, lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, huynh đài để ý ta ngồi cùng một chỗ sao. Là quân mỉm cười, nói ra, không ngại, cô nương mời ngồi đi. Cô nương, tiểu cô nương này nhất thời thì mắt trợn tròn, khuôn mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng lên, nói ra, người mù hô cái gì đâu, ta là... Đàn ông, là quân cùng kiều ngưng cũng nhịn không được cười rộ lên. Tốt tốt tốt, ngươi là đàn ông, là quân sau đó thì cùng kiều ngưng thu liếm nụ cười. Là quân rất lợi hại nghiêm túc nói ra. Không có ý nghĩa, không chơi, tiểu cô nương nhục trí. Lúc này, tiểu hoàng đế cũng đi tới bên cạnh hắn hai tên hoàng cung bảo tiêu đi sát đằng sau, tiểu hoàng đế quay người nói ra, các ngươi đừng tới đây. Thế nhưng là, hai tên hoàng cung bảo tiêu có chút không yên lòng. Tiểu hoàng đế thấp giọng nói ra, già Lam Vương nếu muốn giết người, các ngươi ngăn được sao? Hai tên bảo tiêu nhất thời hành quân lặng lẽ, cái gì cũng không nói. Tiểu hoàng đế liền đến đến la quân bọn người trước mặt, hắn liền ôm quyền, nói ra, xá muội nghịch ngợm, mong rằng huynh đài cùng hai vị cô nương chớ trách la quân cười một tiếng hắn cũng đứng dậy sau đó nói công tử mời ngồi đi tiểu hoàng đế ngồi xuống kiều ngưng dò xét tiểu hoàng đế liếc một chút trong nội tâm nàng cũng đã đoán cái bảy tám phần cũng là trác mã vẫn là một mặt mờ mịt trác mã tại trên thảo nguyên là dũng cảm nữ hài nhưng là đến trung nguyên lại là phá lệ ngượng ngùng nàng cũng không dám con mắt qua dò xét tiểu hoàng đế tiểu hoàng đế hướng la quân cùng kiều ngưng nói ra mọi người đi ra ngoài bên ngoài, gặp lại tức là bằng hiếu, một trận này, ta mời. Hắn tiếp lấy lại hô, tiểu nhị. Tiểu nhị kia lập tức tới. Khách quan có dặn dò gì? Tiểu nhị cúi đầu khom lưng hỏi. Tiểu hoàng đế nói ra, mang thức ăn lên, đem các ngươi trong tiệm thức ăn ngon lại đến bốn đạo, không cần phải để ý đến giá cả. Tiểu nhị kia lập tức liền nói ra, được rồi. La quân cười một tiếng, nói ra, tiểu công tử mời khách, làm sao như vậy không hào phóng nhìn công tử ăn mặc sang trọng ta coi là công tử muốn đem trong tiệm này thức ăn ngon toàn bộ bên trên một đường tới đây tiểu hoàng đế nao nao hắn nhất thời cũng có chút xấu hổ cái này hắn lập tức lại hô tiểu nhị tiểu công tử đừng hiểu lầm la quân giật mình lập tức nói ta bất quá là chỉ đùa một chút tiểu hoàng đế hơi hơi thở phào hắn nói ra mời bằng hữu ăn cơm ta ngược lại sẽ không không nỡ nơi này đồ ăn toàn bộ lên cũng không quan trọng chỉ là ta cảm thấy đây cũng quá lãng phí một số dù sao hiện tại quốc gia không tính giàu có lương thực lãng phí thật sự là không đành lòng la quân nói ra tiểu công tử không muốn chú ý ta thật sự là chỉ đùa một chút tiểu hoàng đế cũng liền cười một tiếng tiểu cô nương kia chính là tiểu hoàng đế muội muội cũng chính là một vị công chúa cái này tiểu công chúa liền nói vừa rồi ta nghe các hạ ngươi thế mà tại trước mặt mọi người nghị luận nhiếp chính vương chẳng lẽ các hạ không biết Lời này một khi truyền đến người có quyết tâm trong lỗ tai, đó chính là tử tội sao?" La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, trong này thiên hạ vẫn chưa có người nào có thể trị ta tử tội. La Quân trong lời nói biểu dương ra vô tận bá khí. Tiểu công chúa không khỏi khó thở, nói ra, các hạ cũng quá cuồng vọng, chẳng lẽ hoàng đế cũng không thể trị ngươi tội chết. Ngọc Tâm, không được vô lễ, tiểu hoàng đế lập tức quát lớn tiểu công chúa. Tiểu công chúa sững sờ một chút, sau đó thì tức giận ăn dậy đồ ăn tới. Tiểu hoàng đế liền nói với La Quân, "Sám muội bị ta làm hư, nói chuyện ngôn ngữ vô dáng, mong rằng huynh đài không nên trách tội." La Quân từ tốn nói, "Ta lời này vốn cũng liền đầy đủ vô lễ, chẳng lẽ tiểu công tử không phẫn nộ sao?" Tiểu hoàng đế trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn kinh nghi bất định nhìn về phía La Quân, sau một lúc lâu nói ra, "Nguyên lai các hạ đã nhận ra ta." La Quân mỉm cười, cũng không nói lời nào. Tiểu hoàng đế hít sâu một hơi, hắn đột nhiên rất lợi hại thành khẩn nói ra, "Mời tiên sinh giúp ta." Câu nói này nói rất lợi hại đột một, La Quân ngốc một chút. Hắn sau đó liền minh bạch một việc. Tiểu hoàng đế này, tình cảnh là có bao nhiêu tuyệt vọng a, à, cho nên mới sẽ theo chính mình như thế một người xa lạ đến thỉnh cầu dạng này sự tình. Hắn thế mà có thể đem tiền đặt cược ép đến một người xa lạ trên thân. La Quân cũng không cố lộng huyền hư. Hắn nói ra, ta tựa hồ không có đạo lý muốn giúp ngươi. Dù sao, niếp chính nơi đó, nếu như ta trước đi đầu quân, cái kia với ta mà nói, hội nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi tại sao có thể dạng này?" Ngọc Tâm công chúa cả giận nói. "Ngọc Tâm, ngươi như tiếp tục nhiều chuyện, ta cũng làm người ta đem ngươi trước đưa trở về." Tiểu hoàng đế nói ra. Ngọc Tâm công chúa nghe vậy không khỏi căm giận, nhưng nàng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn im miệng. Tiểu hoàng đế nghiêm túc nhìn về phía La Quân, hắn nói ra, ta cảm thấy, liền xem như làm ăn, đối với ngài dạng này người mà nói, cũng không nên tuyển niếp chính. Há, nguyện nghe tường, La Quân vừa cười vừa nói. Tiểu hoàng đế nói ra, thứ nhất, niếp chính đã đại quyền trong tay, tiên sinh ngài đi qua bất quá là dệt hoa trên gấm. Dệt hoa trên gấm, niếp chính như thế nào hội quá để ý ngài đâu. Thứ hai, ngài tới giúp ta, là đưa than khi có tuyết. Sau này, ta tất nhiên sẽ hậu báo tại ngài. Thứ ba, ngài nếu là tham luyến phú quý quyền lực, liền sẽ không cùng thánh long môn trở mặt. Cho nên, ta tuyệt đối tiên sinh ngài là có khát vọng người. Là quân nói ra, người nói ba điểm, nhìn đều rất hợp lý. Hắn đón đến, nói ra, bất quá nha, ta lại là xưa nay biết, có câu nói gọi là giết được thỏ, mổ chó săn. Người đã thụ niếp chính cái này giáo huấn, một khi tương lai người trọng trưởng đại quyền, người sợ sẽ nhất là ta sẽ trở thành cái thứ hai niếp chính, cho nên người lớn nhất muốn giết người ngược lại là ta. Tiểu hoàng đế sắc mặt đại biến, hắn theo rồi nói ra, tiên sinh cùng niếp chính chính là người khác nhau, như tiên sinh có thể giúp ta trừ bỏ niếp chính, ta chắc chắn xem tiên sinh vì đại ân nhân. Tương lai ta như làm trái cõng lời thề, nguyện bị bị thiên lôi đánh, vạn tiến xuyên tâm, vĩnh bất siêu sinh. Hoàng huynh, ngọc tâm công chúa sắc mặt đại biến, trong mắt nàng tràn đầy đau lòng, nói ra, hoàng huynh, người sao có thể làm một giới thảo dân phát như thế thể độc. nói đến chỗ này, nàng nước mắt từng viên lớn hướng xuống rơi. nàng quá yêu thương nàng ca ca. la quân cùng kiều ngưng cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động. trác mã ở một bên lại là có chút mắt trợn tròn. nàng lúc này mới hậu chi hậu giác biết người trước mắt này chính là đương kim hoàng đế. nàng chỉ kém không có quỳ đi xuống. la quân nhìn chăm chú tiểu hoàng đế, sau đó hắn nói ra chuyện này rất trọng đại, ta rất không có khả năng bởi vì ngươi dăm ba câu thì đáp ứng. Ngươi cũng tâm lý hẳn là rõ ràng, đây không phải một chuyện nhỏ. Nhưng ta rất hiếu kỳ, nếu như ta không xuất hiện, ngươi định làm như thế nào? Tiểu hoàng đế trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, hắn nói ra, thái hậu cùng niếp chính vẫn luôn có tư tình, hai người bọn họ cầm giữ triều chính, muốn phế chấm, cũng bất quá là một đạo chiếu thư sự tình. Mà lại tự mình chấp chính ngày cũng nhanh đến đến, chấm như không chủ động thỉnh cầu đem tự mình chấp chính ngày trì hoãn, bọn họ nhất định sẽ phế chấm, sau đó lại lập một cái khôi lỗi. Chấm đến viết chiếu thư, nói chấm vô năng các loại. Đại ly quốc chính là liệt tổ liệt tông lưu lại, bọn họ vì cái này giang sơn, dốc hết tâm huyết. Nhưng là đến chấm trong tay, lại bị làm thành cái dạng này. Tiểu hoàng đế đau lòng nhức óc, hắn nói ra, chấm có đôi khi đều hận không thể bãi miễn chính mình, chỉ cần như thế là vu giang núi có lợi, cái này hoàng vị, chấm tuyệt không tham luyến. La quân trầm mặc cũng không nói lời nào. Tiểu hoàng đế bỗng nhiên nói ra, chấm có thể nhận tiên sinh vì đại ca, chúng ta có thể kết bái. Chỉ cần tiên sinh có thể giúp ta, tương lai chúng ta cùng hưởng giang sơn. La quân cùng kiều ngưng nhìn chăm chú liếc một chút, trong lòng hai người đều rõ ràng, cái này tiểu hoàng đế là nhanh phải gấp điên. Hắn lo lắng giang sơn chờ một chút chưa hẳn đều là tình chân ý thiết, nhưng là hắn rõ ràng, thật sự nếu không hái lấy biện pháp, hắn hạ tràng hội rất đau xót. Cho nên hiện tại, cho dù là uống rượu độc giải khát, hắn cũng không quan tâm. Nhận ta vì đại ca, cái kia cũng không cần thiết. Là quân nói ra, bất quá hoàng thượng nếu là có thể nhận trác mã vì muội muội, ta nhất định ta tận hết khả năng đến giúp đỡ hoàng thượng ngài. Tiểu hoàng đế cùng ngọc tâm công chúa không khỏi ngẩn ngơ, hai người bọn họ đều nhìn về trác mã. Trác mã nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không có vấn đề, tiểu hoàng đế lập tức mừng như điên nói ra. Ngọc Tâm công chúa cũng là hoan hỉ vô cùng. La quân nói ra, hoàng thượng, chắc mã là ta rất lợi hại để ý người, ta chỉ hy vọng nàng có thể tại ngài che chở cho có thể sống khoái lạc. Nàng ưa thích người nào, liền để nàng tương lai gả cho ai. Hoàng thượng khi nàng là thân muội tử, nhiều yêu thương cô em gái này một số, ta liền không có hắn yêu cầu. Hắn đón đến, nói ra, mặt khác, ta có một kiện trọng lễ đưa tiến hắn nói xong cũng xuất ra long vương tàng bảo đồ cái này tiểu hoàng đế xem xét cái này ra dê tàng bảo đồ lập tức liền minh bạch cái này tàng bảo đồ chấm sẽ không cần tiểu hoàng đế nói ra tiên sinh cứ việc yên tâm chấm nhất định đợi trác mã cô nương như thân muội tử la quân cười nhạt một tiếng nói ra hoàng thượng thu cất đi đây là ta đáp ứng trác mã gia gia hắn đón đến nói ra gia gia của nàng đã chết ta không thể vi phạm gia gia của nàng nguyện vọng Tiểu hoàng đế nghe vậy ánh mắt trở nên phức tạp, hắn nói ra, tiên sinh chính là người đáng tin, chấm có thể được tiên sinh tương trợ, chính là chấm phúc khí, cũng là đại ly giang sơn phúc khí. La quân cười cười. Sau đó, tiểu hoàng đế cũng liền thu tàng bảo đồ. Tiếp theo, đồ ăn đốt tới. Cơm nước xong xuôi, tiên sinh liền theo ta vào cung A. À. Tiểu hoàng đế nói ra. La quân gật đầu, nói ra, tốt, vừa vặn kiều ngưng cùng trác mã đều cần an trí các nàng nhất định phải an toàn, không phải vậy ta không có cách nào hảo hảo làm việc. Tiểu hoàng đế nói ra, đó là tự nhiên. Ăn cơm xong về sau, là quân bọn người theo tiểu hoàng đế nhắm rượu lâu. Dưới lầu có xe ngựa sang trọng chờ, là quân bọn người thì cùng tiểu hoàng đế ngồi chung một chiếc xe ngựa. Cái kia hoàng cung bảo tiêu tự mình đánh xe. Tiên sinh, ngài đối biện kinh bên trong cục thế có chỗ giải sao? Tiểu hoàng đế sau đó hỏi, nhìn ra được, Tâm tình của hắn nhẹ lỏng một ít. La quân nói ra, ta còn thực sự không quá giải. Tiểu hoàng đế nói ra, chấm còn không biết tiên sinh là nơi nào người đâu. La quân nói ra, ta từ giả Lam Yamanaka đến, bởi vì chính là giả Lam Vương. Còn thầy ta nhận, khó mà nói, còn mời hoàng thượng thứ lỗi. Tiểu hoàng đế cười một tiếng, nói ra, mỗi người đều có bí mật, chấm lý giải. Ngọc Tâm công chúa thì nói ra, Tiên sinh ngài lần này đến Biện Kinh đến là cần làm chuyện gì đâu? La Quân nói ra, đưa tàng bảo đồ cho Hoàng thượng. Tiểu Hoàng Đế cùng Ngọc Tâm Công chúa hơi hơi ngoài ý muốn. Tiểu Hoàng Đế nói ra, chuyên thì vì chuyện này. La Quân nói ra, không sai, Trác Mã Gia Gia tại ta có ân. Cho tới nay, Trác Mã Gia Gia đều cất giấu tàng bảo đồ, cả đời này hắn đều mang Trác Mã phiêu bạt. Hiện tại hắn cảm thấy mình lão, muốn cho Trác Mã tìm dựa vào cho nên, liền muốn đem tàng bảo đồ hiến cho hoàng thượng ngài, sau đó ngài cho trác mã một cái thời gian thái bình. Tiểu hoàng đế nói ra, trác mã muội muội ra ra, về sau chính là chấm ra ra. Chờ có cơ hội, chấm nhất định phải đi bái tế trác ra ra. La quân cười một tiếng, nói ra, hoàng thượng thân phận tôn quý, há nhưng như thế tự hạ thấp địa vị đây. Tiểu hoàng đế nói ra, lại tôn quý, cái kia bái tế ra ra mình, nhưng cũng không có gì không ổn. La Quân nói ra, Hoàng thượng, tóm lại ta không bắt buộc ngài bất kỳ vật gì. Ngài cũng yên tâm, chờ ngài Giang Sơn vững chắc về sau, ta tự sẽ rời đi. Ta tuyệt sẽ không làm cái thứ hai niếp chính. Tiểu Hoàng đế nói ra, tiên sinh, chấm đối với ngài là tuyệt đối tin tưởng. La Quân nói ra, tốt, không nói những thứ này. Hắn nói tiếp, chờ hồi cung. Ta còn thực sự cần hoàng thượng ngài cùng ta nói rõ ràng ra biện kinh cục thế đây. Tiểu hoàng đế nói ra, đó là tự nhiên. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến xe ngựa thắng gấp thanh âm, con ngựa đứng lên, xe ngựa chấn động, sau đó, xe ngựa thì dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Tiểu hoàng đế sắc mặt không vui, hướng ra phía ngoài hỏi. Cái kia hai tên hoàng cung bảo tiêu vén rèm lên, bên trong một tên mặt có vẻ khó khăn, nói ra, hoàng thượng là nhiếp chính vương người ngăn lại đường đi. Tiểu hoàng đế sắc mặt cũng nhất thời biến. Ngọc Tâm công chúa nói ra, hoàng huynh ta đến ứng đối. Loại thời điểm này, tiểu hoàng đế xác thực không thích hợp suốt đầu lộ diện. Đây là tại trước mặt mọi người, như để người ta biết tiểu hoàng đế thế mà bị thần tử ngăn lại đường đi, cái kia tiểu hoàng đế uy tín cùng còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngọc Tâm công chúa ló đầu ra ngoài, nàng liền trông thấy đến chính là nhiếp chính vương thủ hạ khách khanh. Cái gọi là khách khanh, liền là có chút bản sự tay chân. Nhiếp chính vương thủ hạ mời chào không ít võ lâm cao thủ người đến cùng sở hữu bốn người cầm đầu là người giang hồ xương thiên ma tay ninh cuồng đằng sau ba người theo thứ tự là khoái kiếm cực nhọc như vũ vương diêu liệt truy mệnh tay triệu anh đẹp trai bốn người này cưỡi ngựa cao to thì như vậy ngăn lại đường đi ngọc tâm công chúa thấy thế không khỏi tức giận đến xanh mặt đám người này đã đến ngăn lại đường đi lại như thế nào không biết bên trong chính là đương kim hoàng đế đây mấy cái nhiếp chính vương khách khanh thì dám như vậy vô lễ bởi vậy có thể thấy được, cái này nhiếp chính đã ngông cuồng đến loại trình độ nào. Người đến người nào, là sao ngăn lại đường đi, Ngọc Tâm công chúa lạnh lùng nói ra. Cái kia thiên ma tay ninh cuồng là cái khoảng 40 tuổi hán tử, mãn kiểm cầu nhiêm. Hắn nhạt lạnh nói ra, chúng ta đến đây, phụng vương ra chi lệnh, mời già Lam Vương La Tiên sinh nhập vương phủ một lần. Tiểu hoàng đế trong xe ngựa, hắn trên trán nổi gân xanh. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, Niếp chính cử động lần này thật sự là khinh người quá đáng. La quân cười nhạt một tiếng, hắn nói với tiểu hoàng đế, hoàng thượng, địch nhân đã lượng kiếm. Chúng ta làm gì còn muốn khách khí đâu, người bây giờ thì ra ngoài, ta chính là người tay chân. Những người này mạo phạm thiên uy, ứng nên xử trí như thế nào, ngài thì xử trí như thế nào. Tiểu hoàng đế nhãn tình sáng lên. Hắn sau đó liền gật gật đầu, tiếp lấy thì kéo ra màn xe, nhảy xuống xe ngựa. La Quân đi theo nhảy xuống, Kiều Ngưng cùng Trác Mã thì ở trên xe ngựa quan sát. Ngọc Tâm công chúa lúc đầu nghĩ tiếc, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tiểu Hoàng đế lạnh lùng nhìn về phía Ninh Cuồng, hắn nói ra, cẩu nô tài, gặp chấm, còn không quỳ xuống. Ninh Cuồng bọn người không nghĩ tới Tiểu Hoàng đế thế mà lại chạy đến, bọn họ mặc dù biết không cần sợ cái này Tiểu Hoàng đế. Nhưng cái này dù sao cũng là hoàng quyền thời đại, bọn họ đột nhiên gặp Hoàng đế, vẫn là khó tránh khỏi có chút tâm hoảng ý loạn Ninh cuồng bọn người lập tức liền xuống ngựa thất Sau đó một gối quỳ xuống Nói ra thảo dân tham kiến hoàng thượng Trung quanh qua lại người gặp tình này hình Phần lớn đều nhao nhao tránh đi Cũng có chút người trực tiếp quỳ xuống Tiểu hoàng đế nói ra Người tên là gì Ninh cuồng quỳ xuống về sau Lại cảm thấy không thích hợp Bởi vì vì vương gia đã thông báo Không cần e ngại hoàng đế Hoàng đế nếu là thức thời liền được chăng hay chớ. Nếu là không thức thời, liền đại mặt mũi đều không cần bận tâm. Người là dễ dàng bành trướng, cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành cao minh chính trị gia. Có quyền thần, vô cùng chú ý ảnh hưởng, nhưng cũng có quyền thần, ngông cuồng cùng cực, cho là mình cũng là thiên hạ đệ nhất. Mà niếp chính hiển nhiên là thuộc về cái sau, bây giờ niếp chính, nhiễm nhưng đã chẳng sợ hãi. Niếp chính hiển nhiên cũng nghe là quân danh tiếng, cũng biết La Quân trong tay có Long Vương tàng bảo đồ. Hắn cũng biết Tiểu Hoàng đế tới gặp La Quân. Hắn vốn chính là dự định sắp xếp người đến mời La Quân nhập phủ. Một nhân tài như vậy, hắn nguyện ý mời chào, nhưng là hắn không nghĩ tới Tiểu Hoàng đế vội vã như vậy. Mà lại Niếp Chính cũng tin tưởng, người thông minh cũng sẽ không đứng tại Tiểu Hoàng đế bên kia. Niếp Chính tin tưởng La Quân là người thông minh. Càng mấu chốt là, Niếp Chính cũng không có quá đem La Quân để vào mắt dưới tay hắn quyền lực quá lớn, cao thủ quá nhiều. Trong lòng hắn, La Quân cuối cùng chỉ là một võ giả. Niếp chính bản thân cũng là thâm bất khả chắc cao thủ, dưới tay hắn còn có nhiều cao thủ như vậy. Cho nên một người như vậy, không quá sẽ đem La Quân loại người này xem như không thể thiếu nhân tài. Lại nói Ninh Cuồng lúc này cảm thấy không đúng vị, thế là hắn bỗng nhiên thì đứng lên. Còn lại ba người thấy thế cũng thì đi theo. Ninh Cuồng nhìn về phía tiểu hoàng đế, hắn lạnh lùng nói ra ninh cuồng lớn mật chấm có để cho các ngươi đứng dậy sao tiểu hoàng đế thấy thế giận tím mặt ninh cuồng cười lạnh một tiếng nói ra hoàng thượng nơi này là trước công chúng ngài kêu la nữa xuống dưới ném có thể là mình mặt sau đó hắn đối sau lưng hai người nói các ngươi đem hoàng thượng đưa lên xe đi cái kia cực nhọc như cùng diêu liệt nói ra đúng tiếp lấy liền tới trực tiếp đỡ tiểu hoàng đế tiểu hoàng đế trong lòng hốt hoảng nếu là ngày trước hắn đối mặt loại tình huống này thật đúng là không có cách nào la tiên sinh tiểu hoàng đế lui ra phía sau một bước la quân lập tức liền cất bước tiến lên hắn ngăn ở tiểu hoàng đế trước mặt sau đó xông cực nhọc như cùng diêu liệt nói ra các ngươi an giám cực nhọc như cùng diêu liệt cũng có thể đoán ra người trước mắt chính là già lam vương hai người ngốc ngẩn ngơ cái kia ninh cuồng liền hướng la quân liền ôm quyền nói ra các hạ nhất định là đại danh đỉnh đỉnh già Lam Vương A. La Quân nói ra, không sai. Ninh Cuồng nói ra, chúng ta phụng vương ra chi mệnh, mời tiên sinh nhập phủ một lần. Mong rằng tiên sinh không để cho chúng ta khó xử. La Quân nói ra, chuyện này đều không cần suốt ruột. Hắn sau đó lại hướng tiểu hoàng đế ôm quyền thở dài, nói ra, hoàng thượng, bốn người này mạo phạm thiên uy, nên xử trí như thế nào, mời hoàng thượng phân phó. Tiểu hoàng đế ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn hít sâu một hơi, nói ra, tại chỗ giết chết. Đúng, La Quân nói ra. Ninh cuồng đám người sắc mặt biến, Ninh cuồng lại là hướng phía La Quân nói ra, giả Lam Vương, người không muốn cho thể diện mà không cần. La Quân nhạt lạnh nói ra, Hoàng thượng đã hạ lệnh, các ngươi là muốn tại chỗ tự sát, vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Ninh cuồng hơi biến sắc, hắn theo rồi nói ra, người cái này mãng phu, nhất định là điên hắn dương một tay lên, nói ra, chúng ta đi. Ninh cuồng đối la quân vẫn là trong lòng còn có phòng bị, cho nên là lui về đi. Đã không chịu tự sát, vậy liền chịu chết đi, la quân thân hình bỗng nhiên động. Chân hắn theo như cầy, trên dưới quanh người khí huyết cổ động. La quân trong nháy mắt liền đến ninh cuồng trước mặt, thân hình hắn đột nhiên nhổ lớn, tựa như một cái che trời như người khổng lồ. La quân bắp thịt cổ động lôi kéo, cả thân thể xác thực kỷ trà cao phân đây là bắp thịt có duỗi tự nhiên hắn đồng thời cũng có thể đến đem hắn trở nên so sánh thấp bé cấp độ tiếp theo là quân nhất trưởng hướng ninh cuồng đầu đập tới cuồng bạo kình phong lôi kéo ra như còi hơi một dạng tê minh cái này một cái chớp mắt ninh cuồng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như biến thành người bình thường đối mặt dạng này nhất trưởng hắn không biết nên như thế nào qua ứng đối né tránh là quân khí thế võ đạo ảo nghĩa hoàn toàn bao phủ ninh cuồng Ninh Cuồng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trước mắt biến thành màu đen. Một trường kia đánh tới, tựa như thái sơn áp đỉnh. Phốc phốc, một tiếng, Ninh Cuồng tại chỗ bị la quân nát não, như vậy chết thảm. Ninh Cuồng tại trong bốn người này, tu vi chính là tối cao. Ninh Cuồng danh tiếng tại Giang Hồ cũng là vang dội nhất, cái kia còn lại ba người đều biết Ninh Cuồng lợi hại. Thế nhưng là cái này già Lam Vương vừa ra tay, nhất trưởng thì đánh chết Ninh Cuồng cực nhọc như ba người nhất thời sợ mất mật, xoay người bỏ chạy. Vẫn là phân biệt hướng phương hướng khác nhau đào tẩu. Cực nhọc như chạy ra một đoạn, đằng sau bỗng nhiên phong thanh vù vù. Tiếp lấy đầu vai trầm xuống, là quân giống như đại điểu, hắn nhất trưởng đặt tại cực nhọc như đầu vai. Cực nhọc nhược đốn lúc quỳ dạp xuống đất. Là quân một trưởng vỗ hướng cực nhọc như đầu, cái này cực nhọc như cũng là chết thảm tại chỗ. Mà diêu liệt cùng triệu anh đẹp trai cũng là như thế, bọn họ chạy ra không xa, người phía sau ảnh tránh đến, tiếp lấy liền bị đè vào trên mặt đất, tiếp theo bị la quân nhất trưởng nát não. Nhiếp chính vương phái tới bốn người liền bị la quân bên đường giết chết. Sau đó, la quân trở lại tiểu hoàng đế bên người, tay hắn trắng tinh, không có nhiễm một tia máu tươi. Tiểu hoàng đế cùng ngọc tâm công chúa lại là nhìn ngốc, bọn họ căn bản liền la quân bóng người đều không thấy rõ, liền chỉ thấy bóng người lấp lóe. Tiếp trên mặt đất thì nhiều bốn bộ thi thể. Sau đó, la quân thì nói với tiểu hoàng đế đi thôi hoàng thượng chúng ta hồi cung tiểu hoàng đế ngơ ngác gật gật đầu khi tiểu hoàng đế ra lệnh tại chỗ giết chết lúc trong lòng của hắn là thống khoái nhưng là chờ la quân đem người toàn bộ giết về sau tiểu hoàng đế lại là có chút tâm thần bất an hắn biết từ giờ phút này bắt đầu hắn không quay đầu lại nữa đường nếu như không làm như vậy hắn còn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống dưới nhưng là hiện tại không có khả năng này hoàng cung chi nguy nga hùng vĩ tất nhiên là không cần nhiều lời la quân bọn người theo tiểu hoàng đế vào cung về sau tiểu hoàng đế liền an bài trước kiều ngưng cùng trác mã tại thanh tâm trong cung nghỉ ngơi cái kia thanh tâm cung vị trí cục về sau có mấy tầng tay cầm cái cửa thủ tiểu hoàng đế đồng thời còn điều động không ít đại nội cao thủ qua chấn thủ về sau tiểu hoàng đế tại trong thượng thư phòng cùng la quân thương nghị sự tình kiều ngưng cảm thấy tại thanh tâm trong cung nhàm chán cũng liền cùng một chỗ tới còn trác mã lại có ngọc tâm công chúa bồi tiếp. Trong thượng thư phòng, tiểu hoàng đế nói ra, đương triều thái hậu chính là đậu thị gia tộc trưởng nữ, nàng 16 tuổi vào cung. Tiên đế con nối dõi, phần lớn vì nàng làm hại. Bất quá cũng coi là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Chính nàng trong lòng hai lần hài tử, sau cùng đều không biết sao mà sinh non. Sau cùng không có cách, nàng liền đem chấm thu dưỡng. Chấm mẫu phi, bất quá là một giới cung nữ bây giờ mẫu phi liền tại quá trong hậu cung phục thị thái hậu đây cũng là thái hậu áp chế chấm một loại thủ đoạn la quân cùng kiều ngưng nghiêm túc nghe tiểu hoàng đế tiếp mạo oán giận nói ra niếp chính là thái hậu biểu đệ hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu hơn nữa còn cầu thả hợp lại cùng nhau hai người bọn họ một cái chủ nội một cái chủ ngoại như cứ tiếp như thế ta đại ly nước sớm muộn muốn hủy ở đôi cầu nam nữ này trên tay hoàng thượng ngày trước đừng kích động La quân nói ra, "Hôm nay chúng ta cũng đã lượng kiếm, hoàng thượng ngài cảm thấy bước kế tiếp, Niếp Chính hội làm thế nào?" Tiểu hoàng đế hơi kinh hãi, hắn theo rồi nói ra, "Đây chính là chấm muốn cùng tiên sinh ngài nói, Niếp Chính trên tay có rất nhiều cao thủ, hắn tự thân tu vi cũng là thâm bất khả chắc. Dưới tay hắn, dưới tay hắn có thứ gì cao thủ, ta không quá cảm thấy hứng thú, dù sao không người là đối thủ của ta. La quân nói ra, "Ngài nói cho ta biết Niếp chính bước kế tiếp hội làm thế nào? Dựa theo hắn thói quen. Tiểu hoàng đế hơi hơi ngẩn ngơ, hắn nhịn không được nói ra, tiên sinh, ngài bản sự ta nghe nói qua, hôm nay cũng được chứng kiến. Ta biết ngài là thiên hạ hôm nay ít có tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là niếp chính thực lực, ngài ngàn vạn không thể khinh thị A. Niếp chính tuy nhiên cuồng vọng, nhưng hắn có cuồng vọng tư bản A. Audio điện tử võ tấn bền Tiểu hoàng đế có chút lo lắng, nói ra, bất luận kẻ nào nếu là khinh thị Niếp Chính, vậy cũng là một loại tai nạn. Chấm cùng Niếp Chính ở chung nhiều năm như vậy, đối với hắn thật sự là quá giải. La Quân có chút buồn bực sờ mũi một cái. Kiều Ngưng ở bên cạnh cười một tiếng, nói ra, hoàng thượng đối Niếp Chính giải, cái này ta tin tưởng. Nhưng ta đối La Quân càng là giải, hắn từ trước tới giờ không hội khinh thị bất cứ địch nhân nào. Đối với điểm này, hoàng thượng chỉ xin yên tâm đi. Tiểu Hoàng đế hơi hơi ngẩn ngơ. La Quân nói ra, ngài vẫn là không có nói cho ta biết, Niếp Chính bước kế tiếp hội làm thế nào. Tiểu Hoàng đế ánh mắt phức tạp, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng trong lòng rất là bất an, hắn hít sâu một hơi, nói ra, chấm chưa từng có ngỗ nghịch qua Niếp Chính, lần này chấm bên đường giết hắn bốn thủ hạ. Đây là một loại khiêu chiến thư hào, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Nếu như chấm đoán không lầm, hắn sẽ để cho thái hậu hạ chiếu trừng phạt chấm diện bích hối lỗi ba tháng trong lúc đó không được đi ra sẽ gặp quần thần hơn nữa còn sẽ đem tiên sinh ngài trước mặt mọi người trảm thủ la quân cười cười nói ra người hoàng thượng kia ngài định làm gì tiểu hoàng đế nói ra chấm chấm trong lòng đã là một đoàn đay dối còn mời tiên sinh dạy ta la quân nói ra hoàng thượng người đến tin tưởng ta sao vẫn là nói tại trong lòng ngươi ta chỉ là ngươi sau cùng một cọng cỏ là người hành động bất đắc dĩ. Tiểu hoàng đế thân thể hơi chấn động một chút từ nội tâm mà nói hắn thật là đem La Quân xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng. Từ lý tính góc độ nhìn lại Tiểu hoàng đế cảm thấy La Quân cũng không phải là một vị xuất sắc trợ thủ quân sư. Hắn cảm thấy La Quân quá lỗ mãng. Thủy Trung vẫn là một giới võ phu. Đây là Tiểu hoàng đế nội tâm đánh giá. Hoàng thượng người không cần phải nói ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, La Quân từ tốn nói. tại trong lòng ngươi, ta Y Nguyên bất quá là một giới võ phu, đúng không? Tiểu Hoàng Đế lập tức có chút cả lâm nói ra. Tiên sinh, chấm, không trách ngươi. La Quân đứng lên, hắn nói ra, lấy ngươi lịch duyệt, ngươi sẽ không hiểu ta cảnh giới. khi bạo lực đến độ cao nhất định về sau, nó có thể đơn giản hóa hứa phức tạp hơn vấn đề. nhưng tiên sinh ngươi không biết niếp chính thực lực a tiểu hoàng đế nhịn không được nói ra ta không cần biết la quân nói ra đây không phải cuồng vọng mà là một loại đối với mình thanh tỉnh nhận biết có thể nói ra ta lời nói này người chỉ có hai loại một loại là minh tâm kiến tính thấy rõ thế gian hết thảy một loại là cuồng vọng vô tri ta là quân có thể sống đến bây giờ dựa vào cũng không phải cuồng vọng hai chữ thánh long môn tại hoàng thượng trong lòng ngươi chắc là rất lợi hại đau đầu một việc a à. tiểu hoàng đế gật đầu La Quân nói ra: "Ta từ câu tộc thảo nguyên tới, trên đường đi giết không ít Thánh Long môn nhân, ta liền Thánh Long môn tổng đà chủ đều cho giết. Nhưng Lâm Triệu Nam hiện tại lại như thế nào, hắn dám ra tay với ta sao?" Tiểu Hoàng đế nói ra, thẳng thắn nói: "Chính là bởi vì tiên sinh có những này kiêu nhân chiến tích, cho nên chẫm mới phá lệ lo lắng tiên sinh lại bởi vậy mà không coi ai ra gì." La Quân chính là cảm thấy cùng Tiểu Hoàng đế giải thích không rõ ràng. Bất quá lúc này Tiểu hoàng đế lại hít sâu một hơi, hắn nói ra, bất kể như thế nào, chấm hiện tại vận mệnh đều đã cùng tiên sinh buộc chung một chỗ. Tiên sinh, ngươi muốn làm cái gì, một mực đi làm. Chấm tuyệt đối ủng hộ ngươi, đại không cũng là vừa chết mà. Giờ khắc này tiểu hoàng đế, mặt mũi tràn đầy bi tráng, có thấy chết không sờn tinh thần. La quân thấy thế không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn nói tiếp, vậy thì tốt, hoàng thượng, người đợi chút nữa thì chiếu ta nói làm. Làm thế nào, tiểu hoàng đế liền vội hỏi La Quân. La Quân nói ra, hoàng thượng trước hạ chiếu. Trước hạ chiếu, tiểu hoàng đế bị kinh ngạc. La Quân nói ra, người hạ chiếu liệt kê từng cái nhiếp chính vương nhiếp chính cùng thái hậu tội trạng, giam lỏng thái hậu, từ đó bắt đầu tự mình chấp chính. Nhưng là không có người hội phụng chiếu, nhiếp chính sẽ lập tức giết tiến đến đem chấm cho giết. Tiểu hoàng đế nói ra, hoàng thượng, có ta ở đây, người cái gì đều không cần lo lắng. Ngươi một mực qua làm liền là, Niếp Chính chỉ cần dám dẫn người tiến đến giết ngài, hắn chính là mưu nghịch đại tội, đến lúc đó ta đem hắn tại chỗ giết chết. Chỉ cần Niếp Chính vừa chết, còn lại người, tự nhiên cây đổ bầy khỉ tan. Tiểu hoàng đế không khỏi cười khổ, hắn cảm thấy Niếp Chính lại đó là tốt như vậy giết chết đây. La Quân nói tiếp, hôm nay như là đã lượng kiếm, vậy liền sáng cái hoàn toàn. Tiểu hoàng đế cắn răng nói ra, tốt tâm lý vẫn còn có một câu, chết thì chết đi. Sau đó tiểu hoàng đế lập tức qua viết chiếu thư, chiếu thư viết xong về sau, lại có chút buồn bực, truyền quốc ngọc tỷ tại niếp chính trên tay, chấm không có cách nào đáp ấn. Là quân cùng kiều ngưng không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này đến lúc nào rồi, cái này tiểu hoàng đế như thế nào như vậy bảo thủ đây. Kiều ngưng nói ra, có ngọc tỷ cùng không có ngọc tỷ, thực đều không phân biệt, không phải sao, hoàng thượng. Hoàng thượng xứng sờ, theo rồi nói ra, cũng là. Liền cũng tại lúc này, vậy bên ngoài có thái giám bẩm báo, hoàng thượng, An Mộ đại giám tới. Tiểu hoàng đế trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, hắn nói ra, An Mộ cái này tên cẩu nô tài chính là thái hậu bên người tâm phúc, người lão nô này mới cũng là thái hậu bảo hộ thần, phó công cao rất lợi hại, trước kia có người ám sát qua thái hậu, đều bị người lão nô này mới chặn lại. Để hắn vào đi, La Quân nói ra. Tiểu hoàng đế gật gật đầu. Sau đó, bên trên cửa thư phòng mở ra, theo an mộ đại giám cùng một chỗ còn có tiểu hoàng đế bên người tùy thân thái giám tiểu lý tử. Tiểu lý tử ngược lại là cung cung kính kính, có thể tiểu hoàng đế tâm lý biết, tiểu lý tử cũng là thái hậu người. An mộ đại giám là cái hơn 60 tuổi lão nhân, bất quá hắn bảo dưỡng rất tốt, nhìn theo khoảng 40 tuổi một dạng. Hắn ăn mặc màu đen thái giám quan phục, cứ như vậy đi tới. An mộ đại giám ngược lại là không có vinh váo hung hăng, hắn sau khi đi vào, cung cung kính kính quỳ xuống, nói ra, hoàng thượng, thái hậu nương nương cho mời ngài tiến về Tây Cung một chuyến. Tiểu hoàng đế nhìn về phía La Quân. La Quân liền nói ra, đi thôi. Tiểu hoàng đế liền đối với an mộ đại giám nói ra, tốt, người trở về bẩm báo thái hậu, nói chấm sau đó liền đến. Vâng, hoàng thượng, an mộ đại giám liền thì đứng dậy cáo lui. Tiểu hoàng đế chờ an mộ đại giám sau khi đi, liền bãi giá Tây Cung. Tây Cung cũng không phải là tên là Tây Cung, Thái Hậu chỗ ở cung điện gọi là Thả Xuất Sắc Cung. Tiểu Hoàng đế lấy Long Liễn tiến về Thả Xuất Sắc Cung. La Quân vốn muốn cho Kiều Ngưng về Thanh Tâm Cung, Kiều Ngưng lại là không làm, nói ra, dù sao có người tại, ta sợ cái gì. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, vậy được rồi. Đến Thả Xuất Sắc Cung về sau, Tiểu Hoàng đế ngay tại Thả Xuất Sắc Cung trong hành lang nhìn thấy Thái Hậu. Thái hậu bên người đều là nữ lưu cùng thái giám, những cung nữ kia bên trong lại có bốn tên cao thủ tồn tại. Xem ra thái hậu đối với mình an toàn vẫn là vô cùng để ý. An mộ làm theo thì khoanh tay đứng tại thái hậu bên người. La quân cùng kiều ngưng cũng liền thấy rõ ràng thái hậu hình dạng thế nào. Thấy rõ ràng thời điểm, la quân cùng kiều ngưng đều bị kinh ngạc. Bởi vì cái này thái hậu thế mà cực kỳ tuổi trẻ, mới 30 tuổi không đến. Mà lại, thái hậu còn 10 phần mỹ lệ, Nàng khí độ ung dung, mỹ lệ mà cao quý. Nàng đôi mắt không giận mà uy. Tại La Quân tâm lý, Thái hậu nương nương hẳn là 40-50 tuổi, 6-70 tuổi loại kia. Nhi thần cho Mẫu hậu Thỉnh An, tiểu hoàng đế quỳ xuống, cung kính nói ra. Đây là lễ nghi. Tiểu hoàng đế chính là Thái hậu nương nương con nuôi, cho nên hắn liền phải hô Thái hậu vì Mẫu hậu. Thái hậu nương nương ánh mắt lại đến La Quân cùng Kiều Ngưng thân bên trên, nàng đôi mắt chừng một cái, nói ra làm càn là ai bảo các ngươi tiến đến đã tiến đến là sao gặp ai ra mà không quỳ la quân cười nhạt một tiếng hắn nói ra ta không có cho nữ nhân quỳ xuống thói quen thực đạo lý thì rất đơn giản thực lực đại biểu hết thảy la quân ở trên trời châu thời điểm như cũng cho hoàng hậu quỳ xuống nhưng là đến nơi đây tâm hắn hình dáng tự nhiên mà vậy sinh ra biến hóa chỉ là một cái thái hậu thật đúng là không có tư cách để hắn la quân đến quỳ xuống Thái hậu nương nương trong mắt lóe ra hàn ý đến, nàng ngược lại nói với tiểu hoàng đế, hoàng đế, đây chính là người tìm trợ thủ. Tiểu hoàng đế liền đứng lên, hắn nghênh tiếp thái hậu nương nương ánh mắt, nỗ lực bình tĩnh, nói ra, mẫu hậu làm gì tức giận đâu, chấm thân thể vì thiên tử, chẳng lẽ không nên có chút chính mình lực lượng sao? Thái hậu nương nương cười lạnh một tiếng, nói ra, quả nhiên chỉ là cái hoàng khẩu tiểu nhi, tìm một cái trợ thủ, liền cho là mình cánh là thật cứng rắn buồn bã ra năm đó vì địa vị hôm nay, giấu tài 10 năm lâu. Người theo ai ra so ra, còn non một số, nàng đón đến, nói ra, mộ dám, người tuyên chỉ đi. Đúng, an mộ liền xuất ra thái hậu ý chỉ. Phụng thái hậu nương nương ý chỉ, hoàng đế tuổi nhỏ vô đức, hành vi phóng đáng, ai ra nhiều lần dạy bảo mà không được, cảm giác sâu sắc đau lòng. Nay phạt hoàng đế từ đó tiến rô lần điện diện bích hối lỗi ba năm, không được ai ra ý chỉ, ai cũng không thể quan sát khâm thử, tạ ơn. Ba năm, tiểu hoàng đế không khỏi buồn giận, hắn vẫn là đem thái hậu nương nương muốn quá thiện lương. Thế nào, hoàng đế ngươi không quỳ xuống tiếp chỉ sao? Thái hậu nương nương lạnh lùng nói ra. Tiểu hoàng đế nói ra, xảo, chấm nơi này cũng có một đạo ý chỉ, là dưới cho thái hậu ngươi cùng nhiếp chính vương nhiếp chính. Ai ra chỉ sợ ngươi liền cái tuyên chỉ thái giám cũng không tìm tới đi. Thái hậu nương nương cười lạnh nói. Tiểu hoàng đế nhìn về phía bên người tiểu lý tử, tiểu lý tử đã lui ra phía sau mấy bước. Ai nói, ta đến, kiều ngưng đứng ra. Tiểu hoàng đế mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, hắn liền nói ra, tốt, kiều ngưng, người đến tuyên chỉ. Kiều ngưng tiếp nhận thánh chỉ, nàng liền thì thầm, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thái hậu ly thị sao sao vô đức, cùng nhiếp chính vương nhiếp chính cấu kết một thể, hỗn loạn triều cương, tội đáng chết vạn lần. Chấm đọc vì mẫu phi, miễn ở tử tội, ngày hôm đó lên, đầy vào lãnh cung, vĩnh viễn không bao giờ xá phóng. Khâm thử, tạ ơn. Ha ha ha, Thái hậu nương nương cười ha hả tốt, rất tốt, cứ như vậy, ai ra giết người cái này hoàng khẩu tiểu nhi, liền lại không một chút do so dự. Cũng là tại lúc này, bên ngoài truyền đến vô số tiếng bước chân, tiếp lấy không ít ngự lâm quân cầm đao kiếm trong tay xâm nhập tiến thả xuất sắc cung. Mà làm thủ tiến đến chính là nhiếp chính vương nhiếp chính, Niếp chính thủ hạ càng có một nhóm cao thủ cùng theo vào. Cái kia niếp chính dài 10 phân cao lớn, hắn một thân màu vàng óng áo giáp tại thân, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, giống như chiến thắng. Trên người hắn càng là tản mát ra một cỗ 10 phần nồng đậm giống được hóc môn, cũng khó trách thái hậu nương nương đều phải vì thế mà khuynh đảo. Niếp chính nhìn khoảng 40 tuổi, hắn là loại kia thô mỏ mị lực. Cái này niếp chính xem xét cũng là bá khí ngoại phóng, so là quân bá khí lại có khác nhau. Niếp chính cấp tốc dẫn người đến Thái Hậu trước mặt, sau đó, hắn dẫn đầu một gối quỳ xuống. Niếp chính quỳ xuống, còn lại ngữ lâm quân, còn có những cao thủ kia liền toàn bộ quỳ xuống. Cái này một cái chấp mắt khí thế tuyệt đối là chấn khiến người sợ hãi. Trong toàn trường, cũng chính là La Quân, Kiều Ngưng còn có tiểu hoàng đế không có quỳ xuống. Nhưng tiểu hoàng đế cũng đã là mặt sắc trắng bệch một mảnh. Chúng thần cứu giá chậm trễ, mời Thái Hậu nương nương ban thưởng thần tử tội. Niếp chính hướng Thái mẹ kế nương nói ra, còn lại mấy tên cao thủ, còn có tướng quân cũng đều là cùng theo một lúc hô một tiếng. Thái hậu nương nương trong mắt uy nghiêm càng phát ra mãnh liệt, nàng liếc nhìn ở đây liếc một chút, trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện vô tận hàn ý. Vương thúc đến vừa vặn, người cứu giá có công, có tội gì? Mau mau xin đứng lên. Niếp chính bọn người liền cùng một chỗ nói, tả Thái hậu nương nương. Tiểu hoàng đế nỗ lực nhịn xuống, hắn hai chân tại hơi run rẩy nếu như hắn không khống chế lại, đó chính là sẽ như cái sàng một dạng đánh bầy. Tiểu hoàng đế tại cái này một cái chớp mắt, có loại đại mộng mới tỉnh cảm giác. Hắn cảm thấy mình tựa như là bị la quân cho hố. Hắn bị la quân cho tẩy não, thế mà tin tưởng thì la quân một người liền có thể đến cùng niếp chính chống lại. Chính mình đúng là điên, nhất định là điên, cho nên mới sẽ làm loại chuyện này. Hiện tại, hiện tại là một điểm lượn vòng dư địa đều không có. La Quân một mực không nói gì. Dù cho đối mặt như vậy đao kiếm san sát, hắn cũng là trầm mặc không nói. Tựa như là đến chuyên nghiệp hố tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế nhịn không được nhìn về phía La Quân, La Quân mặt sắc nhàn nhạt, nhạt, nhưng không có cho tiểu hoàng đế dư thừa mắt sắc. Tiểu hoàng đế nhất thời cũng có chút mộng. Cũng là tại lúc này, Niếp Chính Quát, Dẫn Long, người thân là đương kim hoàng đế, vô đức vô năng, bây giờ thế mà còn đại nghịch bất đạo, binh bức Tây Cung như thế bất nhân bất nghĩa đồ bất hiếu, như thế nào còn có thể ở địa vị, từ lúc này, giờ phút này lên, bản vương thì phế ngươi hoàng đế vị. Ngươi còn không quỳ xuống. Tiểu hoàng đế mặt sắc đại biến, hắn nhịn không được lui lại một bước. Á phụ, chấm, ngươi, tiểu hoàng đế nói năng lộn xộn đứng lên, nhưng là nửa ngày về sau, trong mắt của hắn tuôn ra tinh quang tới, Niếp chính, ngươi thật lớn mật, chấm chính là thiên tử. Cho dù chấm vô đức vô năng, như thế nào người cái này loạn thần tặc tử có tư cách đến phế chuất. Đây là tiểu hoàng đế lần thứ nhất tại niếp chính trước mặt giống một cái hoàng đế, nhưng tiểu hoàng đế tâm lý đã làm tốt chết dự định. Hắn cũng không tiếp tục muốn uất ức xuống dưới. Chết thì chết đi, hắn sớm có giác ngộ. Niếp chính nao nao, sau đó hắn cũng là hỏa. Viên chính, lâm hoành, cầm xuống giận long, chờ đợi xử lý. Niếp chính lúc này hạ lệnh. Cái kia viên chính, lâm hoành lĩnh mệnh, nói ra, Vâng, vương gia. Viên chính cùng lâm hoành chính là Niếp Chính bên người tuyệt đỉnh cao thủ, toàn bộ đều đã là nhân tiên cấp bậc. Niếp Chính thủ hạ tụ tập vô số cao thủ, đây chính là hắn tiền vốn. La Quân lập tức liền ngăn ở tiểu hoàng đế trước mặt, hắn lại là nhìn về phía Niếp Chính. Niếp Chính cũng nhìn về phía La Quân, hắn vẫn luôn đang đánh giá La Quân. Niếp Chính, chẳng lẽ người cảm thấy ta ở chỗ này bất quá là cái bài trí sao? La Quân nhạt lạnh nói ra, lớn mật, dám gọi thẳng vương ra tục danh, Niếp Chính bên người một tên tâm phúc cao thủ võ cương lập tức nghiêm nghị quát lớn. Niếp Chính lạnh lẽo nhìn La Quân, hắn nói ra, người chính là giả Lam Vương. Không sai, La Quân nói ra, hiện trường dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Niếp Chính nói ra, ta bốn tên thủ hạ, cũng là người coi đường phố giết. Không sai, La Quân nói ra, Niếp Chính cười lạnh một tiếng nói ra bản vương biết người bản sự bất phàm người có thể làm cho lâm triệu nam dừng tay có thể làm cho thần bại lui có thể giết tiêu nam người tuyệt đối là cái khó giải quyết nhân vật hắn đón đến nói ra bất quá người cho rằng chỉ bằng một mình ngươi liền có thể thay đổi càn khôn sao la quân nói ra ta biết người hôm nay đến có chuẩn bị người khắp thiên hạ đều nói nhiếp chính vương nhiếp chính cuồng vọng mà bá đạo nhưng trên thực tế người tuy nhiên cuồng vọng nhưng thủ pháp hành sự cũng không lỗ máng Niếp chính mặt sắc hơi đổi, chẳng lẽ ngươi biết ta muốn tới đối phó ngươi? La quân nói ra, ta không biết, hết thầy ta cũng không biết, cũng không muốn đi nghĩ lại. Bởi vì những này đều không có ý nghĩa. Niếp chính đồng tử bắt đầu co vào, hắn cảm nhận được một loại áp lực. La quân lời nói tại tiểu hoàng đế nghe tới, chính là cuồng vọng mãng phu. Nhưng tại niếp chính loại cao thủ này nghe tới, hắn lại có chút hiểu la quân cảnh giới. Cái kia chính là lão tử cũng là thiên vương lão tử, các ngươi đều là lão tử bàn tay châu chấu, tùy cho các ngươi làm sao nhảy nhót, nhưng là, lão tử như muốn giết các ngươi, vậy liền giết các ngươi. Bởi vì người là sẽ không đi quan tâm con kiến hôi tại bầy âm mưu quỷ kế gì. Tốt, tốt, Niếp Chính chợt cười to đứng lên, bản vương thật lâu không có đụng phải giống như ngươi người, là bản vương thất sách, cuối cùng vẫn xem thường ngươi. Hắn bỗng nhiên lui ra phía sau, sau đó lạnh lùng nói ra, viên chính, lâm hoành, Huyền hư đạo trưởng, Kiếm vương, các ngươi cho bản vương giết hắn. Bốn người này đều là niếp chính thủ hạ tứ đại vương bài, bất cứ người nào xuất thủ, vậy cũng là thạch phá thiên kinh. Nhưng hôm nay, niếp chính lại làm cho bốn người đồng loạt ra tay, bởi vậy liền có thể gặp niếp chính là cỡ nào coi trọng La Quân. Người chung quanh đều rời khỏi khoảng cách nhất định, đại điện này cũng đủ lớn. La Quân liền bị bao vây vào giữa. Kiều Ngưng thì canh giữ ở tiểu hoàng đế bên người. Là quân bị bốn đại cao thủ vây công, hắn mặt sắc nhàn nhạt, nhạt, nói ra, "Niếp Chính, ta biết ngươi lại ở ta đối phó bọn hắn thời điểm đến bắt hoàng thượng cùng Kiều Ngưng. Bất quá, ngươi tuyệt đối không nên hạ sát thủ, bởi vì bọn hắn nếu như xảy ra chuyện, ta cam đoan ngươi đời này đều sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi muốn giết bọn hắn, nhất định phải chờ ta chết trước, hiểu chưa?" Niếp Chính cảm thấy run lên, hắn cũng không nói lời nào. Cũng là tại lúc này bốn đại cao thủ cơ hồ cũng là đồng loạt ra tay. Giống, Lâm Hoành cái thứ nhất bạo giống một tiếng, hắn kéo vang tiến công kèn lệnh. Một tiếng này giống như trấn thiên chi lôi, làm cho cả cung điện đều tại oanh minh. Khí thế vỡ ra, Lâm Hoành trong mắt tuôn ra vô cùng tinh quang, hắn cả thân thể một trống, người như phong nghiêu, bỗng nhiên, nhất quyền hướng phía la quân trái tim đụng giết tới. Một quyền này chính là đại hoàng thiên quyền. Quyền như hoàng thiên cẩn trọng, thế như thiên quân bạo phát, tất cả lực lượng đều tại một quyền này bên trong, võ đạo ảo nghĩa, tinh thần toàn bộ nhảy lên tới đỉnh điểm. Mọi người đã thấy không rõ lắm lâm hoành người, chỉ cảm thấy cả người hắn đều trở thành một cỗ lôi đình biển động. Thật cường đại quyền lực, đây mới thực sự là quyền thuật, xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực. Thái hậu nương nương ngồi ở vị trí đầu, nàng cũng là hiểu một số công phu. Thấy thế không khỏi thì thào nói ra. Tiểu hoàng đế thì là nhìn ngốc, hắn cũng thấy không rõ lắm lâm hoành bộ dáng tiếp theo viên chính cũng ra chiêu viên chính thân thể co rụt lại cả cá nhân lực lượng đều đang ngưng tụ bỗng nhiên khí huyết cùng chân khí tuôn ra đột nhiên thì ngưng tụ thành một đầu dây hắn một chân điểm ra thẳng điểm la quân dưới hông thiên cương chân viên chính cái này một chân đem hắn tất cả lực lượng tinh thần đều bạo phát đi ra vẻn vẹn một chân cũng đã đem vị này nhân tiên cao thủ lực lượng hoàn mỹ bày ra một cước này hung ác tàn bạo nhanh như thần kiếm kinh hồng nhìn viên chính căn bản không có động nhưng một cước này đã đến la quân dưới hông huyền hư đạo trưởng cũng xuất thủ huyền hư đạo trưởng bất động âm thanh sắc nhưng hắn quyền lại là nhanh nhất chính là hướng phía la quân cái cổ đánh giết mà đến xuất thủ lúc bất động âm thanh sắc đột nhiên chính là sơn hà gào thét thiên địa mất sắc một quyền này lực lượng tựa như hỗn độn vạn quân vô luận là lực đạo vẫn là thời cơ, huyền hư đạo trưởng đều nắm chắc đến hoàn mỹ trạng thái. Mặc kệ là quân làm phản ứng gì, đều là trốn không thoát hắn quyền ý bao phủ. Huyền hư đạo trưởng không ra tay thì thôi, xuất thủ tất đưa người vào chỗ chết. Cái cuối cùng kiếm vương cũng xuất thủ. Đột nhiên, xoẹt, một tiếng như xé rách gấm vóc thanh âm xuất hiện tại là quân ở ngực. Tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ đồng loạt ra tay, trước hết nhất xiết tới là quân trước mặt thế mà không phải huyền hư đạo trưởng cũng không phải viên chính, càng không phải là Lâm Hoành. Đến nơi trước tiên lại là kiếm vương. Kiếm vương trong tay chính là Vân Tuyết Bảo kiếm, cái kia bảo kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng đưa tới, lại giống như tiến cá trong nước bên trong ghé qua, mũi kiếm thẳng tắp, cổ tay chấn động du tẩu, không có mang theo một điểm phá không phong thanh, đâm thẳng đến La Quân trước mặt lúc cả thanh kiếm mới đột nhiên một vụ nổ. Mũi kiếm kia trong nháy mắt bao phủ lại La Quân ở ngực trái tim, phổi, thậm chí cổ họng hầu kết một kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm ý, sát ý, tại cái này hở ra gấm giống như đánh nổ bên trong, hoàn toàn tản mát ra đi ra, kiếm vương một kiếm này, tuyệt đối kinh hồng. Là quân bị bốn đại cao thủ như vậy vây công, dựa theo đạo lý tới nói, đó là thiên vương lão tử cũng đều là chết chắc. Niếp chính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Thái hậu nương nương cũng thế. Tiểu hoàng đế càng là nhìn không chuyển mắt. Lúc này, Kiều Ngưng cũng đem trái tim nhắc đến cổ họng, Nguy hiểm như vậy, nàng cũng không dám tưởng tượng. Nàng cảm thấy, cái này căn bản là không đường có thể trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như nàng pháp lực tại thân, đối mặt dạng này vây công, đến nước này, cái kia cũng là đường chết một đầu. Là quân đến muốn ứng đối như thế nào đâu. Lại nói kiếm vương một kiếm này đến nơi trước tiên, là quân cả thân thể thì bỗng nhiên cất cao. ầm ầm trong một chớp mắt, là quân rỗi cái cổ ngửa đầu, gào thét một tiếng, toàn thân hắn đột nhiên bộc phát ra cuồng mãnh vô cùng khí thế cỗ khí thế này chính là thiên địa bạo liệt vạn vật diệt tuyệt khí thế hung mãnh trong nháy mắt toàn bộ trong đại điện thì đều bị cỗ khí thế này ngăn chặn rất nhiều ngữ lâm quân binh lính bị la quân gào thét chấn động đến màng nhĩ chảy máu lăn đất thân ngâm hiện trường bên trong cái kia vô cùng khí thế bạo phát đi ra thái hậu nương nương trong nháy mắt mặt sắc trắng bệch nếp chính cũng hơi hơi mất sắc nếu như không mở mắt ra nhìn mọi người liền đều cảm thấy giữa sân không là một người mà chính là một đầu viễn cổ bạo long xuất hiện kiều ngưng không khỏi hai mắt trợn lên nàng chăm chú nhìn la quân nàng thị lực là vô cùng tốt cũng có thể bắt được la quân bọn họ tốc độ xuất thủ cái kia một cái chớp mắt la quân trước hết nhất là ra tay với kiếm vương kiếm vương mũi kiếm chạm giết tới hắn đột nhiên hai ngón kẹp hướng vân tuyết kiếm thân kiếm kiếm vương gặp gì biết nấy hắn không có thấy rõ la quân tốc độ xuất thủ nhưng tự thân mẫn cảm lại làm cho hắn kiếm chuyển hướng liền muốn đem la quân ngón tay chặt đứt la quân vẫn là kiểu cũ hắn đột nhiên co vào ngón tay ống tay áo quấn lấy mũi kiếm kiếm vương lại không phải trước đó cái kia hoa văn có thể so sánh với hắn cấp tốc chấn động kiếm như kiếm ngư vào tới liền đem la quân ống tay áo xoắn nát lúc này kiếm vương cũng là hãi hùng khiếp vía hắn căn bản theo không kịp la quân tốc độ hết thảy biến hóa đều dựa vào mẫn cảm của mình cùng bản năng. Hắn mẫn cảm cùng bản năng cũng thật là lợi hại. Là quần ống tay áo bị xoắn nát, cái này một cái chớp mắt, cái kia bảo kiếm có một cái chớp mắt sơ hở cùng ngốc trệ. Cái này giống là một người xuất quyền về sau cảm giác. Một người, nhất quyền đánh sau khi ra ngoài, mặc kệ tốc độ của hắn lại nhanh, quyền hung mãnh hơn nữa. Hắn đều cần một lần nữa vận kinh, nhưng là cái này kinh lực chuyển đổi ở giữa, chính là một sơ hở. Cái này sơ hở, rất nhỏ bé, nhưng là tuyệt đối có. La Quân chờ chính là cái này sơ hở, trong nháy mắt, La Quân cánh tay như quỷ mị thiểm điện ép đến Kiếm Vương bảo kiếm trên thân kiếm. Kiếm Vương lập tức cảm giác được đối phương cánh tay như có vạn quân. La Quân cánh tay ngăn chặn thân kiếm, cong ngón búng ra. Ngón tay hắn chuẩn xác không sai đánh trúng kiếm thân thể. Nhất thời, một cỗ hung hãn tuyệt luân điện lưu bay thẳng kiếm Vương bàn tay, hổ khẩu Kiếm Vương thân thể chợt run lên, nhẹ buông tay, La Quân cổ tay chuyển một cái, liền đem cây kiếm này nắm bắt tới tay bên trên. Cái này bên trong biến hóa, đều tại hào điên ở giữa, tốc độ quá nhanh. Còn lại ba người quyền còn chưa tới La Quân trên thân, La Quân liền đã đoạt kiếm thành công. Tiếp theo, La Quân đem kiếm chấn động, cây kiếm này lập tức hướng phía Lâm Hoành kích bắn mà đi. Lâm Hoành liền cảm giác được chính mình mới mới ra quyền, không biết cái quỷ gì kiếm vương kiếm thế mà thì hướng phía hắn bắn giết tới. Lâm Hoành hãi nhiên, cấp tốc lui lại, tiếp lấy thân thể lướt ngang, lúc này mới đem kiếm vương cây kiếm này cho mau né qua. Bảo kiếm bị Lâm Hoành tránh đi, tiếp lấy thế mà bay thẳng đến Thái Hậu nương nương phương hướng kích bắn đi qua. Tốc độ nhanh như thiểm điện, lực lượng hung mãnh. Cái kia an mộ đại giám lập tức xuất thủ, hắn ngăn ở Thái Hậu trước mặt nương nương, tiếp trong tay xuất hiện kim tảm ti bao tay hắn thế mà thì đưa tay trực tiếp đem cái kia bảo kiếm cho bắt trên tay một trào này ở an mộ đại giám thân thể bỗng nhiên chấn động người cũng sau lùi lại mấy bước an mộ đại giám mặt sắc đại biến hắn cái này mới phát sắc kiếm này bên trong ẩn chứa một cỗ hung mãnh điện lưu an mộ đại giám nội tâm kinh hãi người này vận dụng kinh lực chi huyền diệu quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy a à. tại lâm hoành tránh đi một cái trước mắt là quân thân thể cũng động hắn thi triển ra di hình hoán ảnh thân pháp, thế mà liền trực tiếp nhào về phía Lâm Hoành. Tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ vây công là hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng là Lâm Hoành cái này một né tránh, liền giống như là đại đê xuất hiện lỗ hồng. Mà la quân tại đại đê bên trong chính là ngập trời hồng thủy, cái này đại đê xuất hiện lỗ hồng, chính là nhân dân tai họa ngập đầu. Đối với Lâm Hoành mưu trí lịch trình tới nói, đồng dạng là khổ không thể tả. Hắn vừa ra quyền, Kiếm vương kiếm thì không khỏi bắn giết tới. Hắn vừa mới lui ra ngoài, tránh thoát cây kiếm này, tiếp lấy cái kia la quân giống như đại điểu đánh tới. Hắn mắt tối sầm lại, đó là thái sơn áp đỉnh tư thái A. La quân thân ảnh hoàn toàn đem Lâm Hoành bao phủ. Lúc này, la quân một trưởng vỗ dưới. Đây là đại thành ấn. ầm, um, Lâm Hoành liền bị la quân tại chỗ đại thủ nát não, tử trạng thê thảm vô cùng huyền hư đạo trưởng cùng viên chính còn có kiếm vương toàn bộ vồ hụt la quân cấp tốc một cái linh dương móc sừng thi triển đi ra hắn thân thể lao nhanh trong nháy mắt liền đến đến kiếm vương trước mặt la quân vốn là cần xoay người một cái nhưng mọi người lại không có gặp hắn quay người cũng không biết chuyện gì xảy ra hắn cứ như vậy đi vào kiếm vương trước mặt kiếm vương mất đi bảo kiếm điều này hiển nhiên đối với hắn là hủy diệt tính đả kích la quân xuất hiện lúc cái kia cường đại áp bách lực để hắn kinh hồn bạt vía. Trong nguy cơ, kiếm vương bất chấp tất cả, hắn bạo giống một tiếng, tiếp lấy cả thân thể hung hăng vào tới La Quân. Lão hùng tràng thụ, kiếm vương cũng là không ngốc, lúc này liền chỉ cầu đả thương địch thủ. Hắn biết chỉ cần mình làm cho La Quân có một lát sơ hở cùng đình trệ, đối với đám bọn hắn như vậy mấy cái người mà nói, thắng lợi thì đã ở trong tầm mắt. Kiếm vương lực lượng cường hãn vô cùng, cái này đánh tới liền như ngọn núi sụp đổ tới, khí thế cường hãn, hủy diệt tính lực lượng. dù sao kiếm vương tu vi là bầy ở chỗ này, la quân nhưng cũng không né tránh, hắn đột nhiên vươn tay trên thân thể dương tiếp lấy nhất trưởng liền đặt tại kiếm vương trên đầu vai, thổi phu một tiếng, kiếm vương bị la quân trực tiếp theo quỳ trên mặt đất. cái kia viên chính cùng huyền hư đạo trưởng vốn cho rằng la quân muốn nhất trưởng toái kiếm vương đầu, lại không nghĩ rằng là quân đem kiếm vương nhất nhấn đồng thời, thân hình nhất chuyển, thế mà đến kiếm vương phía sau. Viên chính cùng huyền hư đạo trưởng công kích lại lần nữa thất bại. Kiếm vương cái quỷ này, mặt đất kia quang hoa gạch đá vỡ vụn thành từng mảnh, mảng lớn dạn nứt văn hiện ra. Dạng này lực lượng, quả nhiên là người xem kinh hồn bạt vía. Là quân đem kiếm vương sách trên tay, đột nhiên thì hướng viên chính quang ra. Viên chính mắt còn không có nâng lên, liền cảm giác trước mắt có vật nặng đập tới. Cái này vật nặng vừa vội vừa nhanh vừa độc, kinh phong bạo liệt. Hắn không kịp thấy rõ ràng, liền thân thể lóe lên, lập tức né tránh. Vừa mới né tránh, là quần tựa như chân thần buông xuống đến trước mặt hắn. Cái này một cái chớp mắt, viên chính tâm can lạnh mình, hắn thế mà phù phù một tiếng thì quỳ đi xuống, sau đó lệ rơi đầy mặt, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Lại nói kiếm kia vương thi thể bị viên chính tránh đi, lại hướng niếp chính phương hướng đập tới. Niếp chính mặt sắc âm trầm tới cực điểm, hắn một tay lấy kiếm vương thi thể vững vàng bắt lấy, sau đó đưa để dưới đất. Giờ này khắc này, cái kia huyền hư đạo trưởng cũng không dám lại tiến công. Tiến công thì là muốn chết, hắn cấp tốc lui ra phía sau đến niếp chính bên người, hổ thẹn nói ra, vương ra, thuộc hạ vô năng, cho ngài mất mặt. Là quân cũng không có đối viên chính chém tận giết tuyệt, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, không giết ngươi, cút về đi. Viên chính như gặp đại xá, hắn vội vàng đến niếp chính bên người, chỉ nói nói, thuộc hạ lại không mặt đợi tại vương ra bên người, cáo từ. Sau đó, hắn xoay người chạy ra đại điện. Viên chính tâm lý cũng không hối hận quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn biết, hắn chỉ cần trần chờ một cái chớp mắt, hiện tại hắn liền sẽ bước kiếm vương hòa lâm hồng theo gót. Không theo giả lam vương dạng này người động thủ, thì vĩnh viễn không biết giả lam vương đáo khủng bố đến mức nào. Giờ này khắc này, tiểu hoàng đế trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Hắn rốt cục bắt đầu trải nghiệm La Quân nói tới loại kia huyền diệu chi cảnh. Kiều Ngưng trong mắt cũng xuất hiện dị dạng thần thái, nàng dần dần bắt đầu minh bạch, vì cái gì La Quân lại là Thiên Mệnh Chi Vương. Hắn cũng không phải là cũng không bằng Thiên Châu những đại năng đó, bất quá là bởi vì hắn cất bước muộn. Mà hắn tại Vũ Lực thời đại, lại là như thế kinh tài tuyệt diễm. Kiều Ngưng tin tưởng, đợi một thời gian, cho dù là tại Pháp Lực thời đại, La Quân cũng sẽ như thế khác như vậy, lực áp quần hùng, chẳng sợ hãi. Mà Niếp Chính cùng Thái hậu nương nương mặt sắc làm theo khó coi tới cực điểm. La Quân nhìn về phía Niếp Chính. Niếp Chính cũng nhìn về phía La Quân. Niếp Chính, ta biết ngươi còn có ẩn tàng cao thủ, ngươi trên người mình cũng có vương bài." La Quân từ tốn nói, "Nhưng ngươi tin tưởng ta, ta muốn giết ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." "Nhưng nói như vậy, hoàng đế này cùng ngươi đồng bạn cũng liền chết chắc." Niếp Chính lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, "Thật sao?" hắn cười một tiếng, tiếp lấy lạnh lùng nhìn chung quanh ở đây, hắn nói ra, nếu ai dám động thủ giết bằng hữu của ta, ta nhất định để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Mặc kệ sau lưng của hắn có người nào, thế lực. Sau khi nói xong, là quân nói với Niếp Chính, ngươi cảm thấy có người có đảm lượng tới giết bọn hắn sao? Riêng là tại sao khi ngươi chết? Niếp Chính mặt sắc khó coi vô cùng. Giờ khắc này Niếp Chính, tuy nhiên bên người có thể vô số người, hắn tại thiên quân bên trong, lại cảm thấy phảng phất là tại một người đối mặt la quân niếp chính hít sâu một hơi hắn nói ra người quá coi thường ta thứ nhất người xuất thủ chưa hẳn giết đến ta thứ hai bên cạnh ta cũng có tử sĩ nếu như người uy được ta sinh mệnh bọn họ nhất định sẽ qua giết hoàng đế cùng bằng hữu của ngươi la quân nói ra ta cảm giác được nếu như ta trước giết chết sĩ ngươi thì có cơ hội đi bắt bằng hữu của ta nếu như ta trước hết là giết ngươi tử sĩ thì có cơ hội đi bắt ta đồng bạn đến uy ta. Hắn đón đến, nói, ta minh bạch, cho nên nói, hôm nay còn không phải ngươi tử kỳ. Ngươi đi đi. Niếp chính thu liếm tâm tình rất phức tạp, hắn lại lần nữa hít sâu một hơi, sau đó vung tay lên, nói ra, chúng ta đi. Thái hậu nương nương nhịn không được đứng lên, nàng cầu khẩn nhìn về phía niếp chính, nói ra, mang ta cùng đi. Niếp chính liền thì nhìn về phía la quân, la quân nhạt lạnh nói ra, Tuyệt đối không được. Niếp chính khẽ cắn môi. Liền không tiếp tục để ý thái hậu. Không sai sau đó xoay người tuyệt tình rời đi. Tha xuất sắc điện rất nhanh liền trống trải xuống tới. Thái hậu nương nương đổi phế ngồi ở vị trí đầu. Tiểu hoàng đế lúc này rốt cục cảm thấy mình có thể dương nghi thổ khí. Hắn nhìn về phía thái hậu nương nương. Nói ra. Ly thị. Từ nay về sau. Lãnh cung cũng là người duy nhất kết cục. Ha ha ha. Hắn sau khi nói xong liền chính mình đi mời hắn mẫu phi đi ra. Nói đến đáng thương, tiểu hoàng đế bên người thật sự là tìm không ra có thể sai xử người tới. Tiếp theo, tiểu hoàng đế tiếp mẫu phi hồi cung. Tại trong thượng thư phòng, tiểu hoàng đế hưng phấn tới cực điểm. Tiên sinh, chấm giờ mới hiểu được, trước tiên cần phải sinh một người, liền so cái kia thiên quân vạn mã còn tốt hơn dùng, tiểu hoàng đế nói ra. Là quân mặt sắc nhàn nhạt, nhạt, hắn cười một tiếng, nói ra, hoàng thượng, Tiếp xuống tình huống sẽ phát sinh cải biến. Người phải thật tốt sử dụng. Tiểu Hoàng đế nói ra. Chấm biết. Chấm chính là chính thống Hoàng đế. Niếp chính mãi mãi cũng là danh bất chính. Ngôn bất thuận. Hôm nay niếp chính ăn quả đắng. Rất nhiều người đều muốn cân nhắc đường lui. Chấm cái thứ nhất muốn thu về cũng là ngự lâm quân quyền thống trị. Là quân nói ra. Không sai. Hoàng thượng người phải nhanh một chút hạ chiếu đem việc này định ra tới. Tiểu Hoàng đế nói ra chỉ sợ ngữ lâm quân những người kia gặp sự tình không ổn đã dẫn người thoát đi hoàng cung la quân nói ra ngữ lâm quân chức trách cũng là thủ vệ hoàng cung bọn họ trốn sau khi ra ngoài tính là gì đó là kẻ đào ngũ vinh quang từ đó không tại chỉ sợ liền xem như thống lĩnh muốn chạy trốn các binh sĩ cũng không muốn tiểu hoàng đế nói ra tiên sinh nói có đạo lý la quân nói ra huống chi mặc kệ bọn hắn đào tẩu vẫn là không có đào tẩu cái này chiếu một dạng muốn dưới, một dạng muốn có tác dụng. Nếu có người không phụng chiếu, liền theo không phụng chiếu tội đến xử phạt. Bây giờ, hoàng thượng ngươi muốn làm liền là đưa ngươi mất đi hoàng đế uy nghiêm, toàn bộ tìm trở về. Muốn để ngươi thánh chỉ, từ đó thực sự trở thành thánh chỉ. Tiểu hoàng đế trong mắt thả ra tinh quang đến, hắn nói ra, "Tốt, chấm cái này hạ chiếu, đem người Ngự Lâm quân kia thống lĩnh được phương, phó thống lĩnh Trương Anh Kiệt chém đầu dân chúng." lại lập chấm tâm phúc qua trưởng quản ngự lâm quân không thể là quân lập tức nói có gì không thể tiểu hoàng đế nhất thời kỳ quái là quân nói ra không chỉ là không thể giết mà lại hoàng thượng ngươi muốn hạ chỉ ý chính là ban thưởng đồng thời hứa hẹn đối dĩ vãng hết thảy khái không truy cứu vì cái gì tiểu hoàng đế nhất thời cảm thấy không cam lòng là quân nói ra hoàng thượng người muốn rõ ràng hiện tại cuộc thế trước đó ngươi không có thế lực tất cả mọi người tại ngươi mặt đối lập. Ngươi cũng không thể trách bọn họ, đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ có cái lựa chọn này. Nếu như bây giờ, ngươi đem bọn hắn giết, cái kia mọi người hội liều chết qua ủng hộ niếp chính, không dám quy thuận ngươi. Nhưng là ngươi như chuyện cũ sẽ bỏ qua, bọn họ liền sẽ căn cứ tình thế, dần dần hướng ngươi dựa sát vào. Tiểu hoàng đế nghe vậy hiểu ra, hắn may mắn nói ra, may mắn có tiên sinh ngươi lại bên cạnh nhắc nhở, không phải vậy chấm lần này chỉ sợ trọng phạm sai lầm lớn. Kiều Ngưng ở bên cười nói, hiện tại Hoàng thượng ngươi hẳn là sẽ không còn cảm thấy là quân chính là một giới mãng phu A. À. Tiểu Hoàng đế nói ra, tiên sinh chính là đại tài, đại tài, là chấm ánh mắt thiển cận. Là quân đầu não là tuyệt đối thông minh, lúc nào nên động não, lúc nào lười nhác động não, trong lòng của hắn tự nhiên là có phổ. Lấy lực lượng một người, dung chuyển nhiếp chính vương cái này nói đến tựa như là nói mơ giữa ban ngày nhưng la quân lại là làm đến hôm nay chi niếp chính nghiêm chỉnh mà nói cũng không có thất sách hắn chuẩn bị đầy đủ đem la quân bọn người vây quanh tại thả suốt sắc cung hắn duy nhất tính sai cũng là đối la quân năng lực vẫn là đánh giá thấp rất gần bên trong người chỉ địch quốc tại dạng này trong một cái đại điện khoảng cách như vậy bên trong niếp chính liền có thiên quân vạn mã vậy đối với lên la quân cũng là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu La Quân thì lấy được thắng lợi. La Quân biết, hắn cũng có nhược điểm cùng sơ hở, cái kia chính là tiểu hoàng đế cùng Kiều Ngưng. Một khi cá chết rách lưới, liền sẽ có không thể dự đoán ngoài ý muốn. Cho nên La Quân biết, hôm nay không phải giết Niếp Chính thời điểm. Mà Niếp Chính một khi rời đi hoàng cung, rời đi cung điện kia, hắn chính là con cá tiến đại hải. La Quân muốn lại giết Niếp Chính chính là càng không dễ dàng. Nhưng Niếp Chính lại có thể tụ tập hắn từ nguyên tới đối phó La Quân. Điểm này, La Quân tâm lý rất rõ ràng, nhưng hắn chẳng sợ hãi, hắn đối quyền lợi cũng không có bao nhiêu dục vọng, nhưng La Quân cùng Kiều Ngưng ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ tại trận này hoàng quyền trong tranh đấu, có thể tìm tới bọn họ về nhà đường. Long Vương bảo tàng đồ đã tại hoàng thượng trong tay, ác long có lẽ thật muốn bọn họ tới đối phó. Tương lai đường, đến làm như thế nào đi? là quân tâm lý không rõ ràng, nhưng là hắn biết, đường nhất định ngay tại dưới chân. Lại nói tiểu hoàng đế trước đó đem duy nhất mấy tên hoàng cung bảo tiêu an bài qua bảo hộ chắc mã, đây là tiểu hoàng đế tại đối la quân biểu thị thành ý. Giờ phút này, tiểu hoàng đế triệu hồi hoàng cung bảo tiêu, hắn an bài bốn người tiến đến tiếp quản ngự lâm quân. Tại hoàng cung ngự lâm quân quân doanh chỗ, ngự lâm quân thống lĩnh được phương còn có phó thống lĩnh Trương Anh Kiệt, cùng còn lại mấy tên phó tướng đều tại mà lại ngự lâm quân ba ngàn quân sĩ cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không rời đi. Bọn họ cũng đều biết, Hoàng ngay lập tức muốn ra tay với ngự lâm quân. Tiểu Hoàng đế lần này không có tự mình đến, hắn hiện tại muốn dưỡng thuộc về Hoàng thượng uy nghiêm, không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm. Bốn tên đại nội cao thủ cùng đi đến cái này quân doanh chỗ. Lúc này sắc trời đã tối, một vòng như mun treo ở ngọn cây. Ngự lâm quân thống lĩnh được phương, phó thống lĩnh Trương Anh Kiệt, cùng ngự lâm quân toàn thể tướng sĩ tiếp chỉ. Cái kia đại nội cao thủ ngạo thiên trình diện về sau, cất giọng quát. Được phương cùng Trương Anh Kiệt lập tức liền xuất lĩnh ngự lâm quân tướng sĩ quỳ xuống tiếp chỉ. Mà tướng tiếp chỉ, được phương cùng Trương Anh Kiệt trong lòng hiển nhiên là bất ổn, nhưng là bọn họ đã không có khác lựa chọn. Muốn chạy trốn, chạy trốn tới đâu đây? Muốn đi tìm nơi nương tựa nhiếp chính vương sao? Có thể ngự lâm quân những tướng sĩ đó nhóm cũng không nguyện ý, ngự lâm quân ba chữ cũng là bọn họ suốt đời vinh quang mà lại được phương giã tâm lý rõ ràng hắn một khi thật chạy trốn tới nhiếp chính vương nơi đó nếu là hắn mang không đi ngự lâm quân như vậy hắn cũng không có cái gì giá trị nhiếp chính vương thủ hạ cao thủ nhiều rất lợi hại đâu đến lúc đó hoàng thượng còn càng thêm sẽ không bỏ qua được người phương ra được phương cùng trương anh kiệt hoành một lòng quyết định thì lưu lại nhiều nhất đó là một con đường chết chết cũng phải chết như cái đàn ông không quá lập tức được phương cùng Trương Anh Kiệt cũng có chút mắt trợn tròn. Bởi vì Hoàng thượng hạ chiếu, cũng không muốn xử trí hai người này, ngược lại trùng điệp phong thưởng, cũng hứa hẹn tuyệt không thu được về tính sổ sách. Được phương cùng Trương Anh Kiệt nhất thời lệ nóng doanh trong. Ngự lâm quân qua chiến dịch này, chưa hẳn thì thật hiệu chung với Hoàng thượng ngài. Nhưng là, cái này đều không trọng yếu, khi ngài càng ngày càng có thể chống đỡ niếp chính, càng ngày càng có thể quyền lực vững chắc như vậy ngài người bên cạnh độ trung thành liền sẽ càng cao. Trong chiều cũng vẫn là có thật nhiều trung thần nghĩa sĩ lão thần, hoàng thượng ngài phải thật tốt lôi kéo bọn họ, để bọn hắn vì ngài xuất lực. La quân tiếp tục đối tiểu hoàng đế ân cần dạy bảo. Hắn còn nói thêm, trong thời gian này, nhiều trên giang hồ triệu tập một số hảo thủ tiến đến. Tiểu hoàng đế liên tục gật đầu. Tại nhiếp chính vương trong vương phủ, nhiếp chính đối với tiểu hoàng đế nhất hệ liệt động tác nhưng cũng là nhất thanh nhị sở. Niếp chính sắc mặt nghiêm túc dưới tay hắn thứ nhất mưu sĩ mạc đại tiên sinh nói ra vương ra nhìn cái này tiểu hoàng đế là muốn từng bước một thu nạp quyền lực Niếp chính trầm giọng nói ra đây hết thảy đều không trọng yếu chúng ta bây giờ duy một trọng yếu cũng là đối phó già lam vương già lam vương nếu như chết nhỏ như vậy hoàng đế thì vẫn là chuyện tiếu lâm bất quá lớn lao cái này già lam vương so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều mạc đại tiên sinh nói ra ngài nói chúng ta còn có cơ hội hay không đem hắn lôi kéo đến chúng ta bên này đâu. Không cần nghĩ, Niếp Chính nói ra, hắn dạng này người, một khi làm quyết định thì tuyệt sẽ không sửa đổi. Hắn đứng tại tiểu hoàng đế bên kia, một khi thật đem bản vương vặn ngã, vậy hắn liền sẽ là cái thứ hai Niếp Chính vương. Điều này hiển nhiên với hắn mà nói, có khiêu chiến nhiều. Mạc Đại Tiên Sinh nói ra, vậy xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể giết hắn. Niếp Chính nói ra, có thể giết thế nào đâu. Mạc Đại Tiên Sinh nói ra, vương gia, địch nhân địch nhân, đó chính là chúng ta bằng hiếu. Chẳng lẽ ngài vong thần hòa lâm triệu nam? Miếp chính nhãn tình sáng lên, hắn kinh hỉ nói ra, không sai, người lập tức qua cho bản vương liên lạc hai người này. Riêng là lâm triệu nam, để hắn mang càng hơn cao thủ tới. Chỉ cần có thể đem già lam vương giết, bản vương có thể cho thánh long môn càng thật tốt hơn chỗ. Vâng, vương gia mạc đại tiên sinh mỉm cười ngày thứ hai tảo triều nhiếp chính vương nhiếp chính không có trước tới tham gia liền cũng còn có thật nhiều lão thần cáo bệnh không tới nhiếp chính đương nhiên sẽ không tới tham gia bữa sáng hắn là sợ bị la quân cho ngay trước quần thần đem hắn giết mà một số khôn khéo lão thần riêng là phụ thuộc vào nhiếp chính lão thần tự nhiên cũng liền thông minh không tới đại ly nước đến nước này nội bộ đã là thối nát không chịu nổi triều thần nhóm phần lớn nghĩ là trèo viêm phụ thế, vớt chỗ tốt. Bởi vì là nhiếp chính vương nhiếp chính bản thân cũng chính là cái tham tại hưởng thụ người. Nhiếp chính xa hoa lãng phí sinh hoạt là la quân không dám tưởng tượng. Hắn tiểu thiếp có hơn 300 cái, hắn mỗi ngày ẩm thực tinh tế đến làm cho người giận sôi cấp độ. Một mình hắn đang hưởng thụ cả quốc gia tài phú, hắn cũng đang liều mạng tiêu xài. Sở dĩ, đại ly nước còn không có sụp đổ. Thứ nhất là bởi vì gần nhất những năm này, quốc gia vận khí tốt, mưa thuận gió hòa. Bách tính tuy nhiên tại dưới áp lực mạnh, nhưng cũng còn có thể miễn cưỡng được chăng hay chớ. Thứ hai, Thánh Long Môn cũng là lớn nhất tà giáo tổ chức, Thánh Long Môn không muốn phản, chỉ muốn kiếm tiền, sau đó cũng còn khía cạnh tới làm đến ổn định xã hội hình thái. Đây là một cái rất khéo léo hiện tượng. Nhưng Thánh Long Môn đồng dạng cũng là đại ly nước một cái cực lớn u ác tính, cái u ác tính này lớn đến không thể lập tức cắt đứt cấp độ, một khi đem thánh long môn bước phản, cái kia toàn bộ đại ly nước đều có thể sụp đổ. Cho nên, tiểu hoàng đế đường, thực là phi thường khó đi. Nhưng đường lại khó, vậy cũng muốn từng bước một đi xuống. Đệ nhất thiên triều sẽ, có hai phần ba quần thần tương lai. Tiểu hoàng đế vì thế khó khăn, hắn hướng là quân thỉnh giáo. Là quân liền nói ra, người lập tức ban chỉ, ngày mai không tới tham gia triều hội, liền cho bọn hắn phê nghỉ dài hạn mỗi người 3 năm nghỉ dài hạn, sau đó tìm hắn người đến thay thế bọn họ trước vị. Không phải còn có một số quần thần tới sao, để bạt bọn họ, thuận tiện để bọn hắn đề cử một số người mới. Dù sao triều đình đã đầy đủ hỗn loạn, là quân cảm thấy cũng liền không sợ loạn hơn một số. Hiện tại không đem triều đình vững chắc xuống, còn nói gì làm việc. Tại Biện Kinh tới nói, các bộ các ti đều là làm từng bước. Không có mấy cái là không thể thay đổi cùng thay thế quốc gia đã loạn thành bộ dạng này, thì sợ gì? Tiểu hoàng đế con mắt nhất thời sáng lên, nói liên tục diệu kế. Sau đó, kiều ngưng hướng là quân cười khổ, nói ra, một quốc gia vận chuyển, chính là có phức tạp mà to lớn hệ thống. Cảm giác người có phải hay không cũng quá qua loa, có đôi khi rút dây động rừng, thật đem chọn quốc gia xa vào đến không thể nghịch chuyển cục diện, cái kia ngươi chính là đại tội nhân. Là quân nói ra, người đây nói không sai, quốc gia thật là phức tạp mà to lớn hệ thống. Nhưng là cái này to lớn hệ thống lại sẽ không bởi vì người nào đó rời đi liền có quá lớn cải biến. Hắn đón đến, nói ra, quốc gia đại sự, tự nhiên không phải trò đùa. Nhưng là dưới mắt, trọng chứng còn cần mãnh dược, còn lưu lại những hậu di chứng đó chỉ có thể ngày sau tiểu hoàng đế chính mình chậm rãi qua vốt lên. Kiều ngưng cười một tiếng, nói ra, nhìn không ra, người vẫn là cái chỉ thế năng thần. La quân cười cười, nói ra, thực đó là cái chơi rất vui sự tình, vạn pháp giống nhau, ta sở dĩ có thể cho tiểu hoàng đế nghĩ kế, là bởi vì ta có thể đứng ở chỗ cao đến đối đãi toàn bộ cục diện. Mà ở trên trời châu bên trong, ta thì làm không được. Chỗ nào rất nhiều biến hóa là ta không có thể ứng phó, cho nên ta cũng không có khả năng qua cho hoàng thượng nghĩ kế. Liền xem như cái kia nho nhỏ thái thượng dậy, cũng cho ta sát phí đầu óc. Nhưng là ở chỗ này thì khác biệt. Kiều Ngưng nói ra, đổi lại thần đế ở trên trời châu, chỉ sợ hắn cũng có thể một dạng biến nặng thành nhẹ nhàng đến xử lý Thiên Châu sự tình. La Quân nói ra, không sai, hắn đón đến, nói, ở chỗ này, ta có thể tìm được căn nguyên mấu chốt vị trí. Thiên Châu căn nguyên mấu chốt, không phải người ta ánh mắt có thể nhìn thấy. Ngày thứ hai triều hội, quần thần trên cơ bản toàn bộ đều tới. Niếp chính thực cũng chưa xuống đạt bất cứ mệnh lệnh gì, lúc trước hắn thực cũng chưa qua lôi kéo những quần thần đó. Hắn cũng là hỗn thế bá vương chỉ có người khác đến leo lên hắn, hắn nơi nào sẽ qua lôi kéo người khác. Mà dưới mắt, Niếp Chính muốn làm không phải việc khác tình, mà chính là nghĩ biện pháp tới giết La Quân. Niếp Chính nhìn vấn đề cũng rất trực tiếp, hắn biết hắn chỉ cần giết La Quân, hắn hết thảy đều không là vấn đề. Sau đó tại một ngày này, tiểu hoàng đế rốt cục dương mi thổ khí thượng chiều một lần sẽ. Dĩ vãng hắn chỉ có thể ở nhiếp chính vương bên người vâng vâng nhược nhược. Một ngày này, tiểu hoàng đế hăng hái hắn nghe rán nạp rán, nghiêm chỉnh có nhất đại minh quân chi phong phạm. Không quá về sau tiểu hoàng đế sẽ như thế nào, không ai nói rõ ràng. Dù sao từ xưa đến nay, bình thường hoàng đế mới lên đảm nhiệm lúc, vậy cũng là có chút minh quân phong phạm. Về phần những quốc sự đó nên xử lý như thế nào, là quân đương nhiên sẽ không tham nói, hắn cũng không có đi tham gia triều hội. Hắn không có hứng thú qua tham dự triều đình chính trị. Mà những quốc sự đó xử lý, hắn tự nhận cũng không có những quần thần đó lão hổ ly đến am hiểu. Toàn bộ biển kinh đều đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu, Niếp Chính giấu tài để rất nhiều người đều cảm thấy Niếp Chính Vương là đang e sợ Hoàng đế. Thiên phải đổi các loại. Mà Tiểu Hoàng đế bây giờ tự nhiên cũng là không dám đi động Niếp Chính, Niếp Chính trong tay nắm giữ cửu môn đề đốc, các lộ quân đội nhân mã. Một khi Niếp Chính bước thoái vị, hậu quả kia Tiểu Hoàng đế cũng không chịu nổi. Tuy nhiên là quân cái thế vô song. Nhưng La Quân nhưng cũng là chỉ có thể chấn nhiếp Niếp Chính. Nếu thật là thiên quân vạn mã, cung tiến đội chuẩn bị kỹ càng, cái kia La Quân cũng chỉ có thể cục đuôi đào tẩu. Có điều loại tình huống này cơ bản sẽ không phát sinh, thật có thiên quân vạn mã tới, La Quân đã sớm cảm giác hiểm mà tránh. Mà lại Niếp Chính cũng biết, ánh sáng giết tiểu hoàng đế, cái này cũng không có gì chứng dùng. Chỉ cần La Quân không chết, hắn Niếp Chính thì không có cách nào an tâm. Niếp chính cũng không nguyện ý đi đến một bước cuối cùng, nếu như binh biến bước thoái vị, việc này tính chất thì hoàn toàn biến. Rất nhiều người có thể khoan nhượng nhiếp chính vương, chưa hẳn có thể khoan nhượng nhiếp chính vương được phản nghịch sự tình. Niếp chính cũng muốn rơi một cái tiếng tốt, huống hồ hắn cho rằng, hết thảy phức tạp cùng khó khăn đều chỉ tại la quân trên người một người. Cho nên hiện tại Niếp chính sẽ không đi theo tiểu hoàng đế tranh những vật này. Đương nhiên, Niếp chính là sẽ không binh tướng quyền giao ra. Gia hắn không ngừng nắm giữ cửu môn đề đốc binh quyền, còn nắm giữ biên phòng các bộ binh quyền. Cửu môn đề đốc chính là thành biện kinh cửu môn, chính là phòng thủ biên giới tinh nhuệ vị trí. Cho dù là la quân tại, la quân cũng không có cách nào qua bức niếp chính giao ra binh quyền. Và lại, song phương hiện tại cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Niếp chính dễ dàng tha thứ tiểu hoàng đế lôi kéo quần thần, xử lý một ít chuyện riêng. Nhưng nếu như tiểu hoàng đế muốn động niếp chính binh quyền, như vậy nhiếp chính khẳng định chọn cá chết rách lưới. Đây là một cái rất vi diệu quá trình. Là quân nhàn nhã ba ngày, ba ngày này thì đều trong Hoàng Cung. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 60.